Mật mã Tây Tạng, Trác Mộc Cường 3 Tập 41 Mấy phút sau, cơn gió lồng lộng trên không trung mang tiếng hú của Trác Mộc Cường 3 đi đến một nơi rất xa. Trên đỉnh một tòa kiến trúc tương tự như kim tự tháp, cái bóng đen nằm ở vị trí cao nhất trên bình đài khẽ vẫy vẫy tai, mở cặp mắt ngạo nghễ nhìn đời đó ra, tung mình đứng bật dậy, khe khẽ đung đưa cái đầu. Bên dưới kim tự tháp, lập tức có vô số cái bóng lố nhú đứng dậy. Xung quanh tòa kim tự tháp ấy, không ngờ lại là cả ngàn con sói và cháu ngao, dường như vị trí của mỗi con trên kim tự tháp cũng tượng trưng cho thân phận và địa vị của chúng. Bọn chúng đều hơi ngạc nhiên ngước nhìn vị vương giả ở ngôi trí cao vô thượng kia, chỉ thấy đức vua của chúng chăm chú nhìn về phía nam, khe khe cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Sống chung với sói ba. Con bà nó chứ, chó chết thật. Mơ không ngờ đã mất đi cả phong độ thường ngày, tức tối chửi bới om sòm, suýt chút nữa thì đã cầm cả máy tính sách tay lên ném ra ngoài. Y hằn học chỉ vào bản đồ lập thể trên màn hình máy tính nói, chỗ này chúng ta đã đi qua rồi. Không chỉ một lần. Sauce cũng giờ khóc giờ cười nhìn màn hình máy tính, trùng khớp đến 99%, nếu nói không phải là cùng một nơi thì thực sự khiến người ta khó mà tin nổi. Y ngẩng đầu lên nhìn sương mù mờ mịt phủ kín cả trời đất, không khỏi cảm khái thở dài, từ khi hai con sói dẫn đường kia vô duyên vô cớ mất tích, bọn y gần như không tiến thêm được bước nào nữa. Tuy nói là trời thi thoảng lại có một trận tuyết, và lại thức ăn hàm lượng dinh dưỡng cao trong ba lô đủ dùng trong ba năm, cả nước và thức ăn đều không thiếu thốn gì, nhưng nếu cứ đi vòng vòng mãi trong sương mù không tìm được lối ra, mà bọn y lại đông người thế này, khó mà tránh khỏi bị ức chế cảm xúc, cuối cùng sẽ dẫn đến sụp đổ tinh thần. Toàn bộ đội ngũ này đều là lính đánh thuê, bất cứ tên nào nổi điên lên cũng sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Có điều cũng còn may, đám lính đánh thuê không hề biết bọn chúng đang đi vòng quanh, và lại, Merkin đã nói, chỗ này còn cách bạc ba la thần miếu một quãng khá xa, ít nhất cũng phải ba tháng mới đến được. Xem ra, Merkin sớm đã dự đoán được tình hình này sẽ xảy ra, mà để lại cho mình một khoảng lùi. Merkin bừng bừng tức giận bước ra khỏi lều, ngước nhìn bầu trời u ám, hít sâu mấy hơi liền. May mà mấy ngày nay, dọc đường còn tìm được thêm mấy tên lính đánh thuê bị lạc lúc nhảy dù, những tên mới còn lại không nghi ngờ gì, nhưng chuyện bị chúng phát hiện ra cả bọn đang đi vòng vòng cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mark đi phía sau, vừa đoán tâm tư Merkin, vừa nói, ông chủ, tôi thấy chính là thằng lỏi nhạc dương kia đang cố ý dở trò đấy. Nó đang dùng cái kỹ thuật dựng bản đồ lập thể quỷ quái gì đó để dẫn chúng ta đi vòng vòng. Merkin lừa mắt lườm lừ mắt một cái không nói gì. Mark lại nói, còn nữa, ông Kha Phu mang đến bao nhiêu đồ tốt, sao nhạc dương lại không chịu mặc, mà vẫn khoác cái áo cũ dích của nó. Tôi nghi ngờ, trong bộ đồ cô ấy có dấu máy theo dõi để cho đủ rồi mơkin hư lạnh một tiếng làm mark giật thoát mình run lập cập chỉ biết nói cái này không được cái kia không xong mày thì giỏi lắm đấy bảo mày theo nhạc dương học cách thao tác phần mềm ấy mày học đến đâu rồi mơkin bảo mark đi học cách thao tác máy tính của giáo sư phương tân cũng là chuyện bất đắc dĩ tuy kha phu có mang đến máy tính của y nhưng hệ thống đó chủ yếu để sử dụng trong lúc tác chiến không giống như của giáo sư phương tân thiên văn khí tượng, địa lý vật lý, y học hóa học, canh nông kinh tế, phong thổ nhân tình, thứ gì cũng có hết, huống hồ trong đó lại còn bao gồm toàn bộ tư liệu điện tử của Bảo tàng Anh Quốc. Khổ nỗi, những phần mềm hữu dụng trong máy tính của giáo sư Phương Tân lại toàn thao tác bằng tiếng Trung, trong cả đội ngũ này, chỉ có y với mắc là biết lõm bõm vài chữ. Còn đám lính đánh thuê kia thì khỏi phải trông mong gì, nói theo cách của lính đánh thuê, thì nếu đến cả thứ tiếng khó như tiếng Trung chúng còn biết, thì cần quái gì phải đi làm lính đánh thuê nữa bản thân y cũng không tiện hạ thấp thân phận đi hỏi nhạc dương xem phần mềm ấy sử dụng như thế nào, nên đành phải bảo mắc theo học, bình thường cái máy tính ấy cũng do mắc đích thân đeo trên lưng, ai ngờ hắn ta học gần một tháng rồi mà vẫn chẳng biết gì cả. Mắc im thiên thiết không dám ho he gì, mắc lại gần giọng rít lên, mày xem nhạc dương đấy, trinh sát thực địa, quan trắc thiên tượng, vẽ bản đồ lập thể, phân tích địa hình, đánh dấu tọa độ, trong tất cả những thứ ấy, mày học được cái gì rồi? Ngoài hớt lẻo ra, mày còn biết cái gì nữa không? thà tao có thuộc hạ tài cán mà tâm địa khó lường còn hơn là một lũ phế vật trung thành như mày. Dứt lời, Merkin phất tay bỏ đi, Mark bần thần nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên tuyết miệng hớn hở, thầm nhủ, hi hi, ông chủ bảo mình là đồ phế vật trung thành, chứng tỏ rằng địa vị của mình trong lòng ông ấy còn cao hơn mấy tên khác. Nghĩ tới đây, hắn lại dương dương tự đắc chui vào trong lều, thấy nhạc dương vẫn đang ngồi đần ra trước bản đồ và một đống số liệu, liền đổi giọng an ủi, đừng quá cưỡng ép bản thân làm gì, tôi và ông chủ đều rất tin tưởng cậu, chúng ta nhất định có thể ra khỏi vùng sương mù này, đúng không? Nhạc Dương liếc nhìn mắt, hồi lâu sau mới thở dài nói, ừm. Um. Địa hình nơi này, những chỗ địa mạo hình số 8 rất nhiều, mức độ giống nhau của núi non cũng rất cao, chỉ cần hơi không lưu ý một chút là sẽ thành đi vòng vèo ngay. Tôi đã cố hết sức để tránh không lặp lại những tuyến đường cũ, chỉ là trời không chịu ý người mà thôi. Mắc nghĩ ngợi dây lát, liền hỏi, trang bị của chúng ta như thế này mà vẫn phải đi vòng vòng ở đây, vậy thì đám người kia chắc chắn cũng không thể ra khỏi vùng sương mù này, phải chứ? Tôi không biết, Nhạc Dương Thành thực trả lời, trước đây tôi chỉ đi theo cả đội, tuy không biết bọn họ dùng phương pháp gì để phân biệt phương hướng trong màn sương mù mịt, lại gây nhiễu tín hiệu điện tử này. Nhưng tôi có cảm giác, bọn họ không hề đi đường vòng. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, các anh có lũ sói dẫn đường, có thể từ phía sau chúng tôi vượt lên phía trước. Chứng tỏ rằng, lũ sói mới thực sự quen thuộc hoàn cảnh nơi này, nếu như ông Sos. Nhạc Dương cố ý chỉ nói một nửa, mắc quả nhiên tiếp lời theo ngay, hừ, cái tên sauce chết dịch, tôi thấy hắn ta đúng là cái đồ ăn không ngồi rồi, tự mình không biết đã ra lệnh sai sót kiểu gì, làm mất hai con sói dẫn đường, rồi lại đổ hết tội lên đầu tôi, tôi có phải là thao thú sư đâu chứ? Cậu thấy đấy, dạo này ngày nào hắn cũng nốt hương gọi sói gì đấy, mà có gọi được con chó chết nào đâu mình chẳng giỏi giang gì, chỉ biết trách móc người khác. Nhạc Dương cười cười, có điều, tôi cảm thấy Sox cũng rất giỏi. Phải chăng là có nguyên nhân gì khác, nên ông ấy mới không gọi được lũ sói đến. Hả, Mark cảm thấy trong lời của Nhạc Dương dường như còn có ý gì khác, liền chỉ ra hộ anh luôn, ý cậu là. Thằng cha đó cố ý, ừm, um, làm như vậy thì có lợi gì cho hắn nhỉ? Nhạc Dương đang định bảo mình không có ý đó, thì Mark đã vỗ đùi đánh đét một tiếng, như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, đúng rồi. Chắc chắn là hắn thấy Kha Phu dẫn theo đông người như vậy, tác dụng của hắn không còn nhiều nữa, trong lòng khó chịu nên mới cố ý giả bộ không tìm được lũ sói, hòng khiến chúng ta cứ đi vòng quanh trong sương mù thế này. Sau đó, khi tất cả mọi người đều đã mệt mỏi dã rời, vô kế khả thi, hắn mới gọi bọn sói đến, khi ấy mới thể hiện ra khả năng của mình. Nhạc Dương không thể ngờ, chỉ một câu nói tùy tiện của mình lại khiến mắc liên tưởng ra nhiều thứ như vậy, không khỏi thầm nhủ, tên mắc này cũng đâu phải ngu. Chỉ thấy mắc lại hưng phấn chạy ra ngoài, không cần đoán cũng biết hắn lại đi ton hot mách lẻo rồi. Chuyện này, đối với mắc mà nói, nhất định là một phát hiện trọng đại. Nhạc dương thầm nhủ, đây là từ mày nghĩ ra đấy nhé, không liên can gì đến tao. liền sau đó, anh lại nghĩ, có lẽ, để tin tức này lan truyền trong đám lính đánh thuê sẽ có hiệu quả bất ngờ cũng nên. Thấy mắc đã đi xa, nhạc dương lại tập trung tinh thần vào bộ máy tính, trong đầu thầm tính toán, mấy người Pháp Sư Á La và Cường Ba Thiếu Gia chắc giờ này đã không còn xa bạc ba la thần miếu mấy nữa. Có lẽ, cũng đến lúc để bọn lính đánh thuê này đi thêm mấy bước rồi, đổi nơi khác lại cho chúng đi lòng vòng tiếp vậy. Xung quanh không ai dám thị, ngón tay nhạc dương liên tiếp gõ xuống bàn phím, chỉ thấy trong chớp mắt, bản đồ lập thể trên màn hình đã hoàn toàn thay đổi, xuất hiện một địa hình mới. Từ khi phát hiện ra cái túi chất dẻo ấy, chắc một cường ba cứ uất không vui, dường như gã cũng chẳng còn hứng thú gì với việc tuần tra lãnh địa, tìm kiếm con mồi như trước nữa, chỉ ở lì trong hang động mới tìm được, không chịu ra ngoài. Sói út thấy gã chịu nặng một bầu tâm sự, liền ở trong hang với gã, lúc thì làm núng, lúc lại nhảy tớn lên đùa nghịch, sau khi giờ hết tuyệt chiêu ra rồi mà vẫn thấy chắc một cường ba không vui, nó đành bất lực nằm gối đầu lên đùi gã, phát ra những tiếng khò khè bất mãn. Đến lúc ấy, tâm tình đang cuồn cuộn sóng của Trác Mộc Cường Ba mới lắng xuống được phần nào sói cả và sói hai đi tuần tra lãnh địa trở về, ở bên ngoài cửa hang gì dầm gì đó. Sói út dựng tai lên lắng nghe, đảo mắt một vòng, rồi từ người chắc Mộc cường ba trèo xuống, gia nhập cuộc thảo luận của hai con sói kia. Chắc một cường ba chỉ nghe loáng thoáng thấy mấy âm tiết có nghĩa con mồi, không xa, còn đâu thì chẳng hiểu gì cả. Ba anh em sói xám thảo luận một hồi, chỉ thấy sói út tung tăng chạy tới, kéo kéo ống quần chắc một cường ba, miệng gầm gừ kêu lên, đi săn, đi săn, Trác Mộc Cường ba chầm chậm đứng lên, theo sói út ra ngoài, cho dù tâm trạng có tệ đến mấy thì cũng phải ăn thôi. Có điều, gã lại phát hiện ra, sói út miệng thì kêu đi săn, đi săn, nhưng mắt cứ nhìn chầm chầm vào cái áo da thật của mình đảo tròn, nhất thời cũng không hiểu là ý gì. Họ men theo bờ sông vào khu vực sát chân núi của tầng bình đài thứ ba, được khoảng mười mấy cây số, phía trước liền xuất hiện một đầm nước. Có mấy con sông nhỏ cùng đổ về đây, bốn phía lưa thưa một vài loài thực vật chịu được lạnh giá, những đống nham thạch núi lửa cao gấp mấy thân người vươn lên tua tổ như gai nhọn, sương mù vấn vít, tầm nhìn hết sức hẹp. Đi thêm chút nữa, cảnh vật trước mắt liền thay đổi, bên bờ đầm nước xuất hiện một đàn hươu khổng lồ đang nhàn nhã gặm lá non của một loài thực vật không biết tên. Đây hiển nhiên là một đàn rất lớn, khoảng 17-18 con cái, hai ba chục con đực, con hươu đầu đàn rất cao lớn, từ chân đến vai đã khoảng hơn 2 mét rồi, còn cặp sừng vĩ đại trên đầu nó kia, riêng chiều ngang ít nhất cũng phải 3 mét trở lên chắc một cường ba không khỏi thầm kinh hãi ghê thật. đồng thời gã cũng hiểu ra tại sao sói út cứ nhìn vào tấm áo da của mình. nếu có thể săn được một con hươu nữa thì gã lại làm thêm được một bộ đồ da nữa rồi. thấy ba anh em sói xám xâm nhập, đàn hươu lập tức trở nên căng thẳng. những con hươu lớn nằm giải rác liền lần lượt đứng lên. mấy con đang dùng sừng hút nhau cũng dừng cuộc đấu. hươu mẹ từ từ dồn lại một chỗ, hươu được chầm chậm tạo thành một nửa vòng tròn vây lũ hươu cái ở giữa duy chỉ có con hươu đầu đàn kia là vẫn đứng từ xa quan sát ba anh em sói xám, không hề lộ vẻ hoảng hốt. Ngược lại, ba anh em sói xám thì hết sức nhàn tản, bước chân không gấp gáp cũng không chậm quá, thong dong đi quanh đàn hươu, hoặc lao xuyên qua những kẽ hở giữa chúng, chốc chốc lại dừng lại nhìn một con hươu nào đó, trụng đầu khọt khẹt gì dầm một phen như thể đang bình phẩm, sau đó chúng lại tiếp tục đi một vòng, bộ dạng rất giống mấy bà mấy cô đi chợ chọn rau, cây nào mập quá cũng không ưng, mà gầy quá cũng không chịu, lựa đi lựa lại mãi cũng chẳng xong. Chắc Mộc Cường ba biết, ba anh em sói xám đang lựa chọn con hưu yếu nhất, trong đàn có con nào răng lợi không tốt, con nào tiêu hóa không được ổn, con nào từng bị thương hoạt động không tiện, gã không thể phát hiện được, nhưng ba anh em sói xám thì biết. Con hưu nào răng lợi không tốt, trong miệng sẽ có mùi lạ, con nào tiêu hóa không tốt thì phân của chúng chính là dấu hiệu. Còn nếu trước đó từng bị thương, cái mũi tinh nhảy của lũ sói còn có thể ngửi ra sớm hơn nữa. Chỉ tiếc một điều là, đàn hươu đông đảo này gần đây rõ ràng không sinh ra con hươu con nào, hoặc cũng có thể, lũ hươu con đã bị ăn thịt hết rồi. Trác Mộc Cường ba thấy con hươu nhỏ nhất cũng phải tầm 2-3 tuổi, chiều cao và thể hình đã gần bằng hươu mẹ. Và lại, cả đàn hươu đều rất cường tráng khỏe mạnh, không phải đang trong thời kỳ sinh đẻ, hươu mẹ không có vẻ gì là yếu ớt, mà cũng không có con hươu nào bị thương. Gã từng chứng kiến cảnh đàn sói vây bắt bò rừng, nếu có con con, hay con bị thương, chỉ cần truy đuổi một lát, khi bê con hoặc những con bò bị thương không đủ thể lực bị lọt lại phía sau đội ngũ, cả đàn sói sẽ tràn lên. Nhiều lúc, sẽ có lũ bò được cường tráng quay lại cứu viện, lũ sói cũng không bám đuổi đến cùng mà chỉ cắn cho vật săn bị thương, rồi vòng chạy mất, sau đó tiếp tục truy đuổi. Những con bò vốn đã bị thương, dĩ nhiên không thể chịu đựng nổi cuộc chạy trốn gấp gáp, không bao lâu sau sẽ lại bị lạc bầy thêm lần nữa, rồi đón nhận kết cục bị đàn sói vật ngửa ra cắn đứt cổ họng. Đàn bò cũng biết con bò ấy không cứu được nữa rồi đành nuốt lệ bỏ đi để mặc lũ sói thỏa sức cắn xé đồng loại của mình. Giờ đây, đối mặt với một đàn hươu khổng lồ đang ở độ tuổi cường tráng nhất, ba anh em sói xám có vẻ yếu thế hơn rất nhiều, chúng sẽ làm như thế nào đây? Chắc một cường ba đột nhiên nhớ ra, con hươu mà mình và ba anh em sói xám săn bắt lần đầu tiên, không biết liệu có phải bị bọn chúng lùa từ quần thể này ra hay không? Chỗ ấy cũng cách nơi này một quãng đường khá xa, chúng đã làm như thế nào? Ba anh em sói xám thong rong đi xung quanh mấy vòng, cuối cùng chọn được một con hươu được trông có vẻ rất cường tráng khỏe mạnh. Trác Mộc Cường ba ngẩn người, nhớ lại lần đầu tiên, gã và ba anh em sói xám cũng săn được một con hươu được. Chúng không trực tiếp tấn công, mà để sói cả bước lên trước, hướng về phía con hươu ấy nhe nanh nhe vuốt gầm gừ một hồi, sói hai và sói út đứng đằng xa quan sát. Cứ như vậy một lúc, rồi hai con sói kia không ngờ lại quay đầu bỏ đi, tựa hồ chúng không hề đói, mà chỉ lượn qua lượn lại, chọn trước món ăn thôi vậy. Không phải đến đây để săn mồi ư? sao lại bỏ đi như vậy, lẽ nào, chỉ để lại một mình sói cả khiêu chiến với con hươu khổng lồ. Trác Mộc Cường Ba vẫn đang ngần ngừ do dự, chỉ thấy sói út đã đến bên cạnh mình, dáng vẻ xem chừng vinh váo tự đắc lắm. Nhìn bộ dạng của nó, như thể con hươu kia đã trở thành vật trong túi ba anh em nhà chúng rồi vậy. Trác Mộc Cường Ba lại nhìn sang phía con hươu, chỉ thấy nó bị sói cả khiêu khích, đã phẫn nộ lắm rồi, đầu cúi xuống, cặp sừng nhọn hoắt như hai lưỡi dao vuốt qua vuốt lại trên tảng đá, phát ra tiếng xoẹt xoẹt như thanh đao rút ra khỏi vỏ. Sói cả kêu lên gừ gừ, đứng ở đằng xa vung vẩy móng vuốt, như thể muốn nhao lên, lại như thể muốn rút lui. Chắc hẳn, vẻ mặt nó nhất định là đang rất coi thường đối phương, vì ánh mắt con hươu được kia đã lóe lên những tia lửa phẫn nộ, chừng như đang gầm lên trong lòng, con sói quẻ nhà ngươi, dám vênh váo trước mặt ta, tưởng cặp sừng này của ta không là gì chắc. Lũ hươu khác thấy ba con sói xám đi mất hai, chỉ còn lại một con bị quẻ chân, lại còn dám khiêu khích một trong những con hươu khỏe nhất đàn, rõ ràng là ăn no rừng mỡ, sự cảnh giác của chúng lập tức giảm đi đáng kể. Đàn hươu từ từ tản ra, con nào đang ăn lá cây lại tiếp tục đi ăn lá cây, con nào gật gù muốn ngủ thì nằm xuống ngủ tiếp. Không lâu sau, con hươu được kia đã không ghim nổi cơn giận, cúi đầu dương đôi sừng sắc nhọn ra lao vút tới, thanh thế kinh hồn, hệt như một kỵ sĩ dơ ngọn trường thương lao vào kẻ thù vậy. Thoạt trông như thể sói cả không kịp né tránh, nào ngờ nó đã nhẹ nhàng xoay mình xít sao thoát khỏi phạm vi tấn công của cặp sừng hươu, vòng sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào con hươu. Con hươu cũng nhìn nó bất động, sói cả hơi vươn đầu ra trước, cái đó lại chầm chậm ngồi xuống, giơ một chân trước lên vung vẩy trên không, kiểu như đang vẫy gọi, nào, đến đây, đến đây. Con hươu nổi điên, lắc đầu thật mạnh, vặn mình đổi hướng rồi lại lao thẳng vào sói cả, chắc một cường ba dường như trông thấy cặp sừng đó cả vào một tảng nham thạch vé cả lửa. Sói cả cũng không ham chiến, tức thì xoay mình bỏ chạy. Trác Mộc Cường ba đang toát hết mồ hôi lo nó không tránh được cặp sừng hưu kia, thì chỉ thấy chân sau nó đạp mạnh, hai chân trước trống xuống đất, trồng ngược thân hình lộn nhào một vòng trên không, lại tránh được cặp sừng quẹt tới. Sau đó, sói cả lại chạy thêm mấy bước, quay đầu nhìn con hưu, điệu bộ như thể đang khiêu khích, mày làm gì được tao chứ? Lỗ mũi con hưu phát ra những tiếng khịt khịt khó khè, chừng như đang nói, mày giỏi thì đừng có chạy. Sói cả cũng dùng khịt mũi đáp lại một tiếng, ý như, mày có giỏi thì đuổi đi. Con hươu đột nhiên dựng cả hai vó trước lên, hí một tràng dài, rồi cắm đầu dương sừng hút tới, khí thế sầm sập như núi đổ. Sói cả lại xoay mình bỏ chạy, lần này con hươu dường như không có ý định tha cho kẻ đã mấy lần khiêu khích mình. Sói cả xoay mình, nó cũng xoay mình đuổi sát theo sau, sói cả dừng gấp, nó cũng lập tức quay đầu, một hươu một sói cứ vậy chạy thành một đường hình chữ S ven đầm nước, một ra sức đuổi, còn một cứ ra sức chạy. Trước mắt con hươu, lúc nào cũng là một bộ mặt vinh váo khiêu khích, nó chỉ một lòng muốn dùng cặp sừng sắc nhọn của mình đâm cho lòi ruột lòi phèo con sói đáng ghét ấy, mà không hề nhận ra mình mỗi lúc một rời xa bầy đàn. Săn hưu, sói cả dẫn dụ con hưu được đó chạy về phía bọn chác mộc cường ba, mỗi lần đều né được cú hút của cặp sừng nhọn hoát trong gang tấc, rồi nhẹ nhàng dừng lại trong phạm vi nhìn thấy được của đối phương. Sói út kéo kéo gấu quần chác mộc cường ba, ý bảo gã mau lùi lại. Đến lúc này, chác mộc cường ba mới để ý, sói hai đã biến mất từ lúc nào không biết, chắc đã vòng ra phía sau đàn hưu, thu hút sự chú ý để chúng lơ là không chú ý đến con hưu càng lúc càng xa khỏi bầy đàn kia nữa. Chắc một cường ba và sói út, một người một sói, lợi dụng màn xương yểm hộ, lùi về phía sau khoảng mấy trăm bước, xa xa chỉ thấy một cái bóng xám to lớn, còn sói cả thì không thấy đâu nữa. Giây lát sau. Con hưu đã bị sói cả dẫn dụ đến gần chỗ chắc mộc cường ba và sói út ẩn nấp, nó đột nhiên phát hiện ra có gì đó không ổn, bèn dừng lại không truy kích nữa, hoang mang nhìn khắp xung quanh. Chỉ là, rõ ràng thị lực của nó không được tốt cho lắm, giữa màn xương mờ mịt này, nó cũng giống như chắc một cường ba, đều không nhìn thấy đàn hươu kia ở đâu nữa rồi. Con hươu ngẩng cao đầu, cố gắng vươn cổ ra, hít sâu một hơi, tựa hồ chuẩn bị kêu lớn lên để gọi đồng loại đến ứng cứu. Chỉ thấy sói út đã từ bên cạnh chắc một cường ba lao vù ra như một tia chớp màu xám, nhằm thẳng vào cổ họng con hươu lớn, đồng thời, sói cả cũng quay đầu lại, bổ đến chân trước của con mồi. Nếu chúng phải hai cú đớp này, còn hưu kia không chết hát cũng trọng thương, nó lập tức tức lùi nhanh một bước, cùng lúc hất đầu chĩa sừng ra, hướng mũi nhọn vào đúng chỗ sói út nhảy tới. Nhưng cú nhảy vừa rồi của sói út chỉ là hư chiêu, vẫn còn chưa dùng hết sức, khi còn cách con hưu khoảng 1-2 mét nó đã đáp đất rồi, bốn chân vừa chạm đất, liền lập tức lăn tròn một vòng, gập thân, xoay mình, trong chớp mắt đã chạy ngược trở lại, còn sói cả cũng chỉ lướt qua phía trước con hưu, tránh khỏi cặp sừng cứng nhọn. Chỉ có điều, tiếng kêu vốn đã lấy hơi đầy đủ của con hươu liền bị nghẹn lại trong cổ họng chắc hẳn là không dễ chịu chút nào chỉ thấy nó lại giẫm mạnh chân hơi thở nặng nề bộ dạng chừng như giận dữ lắm con hươu dường như đã ý thức được nguy hiểm nó định xoay mình bỏ chạy tìm kiếm bầy đàn nhưng lúc này sói cả và sói út sao có thể để nó đi dễ dàng như vậy chứ hai con sói lần lượt lao lên một con khiêu khích dụ cho con hươu truy đuổi mình một con chặn đường lui nếu con hươu quay mình lại sẽ lập tức bị hai con sói tiền hậu giáp công, và lại, không lâu sau đó, sói hai cũng trở lại tham gia vào cuộc chiến. Ba con sói xếp thành thế trận hình chữ phẩm sexy, vây con hươu vào giữa, chỉ cho nó tiến lên phía trước chứ không cho quay đầu chạy về. Con hươu bấy giờ mới hiểu, mắc bẫy rồi. Nó xoay một vòng, cặp sừng lớn hướng lên trước, cúi đầu rùn vai, chân sau hơi trùng xuống, hai mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, khí thế hừng hực như muốn hất văng cả ba con sói lên không. Nhìn cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao, chắc Mộc Cường Ba lại sực nghĩ đến hồi tam anh chiến lữ bố trong tam quốc diễn nghĩa. Trận thế của ba anh em sói xám đã hình thành, vòng vây từ từ thu hẹp lại, chậm chậm lùa con hươu lớn ấy về phía hang động của chúng. Con hươu vẫn ra sức phản kháng, cặp sừng to tướng vung vẩy trên không trung phát ra những tiếng vù vù vù. Trác Mộc Cường ba nhìn con hươu được tựa như một kiếm sĩ châu U thời Trung Cổ, trường kiếm trong tay, công thủ hợp lý, tiến thoái đúng điệu, mỗi chiều mỗi thức đều hết sức tiêu chuẩn, có thể nói là phòng thủ thâm nghiêm, một giọt nước cũng không thể lọt được. Chỉ tiếc rằng, kẻ địch của nó lại là ba anh em sói xám, chúng giống như những hiệp khách phương đông thần bí trong tiểu thuyết kiếm hiệp, thân pháp cực kỳ ảo diệu, mới thấy ở trước mắt, thoát cái đã ra sau lưng lúc nào chẳng hay. Đang ở bên trái, ngoảnh đi ngoảnh lại đã biến sang bên phải. Và lại, thân hình ba anh em sói xám cứ đan qua đan lại như con thoi, chắc một cường ba cho rằng, có lẽ con hưu ấy không thể phân biệt được ba anh em nhà chúng, trước mắt chỉ toàn là bóng sói, bằng không, sao nó cứ phải thối lui liên tiếp như thế kia. Con hươu rõ ràng phòng thủ rất kín kẽ, tựa như một cái thùng sắt, nhưng gặp phải ba anh em sói xám liên thủ tấn công, lại lộ ra đầy những sơ hở, chặn được phía trước thì không lo được phía sau, vừa che chắn được mông thì lại lộ ra cổ họng. Chỉ sau vài đợt tấn công, nó đã bị ba anh em sói xám lùa đi xa hơn trăm mét, chắc một cường ba cứ suýt xoa tán thưởng mãi không thôi. Nhớ lại năm xưa, chắc hẳn ba anh em sói xám cũng dùng cách này để lùa con gấu ngựa kia băng qua khả khả Tây Lý rồi. Ba anh em sói xám hào hứng xua con mồi mới của chúng về gần hang động. Dọc đường, con hươu vẫn không phục, mấy lần liều lĩnh xoay mình bỏ chạy, nhưng đều bị lũ sói ép trở lại tuyến đường chúng đã chọn, thoáng sơ suốt một chút, thân mình lập tức có thêm mấy vết cào sâu hóm. Sau khi làm bị thương con hươu, sói út quay sang nhìn chắc một cường ba với ánh mắt áy náy, ý như muốn nói, xin lỗi nhé, làm rách mất bộ áo mới của anh rồi. Bọn sói xám áp giải chiến lợi phẩm hùng dũng trở về hang động. Thấy sắp về đến cửa hang, chắc một cường ba lại không khỏi nghi hoặc trong lòng, con hươu này xem ra vẫn còn khỏe lắm, muốn lùa nó đi còn dễ, nhưng bảo giết chết nó thì sợ rằng không phải chuyện đơn giản. Huống hồ, ba anh em sói xám này còn muốn giữ lại cho gã một bộ da nguyên vẹn làm y phục, nên cũng không thể đánh cho con hươu thương tích đầy mình như hồi đối phó với gấu ngựa ở khả khả Tây Lý được. Điều này, khiến việc giết chết con mồi lại càng khó khăn gấp bội. Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ ngợi, thì thấy ba anh em sói xám lùa con hươu vào một vùng có địa hình đáy giếng, hai bên đều là bình đài dung nham nhô cao, ở giữa có một khe nứt rất sâu, hình thành nên một con đường ruột dê ngoằn ngoèo chạy vào giữa, nhưng lại là đường cụt. Hai bên đường vách đá dựng đứng, đừng nói là con hươu kia, đến cả ba anh em sói xám cũng khó mà leo lên nổi, và lại bên trong con đường nhỏ không có gió thổi vào, không khí ứ động, chẳng có lấy một ngọn cỏ, một giọt nước, rõ rành rành là một vùng đất chết. Vừa nhìn thấy địa hình này, chắc một cường ba đã đoán ra ba anh em sói sám định làm gì, quả nhiên, sau khi lùa con hươu vào trong con đường nhỏ ấy, bọn chúng không truy đuổi nữa mà chỉ trầu hấu canh chừng bên ngoài lối ra duy nhất, há miệng ngáp dài. Lối đi ấy vươn sâu vào bên trong phải đến một hai trăm mét, con hươu kia ngỡ rằng có thể thoát thân, thấy ba anh em sói sám không đuổi theo, bèn dồn sức vào bốn vó, trong giây lát đã biến mất vào màn xương sói út thấy chắc Mộc cường ba đang bần thần nhìn theo hướng chạy của con hươu, liền chạy tới chơi đùa với gã, bảo gã chưa có lo lắng, con hươu ấy không thoát được đâu. Chắc một cường ba bỗng nhớ ra bài học của giáo sư Phương Tân dạy mình thuở trước, những gì ba anh em sói xám vừa làm, chính là một trong mấy kỹ xảo săn bắt của loài sói. Khi con mồi to lớn, khỏe mạnh, số lượng đông đảo lại rất đoàn kết, đàn sói không có cách nào hạ gục một con trong đàn ấy ngay từ đợt tấn công đầu tiên, chúng sẽ nghĩ cách dẫn dụ một con rời khỏi bầy đàn càng xa càng tốt, sau đó lại tìm cách vây công hạ sát, hoặc quấy rối khiến con mồi không thể ăn uống, đến khi con mồi mệt mỏi cực cùng, lộ ra sơ hở. Đây là một chiến thuật cực kỳ cao siêu, trả giá thấp nhất để giành được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, đây cũng là một cuộc đấu nghị lực và ý chí, khi con mồi không thể ăn uống, lũ sói cũng chỉ biết trợn con mắt đói khát của mình lên nhìn món ngon đã đến tận miệng mà không thể ăn. Có điều, Cách làm của ba anh em sói xám rõ ràng còn thông minh hơn rất nhiều, dồn con mồi vào đất chết, căn bản không phải quấy rối gây nhiễu gì, cho mày chạy, càng chạy nhanh thì thể lực càng tiêu hao nhiều, đợi khi nào mày phát hiện ra thể lực mình không thể cầm cự được nữa, thì ngày tàn của mày cũng đến rồi, phương pháp này của chúng hơi giống với câu chuyện nấu ếch trong nồi nước mát ichichi của loài người. Trác Mộc Cường ba mỉm cười, chợt nhớ lại câu chuyện của ba tang khi đó cả một đám bộ đội đặc trùng bị đàn sói đuổi cho phải chạy suốt ngày đêm, rõ ràng cũng đã đạt được hiệu quả này. Xem ra, phương pháp này dường như có hiệu quả với bất cứ sinh vật biết chạy nào thì phải. Quan sát quá trình chiến đấu của ba anh em sói xám, chắc Mộc Cường ba đột nhiên cảm thấy bản thân thật kém cỏi mình không nên lần nào cũng chỉ làm công tác hậu cần như thế này mãi, mình cũng phải tham gia chiến đấu với chúng. Có điều, nếu gặp phải con mồi lớn như con hươu kia, thì sẽ phải làm thế nào đây? Tuy chắc Mộc Cường Ba có vũ khí con dao thủy sĩ của giáo sư Phương Tân cho, nhưng lưỡi dao còn không dài bằng ngón tay trỏ, và lại trong lúc sử dụng, chỉ bất cần một chút là lưỡi dao sẽ gặp lại ngay, không khéo còn làm bị thương tay cầm dao cũng nên. Chắc Mộc Cường Ba nghĩ đi nghĩ lại, cũng thấy mình không thể trực diện đối mặt với thứ sinh vật to đại tướng, chỉ tính tới vai đã cao gần 2 mét ấy được, bản thân gã không thể tránh khỏi cặp sừng nhọn hoắt kia giống như ba anh em sói xám Sợ rằng, phải có thân thủ như Pháp Sư Á La, mới dám áp sát cận chiến với con hươu này mất. Cận chiến, một ý nghĩ lóe lên trong óc trác mộc cường ba, nếu đã không thể áp sát đối phương tiến hành cận chiến, vậy còn tấn công từ xa thì sao? Tổ tiên loài người thời xưa yếu ớt, tốc độ hành động và phản ứng đều rất chậm, bọn họ dựa vào cái gì để chiến thắng các loài giã thú mạnh mẽ, làm thế nào có thể sống sót, sinh sôi nảy nở trong môi trường khắc nghiệt đó. Thứ nhất, là tình đoàn kết, thứ hai, chính là nhờ vào vũ khí tấn công cự ly xa. Tổ tiên loài người đã phát minh ra cái quang đá từ rất sớm, chỉ có điều quăng như vậy không được xa, lực sát thương cũng không lớn, chỉ có thể làm con mồi giật mình kinh hãi, thời đồ đá cũ, con người phát minh ra lao ném, nhưng cũng bị hạn chế bởi lực cánh tay và trình độ công nghệ, khi sử dụng lao ném để săn bắn, cần phải có quyết tâm lấy mạng đổi mạng. Xong, vừa nghĩ đến lao ném, trong đầu Trác Mộc Cường ba lập tức hiện lên hình ảnh của cung tên, phải rồi, gã có thể làm một bộ cung tên. Gã hướng ánh mắt vào sương mù, con hươu lớn đó cường tráng mà dai sức như vậy, gân chân của nó chắc hẳn còn bền chắc hơn cả gân bò, chỉ là không biết cây cối ở đây có vừa chắc lại vừa có sức đàn hồi hay không mà thôi. Con hươu chạy một lúc trong ngõ cụt, dường như cũng phát hiện ra không thể thoát được theo lối ấy, lại quay ngược trở ra, ý đồ muốn thoát khỏi hiểm địa, ba lần bốn lượt xông lên, nhưng lối ra duy nhất đã bị ba anh em sói xám chốt chặn. Hai bên một tấn công, một phòng thủ, chiến đấu suốt ngày trời con hươu mới vừa mệt mỏi lại vừa bất cam chạy vào bên trong, ẩn mình trong xương. Đến chập tối, sói út gọi Trác Mộc Cường ba về nhà, chỉ để lại sói hai ở lại canh chừng lối ra. Trác Mộc Cường ba lại thêm một phen tán thưởng ba anh em sói sám giỏi tâm lý chiến. Đến chập tối, con hươu kia cũng phải nghỉ ngơi, và lại trời tối lại càng khó nhìn hơn, cho dù nó muốn lợi dụng bóng đêm để đào tẩu, chỉ cần nhìn thấy sói hai hoặc nghe tiếng sói chu, nó cũng sẽ ngỡ rằng ba anh em sói sám vẫn canh chừng bên ngoài mà không dám làm bừa nữa sáng sớm hôm sau, sói cả vẫn dẫn sói út và chắc mộc cường ba đi tuần tra lãnh địa như thường lệ. đến trưa mới quay về để sói út đổi ca với sói hai. đến tối lại đổi thêm một lần nữa. cứ như vậy ba ngày liền. con hươu kia chắc rằng đã chẳng còn mấy hơi sức. đến giờ, chắc mộc cường ba cũng hiểu ra tại sao hôm đầu tiên gặp lại ba anh em sói sám, bọn chúng có thể dễ dàng săn được một con hươu lớn như thế. đồng thời, trong mấy ngày này, nhân lúc đi tuần tra lãnh địa, chắc mộc cường ba cũng thu thập mấy loại cành cây khác nhau thử độ đàn hồi và khả năng chịu lực, cuối cùng cũng chọn được một loại, lấy dao vót cẩn thận, rồi hơ trên lửa để uốn cong, sau đó, gã lại nhặt về khá nhiều cành cây tương đối thẳng, lấy dao vót cho thẳng hơn, đều đặn hơn, rồi khoét rãnh, dùng công nghệ cổ xưa nhất để tạo ra những mảnh đá sắc nhọn buộc lên trên, cuối cùng, lại dùng vỏ cây và lá cây để làm đuôi tên. Sau đó, chỉ còn chờ gân hưu nữa là xong. Những việc còn lại diễn ra hết sức thuận lợi, chắc một cường ba lại kiếm được một tấm áo da mới tuy rằng đã bị cào rách mất mấy miếng nhỏ nhưng sau một hồi khâu khâu cắt cắt gã đã làm được một cái áo khoác kiểu chiết eo bó sát thân người mặc vào hành động còn nhanh nhẹn hơn trước không cần phải kéo theo một cái đuôi dài lượt thượt như con chim cánh cụt nữa trước khi ba anh em sói sám dùng bữa chắc mộc cường ba lại hỏi sói cả xin vân hưu gã đem gân hưu đi hong gió và hun trên lửa rồi thử kéo cảm thấy rất chắc lực tay của gã mà cũng không thể kéo đứt được cuối cùng gã lựa độ dài thích hợp dùng dao gấp cắt ra làm thành hai cây cung. Ngay sau đó, Trác Mộc Cường ba bắn thử mấy mũi tên, nhận ra, chỉ cách qua hơn chục bước mà mũi tên không thể ghim chắc vào thân cây nổi, chẳng rõ là do đầu mũi tên không đủ sắc bén hay lực kéo của cây cung chưa đủ mạnh. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi dây lát, bèn dứt khoát chập hai sợi dây cung vào làm một, gắng hết sức vặn xoắn. Thử lại lần nữa, thì thấy ở khoảng cách bảy chục bước, mũi tên bằng đá vẫn có thể ghim chặt vào thân cây không rơi xuống. Tuy gã vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng ít nhất thì cũng có thể dùng tạm được rồi. Sói út chưa từng thấy loại cung tên nhà quê này bao giờ, lấy làm tò mò, nặng nặc đòi chắc Mộc Cường Ba đưa cho. Nào ngờ, chắc Mộc Cường Ba vừa đưa ra, nó liền gặm dịt lấy, suýt chút nữa thì ăn luôn cả dây cung, khiến gã phải vội vàng giành lại. Sói út tò mò nhìn chắc Mộc Cường Ba cầm cung, tựa hồ muốn hỏi cái thứ đồ chơi ấy dùng như thế nào. Chỉ nghe chắc Mộc Cường Ba cười hì hì bảo, lần sau đi săn mày sẽ biết mấy ngày sau đó, gã đều bỏ công đi vót cành cây, làm đầu mũi tên đá. Trong thời gian này, Trác Mộc Cường Ba vẫn thực hiện hô hấp thổ nạp và làm các động tác kỳ quặc lữ cánh nam đã dậy, cảm thấy luồng khí trong cơ thể mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, thứ vật chất vô hình lưu động khắp các kinh mạch dường như càng ngày càng thêm đậm đặc. Luồng khí lưu đó tụ về một điểm nào đấy trên cơ thể, sau đó dồn tích lại. Cảm giác chất chứa dồn tụ ấy dần trở nên rõ rệt hơn, đồng thời, Trác Mộc Cường Ba cũng luôn cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, không phải là mệt mỏi ủ rũ, mà trái lại, lúc nào gã cũng thấy dư thừa tinh lực. Gã thường không kìm được, nắm chặt bàn tay lại, hoặc muốn ra chỗ trống trải không người phát tiết một phen, nhưng cần phát tiết như thế nào thì lại không ai chỉ cho gã được. Cũng có lúc gã lao vào đấm đá cây cối, hay nham thạch, phát tiết xong chỉ thấy hơi mệt mệt, nhưng cảm giác tích tụ kia vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ có sói út thấy gã xuất quyền mạnh mẽ, gió rít phù vù, vù, liền hoan hỉ chạy theo học hỏi. Thoát cái đã qua mấy ngày, con hươu lớn ấy đã bị Trác Mộc Cường ba và ba anh em sói xám tiêu hóa bảy tám phần, cũng đã đến lúc phải đi săn rồi. Ba anh em sói xám đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường ba đeo cây cung tự chế, khoác theo một túi ra đựng tên, sải bước chân đi phía sau. Đầm nước kia đã thu nhỏ lại so với lần trước, cũng mấy ngày liền trời không đổ tuyết rồi, có điều bên mép nước vẫn có cỏ non, có lá cây, có đàn hươu đang thong rong tản bộ. Đàn hươu dường như đã quên mất con hươu được bị mời đi mấy hôm trước, ba anh em sói sám lại dở lại kế cũ, chẳng tốn mấy công sức đã dụ được một con hươu được to khỏe. Có lẽ con hươu này không táo gan bằng con hôm trước, hoặc nó vẫn còn lờ mờ nhớ được sự việc xảy ra mấy ngày trước, lần này sói cả và sói út chưa kịp khép kín vòng vây, sói hai cũng chưa kịp quay lại, con hươu đã nhận ra tình thế không ổn, lập tức quay mình bỏ chạy. Nhưng sói cả và sói út cũng không có vẻ gì là tiếc nuối lắm, bởi lẽ chiêu dẫn dụ rồi vây công này cũng như người ta đi câu cá vậy, 10 lần được 2-3 lần thành công đã là không tệ có điều chắc một cường ba lại cảm thấy hơi tiếc, đã gần như vậy rồi, chỉ còn vài bước nữa là đã thành công, vì vậy. Gã liền kéo dây cung, tập trung tinh thần, nhắm về phía con hươu kia đang chạy. Chỉ nghe bục một tiếng, đầu mũi tên bằng đá giết gió đánh vút, tay chắc một cường ba vẫn không dừng, lại lắp mũi tên thứ hai. Trước khi chính thức đi săn, chắc một cường ba đã khổ luyện bắn tên, giờ đây kỹ thuật của gã đã đạt đến mức trong vòng 50 bước có thể bắn trúng mục tiêu đường kính 1 mét. Con hươu kia thể hình cao lớn, mục tiêu rõ ràng, mũi tên lao vút đi, chúng ngay vào mông nó. Con hươu lập tức loạn choạng mấy bước, tốc độ chậm hẳn lại. Chắc Mộc Cường ba chưa kịp bắn mũi tên thứ hai, anh em nhà sói xám đã đuổi kịp, chặn đường lui của con mồi. Chắc Mộc Cường ba lần đầu tham gia săn bắt đã lập công, sói cả cũng dùng đầu khẽ húc vào người gã một cái, tỏ ý rằng mình đã công nhận năng lực chiến đấu của gã. Sói út lại càng cao hứng hơn, trong lúc vây bắt con hươu còn thừa cơ bổ lên, giật mũi tên trở về, hưng phấn giao trả cho Trác Mộc Cường ba. Giây lát sau, sói hai cũng trở về, rõ ràng là không ngờ lại thành công thêm lần nữa, nên cũng rất hào hứng. Con hươu bị trúng một tên ở mông, rồi lại bị sói út rút ra, máu chảy không ngừng, chảy tập tà tập tính, nên càng khó thoát hơn. Chẳng ngờ, trên đường trở về lại đột nhiên có biến. Vẫn là sói cả phát hiện ra nguy cơ trước tiên, hai tai vỉnh lên giật giật mấy cái, mũi khịt khịt liên hồi, sau đó nó khẽ rít lên, dẫn theo sói hai chạy một mạch về phía trước không để ý gì đến con hưu kia nữa trác mộc cường ba ngẩn cả người ra khó khăn lắm mới bổ vây được con mồi này cũng sắp về được nửa đường rồi sao bảo đi là đi luôn như thế con hưu thấy có cơ hội liền lập tức quay đầu chạy theo một hướng khác sói út vốn đã chạy theo sói cả được một quãng ngoảnh lại trông thấy trác mộc cường ba vẫn đang đứng đần mặt ra ở đó liền vội vàng chạy đến kéo kéo vạt áo dài của gã bộ dạng hết sức lo âu bồi thêm một mũi tên nữa hay là bỏ cuộc trác mộc cường ba vẫn do dự nhưng thấy sói út cuống cuồng lên như sắp phát khóc đến nơi gã đành thở dài một tiếng rồi chạy theo bọn sói cả sói hai vừa nhấc chân lên được vài bước đã nghe con hưu phía sau giống lên một tiếng hoảng hốt rồi quay đầu chạy ngược về phía gã vết thương ở chân nó dường như không đau đớn gì nữa bốn vó guồng lên thậm chí còn nhanh hơn cả trác mộc cường ba và sói út ngay sau đó trác mộc cường ba nghe thấy một tiếng gầm vang động như sấm nổ giữa trời quang sói út giật bắn mình, bốn chân gập lại nằm phục xuống đất, thân hình run bắn lên, kế đó liền lao vút về phía trước, tốc độ tăng lên đáng kể. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy sau màn xương mờ mờ xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ lao sầm sập về phía này, tốc độ cực nhanh. Khi đường nét của con quái vật đó dần dần lộ rõ trong xương, Trác Mộc Cường ba bất giác ngẩn người ra, thần lằn khổng lồ. Kẻ săn mồi siêu cấp ở tầng bình đài thứ hai, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Có điều, con quái này dường như cũng ở đâu đó chạy trốn đến đây, cả cánh tay trái đều đã đứt lìa, chân cũng có vết thương, xem ra đã đói đến mức u mê đầu óc, từ đằng xa người thấy mùi máu trên mình con hưu liền bất chấp tất cả lao một mạch đến đây. Cho dù con thần lằn khổng lồ này đã trọng thương, nhưng thể hình và sức chiến đấu khủng khiếp của nó cũng không phải thứ ba anh em sói xám có thể đối phó, muốn vây bắt loại thú khổng lồ hung dữ này, cần phải có cả một đàn sói đông đảo cùng hợp tác mới xong. Sói cả đã ngay lập tức đưa ra phán đoán một cách lý trí nhất từ bỏ con mồi, tranh thủ thời gian đào tẩu. Đáng tiếc, Trác Mộc Cường ba chưa bao giờ nghe thấy nó phát ra âm thanh như thế, lẽ đương nhiên, cũng không biết đó là hiệu lệnh rút lui, nên đã chậm mất một nhịp. Vì vậy, tình thế đã hoàn toàn biến đổi. Sói chu, con hươu kia đã chạy vượt qua trước mặt Trác Mộc Cường ba, khiến gã trở thành con mồi duy nhất đối mặt với con thần lằn khổng lồ. Gã không hiểu bằng cách nào Pháp Sư Á là có thể đơn độc khiêu chiến với một con quái vật như thế này, Gã chỉ biết mình tuyệt đối không có năng lực ấy. Vừa rồi, gã bị tiếng gầm kia làm cho giật mình, ngẩn ra dây lát, sau đó nhìn thấy con thằn lằn khổng lồ, lại kinh ngạc mất một sát na. Vì vậy, đến khi gã kịp có phản ứng, trong đầu đã hiện lên một thông tin cơ hồ như chắc chắn, mình không thể thoát khỏi con quái thú này. Con thằn lằn khổng lồ không để cho gã có thời gian suy nghĩ, hai chân nó sải ra mỗi bước phải đến cả chục mét, khoảng cách trăm mét với nó cũng chỉ bằng vài bước chạy mà thôi. Và lại nó đã ngửi thấy mùi con hươu ám khắp người Trác Mộc Cường Ba, cặp mắt to như cái chuông đồng cứ trợn tròn lên nhìn chằm chằm vào gã. Sói út đoán rằng mình cũng không chạy thoát, trong lúc chạy trốn ngoảnh đầu lại nhìn, liền trông thấy Trác Mộc Cường Ba đối mặt với con thằn lằn khổng lồ đang lao sầm sập đến mà vẫn đờ ra, không lùi không tránh, nó vội dừng sững lại, phát ra một tiếng hú thê lương, quay đầu lao ngược trở lại, miệng gầm gừ sủa váng lên như một con chó hoang. Khi Trác Mộc Cường Ba hiểu rằng mình không thể chạy thoát được, liền lập tức đưa ra phán đoán, đằng nào thì cũng không thoát, vậy thì liều mạng một phen, dẫu thế nào thì cũng phải tranh thủ cho ba anh em sói xám thêm chút thời gian để tháo chạy. Trong khoảnh khắc sinh tử sống còn ấy, gã đột nhiên trở nên bình tĩnh lạ thường, luồng khí đã tích tụ lại trong cơ thể trong giây lát đã lan tỏa khắp châu thân, tuần hoàn không ngừng nghỉ. Gã dường như trông thấy rõ ràng tuyến đường chạy và từng động tác nhỏ nhặt nhất của con thần lằn khổng lồ, đồng thời còn nghe thấy những âm thanh trước đây gã chưa từng nghe thấy, các lỗ chân lông đóng chặt, đến cả hơi thở cũng ngừng lại, nhịp tim bình ổn, mạnh mẽ dị thường. Lắp tên, dương cung, căng dây, bản thân Trác Mộc Cường ba cũng không biết từ lúc nào động tác của mình lại trở nên nhịp nhàng, nhanh nhẹn đến thế. Gã nín thở, nhưng không hề có cảm giác bức bối khó chịu, bàn tay trầm ổn, kéo dây cung phát ra những tiếng cót két cót két. Trác Mộc Cường ba định đợi con thần lằn khổng lồ tiến vào phạm vi 50 bước mới buông tên, mục tiêu là mắt phải của con quái vật. Gã nghe thấy tiếng sủa của sói út, nhưng lại dường như ở rất xa xôi, toàn bộ tầm nhìn của gã chỉ còn lại có mình con thần lằn khổng lồ đó. Đúng lúc con thần lằn bước vào phạm vi 50 bước chân xung quanh gã, bỗng nghe rắc một tiếng, dây cung chưa đứt, nhưng thân cung đã không chịu nổi lực kéo khủng khiếp của Trác Mộc Cường Ba, gãy ra làm đôi. Trác Mộc Cường Ba ngớ người, nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa, gã chửi thầm một tiếng, rồi ném luôn cây cung vào con thần lằn, kế đó không lùi mà tiến, xông thẳng đến trước mặt con thần lằn. Lúc này khoảng cách giữa gã và nó chỉ còn khoảng 30 mét. Trác Mộc Cường ba thoát ra khỏi cảnh giới tâm linh tĩnh lặng không để ý gì đến thế giới bên ngoài vừa nãy, nghe tiếng kêu của sói út, mới biết thì ra con sói ở gần mình đến vậy, nhưng gã cũng không kịp cảnh báo gì sói út, chỉ hít mạnh một hơi, tăng tốc tiếp tục lao lên. Con thằn lằn khổng lồ cũng không thể ngờ, con mồi bé nhỏ trước mặt dám xông thẳng về phía mình, định ghim bước chân, nhưng đà lao vẫn không hề giảm bớt, lại chạy thêm hai ba bước nữa. Trác Mộc Cường ba nhằm đúng cơ hội đó, ngả người chưa tới. Đồng thời, sói út cũng từ sau lưng gã uốn cong thân nhảy vọt lên không. Con thần lằn muốn há miệng đớp lấy Trác Mộc Cường ba, nhưng lại liếc thấy sói út nhảy lên cao, tư thế tựa như muốn tự chui đầu vào miệng mình, vậy là nó vừa muốn cúi xuống nuốt chừng Trác Mộc Cường ba, lại vừa muốn ngẩng lên đón lấy sói út, thoáng ngần ngừ do dự. Nhân cơ hội ấy, Trác Mộc Cường ba lướt thân qua bên dưới cằm con quái thú, trượt vào giữa hai chân nó, chỉ ngửi thấy mùi tanh thối nồng nặc trong miệng nó sộc lên nhức cả óc. Đồng thời, sói út cũng nhảy vọt qua đầu con thần lằn, dùng thân mình hút mạnh vào mắt địch thủ. Một người một sói, phối hợp cực kỳ ăn ý, tựa như đã diễn luyện vô số lần rồi vậy. Con thằn lằn bị đau ào lên một tiếng, đầu ngẩng cao, đang chuẩn bị đại khai sát giới, bỗng thấy một cảm giác kỳ dị từ một vị trí nào đó trên cơ thể lan tỏa khắp toàn thân, trọng tâm bắt đầu nghiêng sang bên trái. Nó vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì, loạn choạng bước mấy bước, sau đó chân khuỵu xuống thân hình đổ vật ra đất đánh dầm trác mộc cường ba ở chỗ đuôi con thằn lằn đứng lên nhanh chóng lùi lại mấy bước tránh để cái đuôi to tướng ấy quét phải đồng thời phương pháp hô hấp đặc biệt kia cũng khiến gã nhanh chóng thoát khỏi tâm trạng căng thẳng hồi hộp chân phải con thằn lằn đã không thể đứng lên được nữa nhát dao ấy là tác phẩm của trác mộc cường ba lúc bắt đầu chạy lao lên phía trước gã đã cầm sẵn con dao trong tay gã không ngờ con thằn lằn ấy xém chút nữa đã đấp được mình vốn định vung dao đâm vào vòm họng nó, nhưng phản ứng không kịp. Vừa khéo, ngay sau đó gã lại trượt qua giữa hai chân con thần lằn, liền dơ ngang cánh tay, nắm chặt con dao thụy sĩ. Lớp da con thần lằn vốn rất dày, với sức chắc mộc cường ba sợ rằng khó mà cắt đứt được, được, nhưng đà lao của con quái thú lại rất lớn, gã chỉ cần nắm chắc con dao, đợi nó tự đưa chân qua là được. Dao thụy sĩ sở dĩ nổi tiếng thế giới, chính là vì chất thép và độ sắc của chúng. Con dao này đã trải qua ba đời chủ, sử dụng mấy chục năm, vậy mà vẫn giữ nguyên độ sắc bén không thua gì dao cạo. Khoeo chân của con thần lằn này cũng giống như khoeo chân người, chỉ có da bọc xương, không có cơ thịt, nhát dao rạch qua lớp da bên ngoài, cắt đứt gân chân, thậm chí còn lia qua cả chỗ khớp xương. Nếu không phải chắc một cường ba cầm chắc tay, đà lao của con thần lằn hẳn đã làm xương cổ tay gã gãy lìa rồi. Bị đứt gân khoeo, một chân của con thần lằn khổng lồ coi như đã tàn phế, con quái vật đen đuổi ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mắt thấy con mồi ngon đã sắp đến miệng, lại đột nhiên bị sói út hút cho nổ đom đóm mắt, tiếp sau đấy thì chẳng thể nào đứng dậy được nữa. Con thằn lằn điên cuồng vẫy đuôi, vung vẩy móng vuốt, lăn lộn dưới đất làm bụi bay mù mịt, nhưng chỉ như con cá trạch rời khỏi đầm nước, dãy ruộng rất ghê nhưng chẳng thể nào đứng lên nổi. Trác Mộc Cường ba chạy ra xa chỗ con thằn lằn, tìm sói út ôm nó vào lòng, khẽ hỏi, "Này, không sao chứ?" Gã hiểu rõ, nếu không có sói út hỗ trợ, bản thân gã không thể nào dồn hết toàn lực tấn công, nói không chừng đã bị con thần lần kia đớp chúng rồi. Nhớ lại tình cảnh của Triệu Trang sinh lúc trước, gã bất giác lạnh hết cả người, lần này có thể coi như giáo sư Phương Tân và sói út đã hợp lực cứu lấy tính mạng gã. Sói út cứ khịt khịt mũi lên hồi, lúc chắc Mộc Cường ba cúi xuống nhìn nó, bỗng phát hiện ra ánh mắt sói út nhìn mình đã hoàn toàn thay đổi, nửa cái đuôi còn sót lại cứ vẫy liên lịa, miệng không ngừng phát ra những âm ngắn khi khi khi. Chắc Mộc Cường ba buông sói út ra, nó liền chạy tót đến bên cạnh con thần lần khổng lồ, vòng xung quanh mấy vòng, sau đấy lại quay trở về, nhảy trồm lên vai gã. Trác Mộc Cường ba cảm nhận được niềm hân hoan của sói út, liền ôm chặt lấy nó xoay hai vòng, vui vẻ nói, đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đã hạ được con quái vật ấy rồi. Sói út chạy khỏi lòng Trác Mộc Cường ba, lại đến chỗ con thần lằn khổng lồ xem xét, quay đi quay lại mấy lần liền, tựa như không tin họ thực sự đã khiến con quái vật đáng sợ ấy không đứng dậy nổi. Bàn tay cầm con dao của Trác Mộc Cường ba vẫn đang run lên khe khẽ, gã cũng không dám tin, nhát dao ấy lại có thể khiến con thần lần kia không đứng dậy nổi. đúng lúc này, gã nghe thấy tiếng chu của sói út, tiếng chu tập hợp của đàn sói. đây là tiếng kêu vang xa nhất, lành lót nhất, độc đáo nhất của loài sói. tuyệt đại đa số mọi người, cho dù chưa từng gặp một con sói nào, cũng biết được đây là tiếng sói chu. chẳng những vậy, người châu u còn trực tiếp dùng tiếng kêu này để đặt tên cho loài sinh vật này nữa úc. trong ngôn ngữ của loài sói, đây cũng là cách biểu đạt chắc mộc cường ba quen thuộc nhất gã liền dồn tụ hơi xuống bụng lồng ngực rung lên hòa với tiếng chu của sói út hai âm vực một cao một thấp lan đi thật xa đã lâu lắm rồi chắc mộc cường ba không thỏa sức hú vang như vậy vừa cất tiếng tức thì cảm thấy cảm giác uể oải khó chịu dồn tích trong cơ thể được giải phóng ra ngoài một phần đáng kể luồng sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể lại bắt đầu chuyển động cuồn cuộn tiếng hú của gã mỗi lúc một cao vút mỗi lần hú lên dường như sức lực bên trong cơ thể lại tăng thêm một phần cuối cùng không ngờ đã lấn lướt khiến tiếng hú của sói út hoàn toàn chìm lấp, không nghe thấy nữa. Đến khi chắc mộc cường ba đã ngừng hú rồi, toàn bộ tầng bình đài thứ ba cơ hồ như vẫn rung lên, tiếng vọng vang vang trên không trung mãi hồi lâu sau mới dứt hẳn. Sói cả và sói hai vốn chạy chưa xa lắm, nghe thấy tiếng hú đầu tiên liền dừng bước, nhưng tiếng hú liên miên bất tuyệt sau đó là chuyện gì vậy? Sói cả cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, nghe tiếng thì hình như là A-U-Trang, nhưng tiếng hú chấn động cả sơn lâm, khiến núi non đều phải run rẩy ấy, hào hùng như thế, oai nghiêm như thế, a u chẳng có thể phát ra được tiếng hú ấy hay sao? Ở một góc khác của tầng bình đài thứ ba, một đám lính đánh thuê phục sức giống hệt nhau đang lần mò đi trong sương mù, đột nhiên, một luồng khí lạnh lan tỏa như cơn sóng chạy khắp thân thể từng tên lính đánh thuê một. Đám người từng trải qua vô số chiến trận này ít nhiều đều cảm thấy có gì đó là lạ. Kha Phu dừng lại, vẻ mặt thoáng hiện lên nét kinh hãi, nhìn Mơ và Sos hỏi, nghe thấy gì không? sau đó ba người đều khe khẽ gật đầu. Markkin lớn tiếng gọi, nhạc dương phân tích sóng âm đi. nhạc dương kéo phép mờ Tuya à trên ba lô của Mark đang đi đằng trước một cái máy tính liền lộ ra, sẵn sàng sử dụng. anh nhanh nhẹn cắm đầu rách thu âm vào trên màn hình lập tức xuất hiện biểu đồ dạng sóng và âm thanh mẫu được khuếch đại. chỉ nghe tiếng hú đó tựa như sấm trên chín tầng trời. tiếng này chưa dứt, tiếng sau đã cất lên thấp thoáng toát lên một khí thế như rời non lấp biển. Markkin mừng rỡ nói sói đấy, lần này thì hay rồi, can, sói đấy. Sos chỉ cười khổ lắc lắc đầu, cách chúng ta còn xa lắm, từ đây không gọi được nó đâu. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng y lại thầm nhủ, đúng là sói không chứ. Tiếng hú kéo dài thế này, vậy thì con sói đó phải lớn chừng nào chứ? Lẽ nào là lang vương, tiếng chu tập hợp lớn như vậy, chắc không phải nó muốn triệu tập tất cả các đàn sói trên tầng bình đài thứ ba này đến đấy chứ? Nghĩ tới đây, y không khỏi thấy lạnh cả người. Merkin lập tức hạ lệnh, nhanh lên, đi theo hướng sóng âm truyền đến. Cuối cùng y cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, có sói thì tốt rồi, có sói thì tốt rồi. Nhớ lại mấy ngày trước, Kha Phu tức giận hầm hầm đến tìm y, nói rằng đám lính đánh thuê đang xì xào bàn tán, bảo bọn họ vốn không tiến thêm được bước nào, mà chỉ đi vòng vòng trong sương mù. Lúc ấy, Merkin đúng là một phen kinh hãi, khó khăn lắm mới dẹp yên được vụ việc. Nghĩ tới đây, y bất giác nước nhìn nhạc dương một cái, nhưng không nói gì chỉ thúc giục cả bọn nhanh lên nhanh lên nữa phía sau bọn mất kin một quáng lư cánh nam đang chống gậy gỗ đột nhiên dừng lại không khí đưa đến những âm thanh rất nhỏ gần như không nghe thấy được nhưng thính giác nhạy bén của cô vẫn phát hiện ra khí thế hào hùng ẩn chứa bên trong đó cô lắng nghe sức sống cuồn cuộn tuôn trào trong tiếng hú ấy thầm đưa ra phán đoán bước đầu đây tuyệt đối không phải là tiếng sói hú âm thanh này lan truyền xa hơn bùng phát mạnh hơn lại kéo dài như vậy, lồng ngực của loài sói không thể tích tụ nhiều hơi như thế được. Nghĩ tới đây, cô sực nhớ ra, có vị đại sư mật tu từng nói, đến một bước ngoặt quan trọng nào đó, nội khí bên trong cơ thể tích tụ trồng chất đến mức tắc nghẽn, người tu luyện sẽ ngửa cổ hú dài. Nhưng hiện tượng này chỉ xuất hiện ở những người tu luyện nội khí, còn sở học của cô lại chú trọng vào phương diện luyện tập thể năng, còn cách điểm đột phá ấy một quãng đường rất xa, thế nên cô cũng không được tiếp xúc nhiều với các nội dung tu luyện ấy cho lắm. Lữ cánh nam thầm nhủ, phải chăng Pháp Sư Á La đã đột phá? Nhưng ngay sau đó lại lắc lắc đầu, dù Pháp Sư Á La có đột phá được cửa ải tu luyện, ông cũng không bao giờ học theo tiếng chu của loài sói, lẽ nào đó chính là linh thú mà người đó vẫn luôn kiếm tìm. Tử Kỳ Lân trong truyền thuyết Ở phía trước bọn trác mộc cường ba, Pháp Sư Á La ngừng trầm tư, khẽ nhíu mày lại, trong không khí cuộn trào lên một khí thế kinh người, lũ sói tuyệt đối không thể làm được điều này. Có điều, đối với Pháp Sư Á La, khí thế như vậy vẫn chưa đáng để lo lắng. Ông thầm nhủ, là người thượng qua ba sao, từ đó đến giờ, sao không hề cảm nhận được khí thế này nhỉ? Ông nghiêng đầu liếc nhìn mẫn mẫn đang ủ rũ nhặt cành cây, thấy cô dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, đang kinh ngạc ngước lên nhìn mình, liền mỉm cười nói, không có gì đâu, là lũ sói đi săn thôi. Thấy mẫn mẫn có vẻ hờn dỗi, trong lòng Pháp Sư lại thoáng động, cô bé này có thể kiên trì được đến bạc ba la thần miếu, chắc không phải là vấn đề, nhưng có kiên trì được đến lúc gặp lại cường ba thiếu ra hay không, thì khó nói lắm. Mấy phút sau, cơn gió lồng lộng trên không trung mang tiếng hú của Trác Mộc Cường Ba đi đến một nơi rất xa. Trên đỉnh một tòa kiến trúc tương tự như kim tự tháp, cái bóng đen nằm ở vị trí cao nhất trên bình đài khẽ vẫy vẫy tai, mở cặp mắt ngạo nghễ nhìn đời đó ra, tung mình đứng bật dậy, khe khẽ đung đưa cái đầu. Bên dưới kim tự tháp, lập tức có vô số cái bóng lố nhú đứng dậy. Xung quanh tòa kim tự tháp ấy, không ngờ lại là cả ngàn con sói và chó ngao dường như vị trí của mỗi con trên kim tự tháp cũng tượng trưng cho thân phận và địa vị của chúng. Bọn chúng đều hơi ngạc nhiên ngước nhìn vị vương giả ở ngôi trí cao vô thượng kia, chỉ thấy đức vua của chúng chăm chú nhìn về phía nam, khe khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Khí thế như bậc quân vương giáng lâm theo tiếng gầm chấn động cả không gian ấy lan tỏa, đè nén khắp từ phía xung quanh. Tất cả lũ sói và chó ngao đều khe khẽ cúi đầu, lộ ra vẻ khiêm nhường của chúng trước sự uy nghiêm của bậc vương giả nhưng những con sói hoặc chó ngao có được vị trí ở kim tự tháp này dường như đều không phải hạng tầm thường. Bọn chúng nhanh chóng nhận ra sự khiêu khích và chiến ý trong tiếng gầm của Đức Vua, lập tức đua nhau ngẩng đầu lên, đồng thanh hú vang trợ uy cho lãnh tụ của chúng. Em mờ thanh của nghìn vạn con sói cùng chu lên ấy mới thực sự là núi non dung chuyển, khí thế đáng sợ ấy tựa như khiến cả mây trên trời cũng phải lui bước, nhưng bọn chúng vẫn không hiểu tại sao Đức Vua lại đột nhiên hướng về phương Nam phát ra tiếng gầm như thế tựa hồ ngài đang hồi đáp lại gì đó. Duy chỉ có mấy con ở ngay bên dưới vương tọa nơi đỉnh kim tự tháp là không chu lên theo đức vua, một con chó ngao cái lông trắng như tuyết, ngước nhìn đức vua ở ngôi cao kia một cái, tựa như đang nói, chỉ là mấy con sói vặt vãnh bị xua đuổi hoan hô khi vây bắt được con mồi, ngài là bậc vương giả, hà tất phải chấp nhặt bọn chúng làm gì. Bóng đen kia nhe răng ra, tựa như cười cười, rồi nằm xuống vương tọa, chừng như rất hài lòng với tiếng gầm vừa rồi của mình, nếu đến gần hơn nữa, sẽ phát hiện ra, bộ lông đen của nó thực ra không phải màu đen, mà là màu tím đỏ. Khoảng 10 phút sau, sắc mặt Pháp Sư Á là từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi. Từ nơi xa phía trước, phẳng lại tiếng hồi đáp với tiếng hú vừa rồi, âm thanh ấy. Thật đáng sợ, lẽ nào, không thể tiếp tục tiến lên nữa hay sao? Chắc một cường ba không ngờ, một tiếng hú của mình lại gây ra phản ứng lớn như vậy. Gã chỉ biết trong cơ thể mình có một luồng khí rồi rào cuồn cuộn chảy qua chảy lại, không thể không phát tiết ra ngoài cho bất phần bức bối. Lúc này, sói cả và sói hai đã trở lại chỗ chắc mộc cường ba, sói út hưng phấn vô cùng, không ngừng díu dít với sói cả, nào là a trang thế này, a trang thế kia. Sói hai đi một vòng xung quanh con thần lằn khổng lồ, rồi đến trước mặt chắc mộc cường ba, húc mạnh vào người gã một cú, sau đó lùi lại mấy bước, chân trước tẽ ra, đuôi đặt ngang. Tư thế này chắc mộc cường ba đã rất quen thuộc, ý của sói hai là, nào, phiêu chiến, một trọi một trác mộc cường ba cười cười rồi ngửa người ra sau đây là tư thế biểu thị sự nhượng bộ ý nói tao không đánh với mày coi như tao thua đi lúc này đúng thực là gã không còn năng lực quần nhau với sói hai nữa cánh tay cầm dao vẫn đang run run tê nhức vừa nãy lại hú lên mấy tiếng tuy cũng khiến thân thể và tâm trạng đều vô cùng dễ chịu nhưng cũng rất tốn sức giờ gã chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi mà thôi sói hai nhảy lên người trác mộc cường ba liếm liếm mặt gã cọ đầu vào cổ vào tai gã rồi lại áp mặt vào mặt gã, tựa như để cổ vũ khích lệ gã. Không lâu sau, sói cả bỗng nhiên run bắn thân mình, rõ ràng còn sợ hãi hơn khi phát hiện ra con thần lằn khổng lồ khi nãy gấp bội phần. Ba anh em sói xám đều kinh hoàng ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm vào màn sương mù xa xăm, tựa như đã xảy ra chuyện gì khiến chúng không biết phải ứng phó thế nào nữa. Sau khi nghiêng tai lắng nghe một lúc lâu, ba con sói mới yên tâm phần nào, đưa mắt nhìn nhau như thể vẫn chưa hết sợ. Còn chắc một cường ba thì vẫn nằm dưới đất, không cảm giác được gì cả. Con thần lằn khổng lồ tuy ngã lăn ra đất không dậy được, nhưng vẫn hung hãn vô cùng, cái miệng to như trậu máu đầy răng nhọn cũng không phải thứ vớ vẩn, mà bị cái đuôi to tướng kia của nó quét chúng một phát, thì chắc mộc cường ba và ba anh em sói sám cũng không chịu nổi. Nhưng dù có khỏe mấy nó cũng không thể thay đổi được tình thế đã định. Ba anh em sói sám cẩn thận canh chừng bên ngoài phạm vi công kích của con thần lằn. Chúng đang chờ đợi, chờ đợi con quái thú khổng lồ bị thương này đói đến mức không thể cựa quậy gì được nữa. Tính nhẫn nại là một trong những đặc tính của loài sói mà nhân loại từ thời cổ đại đã rất khâm phục. Có lẽ người xưa khó mà hiểu được tại sao loài sinh vật này lại có sức nhẫn nại đáng sợ đến nhường ấy. Có thể kiên trì không ăn nhiều ngày đến vậy mà vẫn giữ được sức khỏe cùng năng lực chiến đấu như thế. Loài sói lúc nào cũng thực hiện một cách hoàn mỹ phương thức săn bắt hiệu quả cao nhất, trả giá thấp nhất để giành được lợi ích lớn nhất. Vì vậy, khi con thần lần kia vẫn còn khả năng gây ra cho chúng những tổn thương ngoài ý muốn, chúng sẽ tuyệt đối không đến quá gần đối phương. Trác Mộc Cường Ba phát hiện, ba anh em sói xám như đã thỏa thuận từ trước, cùng lẳng lặng đến gần chỗ đầu con thần lần, hoặc ngồi hoặc nằm. Trác Mộc Cường Ba định đến ngồi cạnh sói út, nhưng lại bị nó xua xua chân trước, ý bảo gã tránh ra xa một chút. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt sói út ấy, Trác Mộc Cường Ba dường như đã nhận ra sự thay đổi trong cặp mắt nó, khi sói út nhìn gã, ánh mắt ấm áp mà thân thiết, nhưng khi nó hướng qua chỗ con thần lần kia, ánh mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng buốt giá. Trác Mộc Cường ba nghĩ ngợi rất lâu, mới sực hiểu ra, giờ đây chủ khách đã đổi vai, kẻ đi săn trở thành con mồi, vị trí của ba anh em sói xám đảm bảo sao cho con mồi vừa mở mắt ra là liền nhìn thấy cặp mắt sói rừng rực sát khí khiến người ta phải rét run lên của chúng. Mà con mồi đang không thể nhúc nhích gì kia, biết rõ rằng mình sắp bị ăn thịt, lại còn bị những sát thủ sắp sơi tái mình nhìn chằm chằm như thế, nhất định là sẽ kinh hoàng khôn cùng, lòng dối như tơ, không thể yên ổn. Nhưng vì bản năng sinh tồn, nó lại không thể không tập trung tinh thần đối mặt với lũ thợ săn khủng khiếp ấy, không dám lơ là dù chỉ một phút giây. Cứ kéo dài như vậy, tinh thần con mồi chắc chắn sẽ suy sụp, cũng có nghĩa là ba anh em sói xám chỉ cần ngồi yên một chỗ đó, nhìn con mồi không thể động cửa kia là đã có thể nhanh chóng đẩy nó vào chỗ chết. Lẽ nào, đây chính là tuyệt chiêu dùng ánh mắt giết chết kẻ địch trong truyền thuyết hay sao? Trác Mộc Cường ba học theo ba anh em sói xám, dồn sát khí vào mắt, mới đầu gã chừng mắt lên, nhưng chỉ được một lúc thì thấy hai mắt đều cay cay nhức nhối khó chịu liền chuyển sang chỉ nhìn bình thường sát khí trôn sâu trong ánh mắt uy lực lại tăng thêm gấp bội trước ánh mắt đằng đằng sát khí của gã và ba anh em sói xám, con thần lằn khổng lồ trở nên nôn nóng lo lắng dị thường chốc chốc lại nhen anh múa vuốt một bận tựa như bọn trác mộc cường ba đang áp sát tới chỗ nó nhưng trên thực tế gã và ba con sói đều không hề nhúc nhích vũ khí cứ như vậy qua một đêm trong khi trác mộc cường ba vẫn chịu đựng được cơn đói khát con thần lằn khổng lồ đã tiêu đời. Lúc nó không còn khả năng hoạt động, nhưng vẫn chưa chết hẳn, ba anh em sói xám đã bồi thêm một đòn chí mạng, cuối cùng, con quái thú khổng lồ cũng trở thành bữa ăn của Trác Mộc Cường ba và ba con sói. Thịt thần lằn ăn không ngon lắm, nhưng được cái nhiều, ba anh em sói xám ăn không hết phần nội tạng giàu chất dinh dưỡng nhất, để lại cho Trác Mộc Cường ba một phần. Trải qua cuộc chiến này, gã đã giành được đãi ngộ cùng ăn một lượt với sói hai. Nhưng nhìn đống nội tạng xanh xanh đỏ đỏ ấy, Trác Mộc Cường ba thực khó mà nuốt nổi, cuối cùng vẫn cắt một xúc thịt đùi ra sơi tái. Trác Mộc Cường ba vừa ăn vừa hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạt vía đã qua ấy, lần này có thể đánh ngã con thần lằn, thực sự có hơn một nửa là nhờ vào vận may. Tuy rằng sói cả để gã được đãi ngộ ngang với sói hai, nhưng bản thân Trác Mộc Cường ba cũng biết sức chiến đấu của mình không hề mạnh. Trên thực tế, bất luận là tay không hay là dùng con dao thủy sĩ, gã cũng không thể chiếm được phần ưu thế trong cuộc chiến với những sinh vật cỡ lớn kia còn độ sắc bén của những mũi tên bằng đá thì khó mà đảm bảo được, và lại chất lượng cây cung tự chế của gã cũng không được cao cho lắm. Cần phải tìm ra thứ vũ khí nào mạnh mẽ hơn mới được. Nghĩ tới đây, Trác Mộc Cường ba hướng ánh mắt về phía cái xác con thần lằn trên mặt đất, gã đi một vòng xung quanh, quanh quan sát, những móng vuốt sắc bén kia là lớp chất sừng cực kỳ cứng rắn, chắc là có thể dùng được, gân chân của con thần lằn này còn to hơn gân hưu nhiều, nếu có thể tìm được gỗ tốt, vậy thì làm cung mạnh cũng không phải là điều không thể, sau đó, gã trông thấy cái miệng to như chậu máu của con thần lằn, những cái răng sắc nhọn kia, biết đâu, còn lợi dụng được. Sau khi được sói cả đồng ý, chắc Mộc Cường ba tốn khá nhiều công sức mới cắt được móng vuốt, gân và đầu lâu con thần lằn xuống. Mấy sợi gân thì gã đã nghĩ ra chỗ sử dụng, móng vuốt và răng thì tạm thời chưa nghĩ đến, nhưng chắc Mộc Cường ba tin rằng, những thứ này đã là vũ khí lợi hại để con thần lằn săn mồi, vậy thì, nhất định cũng có thể trở thành công cụ để mình chiến đấu. Tình cờ, Gã lại trông thấy xương hàm hình cung của con thần lằn, liền nhớ đến chiếc boomerang người Kukua trong rừng Amazon tặng bọn họ, chiếc boomerang ấy cũng được làm từ xương động vật, chỉ là để tăng thêm độ sắc bén cho nó, người Kukua đã bịt sắt vào hai đầu mà thôi. Phải rồi, gã cũng có thể dùng cái xương hàm này làm thành một cái boomerang, không có vỏ sắt bọc bên ngoài thì coi như con dao cùn vậy, nhưng có thể dùng trọng lượng bù đắp, và lại những cái răng còn lại trên xương hàm kia, chẳng phải vừa khéo thành răng cưa hay sao? nói làm là làm trác mộc cường ba liền lấy cành cây đốt thành than vẽ thiết kế phác thảo xuống đất những kiến thức của thuật thiết kế cơ quan lữ cánh nam truyền dạy lúc trước toàn bộ đều hiện lên trong óc gã mọi thông tin hữu dụng đều được gã rút ra loài sói xưa nay không bao giờ tùy tiện lãng phí thức ăn cộng với nhiệt độ lạnh giá đã hình thành nên một kho đông lạnh thiên nhiên xác chết không bị thối giữa nên cũng không dụ bọn động vật ăn xác thối đến vì vậy cả bọn không về hang động mà ở luôn đó ăn suốt mấy ngày Trác Mộc Cường ba dùng vỏ cây và cành cây dựng một túp lều nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể ngủ qua đêm được. Còn ban ngày, thì gã đều dành thời gian để thiết kế và chế tác cái boomerang. Ban đầu, Trác Mộc Cường ba tưởng rằng chỉ cần xong xuôi bản vẽ thiết kế là có thể nhanh chóng gia công thành phẩm, không ngờ độ cứng của xương thần lằn vượt xa những gì gã tưởng tượng. Gã dùng con dao thụy sĩ cắt mấy ngày liền, cuối cùng mới cắt đôi được cái xương hàm dưới đó ra, sau đó, gã lại khoét mộng, khoan lỗ cố định. Tốn bao công sức, rốt cuộc mới ghép được hai mảnh xương hàm dưới lại thành một hình chữ V có góc mở tương đối rộng. Bên trong hình chữ V là đầy những chiếc răng sắc nhọn. Để tiện cầm nắm, chắc một cường ba đành phải bỏ bớt mấy cái răng ở chỗ rìa ngoài đi, còn hai đầu hình chữ V thì được cắt bằng dao, nên dù không bọc thép bên ngoài thì cũng rất sắc bén. Ngày hoàn thành món vũ khí mới, Trác Mộc Cường ba hân hoan ngắm nghía chiếc boomerang có hai đầu cách nhau tới hơn một mét, áng thử trọng lượng, thấy ít nhất cũng phải trên chục kg, gã thầm nhủ, rốt cuộc cũng có vũ khí hạng nặng rồi. Nghĩ đoạn, gã đặt cho vũ khí hạng nặng của mình một cái tên nghe rất kêu, phi lai cốt. Nhưng việc thử nghiệm sau đó mới khiến Trác Mộc Cường ba tốn công suy nghĩ, thể tích của phi lai cốt quá lớn, trọng lượng lại quá nặng, những cách ném boomerang thông thường đều không thích hợp với nó. Trác Mộc Cường ba ném thử mấy lần, đừng nói là bay trở lại, đến cả xoay chuyển trên không trung cũng là một vấn đề lớn với gã, mỗi lần ném ra, phi lai cốt đều như một thanh đại đao chém thẳng tới phía trước, xa nhất cũng chỉ được hai chục mét rồi rơi bịch xuống đất, cho dù là ném theo phương ngang hay phương dọc cũng thế, vừa không bay xa được, lại cũng chẳng vòng trở về. Trác Mộc Cường ba vuốt nhẹ lên rìa ngoài đã được mài nhẵn của phi lai cốt, thầm nhủ, theo nguyên lý khí động lực học mà lữ cánh nam đã dạy, nó lẽ ra phải bay lên được chứ nhỉ, mà lúc mình cầm trên tay cũng đâu cảm thấy nặng nề gì lắm, không ném xa được, rõ ràng là vì chưa đúng cách. Trác Mộc Cường ba thử nghiệm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng tìm được một cách hiệu quả, đầu tiên cần chạy đà, sau đó dừng sững lại, lợi dụng quán tính của Phi Lai Cốt, lấy thân mình làm trọng tâm, xoay tròn thật nhanh, sau đó nhắm chuẩn phương hướng, dồn hết sức lực vào tay, ném văng Phi Lai Cốt ra giống như vận động viên ném đĩa vậy. Phi Lai Cốt xít lên một âm thanh chói tai, cuối cùng cũng xoay tít trên không trung như trong chóng tre, càng bay càng xa, không ngờ đã vượt qua khoảng cách trăm mét. Trác Mộc Cường ba luyện đi luyện lại, cuối cùng cũng luyện được tới trình độ không cần chạy đà, chỉ cần xoay người tại chỗ như vận động viên ném đĩa hoặc ném tạ là có thể vung được phi lai cốt ra hơn trăm mét. Chỉ có điều, gã vẫn không bắt được phi lai cốt lúc nó bay trở về, bởi thực sự là gã không có khả năng bắt lấy vật thể to đùng ngã ngửa nặng hơn chục cân từ khoảng cách ngoài trăm mét bay về đó. Nếu không có hai lớp áo da thật, cộng thêm vỏ cây da cố, cùng với một thân thủ nhanh nhẹn né tránh, thì không biết gã đã gãy mất bao nhiêu cái xương rồi nữa. Không bắt được thì cũng chẳng còn cách nào, tiếp đó gã chuyển sang luyện tập sử dụng phi lai -like cốt tấn công mục tiêu một cách chính xác. Vì thiết kế của Trác Mộc Cường 3 không được hoàn mỹ, nên lúc xoay chuyển phi lai -like cốt không thể giữ được đường bay thẳng, vạch trên không chung một đường cong hết sức kỳ dị, tùy theo hướng gió và lực xoay chuyển, nó sẽ lệch sang bên trái hoặc lệch lên trên, quỹ tích lúc bay ngược trở về cũng cực kỳ khó đoán, vì vậy Trác Mộc Cường 3 có thể tránh được cũng đã là khá lắm rồi. Bụp, không biết sau bao nhiêu lần luyện tập, Trác Mộc Cường ba cuối cùng cũng ném chúng một cái cây khô cách chỗ gã chừng 50 mét. Chỉ là gã không thể ngờ, uy lực của phi lai cốt lại khủng khiếp đến thế. Chỉ thấy phần rìa bên trong lởm chởm răng sắc nhọn của con thằn lằn khổng lồ cắn chặt vào thân cây, hệt như con quái thú ấy há cái miệng đầy máu của mình đớp mạnh lên đó một phát vậy. Trác Mộc Cường ba phải tốn khá nhiều sức mới giật được phi lai cốt ra khỏi thân cây, nhìn vết tích của những cái răng thú để lại trên đó, thò ngón tay vào cũng không chạm được tới đáy, gã không khỏi dùng mình chấn động, tràn đầy lòng tin với thứ vũ khí mới này của mình. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập, Trác Mộc Cường Ba cũng hoàn thành được hai món vũ khí khác, một cung tên và một vuốt thú. Cung tên thì gã đã có kinh nghiệm của rất nhiều lần thất bại, nên chế tác cũng khá thành thạo. Lần này gã sử dụng gân chân của con thần lằn, vì vậy có thể dùng chất gỗ thô hơn, chắc bền hơn để làm thân cung, lực kéo cũng lớn, xạ trình xa hơn cây cung trước nhiều. Có điều, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy thứ vũ khí thích hợp với mình nhất chính là vuốt thú. Gã lấy móng vuốt của con thần lằn, ban đầu cũng chưa nghĩ xem nên dùng như thế nào, bỗng một hôm trông thấy sói út dùng móng vuốt nhổ một gốc cây nhỏ lên nghịch, trong óc liền lóe lên một tia chớp, nếu có thể dùng móng vuốt con thần lằn làm vũ khí, tuy không thể chém chặt như đao, nhưng ít nhất cũng phải mạnh hơn gậy gỗ chứ nhỉ. Mới đầu, chắc Mộc Cường Ba chỉ muốn thiết kế một món vũ khí như cây gậy ba tong, đục lỗ trên cán ba tong để gắn móng vuốt vào để nó vừa có thể gõ như búa, lại có thể vồ con mồi như bàn tay gấu. Nhưng mãi mà gã vẫn chưa tìm được khúc gỗ nào thích hợp, nếu không phải không đủ cứng rắn, thì không thể nào gắn chặt móng vuốt lên trên đó. Về sau, gã phát hiện ra xương của con thằn lằn khổng lồ kia rất cứng, liền quay sang nghĩ cách lợi dụng thứ này. Có điều, lúc chọn xương, chắc một cường ba chỉ tìm được mấy khúc xương ống dài cỡ cánh tay mình là thích hợp để gắn móng vuốt, tiếc là hơi ngắn, còn những đoạn xương khác nếu không phải to quá thì lại dài quá, gã dùng mấy khúc xương đó làm thành hai thanh vũ khí giống như cái gãi lưng cầm trên tay múa thử mấy phát nhưng cảm giác không ổn cho lắm đôi vũ khí này bảo dài thì không dài bảo ngắn cũng không ngắn mà còn hơi nhẹ gã lại không phải người luyện võ thuật cầm hai cái gãi ngứa này trong tay cảm giác còn không mạnh bằng nắm đấm nắm đấm nếu như cố định cái gãi lưng này lên cánh tay để vuốt thú vừa khéo lộ ra phía bên ngoài nắm đấm của mình thay cho móng tay không đủ sắc vậy chẳng phải sẽ càng thêm linh hoạt hay sao Vậy là gã lại thay đổi thiết kế, chọn một khúc xương lớn, làm một đôi bảo vệ cánh tay bằng xương, gắn vuốt thú ra bên ngoài. Mới đầu, phần vuốt thú chia ra dài đúng bằng ngón tay, như vậy chỉ cần nắm tay lại, móng vuốt sẽ thay thế các ngón tay, nhưng về sau gã lại phát hiện, như vậy lúc tháo ra lắp vào rất bất tiện, và lại nếu gắn lên rồi mà không sử dụng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của các ngón tay. Vì vậy, gã lại nghĩ đến một thứ bình thường không ảnh hưởng tới hoạt động của mình, mà khi cần sử dụng thì có thể nhanh chóng gắn lên, nghĩ đi nghĩ lại, gã bỗng nhớ ra tuyệt chiêu sát thủ tiệp khác của Merkin. Thiết bị chỉ cần máy động ngón tay là có thể làm vũ khí xuất hiện trên lòng bàn tay ấy có vẻ là một lựa chọn không tồi. Trước đây, Lữ Cánh Nam cũng từng giải thích nguyên lý của nó với gã rồi. Cuối cùng, sau vô số lần thất bại, Trác Mộc Cường Ba đã sử dụng chỗ gân và xương còn sót lại của con thần lằn, làm ra một bộ vuốt thú hoàn toàn mới, thứ này gắn trên cánh tay, lúc không sử dụng, vuốt thú được giấu bên trong tay áo, hai bàn tay gã vẫn hết sức linh hoạt khéo léo, nhưng chỉ cần nắm chặt tay lại, vuốt thú sẽ bắn ra đánh soạt, vừa khéo dài hơn nắm đấm một chút, có thể đâm như dao, cũng có thể cào như móng vuốt, và lại hai ống xương phía trên còn có thể dùng như ống bảo vệ cánh tay nữa. Trác Mộc Cường ba đứng trước một cái cây, đột nhiên vung tay đấm mạnh, kế đó nắm chặt tay vận sức chụp xuống, vụn gỗ tức thì bắn lên tung tóe. Gã nhìn dấu vết sâu đến cả lóng tay để lại trên thân cây, rồi lại nhìn vuốt thú ló ra trên nắm đấm của mình, lòng bàn tay lơi ra một chút, mấy cái móng vuốt liền lập tức chui vào trong ống tay áo. Trác Mộc Cường ba không kìm được ngửa mặt lên cười một tràng dài, cuối cùng gã cũng cảm thấy, mình không còn trần như nhộng nữa, gã đã có vũ khí của riêng mình. Trác Mộc Cường ba lần đầu tiên cảm thấy mình không cần ba anh em sói sám bảo vệ, cũng có thể sinh tồn ở nơi đây, ngược lại, nói không chừng gã còn có thể bảo vệ cho ba con sói đó nữa. Khoảnh khắc ấy, gã có cảm giác mình thật mạnh mẽ, cả khi sói út nhau nhau muốn thử khiêu chiến, gã cũng chỉ cười cười xoa đầu nó, rồi bảo, mày không phải đối thủ của tao đâu. Khoảng thời gian trước khi con thằn lằn khổng lồ bị ăn hết, chắc Mộc Cường ba lấy chỗ xương còn lại chế thành các phiến mỏng, gã định dùng những phiến xương này để làm thành một bộ áo giáp cho mình. Cách thức làm áo giáp cũng rất đơn giản, gã rạch rất nhiều lỗ nhỏ trên áo ra, giống như mở ra nhiều cái túi vậy, sau đó nhét những phiến xương vào đó. Lúc làm những thứ này, chắc Mộc Cường ba không hề ý thức được rốt cuộc tại sao mình làm vậy gã cũng không hề nghĩ đến tại sao đi săn ở đây cần phải làm một cái boomerang to như phi lai cốt. Tại sao còn phải làm ra một bộ áo giáp xương giống như là áo chống đạn. Nhưng sâu bên trong tiềm thức gã, vẫn luôn chất chứa ý niệm ấy, rồi sẽ có một ngày, gã sẽ trở lại, trở lại khiêu chiến với đám kẻ địch tưởng chừng như không thể nào chiến thắng được đó. Khi con thần lằn khổng lồ từng một độ hung hăng giữ tợn kia hoàn toàn biến thành một đống xương vụt, không thể nhận ra hình dạng ban đầu nữa, sói cả mới hài lòng nheo nheo mắt, lè lưỡi liếm liếm răng, quyết định trở về hang ổ. Trác Mộc Cường ba lưu luyến nhìn kiệt tác của mình, giờ đây, đống xương còn sót lại đó đa phần đều là kiệt tác của gã thầm nhủ, những phần mình có thể lợi dụng được, thực sự là quá ít. Gã nhớ, Son từng tìm được rất nhiều thứ có ích từ xác con thần lần lần trước, còn mình thì hoàn toàn chẳng biết gì cả, chỉ lần mò được thứ gì thì hay thứ đó. Sói út đứng thẳng lên bằng hai chân sau, dựa vào người Trác Mộc Cường ba làm bộ như con mèo đang bắt bướm, đây là một trong những trò nó thích nhất nó đang nói với gã người cao lớn kia rằng, này, xương cũng thành cặn bã hết cả rồi, còn lưu luyến gì nữa. Chúng ta trở về thôi. Trác Mộc Cường ba ngoẹo đầu, thấy sói út cười cười, không ngừng hất đầu về phía xa xa, gã biết, đó là chỗ của bầy hưu, sói út đang nói với gã, con thằn lằn này ăn hết rồi, nhưng chúng ta vẫn còn cả một kho lương thực, chẳng phải lo lắng gì cả. Trác Mộc Cường ba hiểu, thời gian này sói cả đã yêu đãi rất nhiều cho mình, chỉ để sói út ở lại, còn nó và sói hai hàng ngày vẫn chiếu lệ tuần tra lãnh địa như thường. Bọn chúng cần phải nắm bắt được một cách chính xác, mỗi ngày trong lãnh địa của mình xảy ra chuyện gì, những con mồi của mình giờ đây như thế nào. Chỉ có vậy, bọn chúng mới có thể đảm bảo, lúc nào con mồi giả dạ yếu bệnh tật, cũng tức là đã đến lúc thu hoạch, bọn chúng có thể lập tức đến chỗ đó. Trác Mộc Cường ba kéo kéo cây cung và chiếc phi lai cốt nặng nề trên lưng, cọ có hai cánh tay vào nhau, cảm nhận đôi vuốt thú ẩn giấu bên trong lớp áo, rồi gật đầu nói với sói út, mày nói đúng, cũng đến lúc phải đi rồi, con người ta phải biết thế nào là đủ, phải không? Sói út gật gật đầu nửa hiểu nửa không, cổ họng phát ra một tiếng ửng khe khẽ. Đám kẻ địch ấy, lúc này vẫn ở phía sau chắc một cường ba, có điều mất đang rất hân hoan, từ sau khi nghe thấy tiếng sói chu kia, bọn y dường như không đi vòng vèo qua một chỗ mấy lần nữa, phần mềm máy tính cũng hiển thị, nơi bọn y vừa đặt chân đến, không có trong kho dữ liệu. Nhưng tại sao bọn Mơ vẫn không thể tiến lên? Đáp án này chỉ có mình Nhạc Dương biết rõ, anh lợi dụng phần mềm, đưa Mắc Kinh và đồng bọn đi theo một tuyến đường hết sức kỳ quái. Kỳ thực, bọn họ đang đi cắt ngang tầng bình đài thứ ba, tiến lên theo tuyến đường hình sóng, mỗi lần sắp đến chân núi hay mép bình đài, Nhạc Dương lại dẫn bọn đi tiến lên chừng một hai trăm mét, sau đó cắt ngang cả tầng bình đài, cứ thế tiến dần theo hình rích sắc. Vì vậy, con đường họ đi qua sẽ không bị lặp lại nữa, nhưng thực chất cả mấy ngày nay, bọn Mắc Kinh cũng chỉ tiến thêm được vài cây số, có điều, trong sương mù chẳng ai phân biệt được phương hướng, thế nên hai bên đều lấy làm vui vẻ. Sos hàng ngày vẫn gọi sói, nhưng đều không có kết quả gì. Còn Mark thì vẫn ba hoa bốc phét với đám lính đánh thuê, Merkin và Kha Phu thống lĩnh cả đội quân, khí thế hừng hực, rất có phong độ của bậc thống soái chỉ điểm Giang Sơn. Nhạc Dương lúc nào cũng hết sức cẩn thận làm những việc mình cần làm. Thì thoảng, anh cũng ra ngoài với Mark hay chuyện gấu với bọn lính đánh thuê, trong mắt đám lính đánh thuê lấy mạng ra đổi tiền tài ấy, Chàng thanh niên trẻ tuổi phản ứng nhanh nhạy, hay nói hay cười này là một người rất hòa nhã dễ gần. Sos cũng rất thích thái độ hiếu học của Nhạc Dương, chỉ là ngại mất nên cũng không tiện dạy cho anh quá nhiều. Song Y cũng không ngại để Nhạc Dương ở bên cạnh quan sát những lúc mình thực thi thủ thuật gọi sói, có điều, Y dường như đã đánh giá năng lực quan sát của Nhạc Dương quá thấp. Nhạc Dương sớm đã chú ý thấy, tuy những chiếc lọ mất lấy ra có hình dạng kích thước bên ngoài giống hệt nhau, nhưng chất lỏng bên trong thì rõ ràng là rất khác anh suy đoán có lẽ sauce đã lấy những thứ này khi lũ sói còn đi cùng với bọn y trong các lọ ấy là nước tiểu sói nước dãi sói và những thứ gì đó khác nhưng sauce đã thêm vào một số thành phần nữa có một lọ màu đỏ nhạt chắc chắn là phân tử máu hòa tan trong thuốc bốc hơi vì trước đấy sauce chưa từng sử dụng loại này mà nhạc dương lại từng thấy sauce gọi một tên lính đánh thuê vào lều lấy máu thiết tưởng chắc y sợ gọi lũ sói đến lại bị chúng cắn ngược nên mới không dám dùng máu của chính mình Nhạc Dương cũng từng trông thấy những cái lọ đó ở khoảng cách gần, ngoài nội dung bên trong không giống nhau, Sauce còn đánh dấu bằng các ký hiệu, dựa trên số lần và trình tự xuất hiện của các ký hiệu ấy. Nhạc Dương sơ bộ suy đoán, một vài trong số rất nhiều ký hiệu đó, lần lượt biểu thị các thông tin như ăn, tấn công, rút lui. Sauce luôn phối hợp ăn và tấn công theo những tỷ lệ khác nhau để gọi lũ sói đến, nếu không gọi được, y nhất định sẽ lấy lọ đựng chất dịch mang tín hiệu rút lui ra. Y làm việc cực kỳ cẩn trọng, vì sợ rằng trong tình huống tất cả đều không kịp đề phòng lại gọi đến thứ gì khác. Ngoài ra, những lọ những bình còn lại mang ý nghĩa gì thì Nhạc Dương cũng không hiểu cho lắm. Trên thực tế, điều khiến Nhạc Dương hứng thú nhất là cách Source bố trí những chất thông tin trong tay vào các vị trí y muốn trong lúc chiến đấu. Dù sao trong khi chiến đấu, Source cũng không thể điều chế dịch thể rồi giải lên chỗ cao cho nó khuếch tán trong gió như thường ngày y vẫn làm được. Nhạc Dương vẫn lờ mờ nhớ được, khi bọn họ đối mặt với y thậm chí còn chưa nhìn thấy Sos ra tay thì đã trúng chiêu của y rồi, cả quá trình ấy thần bí như diễn trò ảo thuật vậy. Anh đã bóng gió hỏi mấy lần, mà Sos vẫn rất kín miệng, nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ khiêm tốn tự học, tự lần mò, trong lòng hiểu rõ, những thứ này về sau chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Điều chỉnh thêm vài số liệu trên bản đồ lập thể, nhạc dương thầm tính toán, tiến lên thêm 500 mét nữa rồi, chắc còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến nơi nhận được tín hiệu của lũ sói hôm ấy, theo lời source, thì ở khoảng cách này, đàn sói rất có khả năng bắt được tín hiệu từ chất thông tin của y. Ừm, đến lúc dẫn bọn chúng vòng trở lại chân núi rồi, không biết ở đó có đàn sói nào khác nữa không nhỉ? Nếu source gọi được sói đến thật, thì lúc đó tùy tình hình rồi điều chỉnh lại một lần nữa vậy. Nhạc Dương hài lòng tắt máy tính, lúc này mắc nhất định là đang tán phét với mấy tên lính đánh thuê, nghĩ vậy, anh bèn đứng lên đi ra khỏi lều. Nhạc Dương cực ghét ở chung với mắc, mỗi lần trông thấy vẻ mặt cười cười của hắn, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác muốn lao tới đập cho cái mặt ấy bẹp dí ra. Nhưng anh càng hiểu rõ hơn thân phận và nhiệm vụ của mình, vì vậy, lúc nào cũng phải làm ra vẻ thoải mái cười đùa với hắn và đám lính đánh thuê kia. Nhạc Dương đã nắm bắt được tính cách của Mark, tên này thích nhất là xun xoe nịnh bỡ trước mặt người khác, vừa xoay lưng liền lập tức chê bai nói xấu, trừ mất kinh ra, dường như chẳng có ai là hắn không bất mãn cả, và lại tên này còn rất thù dai, có lần chỉ vì một chuyện nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn, mà hắn bất bình phẫn nộ suốt mấy ngày liền. Nhạc Dương quyết định lợi dụng đặc điểm này của Mắc, vì vậy những lúc tán gẫu, dưới sự dẫn dắt khéo léo của anh, Mắc thi thoảng lại bộc lộ những bất mãn của mình với Sauce, mới đầu chỉ là những chuyện vớ vẩn hàm hồ, về sau hắn phát hiện ra bọn lính đánh thuê cũng không dám báo cáo với Mắc Ben dần dần lộ rõ bản chất. Sau lần mấy người bạn sói của Sauce bị mất tích, suốt một thời gian dài Sauce đều nhìn Mắc với ánh mắt khó chịu, Mắc cũng nhiều lần nhức móc hắn trước mặt cả đám lính đánh thuê, chắc rằng tên này đã nín nhịn hết nước rồi. Nhiều lúc cả bọn đang nói những chuyện chẳng liên quan gì, cũng làm hắn liên tưởng đến Sos rồi nghiến răng kèn kẹt. Dưới sự ám thị không ngừng của Mark, đám lính đánh thuê cũng bắt đầu nảy sinh bất mãn với lão già mặt mũi quái đản, hành tung thần bí, cả ngày mặc đồ đen, loay hoay với đống chai lọ lủng cùng. Dấu sói Dưới tác động của dư luận, không chỉ có đám lính đánh thuê ngấm ngầm bất mãn với Sos, cả Sos cũng bắt đầu có khúc mắc với Mark, Merkin và Sos càng lúc càng cảm thấy mắc bất tài, mắc thì lại thấy so chẳng có tác dụng gì, còn Kha Phu thì không bằng hắn, đám lính đánh thuê đó lẽ ra phải đưa về cho hắn đứng đầu mới phải, nhưng ngoài tên nhóc Nhạc Dương kia còn biết nhìn người một chút, mấy tay trùm kia đều chẳng coi trọng hắn cho lắm. Hố ngăn cách giữa các bên dần dần sâu thêm, nhưng tuyệt diệu nhất là cả bọn đều vẫn chưa phát giác ra, hoặc giả đã phát giác rồi, nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Nhạc Dương thì từ đầu chí cuối vẫn chưa từng tự mình nói ra điều gì bất lợi cho bên nào anh chỉ khiến đối phương tự mình nhận ra một số thứ trước đây đã bị bỏ sót mà thôi. Nhạc Dương làm những việc này hết sức thuần thục, dẫu sao thì anh cũng từng là nội gián chuyên nghiệp, song đồng thời, áp lực to lớn cũng thường xuyên dày vỏ anh. Từ khi cường ba thiếu ra bỏ đi trong trạng thái gần như khỏa thân, đêm nào Nhạc Dương cũng gặp ác mộng, có lúc còn mơ thấy giáo quan bị thương nặng, có lúc lại mơ thấy Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn bị đàn sói vây công. Nhưng nhiều nhất vẫn là mơ thấy cường ba thiếu ra rơi vào tình cảnh cực kỳ thê thảm, Trương Lập và Ba Tang đến tìm mình. Để đề phòng nói mớ, trước khi ngủ Nhạc Dương đều ngậm vật đè lưỡi trong mồm. Đó có thể là bất cứ thứ gì có thể tích tương đối lớn, nhưng ngậm trong miệng người khác lại không nhìn ra được. Trước khi đi ngủ, đặt xuống dưới lưỡi, thứ ấy sẽ khiến anh không thể phát ra những âm thanh rõ ràng dễ nghe, mà lại không gây tắc đường khí quản. Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, toàn thân đều ướt sũng mồ hôi lạnh, nhưng anh lại không dám nhúc nhích mà chỉ cẩn thận quan sát xem bọn lính đánh thuê nằm xung quanh có phản ứng gì không. Đối với những gì gặp trong mơ, Nhạc Dương không thể đưa ra phán đoán, trước mắt, chỉ có thể cố gắng làm cho thật tốt những gì mình có thể làm được mà thôi. Nhạc Dương lắc lắc đầu, gạt hết những mạch suy nghĩ rối loạn ấy ra khỏi trí óc, trên gương mặt nở ra một nụ cười ấm áp rạng rỡ khiến mỗi người trông thấy anh đều có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Anh nghiêng đầu nhìn bầu trời, sương mù hôm nay khá mỏng, thời tiết bên ngoài hẳn là rất đẹp. Dọc đường, Nhạc Dương luôn miệng chào hỏi bọn lính đánh thuê, từ lều này sang lều khác. Anh không khỏi lấy làm khâm phục khả năng tổ chức của McKin. Y chia 267 tên lính đánh thuê ra làm 20 tổ, mỗi tổ khoảng 13 người, cùng ở trong một căn lều lớn, sau đó lấy căn lều làm trung tâm, trong vòng bán kính 20m xung quanh chính là phạm vi hoạt động của những người ở bên trong lều. Khi chưa được cho phép, người ở các lều khác nhau không được tự tiện vượt qua ranh giới, đồng thời cấm tuyệt đánh bạc, đánh nhau, dĩ nhiên cũng không thể mang vào những thứ có chất cồn, ngoài ra còn nghiêm cấm cả việc kể chuyện cười liên quan đến tính dục. Nói tóm lại, tất cả mọi thứ có thể khiêu khích dục vọng của giống được đều bị nghiêm cấm. Trong những ngày hành quân đơn điệu buồn chán này, đám lính đánh thuê đều sống như những nhà tu hành, bao nhiêu tính khí bạo ngược hung hãn đều bị mất và kha phu dùng sức mạnh đè nén xuống, nhưng lại ngấm ngầm tích tụ. Nhạc Dương biết, chỉ cần mất giải trừ lệnh cấm, hoặc khi bọn chúng tấn công kẻ địch, những tên lính đánh thuê này sẽ như mãnh hổ sổ lồng mặc tình hủy diệt tất cả những gì cản bước chúng. Sở dĩ chia đám lính đánh thuê thành từng tổ nhỏ như vậy là bởi khi đám đàn ông tụ tập lại một chỗ, bị đè nén trong một thời gian dài sẽ khiến tính tình họ trở nên nóng nảy cáu kinh, chỉ vì một chút chuyện nhỏ cũng có thể diễn biến thành một trận đấu đẫm máu. Niềm hưng phấn và kích thích do lợi lộc mang lại sẽ dần dần bị mài mòn theo thời gian, cuộc hành quân đằng đẵng sẽ biến những gã đàn ông vốn sống trên đầu ngọn súng ấy thành những dã thú. Giờ đây, 12 căn lều của bọn chúng, chính là 12 thùng thuốc nổ, chỉ cần châm lửa là có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Kỳ thực, đám lính đánh thuê này đã từng trải qua vô số chiến dịch, cũng có không ít tên đã sống sót trở về từ tuyệt cảnh, bọn chúng không hề sợ kẻ thù, niềm khoái cảm khi đạn rời nòng súng có thể làm phai nhạt đi nỗi sợ và cảm giác đè nén trong lòng chúng. Nhưng, bọn chúng sợ nhất chính là tình cảnh hiện giờ, không có kẻ thù. Thậm chí xung quanh còn không có vật sống. Không có kẻ thù, cũng có nghĩa là không có những cảnh hoa máu tung tóe, tay chân gãy lìa đạn bay dập trời để kích thích thần kinh của chúng cũng không có thứ khoái cảm khi bước chân đi trên làn danh sinh tử không có kẻ địch toàn bộ đều là người mình cảm giác muốn dùng nắm đấm dần cho đối phương gãy xương nát phổi cảm giác muốn dùng lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể đối phương không tìm ra nơi để phát tiết rất dễ khiến con người không kiểm soát nổi cảm xúc chỉ cần một con chuột xuất hiện thôi cũng được như vậy chúng có thể xả đạn bắn cho nó thủng lỗ chỗ rồi dùng gót giày nghiền nát nó ra thành tương thịt ít nhất cũng phát tiết được phần nào nỗi bức bối trong lòng. Nhưng ở nơi đây lại chẳng có gì hết, chỉ có những khối nham thạch màu nâu đỏ, thi thoảng lại gặp một cái cây chết khô và cả màn xương mù dày đặc không chịu tan đi kia nữa. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, hành quân trong xương mù, vượt qua những giải dung nham rồn tích, băng qua các khe các rãnh, lựa chọn chỗ cắm trại, dựng lều, dỡ lều, rồi lại xuất phát. Đám lính đánh thuê không biết suốt cuộc mình cần thứ gì, chỉ cảm thấy bức bối dị thường dẫu là một con chim bay ngang qua không trung mang đến một chút âm thanh khác lạ cũng tốt rồi, thế nhưng lại chẳng có gì cả, hơn một tháng trời, chỉ có những giải đá lạnh lẽo trong sương mù, những thân cây khô nghiêng ngả. Tuy trong ba lô có đủ thức ăn cho ba năm, bao gồm tất cả các vitamin cơ thể cần đến, ngoài ra còn có tuyết động bổ sung nước ngọt, không phải lo lắng chuyện đói khát, nhưng rõ ràng bọn chúng cần những thứ còn quan trọng hơn thức ăn nhiều. Bọn lính đánh thuê không biết bản thân chúng cần gì, nhưng Mắc thì biết, vì vậy y mới nghiêm cấm chúng có bất cứ hành vi phát tiết nào, bởi đó chính là chỗ khuyết có thể khiến cơn lũ lớn cuốn phăng cả con đê kiên cố, một khi đã xảy ra thì không thể nào vãn hồi được nữa, nhạc dương cũng biết, vì vậy anh đang định dẫn đám lính đánh thuê đi loanh quanh ở vùng đất ngoài xương mù ra thì chẳng còn gì hết này thêm vài ngày nữa, khiến tinh thần của chúng càng thêm căng thẳng. Ban đầu, Merkin có 21 tổ ở trong 21 lều, nhưng một tuần trước, có hai tổ xảy ra va chạm, dẫn đến gây gỗ, làm chết 7-8 tên. Merkin yêu cầu Kha Phu xử tử tại chỗ ba tên, đồng thời cho mấy tên bị thương nặng khó chữa hưởng cái chết nhanh gọn, vậy nên giờ đã bớt đi một lều. Xong, vụ việc đó cũng khiến những tên còn lại trở nên biết điều hơn rất nhiều. Tất cả đều vận hành đúng theo kế hoạch của Nhạc Dương. Nhưng rốt cuộc cũng có lúc bất ngờ, một tiếng sói hú vút cao vẳng đến từ hướng ngược lại với tuyến đường Nhạc Dương vạch ra, vẫn là khí thế hừng hực liên miên bất tuyệt, vẫn là âm điệu vang vang ấy, tuy khí thế không được hùng hồn bằng lần đầu tiên, nhưng lại rõ ràng trong trẻo hơn, bởi vì âm thanh ấy phát ra ở khoảng cách gần hơn lần trước rất nhiều. Nhạc Dương nhìn vào màn sương mù, khẽ cho mày. Tuy chỉ là những âm thanh khi ẩn khi hiện, nhưng lần trước tiếng hú còn nhỏ hơn mà bọn Mức vẫn phát hiện ra được. Anh biết lần này không thể nào may mắn đến mức Mức vừa khéo không nghe thấy gì. Quả nhiên, thiết bị liên lạc lập tức vang lên mệnh lệnh của Mức Kim bảo Nhạc Dương đến họp. Trong không khí lại vẳng lên tiếng sói hú mỏng mảnh như đường tơ. Nhạc Dương thầm thở dài. Tự nhủ, thế này chẳng phải đang dẫn đường cho bọn Merkin sao? Không biết là con sói ngu xuẩn nào mà thích biểu diễn thế chứ? Merkin, Sauce, Khafu đều đã ở trong lều đợi sẵn. Vừa thấy nhạc dương, Merkin chỉ tay nói, sói ở hướng này. Nhạc dương gật đầu, nhưng chúng ta đang tìm bạc ba la thần miếu, đi hướng ấy thì phải vòng vèo nữa đấy. Điều anh nói là sự thực, chỉ là không nói, nếu để anh dẫn đường, sẽ càng vòng vèo hơn mà thôi. Merkin lại nói hay là qua đó xem thử. Câu hỏi này là dành cho Sos. Sos hỏi Nhạc Dương, phía đó là đi ngược lại hay là phương hướng không đúng? Nhạc Dương đáp, tôi đã dùng máy tính phân tích rồi, phía bên ấy ở gần mép tầng bình đài thứ ba này. Anh vẫn nói sự thật. Sos nói, nghe tiếng hú thì sói ở rất gần chúng ta, chỉ khoảng hơn 10 cây số. lập tức hỏi Nhạc Dương, lần trước tuy âm thanh cách chúng ta xa hơn một chút, nhưng không thể nào xa quá, tại sao nhiều ngày như vậy mà chúng ta cơ hồ chỉ tiến được một quãng rất ngắn nhạc dương không nghĩ ngợi gì lập tức đáp ngay thứ nhất chúng ta không biết con sói hôm nay hú lên có phải là con sói hôm trước hay không thứ hai cho dù nó đúng là con sói hôm trước đã hú thì nó cũng có thể đang di chuyển mà ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh lại thầm rủa xả hừm con sói ôn dịch chết bầm không dưng lại kêu lên làm cái gì chứ merkin đưa mắt nhìn sauce sauce cũng gật đầu khẳng định ừm um, nơi này sương mù mờ mịt, thiếu thốn thức ăn, vật săn của lũ sói nhất định cũng cực kỳ ít ỏi, bọn chúng muốn sinh tồn được ở vùng đất này thì phạm vi hoạt động tự nhiên phải rất rộng lớn. Tôi đoán, chắc rằng chúng phải thường xuyên thay đổi lãnh địa. Ừm, cũng có khả năng, đó là một con sói đơn độc, hy vọng không phải là một con sói già sắp chết. Nhưng nghe tiếng hú thì thấy trung khí mạnh mẽ đầy đặn, dường như nó vẫn còn rất cường tráng. Mắc nhìn nhạc dương, rồi lại quay sang nhìn so theo cách nói của Nhạc Dương thì đi theo hướng ấy sẽ phải vòng vèo thêm một đoạn đường, nhưng một khi tìm được sói dẫn đường, nói không chừng tình thế sẽ xoay chuyển cũng nên. Y chợt nhớ lại khoảng thời gian lúc mới đặt chân lên tầng bình đài thứ ba này, bọn Y có lũ sói dẫn đường, liền dễ dàng vượt qua trước mặt đám người chắc mộc cường ba. Suy đi tính lại, cuối cùng Y cũng cẩn trọng hỏi Sos, nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Sos cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, đối với lũ sói ở đây, tôi thực chẳng dám chắc điều gì cả bằng không nói tới đây y lại liếc nhìn mắt một cái mckin hằn học chừng mắt lên với mắt, rồi quyết đoán nói thay đổi tuyến đường tìm lũ sói trước vòng vèo một chút cũng không sao tất cả phải nhớ cho kỹ phối hợp với can đừng có mà làm hỏng việc đấy nghe mckin nói vậy mắc chỉ biết ngượng ngập gượng cười nhạc dương để ý thấy bàn tay hắn giấu sau lưng móng tay đã bấm sâu vào đốt ngón tay và cả ánh mắt phức tạp của kha phu nữa Sos không để ý đến những chi tiết vụn vặt ấy tiếng hú đã gợi lại trong y một câu hỏi chưa lời giải đáp. Y nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai con sói lại đột nhiên biến mất. Kỳ thực nhạc dương cũng đang thắc mắc, đôi tai nhạy bén hơn người đã cho anh biết, hai tiếng sói hú ấy chắc chắn trăm phần trăm là do cùng một con sói phát ra. Anh không hiểu, tại sao cách quáng lâu như vậy, nó lại đột nhiên kêu rú lên như thế để làm gì. Chắc một cường ba không cố ý làm vậy, chỉ vì mỗi ngày gã đều kiên trì thực hiện các động tác phối hợp với nhịp thở của lữ cánh nam dạy cho, khi cảm thấy nội khí trong cơ thể mỗi lúc một đậm đặc bước bối, không thể không phát tiết ra ngoài, lại đã có kinh nghiệm từ lần trước, gã liền không kiềm chế nữa, mà ngửa cổ hú dài một tiếng. Trác Mộc Cường ba hú liên tục chừng 10 phút, chỉ thấy tinh thần sảng khoái phấn chấn hẳn, thấy trời vẫn chưa tối, liền cầm cung và phi lai cốt ra chỗ mấy cây khô gần hang động luyện tập. Sói út vỉnh tay lên, ngẩng đầu nhìn ngó một lúc, rồi cũng gượng dậy ngáp dài mấy cái chạy đuổi theo gã ngày hôm sau buổi hoàng hôn sau một ngày tuần tra lãnh địa và luyện tập sử dụng vũ khí mới trác mộc cường ba đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi bỗng phát hiện sói út thường ngày sớm đã bổ nhào đến bên cạnh mình giờ vẫn chẳng thấy đâu trác mộc cường ba gọi mấy tiếng nhưng không có hồi đáp bèn nhổm dậy nhìn ngó liền trông thấy sói út đang nhìn về phía sát với chân núi bên trong bình đài ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng không chỉ có vậy sói cả và sói hai cũng đang nhìn về hướng ấy. Dừng chân nhìn về phía đó chừng một hai phút, sói út chừng như bị thứ gì đó thu hút, vẻ mặt lấy làm thỏa mãn lắm, hăm hở chạy lên trước, nhưng lại bị sói cả đè xuống. Đồng thời, Trác Mộc Cường ba lại nghe sói cả nói, a u trang, trông chừng sói hai. Trác Mộc Cường ba liền bật người lên, quả nhiên, sói hai cũng có vẻ nôn nao muốn xông về phía đó. Gã vội ôm lấy cổ sói hai, cảm thấy con sói đang vùng vằng hất mình ra, lại còn dùng sức rất mạnh. Sói cả hất mạnh đầu, khịt khịt mấy tiếng, rồi lại không ngừng phát ra âm mũi, tựa hồ đang chống cự lại thứ gì đó. Trác Mộc Cường Ba thực sự không nhận ra có gì khác biệt, trong bụng thầm nhủ, lẽ nào chúng ngửi thấy mùi gì lạ. Sói út xưa nay vốn rất ngoan ngoán, nhưng lần này lại không chịu nghe lời sói cả, nằng nặc đòi chạy về phía kia. Sói cả gầm lên giận dữ, húc sói út ngã vật ra đất, đè lên mình nó, phát ra những âm thanh đầy uy hiếp sói út bất mãn bắt đầu phản kích cùng lúc ấy sói hai cũng bắt đầu lộ ra vẻ hung hãn với trác mộc cường ba mép trên vỉnh lên lộ ra hàm răng nhọn hoắt vừa ra sức lao về phía trước lại vừa gầm gừ đe dọa như thể nói với trác mộc cường ba còn cản tôi nữa là không khách khí gì nữa đâu đấy trác mộc cường ba thầm giật mình vội vàng xòe bàn tay to bè ra bóp chặt cái miệng dài của sói hai lại sói hai cứ khọt 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 lên hồi vùng vằng lắc đầu thật mạnh hòng thoát ra cũng may biến cố đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ dây lát sau, sói hai và sói út không phản kháng nữa. Sói cả đẩy sói út đang quấn lấy nó sang một bên, sói út liền cúi đầu cục đuôi đi theo sau, sói hai cũng bình tĩnh trở lại, cửa quậy chui ra khỏi vòng tay chắc một cường ba, nhưng vẫn ngước nhìn về phương hướng khi nãy, tựa như còn lưu luyến không rời. Sói cả gầm lên một tiếng, dẫn theo sói út và sói hai chạy ra bờ sông, vừa uống nước vừa ngâm mũi xuống. Sói út và sói hai cũng làm theo, sói cả lại đột nhiên ngẩng đầu dùng móng vuốt ấn đầu hai em xuống dòng nước lạnh buốt chừng như muốn chúng tỉnh táo lại kế đó lại gắt gỏng quát tháo một hồi sói út và sói hai đứng khép nép cúi đầu tựa như cũng biết mình phạm sai lầm một lúc sau ba anh em sói sám lại cùng ngẩng đầu lên có điều lần này sói út và sói hai không di chuyển về phía ấy nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ thèm thuồng nuối tiếc trác mộc cường ba nhìn theo hướng ánh mắt chúng nơi đó ở trên thượng nguồn con sông trong lòng không khỏi lấy làm thắc mắc nhìn bộ dạng của ba anh em sói sám, tựa hồ trong không khí có thứ gì đó đang ùa tới đây như những đợt sóng. Thứ này rất có sức hấp dẫn với lũ sói, nhưng sói cả lại có vẻ rất sợ hãi. Khả năng lớn nhất là, có thao thú sư đang gọi sói, nhưng sao lại thế được chứ, với tốc độ của bọn Merkin, lúc này sợ rằng đã đến bạc ba la thần miếu hoặc là đang tìm đường rời khỏi Sangrila này rồi, lẽ nào là... Người qua ba, sói cả cẩn trọng lắc lắc đầu, nheo mắt, tựa như nhớ lại ký ức gì đó sói út lại gần cọ cọ vào chân trác mộc cường ba nó vẫn rất muốn qua đó xem sao hiểm nỗi sói cả không đồng ý trác mộc cường ba cũng chẳng có cách nào Sos cũng khá mất công mới xuống khỏi khối đá cao hình thành từ dung nham trồng chất đám lính đánh thuê bên dưới lưng đeo ba lô xếp thành hàng lối chờ đợi y lên tiếng Sos nói không được chỗ này khuất gió chất thông tin của tôi không tản ra được chúng ta phải vòng qua nó rồi mới tìm chỗ cắm trại đám lính đánh thuê ở gần lầu bầu phàn nàn mấy tiếng Merkin lạnh lùng vung tay lên, cả bọn lại tiếp tục tiến bước. Trời vẫn còn sáng, đi thêm một lúc nữa, hai mắt sau sáng bừng, những dòng nước nhỏ róc rách tụ lại thành một dòng lớn hơn, chảy quanh co dọc theo triền đá. Đám lính đánh thuê cũng phát hiện ra dòng nước rộng khoảng gần một mét đó, ai nấy cả mừng, vội lấy đổ đựng nước chạy đến. Merkin và Khafu chấn chỉnh đội ngũ, ra lệnh cho cả đám quay trở lại, sau đó để mỗi tổ phái ra hai người đi lấy nước. Merkin hỏi Sos, anh xem, cắm trại ở đây được không? Sos cười cười đáp, dòng nước này nhất định là chảy từ trên cao xuống thấp, nếu tôi đoán không sai, chắc rằng nó không phải chỉ mới hình thành được răm bữa nửa tháng, mà sợ rằng đã có từ lâu rồi, hoặc là từ xưa đến nay vẫn luôn có một dòng nước như thế này ở đây. Thấy Merkin trao mày, Sos lại giải thích thêm, nơi nào có nước, tự nhiên sẽ có thực vật sinh trưởng, có thực vật sinh trưởng, nói không chừng sẽ có sinh vật tụ tập, mà ở nơi có sinh vật tụ tập, chắc chắn sẽ có sói. Sau khi tới đây, tôi vẫn chưa thấy sinh vật sống nào, nhưng nghe tiếng sói hú, tôi dám khẳng định, chỉ cần đi dọc theo dòng nước này, nhất định sẽ có phát hiện. Kha-phu lầm bầm nói, tiếp tục đi nữa thì trời tối mất. Ánh mắt so thoáng hiện lên vẻ hân hoan, đi thêm một đoạn nữa thôi. Khó khăn lắm y mới phát hiện ra nơi có thể xuất hiện sinh vật, nói thế nào cũng không muốn dừng lại nghỉ ngơi. mơ đối chiếu lại thời gian, rồi gật đầu nói, được, đi thêm nửa tiếng nữa đến lúc đó dù có phát hiện hay không, chúng ta cũng hạ trải thôi. Y liếc thấy ánh mắt đầy vẻ không cam chịu của Sos, liền lên tiếng khuyên giải, mọi người đều đã rất mệt mỏi rồi, ngày mai đi tìm cũng vậy thôi. Anh nói xem, đi hướng nào đây? Sos quay sang Nhạc Dương hỏi, đi xuôi dòng nước này sẽ đến đâu? Nhạc Dương đáp, dựa theo tình hình thực địa và phân tích của máy tính, đi xuôi dòng nước sẽ đến mép của tầng bình đài thứ ba, còn đi ngược dòng thì không rõ lắm, đoán rằng địa hình phía trước còn phức tạp hơn một chút. Sos liền bảo Merkin, chúng ta đi ngược dòng, nhưng tốt nhất cũng phái thêm một nhóm nhỏ xuống hạ du trinh sát xem sao. Chỗ này còn cách mép bình đài bao xa. Câu cuối cùng là để hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương nói, chắc không xa lắm, cả ngày hôm nay chúng ta đều đi ra phía đó mà, chắc chỉ còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến mép bình đài, cũng có thể xa hơn một chút, nhưng không nhiều lắm đâu. Sos gật gật đầu với Merkin. Merkin liền lệnh cho Phu điều ra một tổ lính đánh thuê, chọn những tên có năng lực quan sát, phản ứng nhanh nhạy, chỉ mang theo hành trang gọn nhẹ đi xuôi dòng thăm dò tình hình. Sos còn bổ sung thêm, bảo với chúng nó, chúng ta sẽ cắm trại ở ven dòng nước, chúng chỉ cần men theo dòng nước là sẽ không bị lạc đường. Nhưng tuyệt đối không được đi xa khỏi dòng nước trên 500 mét. Kha Phu nhận lệnh, liền đi sắp xếp nhân thủ. Nhạc Dương cũng xin đi, nhưng Merkin chỉ cười nhạt bảo, chuyện vặt vãnh này, cậu không cần đi làm gì. Tiếng sói. Chắc Mộc Cường ba và ba anh em sói sám trở về hang động, Hôm nay chắc là cả bọn có thể ngủ ngon một giấc rồi, buổi đêm không cần đi săn, dù sao thì mấy ngày nay gã và ba con sói đều đã ăn no nê, và lại trong lãnh địa cũng rất yên bình, ngoài con thần lằn khổng lồ đột một sông vào hôm đó, nơi đây không có sinh vật nào có thể uy hiếp được bọn họ. Chẳng những vậy, kho lương thực dự trữ cũng còn đầy, đàn hươu lớn kia xem chừng đã bị gió tuyết trôn chân bên bờ đầm nước, chưa đến mùa xuân sang năm khi tiết trời ấm áp lại, bọn chúng sẽ không rời khỏi nơi đó. Trong hang, Trác Mộc Cường ba hỏi sói út: hôm nay, xảy ra chuyện gì vậy? Đồng thời, gã chun chun mũi, làm ra vẻ như người thấy gì đó, rồi ngoảnh đầu về hướng bọn chúng chăm chú nhìn lúc nãy. Sói út thoáng nghĩ ngợi, rồi nói nhanh bằng tiếng sói, món ngon, ăn. Vừa nói, nói vừa há miệng, bộ dạng như sắp chảy nước miếng ra đến nơi rồi vậy. Sói cả cũng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nói gì đó, liên tiếp nhắc đi nhắc lại ba lần. Trác Mộc Cường ba ghép mấy âm tiết lại với nhau, đại khái cũng hiểu được ý của sói cả, Cảm bẫy thức ăn nguy hiểm hay là tín hiệu nguy hiểm lúc này sói hai tựa như sực nhớ ra chuyện gì đó phóng vút tới trước mặt sói cả thấp giọng gầm gừ hỏi gì đó sói cả gật đầu liên tục sói hai có vẻ vẫn không tin cãi lại mấy câu chỉ thấy sói cả trừng mắt một cái rít lên những tiếng nghiêm khắc trác mộc cường ba nghe không hiểu nhưng nhìn bộ dạng của sói cả rất có phong thái của bậc trưởng bối đang giáo huấn con trẻ tự quay về mà phản tỉnh lại đi sói hai tựa hồ chìm vào trầm tư nằm bò ra đất giả vờ ngủ, nhưng rồi lại nghiêng mình trần chọc, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, như thể đã xác định điều gì đó, rồi nó quay sang cảnh cáo sói út hai câu. Câu trước chắc Mộc Cường ba không hiểu, chắc là bảo sói út quên cái mùi hấp dẫn kia đi, nhưng câu sau thì gã biết, ý sói hay là, đừng có lại gần. Ở chung với ba anh em sói xám một thời gian khá dài, trình độ tiếng sói của Trác Mộc Cường ba đã có thể nửa nghe hiểu nửa suy đoán. Thông qua quan sát và phân tích, gã cho rằng những gì giáo sư Phương Tân dạy mình trước đây là chính xác, ngôn ngữ của loài sói đã hình thành một hệ thống quy phạm đến mức khiến người ta phải kinh hãi, chứ không phải như tuyệt đại đa số những nhà nghiên cứu về loài sói vẫn ra giả bảo rằng, sói chỉ biết vài kiểu phát âm đơn giản, biểu đạt những ý cơ bản nhất. Dùng lời của giáo sư Phương Tân để giải thích sự sai lệch này, chính là, những nhà sói học ấy vốn chưa từng sống chung với sói bao giờ, hiểu biết của họ về mô thức hành vi của loài sói, có lẽ còn chẳng bằng một vài dân tộc thiểu số cổ xưa, kết luận của họ về cơ bản chỉ là những suy đoán về loài sói đứng trên lập trường của loài người mà thôi. Còn những học giả về sau, lại dựa trên suy đoán của người đi trước, tiếp tục đưa ra những suy đoán sâu hơn một bước nữa, trong đó không khỏi bao hàm nhiều bình luận thiếu khoa học, hạ thấp trí thông minh của loài sói, mà đề cao trí tuệ con người. Giống như Trác Mộc Cường ba đang quan sát lúc này, trình độ giao lưu bằng ngôn ngữ của ba anh em sói sám gần như không kém một người trưởng thành khỏe mạnh, bọn chúng có thể miêu tả lại một cách chuẩn xác một sự vật mình trông thấy, hoặc mùi vị nào đó mình ngửi được, và lại còn mang theo cả sắc thái tình cảm nữa. Án chừng, về tổng thể thì số lượng từ vựng không thể nhiều bằng con người, nhưng đó là vì tuổi thọ của sói không dài như con người, và lại chúng cũng không có khả năng ghi chép, vì vậy không cần đến một số cách thức diễn đạt phức tạp, mà chỉ cần biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng là đã đủ lắm rồi. Trước mắt, Trác Mộc Cường Ba vẫn đang trong giai đoạn học tập, gã đã nắm bắt được một số từ vựng đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chẳng hạn như con mồi. Theo cách nói của ba anh em sói xám, con mồi lại chia làm mấy loại, lần lượt là ngon, bữa lớn, con mồi bình thường, thức ăn, nhét đầy bụng và ăn được, ngoài ra còn có một số danh từ chỉ hình tượng cụ thể như cây, đá, đánh dấu đường, nước. Bọn chúng thậm chí còn có thể biểu đạt ý một cái cây hay là một khu rừng thông qua ngữ điệu dài hay ngắn. Còn về con số, ban đầu chắc Mộc Cường ba cho rằng đó là điều không thể nhưng dần dần gã phát hiện ra, ba anh em sói sám còn biết đếm nữa. Đây rõ ràng là năng lực chỉ có ở trình độ văn minh tiến hóa tương đối cao. Để làm rõ cách biểu đạt của ba anh em sói sám với các con số, chắc một cường ba đã tốn rất nhiều công sức, cuối cùng mới phát hiện, bọn chúng chỉ dùng ba loại âm tiết để biểu đạt con số, lần lượt là 1, 5, 10, dựa vào số lần lặp lại của âm tiết để biểu đạt số lượng chính xác, nhiều nhất là hai âm 10 phát ra liên tục, tức là 100 khi chúng phát ra ba âm 10, tức là có ý nhiều không đếm hết được. Đối với đồng loại, chúng chia ra làm ba kiểu khác nhau, chắc Mộc Cường ba lý giải theo quan hệ của loài người thì có thể gọi tương đương với người nhà, kẻ địch và kẻ độc hành vãng lai. Kẻ độc hành có thể lôi kéo được, còn kẻ địch thì chỉ có chiến đấu hoặc rút lui. Những động vật ăn thịt to lớn mà chúng không thể đơn độc đối phó cũng được liệt vào dạng kẻ địch. Về phần các động từ cơ bản nhất thì chắc Mộc Cường ba còn nắm được nhiều hơn danh từ, trong quá trình theo ba anh em sói xám đi săn bắt gã đã học được không ít từ mới, như là bám theo, nằm im bất động, vòng sang hai bên, đánh lén. Những phát âm biểu thị sắc thái tình cảm và một số từ ngữ trừu tượng, thì chắc Mộc Cường Ba đành phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể cùng nét mặt và ánh mắt của lũ sói để suy đoán, nhưng trải qua một thời gian dài tiếp xúc, cộng với tri thức của bản thân, gã tự nhận thấy suy đoán của mình cũng đúng được đến 89 phần. Giống như chuyện hôm nay vậy, rõ ràng bọn sói bắt được trong không khí một luồng thông tin nào đó mà chắc Mộc Cường Ba không thể cảm chi, đồng thời bị thứ đó hấp dẫn nhưng sói cả dường như đã cảm nhận được nguy hiểm vì vậy mới bảo trác mộc cường ba cùng mình ngăn sói út và sói hai lại sau đó sói hai nhớ ra gì đó tranh luận với sói cả một hồi cuối cùng cũng tỉnh ngộ trác mộc cường ba nhớ lại một lượt toàn bộ diễn biến đó cho rằng lý giải của mình như vậy là chính xác rồi nhưng gã lại đột nhiên phát hiện ra trong suy luận của mình có điểm mâu thuẫn nếu thứ mùi kia gây nguy hiểm cho lũ sói vậy thì đó hẳn không thể nào là cách người qua ba dùng để chịu gọi sói được bởi trong ý thức của Trác Mộc Cường Ba, người qua ba và sói là hai tồn tại bình đẳng. Còn sự việc ngày hôm nay lại rất giống như có người đang dùng thuốc để thu hút và khống chế lũ sói. Nếu tiền đề này thành lập, vậy thì kẻ có thể làm được điều ấy, ngoại trừ người qua ba ra, chỉ có thể là tên thao thú sư áo đen bên cạnh mất mà thôi. Nhưng nếu vậy, thì lại mâu thuẫn với logic của chính gã, theo lý, dẫu một ngày mất chỉ đi được 10 cây số, thì cũng đã đến được bạc ba la thần miếu từ lâu rồi nhưng so sánh hai giả thiết với nhau, Trác Mộc Cường ba nghiêng về giả thiết trước hơn, bởi bất luận là trong các tư liệu gã nắm trong tay, hay nghe được từ phía Pháp Sư Á La, giữa người qua ba và sói, đều không thể tồn tại quan hệ lệ thuộc chi phối, hai bên chỉ cùng hợp tác, cùng sinh tồn mà thôi. Trên cơ sở suy nghĩ đó, một cách rất tự nhiên, Trác Mộc Cường ba bắt đầu ngẫm nghĩ về nguyên nhân sai lệch của logic kia. Nếu bọn Mắc Kín vẫn chưa đến được bạc ba la thần miếu, thậm chí còn đang ở phía sau lưng mình, Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Trác Mộc Cường Ba lập tức nghĩ ngay đến cách giải thích duy nhất. Bọn chúng bị lạc đường. Trác Mộc Cường Ba nhớ ra phương pháp tìm đường của mật tu giả mà Lữ Cánh Nam dạy mình, không có phương pháp đặc biệt ấy, đi giữa trốn sương mù mờ mịt phủ kín trời đất này, đích thực khó mà tìm được phương hướng chính xác, nhưng chẳng phải đối phương có lũ sói dẫn đường đó sao? Có sói dẫn đường còn đi lạc được ư? Trác Mộc Cường Ba đưa ra mấy giả thiết khác nhau, một, mấy con sói đó đã chết. Lúc bấy giờ khi bọn sói tấn công, chắc Mộc Cường Ba chưa thể nhìn ra được tuổi của chúng, có lẽ là chết tự nhiên, cũng có lẽ là chết do bị thương. Lữ cánh nam mạo hiểm đột nhập vào doanh trại của Mơ Nói gì thì nói cũng không thể nào ngọc nát hương tan trong âm thầm lặng lẽ như thế. Thứ hai, lũ sói đã chạy đi mất, năng lực khống chế của tên thao thú xưa kia không cao như gã tưởng tượng. Nếu việc hôm nay cũng là tác phẩm của hắn, vậy chẳng phải ba anh em sói xám đã biểu hiện ra sự kháng cự đấy sao? lũ sói ở sanrila này tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng khống chế được. Phải rồi, chính vì lũ sói đã chạy mất, nên tên thao thú sư kia mới liên tục triệu gọi, hy vọng có thể tìm được những con sói khác đến dẫn đường. Nghĩ tới đây, lòng chắc một cường ba bỗng giấy lên một đợt sóng, đúng là vậy rồi, những kẻ địch mà gã cho rằng đã sớm cao bay xa chạy sau khi lấy được kho tàng ở bạc ba la thần miếu, không ngờ vẫn luôn quanh quẩn đi vòng vòng ở phía sau. Nếu đúng là vậy, tiếng hú mấy ngày trước và hôm qua của gã, há chẳng phải là chỉ đường cho bọn chúng hay sao? Chúng đến đây, không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là lần theo tiếng hú đó. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, chắc Mộc Cường Ba lập tức giật mình kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Gã vội nhổ người ngồi dậy, phát hiện ra ba anh em sói sám cũng chưa ngủ, con nào con nấy đều trợn cặp mắt màu vàng cam nhìn ra ngoài cửa hang động. Sói cả gầm gừ cảnh cáo, bảo chắc Mộc Cường Ba chớ nên manh động. Gã cũng biết có chuyện, bèn thả lỏng cơ bắp, hơi thở cũng chậm lại, dần dần, chỉ thấy bốn bể đều tĩnh lặng như tờ. Một lúc sau, sói cả quay sang phía trác mộc cường ba và hai con sói kia dặn dò, ở yên trong hang, tôi ra ngoài xem thử. Trác mộc cường ba vươn tay ra chạm vào ngấn cổ sói cả, thấy nó ngoảnh đầu lại, gã liền nói bằng tiếng sói, tao cũng đi. Sói cả nhìn chằm chằm vào trác mộc cường ba, gã liền vận dụng phương pháp mật tu của lữ cánh nam truyền dậy, hơi thở chậm lại, kéo dài, các lỗ chân lông trên cơ thể đều đóng kín, Nhiệt độ bên ngoài cơ thể từ từ cân bằng với môi trường xung quanh. Sói cả ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý. Sau đó lại cảnh cáo sói út và sói hai không được chạy lung tung, xoay đầu đi ra khỏi hang. Trác Mộc Cường ba cũng lẳng lặng đi theo sau. Merkin nhìn đồng hồ, nói với Sauce: hết thời gian rồi. Sauce giơ ngón tay trỏ lên, nói: suyệt, lắng nghe đi. Nhạc Dương tập trung lắng nghe, đầu tiên nghe thấy tiếng nước chảy rồn về một chỗ. Vậy thì, trong màn sương mù kia nhất định là có hồ nước khá lớn rồi, kế đó, anh lại nghe thấy tiếng gió thổi lá rụng, đằng trước có rừng cây, diện tích không nhỏ cuối cùng, dường như anh còn nghe thấy tiếng móng guốc gõ xuống đất, sinh vật gì nhỉ? Thể tích khá lớn, trọng lượng cũng không phải nhẹ, bộ móng guốc, chắc là sinh vật ăn cỏ rồi. Merkin nói, phía trước có gì à? Kha Phu không nén nổi sự kích động trong lòng, lập tức ra lệnh, chuyển sang chế độ nhìn bằng kính hồng ngoại, tiến lên. Không lâu sau, đội ngũ đi đầu vẳng lại âm thanh kích động, thấy rồi. Nhiều lắm. Merkin giơ một tay lên, Kha Phu liền hạ lệnh, dừng bước, ẩn nấp, trinh sát. Xoa so xoa -so xoa -so đầu ngón tay cái, chậm rãi nói, không phải sói. Merkin liền quay mặt qua, nhạc dương. Nhạc dương đáp ngay, là hươu, số lượng khoảng 40 đến 50 con, rất lớn, từ chân đến vai cao khoảng trên 2 mét. Không phát hiện có gì uy hiếp, lặp lại, không phát hiện ra có gì uy hiếp, Merkin nở một nụ cười hiếm hoi, nói, cuối cùng cũng tìm được chỗ cắm trại rồi. Sauce cũng không giấu nổi sự kích động trong lòng, gần đây nhất định có sói. Nhạc Dương, dẫn mấy người cùng tôi đi xung quanh kiểm tra, mắc. Chỉ thấy mắc cười gượng gạo nói, tôi, tôi thực sự không đi nổi nữa rồi. Sauce hừ mạnh một tiếng, đang định nói gì đó, đã thấy Nhạc Dương nhanh nhẹn chạy đến, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Sauce chẳng buồn phí lời với mắc nữa, vẫy vẫy gọi Nhạc Dương, rồi lập tức xuất phát. Sauce hỏi, cậu có thể tìm được đường quay lại trong phạm vi bao xa? Nhạc Dương nghĩ ngợi dây lát, đoạn trả lời, trường hợp bình thường, trong khoảng 2 cây số sẽ không bị lạc đường, nếu bọn họ đốt lửa hoặc dùng phương thức chiếu sáng để giữ liên lạc, trong khoảng 5 cây số cũng không thành vấn đề. Sauce gật đầu nói, lấy doanh trại làm trung tâm, bán kính tìm kiếm 5 cây số, cậu dẫn đường đi. Trác Mộc Cường Ba và sói cả rời khỏi hang động, tiến về phía rìa bình đài sói cả sắc mặt âm trầm, dọc đường không ngừng hít người tìm kiếm, đột nhiên vỉnh tai lên hướng sang hai bên, nói với Trác Mộc Cường ba, nằm xuống. Một người một sói núp sau một đống đá lổn nhổn, Trác Mộc Cường ba lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy, biết chỗ này đã rất gần dòng nước kia rồi, áng chừng khoảng chưa đến 200 bước, chỉ là sắc trời đã dần tối, với thị lực của gã thì không thể nhìn tới tận đó được. Sói cả ghé mắt vào giữa khe đá, không biết là đã phát hiện được gì rồi. Rất nhanh sau đó, sói cả rụt đầu lại, thì thầm gừ gừ nói với Trác Mộc Cường ba, có người vật thể chuyển động, hai chân, giáp dày, men theo bờ sông. Trác Mộc Cường ba sớm đã tính toán trong lòng, ghé mắt nhìn qua khe đá, quả nhiên, có 10 tên lính đánh thuê lưng đeo ba lô hành quân, tay cầm vũ khí đang men theo mép nước chậm chậm đi tới, nhưng không ai chú ý đến hướng gã và sói cả đang ẩn náu. Khi bọn lính đánh thuê tới gần, Trác Mộc Cường ba và sói cả đều nín thở, áp thân sát vào tảng đá gã dường như nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần rồi lại từ gần ra xa một lúc sau sói cả leo lên đỉnh đống đá xem chừng bọn lính đánh thuê đã đi xa rồi nó cúi đầu nhìn trác mộc cường ba rõ ràng đã nhận ra những sinh vật mới đến này có cấu tạo cơ thể rất giống với ao trang mà nó quen biết vì vậy sói cả cất tiếng hỏi người nhà trác mộc cường ba lắc lắc đầu khẽ rít lên kẻ địch ánh mắt sói cả liền ánh lên vẻ hung hãn Trác Mộc Cường ba không biết sói cả đang nghĩ gì, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy đám lính đánh thuê đó, mạch tư duy của gã đã bắt đầu trở nên rối loạn. Mấy tên này đi men theo mép nước, nhìn vũ khí trang bị của chúng, rõ ràng là một nhóm nhỏ có nhiệm vụ trinh sát. Giữa màn sương mù thế này, bọn chúng tìm kiếm gì chứ? Đương nhiên là sói rồi, tiếng hú thiếu cẩn trọng của gã cuối cùng vẫn dẫn dụ bọn chúng đến đây rồi. Vậy phía trước, liệu có còn nhiều người hơn nữa? Nhưng phía trước kia là kho lương thực của gã và ba anh em sói xám. Sói cả xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, đột nhiên trở nên nôn nao bất an. Trác Mộc Cường ba thầm giật mình đánh thoát, trong không khí truyền đến âm thanh hay mùi vị gì bất tường mà có thể khiến sói cả cũng trở nên hung hăng như thế. Gã hiểu rằng, rất có thể, suy nghĩ tồi tệ nhất của mình đã trở thành hiện thực rồi. Sau và Nhạc Dương tìm kiếm được nửa chừng, bỗng nghe thấy tiếng súng nổ dâm ran, Nhạc Dương lập tức biết ngay, một trận đổ sát đã mở màn. Đám lính đánh thuê đã bức xúc lâu ngày, cuộc đi săn này sẽ biến chúng thành một lũ ác ma, Merkin là một sĩ quan chỉ huy tài tình, y sẽ lợi dụng cơ hội này để bọn lính đánh thuê phát tiết hết những bức bối dồn nén lâu nay. Chỉ đáng thương cho những con hươu cao lớn ấy, tuy anh không dám khẳng định đó có phải là một loài sinh vật đã tuyệt chủng ở thế giới bên ngoài hay không, nhưng chắc chắn là cực kỳ hiếm hoi, nếu giáo sư Phương Tân ở đây, chắc chắn ông sẽ đau lòng lắm, đội trưởng Hồ Dương thể nào cũng lớn tiếng rủa xả, đòi sông đến ngăn việc giết chóc đó lại. Mới đầu Sos cũng không để ý lắm, về sau nghe tiếng súng nhỏ dần, y đột nhiên giật mình phản ứng, lớn tiếng quát, không ổn. Chúng ta mau quay lại. Nhạc dương hiếu kỳ nhìn Sos, Sos lắc đầu nói, lũ sói không bao giờ ăn hết toàn bộ con mồi trong một lần săn, bọn chúng sẽ vây bắt một cách rất có kế hoạch. Nếu lũ hươu vẫn còn ở đó, nói không chừng, chúng ta còn có thể ngồi một chỗ đợi sói đến. Nếu Ben ra lệnh giết hết lũ hươu, tôi sợ là sói sẽ không đến nữa đâu. Nhạc Dương thầm nhủ, giờ mới quay lại thì cũng muộn quá rồi. Sauce cũng hiểu khả năng sát thương của vũ khí trong tay đám lính đánh thuê lớn tới chừng nào, luôn miệng lào bào, hỏng bét, hỏng bét, lúc đầu chỉ mải đi tìm sói, không ngờ lại quên mất cả quan hệ giữa các sinh vật trong chuỗi thức ăn. Khi bọn Nhạc Dương cuống cuồng trở lại được chỗ đầm nước, từ đằng xa đã trông thấy ngọn lửa bốc cao dập trời, tựa như muốn thiêu đốt cả núi non vậy. Cuộc chém giết sớm đã kết thúc, trước mỗi căn lều đều có 7-8 đống lửa lớn, đám lính đánh thuê cười đùa ầm ý, kéo theo những cái xác hưu đẫm máu đi qua đi lại vẻ thỏa mãn chảy tràn trên gương mặt ánh lửa hắt lên trông tên nào tên nấy cũng cực kỳ dữ tợn xung quanh đâu đâu cũng thấy những mảnh xác hươu nằm lăn lóc đá núi và đầm nước đều bị máu nhuộm thành một vệt đỏ ghê rợn. một tên lính đánh thuê tay cầm đồ chứa nước bảy tám tên khác kéo một con hươu chưa chết treo ngược lên máu từ cổ nó chảy ra như suối nhìn con hươu co giật lên hồi lũ lính đánh thuê cười lên hô hố mặt tươi như hoa Sauce còn chưa kịp quát lên, đã thấy tứ chi con hưu ấy cứng đờ ra, đầu ngẹo xuống. Mấy gã lính đánh thuê khát máu liền rút dao, hò nhau lột ra xẻ thịt nó ra. Đám lính đánh thuê đi theo nhạc dương và sauce thấy cảnh ấy, đều hưng phấn chạy hào về tổ của mình, lập tức tham gia xẻ thịt nướng thịt. Những tên ở lại hào hứng kể lại bọn chúng đã bao vây thế nào, rồi thống khoái xả súng thế nào. Cho đám đi trinh sát không được tham gia săn hưu. Sauce tìm thấy Merkin, hai người dường như đã nổ ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Nhạc Dương thì đến chỗ mắc, hắn ném cho anh một cành cây đã vắt nhọn, cười lớn nói, Nhạc Dương, nướng thịt ăn. Kế đó, lại ném qua một cái đùi hưu to tướng. Nhạc Dương đưa cả hai tay ôm mà vẫn phải loạn choạng lùi lại mấy bước. Mắc và đám lính đánh thuê cười hô hố, những đống lửa san sát cháy hừng hực, ánh lên nhuộm đỏ cả màn đêm, đống nào cũng rất lớn, lâu lắm mới được xả hơi một bận, nên bọn lính đánh thuê đã chặt hết cả cây xung quanh đem về làm củi đốt những giọt mỡ béo ngậy từ miếng thịt hươu thơm lừng chảy xuống, chưa chạm vào ngọn lửa đã hóa thành một làn khói xanh, mùi thịt lan tỏa khắp không gian, làm đám lính đánh thuê đều chảy hết nước miếng. Mắc vung vẩy cành cây trên tay, khoe với nhạc dương, nước bọt bắn tung tóe. lúc đó, tôi phụ trách lỗ hổng ở mặt phía tây, khi bọn hươu chạy đến, tôi với Bass, Billy xông lên trước tiên. Tôi không cần ngắm nghĩa gì, chẹp chẹp chẹp, lâu lắm rồi không được nghiền đã như vậy, lúc ấy tôi giơ súng lên, bằng bằng bằng. Păng păng păng, păng păng păng. Ăn thức ăn nén gần 2 tháng, sắp quên cha nó mùi thịt nó như thế nào rồi. Nghe mắc kể chuyện, nhạc dương mới biết thì ra mức kinh hạ lệnh cho đám lính đánh thuê hình thành vòng vây phía bên ngoài, sau đó mới bắn chết con hươu đầu đàn, đàn hươu không còn thủ lính, liền hoảng hốt chạy tản ra. Lúc ấy, đám lính đánh thuê ở vòng ngoài có thể thỏa sức săn giết, mỗi tổ đều có địa bàn riêng, đội nào giết được hươu thì là của đội ấy. Thế nên, đám lính đánh thuê đều nghĩ đủ mọi cách để giết được nhiều hơn, những đống lửa kia cũng vậy, mỗi tổ đều tranh nhau chặt cây, muốn cho đống lửa của tổ mình sáng hơn, lớn hơn những tổ khác. Giết hết lũ hưu, sauce muốn gọi sói cũng khó lắm đây. Nhạc Dương điềm đạm nói. Mắc khinh khỉnh liếc sang phía sauce đang đứng, nói, mặc mẹ sói nhà hắn, lũ hưu này là do ông chủ bảo giết, ai dám nói không được chứ. Hừ, gọi sói, tôi thấy hắn chẳng có cái tài cán ấy đâu. Lúc này, tổ lính đánh thuê được phái đi trinh sát phía hạ du cũng quay lại, lớn tiếng nói mấy câu bâng qua kiểu như không phát hiện có sói, đã tìm kiếm kỹ lắm rồi, sau đó trở về lều của mình cướp thịt tranh ăn, cười đùa huyên náo một chập. Trong hang sói, bầu không khí lại tĩnh lặng lạ thường, ba anh em sói xám và chắc mộc cường ba đều trần trọc khó ngủ. Chắc mộc cường ba biết, lũ sói đã phát hiện ra những thông tin mình khó có thể nhận biết, bọn chúng rất nôn nao, đến cả sói cả cũng trở nên bất an lạ thường nhưng sự bất an ấy không thể ảnh hưởng đến những kinh nghiệm nó dùng chính mạng mình để tích lũy bao năm nay. Nó giữ chặt ngoài cửa hang, nghiêm cấm chắc một cường ba và sói hai, sói út ra khỏi nửa bước, cho đến khi trời sáng. Chắc một cường ba bắt đầu cảm thấy không thể nào tin nổi, càng đi về phía trước, lại càng thấy ấm áp, chiếc áo khoác da hưu bắt đầu gây cảm giác nóng bức. Gã không biết đi qua đường hầm tối đen này, rốt cuộc mình sẽ xuất hiện ở một nơi như thế nào nữa. Ba ngày sau, khi chắc một cường ba để mình trần, bên dưới quấn váy ra, nhìn thấy lối ra sáng bừng lên đó, gã liền bất chấp tất cả sông ùa ra. Cửa hang rất nhỏ, nhưng ánh sáng đó, ánh sáng đó, là ánh mặt trời, 100% là ánh mặt trời. Từ khi đặt chân lên vùng đất này, gã chưa từng một lần trông thấy ánh mặt trời tự nhiên. Rốt cuộc gã đã đến đâu vậy? Gọi sói. Ngày hôm sau, khi sói cả tránh sang một bên nhường lối ra khỏi hang động, sói hai và sói út lao vút ra ngoài, Chắc một Cường ba tưởng bọn chúng định đến chỗ đầm nước xem sao, không ngờ, ba anh em sói xám chỉ dừng lại bên dòng nước, lại nhúng cả mũi miệng vào làn nước lạnh buốt. Bấy giờ, gã mới hiểu, thứ mùi vị trong không khí mà gã không thể cảm chi được hôm qua lại bắt đầu ảnh hưởng đến lũ sói, tên thao thú sư kia đang gọi chúng, chỉ là lần này, có lẽ khoảng cách gần hơn, hướng gió thẳng hơn, nên ảnh hưởng đối với ba con sói cũng càng lớn hơn. Không lâu sau, sói hai hát hơi mấy cái liền, lắc đầu thật mạnh rồi tòm một tiếng, nhảy thẳng xuống nước trác mộc cường ba đang định kéo nó lên lại chợt thấy sói cả khẽ gầm gừ lông trên cổ dựng ngược rồi cũng nhảy xuống theo dòng nước lạnh bốt khiến nó lập tức run lên bần bật chỉ có sói út là vẫn nhìn chằm chằm xuống nước không dám nhảy xuống nhúng chân xuống mấy lượt rồi lại thôi nhưng nó đứng trên bờ chỉ giây lát sau là bắt đầu có cảm giác đầu nặng chân nhẹ loạn choạng như kẻ say như thể bị một sợi dây vô hình buộc lấy kéo về phía đầm nước sói út đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt vô tội, tựa như muốn Trác Mộc Cường Ba giúp nó. Trác Mộc Cường Ba đành nghiến răng, ôm con sói lên, đặt xuống giữa dòng nước. Sói út run lập cập, nhưng tinh thần hình như đã tỉnh táo hơn nhiều. Ba anh em sói xám thả mình trôi theo dòng nước, dường như muốn tránh xa thứ mùi kia, chỉ là nơi này đã rất gần đến rìa mép tầng bình đài thứ ba rồi, qua vài chỗ ngoặt, bọn chúng cũng không dám bơi tiếp nữa. Phía trước chính là mép bình đài, nếu đi nữa, sẽ bị dòng thác cuốn trôi xuống dưới. Khoảng hơn chục phút sau, sói cả lên bờ, sắc mặt tái xanh. Trác Mộc Cường ba sớm đã đốt một đống lửa lớn, ba anh em sói xám đều rút lại sát cạnh đống lửa, dùng mình vẩy đi những giọt nước bám trên lông, rồi lại chạy mấy vòng xung quanh, hong khô thân thể, chưa kịp nghỉ ngơi, thứ mùi kia dường như lại bay đến. Suốt cả một buổi sáng, ba anh em sói xám phải kháng cự lại thứ mùi đó, có ba lần không thể không nhảy xuống nước, mỗi lần từ dưới nước lên bờ, sói cả lại ngước nhìn về hướng tỏa ra mùi hương đó, ánh mắt kiên nghị, rực lửa hận thù. Sau dùng hết bình thuốc cuối cùng, ủ rũ nhảy xuống khỏi đống đá lồn nhồn. Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Merkin, y chỉ biết thất vọng lắc lắc đầu. Merkin khẽ mỉm cười, thoáng sau, đám lính trinh sát tỏa đi các hướng nhanh chóng truyền tin về, đều không phát hiện ra dấu vết nào của sói. Kha Phu lẩm bẩm, hôm nay nghỉ lại đây thêm một ngày à. Y ngoảnh đầu nhìn lại, thấy vài tên lính đánh thuê đang dỗi việc lấy xương hưu ra ném nhau, còn đa phần nằm lăn lóc ngủ khi. Merkin không đáp, chỉ nhìn Sos hỏi, anh nói xem, can. Sos hiểu ý Kha đám lính đánh thuê này vốn chưa từng gặp lũ sói dẫn đường, có bao nhiêu người tin chuyện này cũng là một vấn đề, tính đến giờ, cả bọn đã vòng vèo trong khu vực xương mù che phủ này gần 2 tháng trời, mà lần này vì đi tìm lũ sói, lại phải vòng thêm một quãng đường dài nữa, nếu cứ ở lại đây mãi, chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề biết thì biết vậy nhưng y vẫn lạnh lùng nói thủ hạ của anh có một hai ngày mà cũng không khống chế được hả. kha phu lập tức nói tôi cần biết thời gian chính xác anh đưa ra thời hạn đi rốt cuộc là bao nhiêu ngày nữa chúng ta mới nhìn thấy bóng dáng lũ sói của anh như vậy tôi cũng dễ ra lệnh cho đám thủ hạ So xứng người đây chính là việc mà y không thể nào khẳng định được y đưa mắt nhìn đám người nhàn rỗi vô sự ấy trong lòng hiểu rất rõ một khi nổi điên lên đám lính đánh thuê này sẽ biến thành những sinh vật còn đáng sợ hơn đàn sói gấp bội. Y gọi Nhạc Dương đến, rồi hỏi, hôm qua chúng ta đã đi được bao xa? Ý tôi là, đường thẳng ấy. Nhạc Dương kéo phép mơ tua trên ba lô sau lưng mắt, mở máy tính ra, nhập số liệu vào rồi đáp, theo thống kê của máy tính, ngày hôm qua, chúng ta đi được khoảng 20 cây số. Source khẳng định, em mở thanh chúng ta nghe được hôm trước, nhất định chỉ trong khoảng 20 cây số, nơi này có một đàn hươu lớn như vậy, lũ sói không thể nào đi quá xa được. Chắc chắn là chúng hoạt động ở gần quanh đây. Phạm vi tìm kiếm hôm qua hẹp quá, tuyển cho tôi một đội, tôi muốn đích thân tìm kiếm thêm lần nữa. Kha Phu nói, bao nhiêu người cũng có, nhưng anh định tìm kiếm bao lâu đây? sauce ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Kha Phu, một ngày hôm nay thôi. Kha Phu gật gật đầu, không nói năng gì nữa. Mơ lạnh lùng nhìn hai người, không khí này rất không ổn, y rất không thích, không thể để mặc cho nó tiếp tục phát triển như vậy nữa, nhưng đối với hai người bạn cũ, y lại không thể đối xử như với đám lính đánh thuê kia được. Merkin bất xác hồi tưởng lại toàn bộ bộ máy của mình, Sox có thể khống chế động vật, muốn đến được thế giới tu di đầy dãy quái thú hoành hành như trong sách cổ miêu tả ấy, nhất thiết không thể thiếu Sox được. Còn Khafu lại là lực lượng ẩn giấu của y, là hậu thuẫn thực sự của y trong chuyến đi lần này, đội cảm tử trước đó chẳng qua chỉ là quân cờ dùng để mê hoặc đối thủ, bọn chúng đã được định sẵn là sẽ hy sinh toàn bộ. Có Kha Phu và Sos trợ giúp, y nhất định có thể thuận lợi hoàn thành hành trình này. Và lại, hai người này đã từng gặp mặt nhau, quan hệ không tốt lắm, nhưng cũng không thể nói là quá tệ. Một người vì báu vật ở bạc ba la thần miếu, một người vì muốn nghiên cứu kỹ năng điều khiển động vật sâu hơn, về mặt lợi ích cũng không tồn tại mâu thuẫn gì. Vậy mà, giờ đây chỉ vì một con sói, hai nhân vật lão làng ấy lại dùng lời nói mỉa mai công kích nhau như hai con gà trọi, rốt cuộc là đã nảy sinh vấn đề gì vậy? Merkin đang suy nghĩ, lại nghe Sos nói, Nhạc Dương, cậu cũng dẫn theo một tổ, chúng ta chia ra hai hướng tìm kiếm. Merkin liếc nhìn Sos, ngạc nhiên nói, để Nhạc Dương đi hả? Sos gật đầu, không phải tôi không tin thủ hạ của Kha Phu, chỉ là việc tìm sói này, cần phải có một số tri thức chuyên nghiệp nhất định. Sói là loài động vật cực kỳ thông minh, ngoại trừ là một con sói chết, bằng không nó sẽ không ở một chỗ để anh tìm đâu, thông thường, anh chưa phát hiện ra nó thì nó đã quan sát anh từ lâu rồi. Đặc biệt là trong xương mù dày đặc thế này, người nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, vì vậy tôi không định dẫn theo nhiều quá, chỉ cần ba người là đủ, nhưng nhất định phải là những tên nhanh nhẹn, cẩn trọng nhất. Ngoài ra, tôi cũng từng dạy cho Nhạc Dương một số cách thức tìm sói, cậu ta cũng giúp được một tay. Merkin ngoảnh đầu nhìn Nhạc Dương, lại nói, cậu cần bao nhiêu người? Nhạc Dương nói, năng lực tìm dấu vết lũ sói của tôi không bằng ông Sở đành phải bổ sung bằng nhân số thôi, nhưng ông Sauce cũng đã nói rồi, nhiều quá cũng không được, thôi thì. năm người vậy. Merkin nhìn Nhạc Dương một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu. Lúc Kha Phu dẫn Nhạc Dương và Sauce đi tuyển người, mắc ghé sát tai Merkin thì thầm, ông chủ, có cần tôi dẫn một nhóm đi theo hắn không? Merkin nổi giận quát, mày đi theo làm gì? Mắc lấy làm nghi hoặc, thầm nhủ, xem thái độ của ông chủ, rõ ràng là không muốn Nhạc Dương một mình dẫn người đi trinh sát, lẽ nào mình đoán sai rồi. Phía bên kia, Kha Phu đã chọn đủ người, sau lấy ra một loại chất lỏng, pha loãng với nước, rồi đổ vào bình xịt phun xương, đồng thời nói với Nhạc Dương và bọn lính đánh thuê, giống như hôm trước, chỉ cần đi men theo hai bên bờ sông, quan sát trong khoảng 500 mét. Sau đó, y lầm bẩm phân tích, nếu phương pháp gọi sói của ta không có vấn đề, mà lũ sói cũng ở trong phạm vi ảnh hưởng, vậy thì vấn đề chỉ có thể ở lũ sói thôi. Lũ sói ở đây kháng cự lại lời triệu gọi của ta, bọn chúng cố ý trốn đi rồi. Nhìn chất lỏng sauce đổ vào bình phun xương, hai mắt nhạc dương sáng bừng lên. Merkin thân thiết mỉm cười với nhạc dương, cẩn thận đấy, hay là, cậu thay bộ đồ chiến đấu mới kia đi. Sau khi Kha Phu nhảy dù xuống, liền lấy bộ đồ chiến đấu liền thân đã chuẩn bị trước cho nhạc dương và mắc, nhưng nhạc dương vẫn kiên trì mặc bộ đồ dần di cũ, mỗi một chi tiết nhỏ trên bộ trang phục này, đều là do anh và Trương Lập Đích Thân tuyển lựa, sắp xếp hai bàn tay nhạc dương vỗ vỗ lên bộ y phục đã giặt nhiều đến mức bạc màu, khe khẽ lắc đầu. Lần đầu tiên mức kim khuyên mặc bộ đồ mới anh cũng không lưu ý gì lắm, nhưng trải qua cả một thời gian dài, nếu vẫn chưa thể phát hiện ra bí mật bên trong bộ quần áo đó, thì nhạc dương đã không còn là nhạc dương nữa rồi. Sau slip nhìn đống đá vừa đứng để thả mùi gọi sói, nói, hiện giờ tín hiệu mùi vẫn đang tiếp tục khuếch tán, nếu đúng là bọn chúng đang kháng cự lại, chắc hẳn phải ngâm mình trong nước lạnh, nếu như vậy cũng không thể phát hiện bóng dáng con sói nào, vậy thì chỉ có thể giải thích là lũ sói đã ra khỏi phạm vi ảnh hưởng rồi thôi, hoặc giả. Sauce nhìn sang phía Nhạc Dương tiếp lời, số liệu của máy tính có vấn đề. Nhạc Dương tự tin mỉm cười, máy tính chắc chắn không có vấn đề gì. Hy vọng là thế, Sauce bắt đầu phun một thứ chất lỏng lên khắp người Nhạc Dương và đám lính đánh thuê, vừa làm vừa giải thích, mùi của thứ này có thể che giấu mùi trên người chúng ta, nếu khoảng cách đủ gần. Nó có thể khiến khứu giác của lũ sói tịt mít giống như người vừa bị cảm nặng, như vậy thì đảm bảo rằng không ai bị sói phát hiện. Nhớ kỹ, chỉ cần phát hiện và theo dõi, tìm được hang của chúng là tốt nhất, tuyệt đối cấm ra tay với chúng, bằng không sẽ phản tác dụng đó. Dặn dò xong xuôi, Sos và Nhạc Dương chia làm hai đường, y đi nốt nửa quãng đường hôm qua còn chưa tìm hết, còn Nhạc Dương thì men dòng nước đi xuống hạ du. Nhìn theo hướng hai nhóm người biến mất, Kha Phu hỏi Mokin, chúng ta làm gì đây? Merkin đáp gấy gọn, đợi. Kha Phu xòe hai tay, bộ dạng như muốn nói, anh muốn ra sao thì ra. Trác Mộc Cường ba kéo một thân cây to bằng nắm tay trở lại bên dòng nước, nhìn ba anh em sói xám đang co do bên đống lửa nhỏ, ấy náy nói, gần đây hết cây rồi. Vừa nói, gã vừa bẻ cành cây ném vào đống lửa. Vật lộn suốt nửa ngày, ba anh em sói xám đều có vẻ ủ rũ mệt mỏi. Sói út hậm hực rên hừ hừ, thấy Trác Mộc Cường ba cũng không bổ nhào đến như mọi khi, mà chỉ cuộn tròn người lại thêm chút nữa. Trác Mộc Cường ba thầm thở dài, ngồi giữa ba con sói, ôm lấy sói út, dựa sát vào sói cả và sói hai, giống như lần thứ hai gã gặp lại bọn chúng, người và sói ôm chặt lấy nhau, dùng nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho nhau hơi ấm của gia tộc. Nhìn ba anh em sói xám vốn rất hoạt bát khỏe mạnh, chỉ vì một thứ mùi mình không thể nào cảm chi được mà đã thành ra như vậy, Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, thứ này lợi hại thật. Chỉ cần tên thao thú sư kia vẫn còn đó, sói cả sói hai sói út sẽ không thể chiến đấu được nếu hắn gọi được lũ sói khác đến hậu quả thật khó bề tưởng tượng lúc này sói út trong lòng gã lại vùng vằng đứng dậy trác mộc cường ba buông tay thầm nhủ lẽ nào lại nữa rồi chỉ thấy sói cả sói hai sói út đứng xếp hàng ngang bộ dạng đều như thể sẵn sàng chiến đấu sói cả ngoảnh đầu lại nhìn trác mộc cường ba rồi nhìn đống lửa ý bảo gã dập đi trác mộc cường ba không biết xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nghe lời sói cả dập tắt đống lửa, sau đó theo ba con sói lẩn vào trong xương, vòng ra phía sau vách đá. Nhạc Dương dẫn theo năm tên lính đánh thuê, có ba người Đông U, lần lượt là Krasnoy, Daniel, Abouduyev, đều từng hoạt động ở Chechnya, dáng người cao lớn, tóc vàng mắt xanh, hai người Trung Á, Zahir và Ramada, từng tham gia chiến tranh Afghanistan, so với ba người Đông U thì gầy gò hơn, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng hung hãn. Daniel nói với Nhạc Dương, Nhạc Dương, được chưa vậy, chúng ta đã đến chỗ rìa mép rồi mà có phát hiện gì đâu. Nghe đi nghe đi, có mỗi tiếng thác nước thôi. Chúng ta chẳng phát hiện được cái quái gì cả, không có sói đâu. Nhạc Dương nói, tìm đến rìa mép rồi tính. Anh đưa mắt nhìn năm tên lính đánh thuê, trong số này nhất định có người được Merkin dặn dò đặc biệt. Mỗi lời nói cử chỉ của anh, Merkin đều nắm rất rõ ràng. Có điều, anh chẳng hề lo lắng, từ khi tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, Lữ Cánh Nam đã dạy cho anh cách tự bảo vệ mình khi đi cùng những người khác, nhạc dương sẽ là nhạc dương của Merkin, anh sẽ chấp hành mệnh lệnh của Merkin một cách vô điều kiện, chỉ khi ở một mình, chắc chắn không có bất cứ ai dám thị, anh mới trở lại là chính mình. Nhạc dương tin chắc rằng, lũ sói chỉ ở quanh đâu đây, vừa nãy anh đã phát hiện ra dấu tích của chúng, chỉ là năm kẻ đồng hành này không biết mà thôi. Sos từng nói, ở những nơi mặt đất cứng rắn thế này, đối với loài có khứu giác không phát triển lắm như con người, cơ hồ khó mà lần ra được dấu vết của lũ sói, nhưng trên thực tế lại có một đầu mối rất rõ rệt vật bài tiết sói là loài động vật thích đánh dấu bọn chúng dùng các dấu hiệu để phân chia khu vực các giống sói các đàn sói khác nhau có những ký hiệu riêng biệt chỉ cần nắm được những nơi lũ sói thích đánh dấu thì sẽ không khó để phát hiện có điều cả bọn sắp đi tới rìa mép bình đài rồi đích thực là vẫn chưa phát hiện ra con sói nào nhạc dương hiểu có lẽ lũ sói đã nấp đi rồi chỉ là tại sao bọn chúng vẫn chưa tấn công chứ Nhạc Dương tay cầm súng, trong lòng thầm tính toán làm thế nào hạ gục được năm tên lính đánh thuê này trong một lượt tấn công. Quân phục của mấy tên này tốt hơn bộ anh đang mặc trên người không biết bao nhiêu lần, chỉ có mấy vị trí là đạn bắn ở cự ly gần có thể xuyên qua được. Và lại, đội hình hành động của chúng cũng rất tiêu chuẩn, chỉ cần bắn chúng một tên, ắt sẽ bị bốn tên còn lại phản kích. Anh vẫn đang đợi, khoảnh khắc lũ sói tấn công, cũng chính là lúc anh nổ súng, chỉ là không thể ngờ, lũ sói ấy còn nhẫn nại hơn cả anh, đã đi sắp hết đường rồi mà vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu, giờ phải tính sao đây? Những sắp xếp của nhạc dương ở chỗ Merkin vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn rất nhiều sơ hở, nhưng anh đã không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Cơn ác mộng hàng đêm khiến anh không thể không nắm lấy mọi cơ hội, tìm cách làm cho Merkin nghĩ rằng mình đã chết. Anh cần phải đi tìm cường ba thiếu gia, đã lâu như vậy, không biết cường ba thiếu gia có còn sống hay không? Chắc là vẫn còn sống, chỉ là... Trác Mộc Cường ba và ba anh em sói xám ở đằng xa nhìn bóng người thấp thoáng trong sương mù, đối phương có sáu người. Trác Mộc Cường ba thầm lo lắng, bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra đống lửa vừa bị dập tắt, náu mình trong màn sương có thể sẽ không bị đối phương phát hiện, nhưng ba anh em sói xám rõ ràng là không muốn thế. Ba con sói dường như đã nhận định những kẻ mới đến chính là kẻ thù đã hại chúng phải ngâm mình trong nước lạnh cả buổi sáng, vì vậy đều tỏ ra rất tức tối. Trác Mộc Cường ba tự nhiên không thể bỏ lại chúng mà nấp vào màn sương một mình, nhưng gã cũng biết, đối phương có súng, và lại còn đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, rõ ràng là có mang theo các thiết bị thám chắc trong sương mù, gã và lũ sói cần phải có một chiến thuật hợp lý mới hòng giành được phần thắng. Giờ đây, ưu thế duy nhất của bọn gã là ba anh em sói xám phát hiện ra hành tung của kẻ địch trước, làm sao mới có thể lợi dụng ưu thế này một cách hiệu quả nhất đây. Trác Mộc Cường ba vẫn đang suy nghĩ chiến thuật, thì ba anh em sói xám đã bắt đầu hành động, chúng chia làm ba đường, ẩn vào sương mù, chậm chậm bám theo kẻ địch. Trác Mộc Cường Ba đã hiểu chiến thuật của ba anh em sói xám, đánh lén. Đây là sở trường của chúng. Vậy còn gã? Trác Mộc Cường Ba đi theo tuyến đường song song với đám lính đánh thuê, thân hình cũng dần biến mất trong sương. Trác Mộc Cường Ba quyết định đánh cược một phen, cược rằng bọn lính đánh thuê đó không phát hiện ra gã. Cách ăn mặc của gã lúc này, khi đứng yên bất động, trông rất giống một tảng đá màu đen hoặc một cây khô. Trác Mộc Cường Ba định trở lại chỗ vừa đốt lửa lúc nãy trước bọn lính đánh thuê một bước. Bên cạnh là một tảng đá cao chừng 2 mét, gã táo gan đứng lên trên tảng đá ấy, thân thể giấu bên trong tấm áo choàng thùng thình, chỉ lộ ra cặp mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng kẻ địch sắp xuất hiện. Bọn lính đánh thuê phát hiện ra đống cho tàn, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, ba anh em sói xám sẽ nhân cơ hội đó phát động tấn công, còn gã, chỉ khi kẻ địch không phát hiện ra, gã mới có thể áp sát gây cho bọn chúng tổn thất lớn nhất. Trác Mộc Cường ba thầm tính toán trong đầu. Bọn nhạc dương sở dĩ không phát hiện ra chắc Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám là bởi họ không đội mũ bảo hiểm chung đầu. Trong bộ trang phục liền thân của in thiết kế đó, chỉ có mũ bảo hiểm là có thể dễ dàng tách rời ra được. Thứ đó tuy có thể chống đạn, lại trợ giúp tầm nhìn, nhưng đội lên dù sao cũng rất nặng nề, nếu không mở van dưỡng khí thì còn hơi bức bối khó thở. Số lượng dưỡng khí trong bình không phải vô hạn, đương nhiên Muskkin phải yêu cầu bọn lính đánh thuê không được tùy tiện mở ra bình thường cả trăm người tụ tập lại một chỗ, chẳng ai đội mũ bảo hiểm cả. Lần này đi trinh sát, tuy cả bọn đều mang mũ theo, nhưng người nào người nấy đều đã quen không đội thứ đó lên đầu rồi. Có điều, chắc Mộc Cường ba dù sao cũng phát ra vài tiếng động, còn bọn lính đánh thuê này đều là hạng từng vào sinh ra tử trên chiến trường cả. ép đột nhiên dương súng lên hỏi, có nghe thấy tiếng gì không? Sáu người đều nghe thấy tiếng bước chân thấp thoáng, lập tức đề cao cảnh giác. Nhạc dương cũng không thể không rè rặt hơn, cẩn thận tìm kiếm cơ hội. Sáu người xếp thành hai chữ phẩm tiến lên, phòng vệ các phía trước sau trái phải cực kỳ nghiêm mật. Có điều đi thêm mấy chục bước mà vẫn không phát hiện ra tung tích kẻ địch đâu, ra hia hơi bực bội, gắt giọng nói, "Đội mũ lên đi." Nhạc Dương không để lỡ thời cơ, vội nói, "Ủa, phía trước có gì kìa?" Câu nói ấy, lập tức làm sự chú ý của cả bọn tập trung vào phía dưới tảng đá. Trác Mộc Cường ba đứng trên tảng đá, im lìm bất động, nhưng gã bắt đầu thấy hơi ngần ngừ. Giọng nói vừa nãy là Nhạc Dương. Đến gần hơn, Nhạc Dương khéo léo từ vị trí đi đầu lùi lại giữa, anh từng nghe pháp sư Á là kể chuyện chiến lang của bộ tộc Qua Ba, anh cũng biết cái thứ trông như gốc cây phía trên tảng đá kia chắc là một loài sinh vật nào đó đang ngụy trang, nhưng lại không dám chắc chắn hoàn toàn. Anh chỉ cần chọn đúng vị trí, để khi sinh vật trên cao kia tập kích, mình cũng có thể ra tay hạ sát bọn lính đánh thuê, còn có thể sống sót hay không, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Daniel đi đầu bóng kêu toáng lên. Ủa, kia là đống lửa hả? Nhạc dương cũng ngây người, đống lửa. Rõ ràng sói không thể đốt lửa được, đúng vào khoảnh khắc tất cả đều ngẩn ra đó. Ba anh em sói xám tựa như ba tia chớp đen từ phía sau bổ tới, chúng tấn công cực kỳ bất ngờ. Đợi khi bọn lính đánh thuê phát hiện ra phía sau có biến, thì đã thấy gió thốc đến sát mặt rồi. Cả nhạc dương cũng giật thoát mình, lẽ nào thứ ở trên đầu kia chỉ là để dụ địch. Nhưng anh rõ ràng là người phản ứng nhanh nhất trong bọn, vì đứng ở giữa, nên mục tiêu của bọn sói dĩ nhiên cũng không phải anh chỉ thấy nhạc dương nhanh nhẹn một tay cầm súng tiểu liên một tay cầm súng lục nhằm vào aboduiev và daniel ở gần mình nhất ánh lửa lóe lên cả hai chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã xuống ác đấu krasnoi phản ứng cũng rất nhanh hắn vẫn luôn để mắt đến nhạc dương trong sát na cả bọn đều ngẩn ra đó quả nhiên nhạc dương đã nổ súng vào người phe mình hắn và nhạc dương đứng rất gần nhau có điều nòng súng dài quá đâm ra bất tiện bèn vòng tay rút đao chém vào tay phải nhạc dương, làm khẩu súng của anh rơi xuống đất. Nhưng Krasnoy đã quên mất lũ sói sau lưng hắn, đối với hắn, khả năng công kích của đám sinh vật hoang dã này chẳng là gì cả, đã cho một cái là chết rồi, vì vậy đối phó với nhạc dương mới là vấn đề chính yếu. Chẳng ngờ, một đao vừa chém tới, con dã thú phía sau lưng đã trồm lên, nhằm thẳng vào đầu hắn, Krasnoy lập tức ngã nhào ra đất. Nhạc dương rút súng, nổ súng, cổ tay bị chém, Krasnoy bị sói quật ngã, một loạt hành động đó gần như xảy ra cùng một thời điểm, không phân biệt trước sau, cùng lúc ấy, chắc Mộc Cường Ba cũng nhảy vút lên, bàn tay nắm chặt, vuốt thú lộ ra, dồn hết sức lực toàn thân và đà lao từ trên cao xuống, chỉ là gã và Nhạc Dương chọn cùng một mục tiêu, Daniel. trong sáu người thì tên này có vẻ cao lớn nhất, sức lực khỏe nhất, khiến Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba không hẹn mà cùng ra tay với Y. Trác Mộc Cường Ba vồ một cú, móng vuốt của con thần lần khổng lồ xé toạc sáu vệt dài trên chiếc áo chống đạn. Tuy vậy, chắc Mộc Cường Ba cũng không khỏi giật mình kinh hãi, gã vốn tự tin nghĩ rằng cú vổ của mình ít nhất có thể rạch bác bụng đối phương ra, thật không ngờ bộ áo liền thân đó lại chắc bền đến thế. Nhưng Nhạc Dương còn kinh hãi hơn gã bội phần, anh chưa từng trông thấy quái thú nào đáng sợ như vậy, khắp người đầy lông lá, vừa đen lại vừa dài, đôi móng vuốt kia xé toạc được cả áo chống đạn. Đáng sợ hơn nữa là, nó còn biết đứng ở vị trí nổi bật, ngụy trang thành một cái cây, và lại nhằm đúng lúc quan trọng nhất mới tung ra đòn chí mạng. Thật không ngờ, ở chốn này lại tiến hóa ra được loài quái thú có sức mạnh, trí tuệ khủng khiếp, cùng với sự nhẫn nại và gan dạ kinh hồn như vậy, có lẽ nào đây chính là người sói trong truyền thuyết. Lúc này, Grasnoy đã bị quật ngã, Zahir và tên còn lại gần như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao sau lưng có kẻ đánh lén, trên không cũng có kẻ đánh lén, rồi cả Nhạc Dương cũng đánh lén người của mình, rốt cuộc là phải đối phó với bên nào. Nhưng lúc này, lũ sói sau lưng đã bổ đến mặc cho nhạc dương và con quái thú trên trời nhảy xuống kia đang mặt đối mặt bọn chúng vội vàng quay mình lại phòng thủ nhạc dương nhất thời cũng không nhận ra con quái thú bất thình lình từ trên cao nhảy xuống kia là giống gì xoay nòng súng qua chuẩn bị nhả đạn theo bản năng trác mộc cường ba không kịp giải thích bất giác áp dụng luôn thuật vận chiến lữ cánh nam truyền dạy một cách hết sức tự nhiên thuận thế chụp lấy nòng súng mà quên mất tay mình đang đeo bộ vuốt thú nhưng nhạc dương thì biết cặp móng vuốt đó lợi hại nhường nào thấy bàn tay to bè của quái thú vỗ tới anh hoảng hốt vội rụt súng về, đồng thời hơi nghiêng người ra phía sau. Không ngờ, con quái thú ấy còn linh hoạt hơn, đôi móng vuốt bảo rừng là lập tức dừng sững lại, mắt thấy đối phương sắp biến chiêu sọc thẳng tới, nhạc dương vội vàng xoay người đá tạt lên một cú. Lúc này, chắc một cường ba mới kịp hét lên một tiếng, tôi đây. Đồng thời rụt móng vuốt vào ống tay áo, nhưng nào ngờ, vì quá lâu không nói tiếng người, chắc một cường ba vừa dứt lời, bản thân cũng giật thoát mình, không hiểu vừa nói gì nữa. Nhạc Dương cảm tưởng như mình đá trúng đối phương, không khác nào đá phải một tảng đá, bàn chân tê dần không nói làm gì, suýt chút nữa anh còn bị chấn động bật ngược trở lại nữa. Tiếp đó, anh nghe con quái thú kia gầm lên, ai biết được đó là âm thanh gì chứ, chỉ thấy tiếng vang như sấm, khiến người ta không khỏi dùng mình dởn cả gai ốc. Con quái thú này thật đáng sợ, vết thương trên tay phải lại nhói lên, cảm giác chảy khá nhiều máu, không hiểu có phải đã đứt gân tay rồi hay không nữa. Còn trong lúc ấy, ba tên lính đánh thuê còn lại đang chiến đấu một trọi một với ba anh em sói xám, chỉ là sói cả bị liệt một chân lúc bổ nhào lên không thể hung mãnh được bằng sói hai và sói út cú lao của sói cả bị dahia lách người né tránh rồi rút súng ra xả một loạt đạn ép nó phải thối lui kế đó lại một loạt đạn khác đẩy lùi sói hai cứu krasnoi một mạng không ngờ krasnoi vừa thoát khỏi cái chết đã không nghĩ ngợi gì chĩa súng nhằm thẳng vào nhạc dương lúc này nhạc dương đang đứng xây lưng lại với krasnoi đối mặt với con quái thú đáng sợ không rõ lai like lịch kia. Anh đã nhìn rõ, dưới lớp lông dài che kín mặt con quái thú, dường như có một đôi mắt khá giống mắt người. Còn chắc một cường ba đã trông thấy Krasnoy, gã liền gầm lên một tiếng, bổ nhào về phía nhạc dương. Nhạc dương ngây người nhìn cái bóng đen ấy ập xuống người mình, đang định nổ súng thì cổ tay đã bị đối phương giữ chặt, trong đầu chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ sau cùng, thôi tiêu đời rồi. Chợt nghe sau lưng có tiếng súng nổ, những vệt đạn lóe lên sát sạt ngay phía trên đầu anh, bắn lên người quái thú kia, chỉ thấy lớp da bên ngoài của nó tung lên, dường như cả xương cũng lộ ra, những mạch máu đen xỉ như rễ cây chẳng chịt, trông kinh khủng khó mà tả nổi bằng lời. Thế nhưng, con quái thú ấy vẫn ôm chặt lấy anh lăn tròn dưới đất, không chịu buông tay. Lăn thêm mấy vòng nữa, Nhạc Dương dần dần nhìn rõ, lông dài mọc đầy mặt quái thú dường như là râu và tóc, đường nét khuôn mặt cũng giống như mặt người, đôi mắt ẩn dưới lớp râu tóc rậm rịt ấy, đôi mắt kiên nghị trầm ổn ấy, sao mà quen thuộc thế. Đạn đã ngừng bay, hai thân hình cũng ngừng lăn tròn, quái thú đè lên người nhạc dương, áp sát tai anh, cuối cùng cũng thốt lên hai âm tiết bằng giọng nói thân thuộc thừa trước, tôi đây. Em mờ thanh khe khẽ, nhưng quen thuộc, đôi mắt nhạc dương lập tức mở đi, khẽ kêu lên thẳng thốt, cường ba thiếu ra. Một tia sáng trói mắt lóe lên, kế đó ầm lên tiếng nổ lớn, nhấn chìm giọng nói của nhạc dương xuống. Không hiểu tên lính đánh thuê nào đã ném một quả lựu đạn mù ra, trong tai Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương vang lên những tiếng ong ong nhức óc. Thời gian không cho phép họ nói nhiều hơn, Trác Mộc Cường Ba chống tay bật dậy, gã biết, tuy rằng sức chiến đấu của ba anh em sói xám không thấp, nhưng dẫu sao chúng cũng chỉ có nanh vuốt, và lại đám lính đánh thuê này còn sử dụng vũ khí hiện đại, rất có khả năng ba anh em sói xám chưa từng gặp qua bao giờ, rất có thể chúng sẽ phải chịu thiệt thòi. Vì vậy, gã chỉ đưa tay kéo Nhạc Dương lên, rồi hỏi nhanh một câu, còn chiến đấu được không? Gã cho rằng, sau khi kết thúc cuộc chiến này, mình và Nhạc Dương sẽ có vô khối thời gian mà trò chuyện. Đưa mắt nhìn lại chiến trường, ba anh em sói xám rõ ràng bị quả lựu đạn mù làm cho sững lại, đang hoang mang chưa biết ứng phó thế nào. Krasnoi đánh lén Nhạc Dương đã phải trả một cái giá đau thương, hắn nằm ngửa dưới đất, hai tay vẫn dương súng, chưa chết hẳn, nhưng chỗ cổ đã có máu tươi tuôn chảy như suối. Sói út và sói cả vốn đang hợp lực đối phó với Zahir bị tiếng nổ bất thình lình làm cho hoảng hốt, sói hai cũng chạy ra xa khỏi Ramada, hiển nhiên quả lựu đạn mù vừa rồi chính là do tên này ném. Vừa thấy chắc Mộc Cường ba đứng lên, bọn chúng liền tự động tụ tập lại, tuy vẫn chưa rõ lắm về nhạc dương đứng sau lưng gã, nhưng bản năng cho chúng biết rằng, A.U. Trang đã để lộ lưng ra với người ấy, thì rõ ràng đối phương và A.U. Trang đã hình thành một hiệp định ngầm gì đó rồi. Hai tên lính đánh thuê kia cũng chẳng hơn gì, bọn chúng còn ở gần quả lựu đạn mù hơn, chỉ là Ramada lúc ném lựu đạn mù ra đã tính toán sẵn, vừa rời tay đã lập tức tranh thủ đội mũ bảo hiểm lên, phòng hộ toàn thân. Còn Zahir chỉ kịp nhận ra ánh chấp lóe lên, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, trong đầu hiện lên hình ảnh cuộc chém giết chấp nhoáng vừa nãy, ý chí chiến đấu hoàn toàn tiêu tán. Hắn không nhìn phương hướng, cũng chẳng buồn để tâm xem đồng bọn sống chết thế nào, lập tức co chân bỏ chạy. Nhạc Dương vừa đứng dậy, trông thấy Zahir chạy trốn, lập tức giơ súng lên bóp cò, đến khi bắn hết đạn mới thôi. Nhưng cả băng đạn đều bắn vào lưng và bụng Hia hoàn toàn không tác dụng gì mấy. Có điều khi Nhạc Dương Dương súng, chắc Mộc Cường Ba cũng đã tháo Phi Lai Cốt ra, chạy đà mấy bước, xoay người, nhắm đúng hướng, rồi buông tay. Phi Lai Cốt tựa một cái bánh xe khổng lồ đuổi theo Hia chỉ nghe bùng một tiếng, Hia như bị một cái búa nặng mấy chục cân đập phải, một đầu sắc nhọn của Phi Lai Cốt xuyên thẳng qua áo chống đạn, đâm vào ngực hắn, rồi tiếp tục vòng xoay tựa như một cái thìa khổng lồ khoét lõm một lỗ trên ngực ra áo chống đạn rách toác cả xương sườn cũng chĩa ra ngoài ra vẫn tiếp tục chạy nhưng các thứ trong lồng ngực và bụng đã sổ ra tung tóe khắp nơi chỉ được hai ba bước hắn đổ gục Ramada bấy giờ mới điều chỉnh xong chế độ quan sát trên ngũ bảo hiểm, chỉ trông thấy lồng ngực Zahir bị xé toác, nội tạng và máu bắn tung tóe khắp mặt đất mà không rõ chắc Mộc Cường Ba làm như thế nào. Hắn biết con quái thú đứng hai chân như người kia đáng sợ vô cùng, nhưng đồng thời cũng thắc mắc, Tại sao Nhạc Dương lại không hề gì thế kia? Không kịp nghĩ ngợi nhiều, y Dương súng lên bắn vào con quái thú khủng khiếp đó theo bản năng. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương tách sang hai bên né tránh, dường như gã nghe thấy Nhạc Dương đang hét lên gì đó, chỉ là tiếng nổ vừa nãy vẫn ảnh hưởng đến thính giác, nên cũng không tài nào nghe rõ được. Ramada đã nhắm vào Trác Mộc Cường Ba, một lòng muốn giết gã trước, những viên đạn như có mắt cứ bám sát theo gã không rời. Trác Mộc Cường Ba tránh được hai lần đang ngon chớn, bỗng nhiên trượt ngã một cú. Thì ra, chiếc áo già đã rách toang, mớ dễ cây quấn quanh người cũng bung ra kéo lê dưới đất, chắc một cường ba trượt ngã vì dẫm phải y phục của chính mình. Mắt thấy tưởng chừng như đã không thể né tránh, tay vừa chạm xuống mặt đất, trong lúc nguy cấp gã liền đạp mạnh hai chân một cách rất tự nhiên, cái đó hai tay cũng trống lên, nhảy vụt tới như con ếch, không ngờ tránh được một loạt đạn. Nhưng loạt đạn tiếp theo lại bay tới, chắc một cường ba không kịp bật người dậy, Bất đắc dĩ đành lặp lại cú nhảy ếch vừa rồi thêm một lần nữa. Lần này, gã đột nhiên phát hiện ra, toàn bộ động tác này thật nhẹ nhàng tự nhiên, không hề có cảm giác hưởng gạo gì, tựa như mình đã luyện tập rất lâu rất lâu rồi vậy. Gã nhảy lên thêm một lần nữa để tránh đạn, trong lúc ấy cũng kịp nhớ ra, thì ra đây là một trong các động tác lướt cánh nam từng dạy gã, chỉ khác là, lúc luyện tập, gã thực hiện khi đang ngồi trên mặt đất, còn giờ thì tứ chi đều trống xuống. Lẽ nào, những động tác lứa cánh nam dạy gã không chỉ dùng để hỗ trợ hô hấp mà còn có thể ứng dụng trong thực chiến nữa sao nghĩ thông điểm này động tác của trác mộc cường ba càng lúc càng thêm thành thục hai tay chống xuống đất ấn mạnh về phía sau một cái hai chân tự nhiên co lên thân hình cong lại sau đó hai chân vừa chạm đất liền dẫm mạnh thân hình duỗi ra hai tay bổ nhào về phía trước khoảng cách mỗi bước nhảy như vậy cực lớn thoạt nhìn còn nhanh hơn chạy bằng hai chân nhiều trác mộc cường ba tựa như một con báo săn đang lao đi vun vút Ban đầu Ramada vốn cảm thấy gã trông hơi giống người, nhưng nhìn cách thức di chuyển đó, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một con dã thú. Trác Mộc Cường ba mỗi lúc một thêm tự tin với phương pháp tránh đạn này, gã bắt đầu thấy hưởng thụ được cảm giác thích thú tột cùng khi chạy nhảy, đồng thời cũng dần dần lĩnh ngộ, đây vốn chính là một phương thức mô phỏng theo cách chạy của loài sói, tứ chi chạm đất, cong mình, đạp chân, duỗi lưng. Gã bắt đầu chạy vòng xung quanh Ramada, khiến hắn lâm vào trạng thái tột cùng căng thẳng. Đạn bắn ra liên tiếp rơi vào khoảng không. Nhạc Dương đứng cạnh đó cũng nhìn đến ngẩn cả người ra, nhất thời quên cả thay băng đạn, ngược lại, ba anh em sói xám thì tỏ ra hưng phấn lắm. A à, U trang cuối cùng đã biết cách chạy rồi, lúc này, ảnh hưởng của quả lựu đạn mù đối với chúng đã từ từ giảm bớt, lũ sói xám đang hồi phục lại thị lực và thính lực bắt đầu chạy theo sau Trác Mộc Cường ba, vòng vòng xung quanh Ramada ở một khoảng cách xa hơn. Ramada càng thêm luống cuống. Còn quái thú đen đúa kia dường như có thể lao tới đè ngửa hắn ra bất cứ lúc nào, trong óc hắn đã thấp thoáng hiện lên hình ảnh cổ họng mình bị hàm răng sắc nhọn của quái thú xé nát, những gai nhọn màu đen tua tủa khắp người kia đâm sâu vào huyết quản, hoặc giả, con quái thú sẽ đâm thủng bụng hắn giống như đã làm với Gia Hia, móc nội tạng ra ngoài vung vãi, đến cả áo chống đạn cũng không thể cản được đòn tấn công ấy kia mà. Khi hắn bắn hết một băng đạn, lấy ra băng khác, cánh tay không ngờ lại run lên bần bật, không sao lắp vào được. Cơ hội tốt như thế, Trác Mộc Cường ba dĩ nhiên không thể nào lại bỏ qua, gã tức thì sử dụng phương thức tiến lên theo đường dích sát kỳ dị của anh em nhà sói xám nhanh chóng áp sát lại gần Ramada. Liếc trông thấy Trác Mộc Cường ba sổ tới, Ramada càng thêm căng thẳng, hai ba lần liền vẫn không cắm được băng đạn vào, bèn dứt khoát ném luôn súng đi, giật ba lô kéo từ sau lưng ra trước ngực, mở phép mơ tuy a, à, thọc tay vào trong. Nhạc Dương vừa thấy Ramada kéo ba lô ra phía trước, lập tức thầm kêu không hay, lớn tiếng hét gọi tên Trác Mộc Cường ba, đồng thời cũng xông tới nhưng lúc này thính giác của trác mộc cường ba vẫn chưa hồi phục không nghe rõ tiếng gọi của nhạc dương nhưng ba anh em sói sám thấy hành động lạ kỳ của nhạc dương đều ngạc nhiên thả bước chậm lại đề phòng trác mộc cường ba tuy không nghe thấy tiếng nhạc dương gọi nhưng gã lại trông thấy anh đang xông thẳng tới biết rằng nhất định có nguyên nhân gì đó bèn buông tha cho ramada chạy ngược về phía nhạc dương sự việc xảy ra quá bất ngờ nếu nhạc dương không kêu lên hoặc trác mộc cường ba đã bổ tới quật ngã ramada hay nếu Ramada biết Trác Mộc Cường Ba là con người thì cũng không sợ đến mức sử dụng phương pháp cầm bằng với tự sát ấy để ngăn không cho gã tiếp cận mình. Tóm lại, đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba chạy tới trước mặt Nhạc Dương, Ramada đã rút trong ba lô ra một vật thể trông như cái đĩa thép đường kính khoảng 20 cm, ấn nút, đèn đỏ trên đĩa lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ ngợi gì, ném luôn cái đĩa về phía Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Mình cá nhân, đây là vũ khí mạnh nhất bọn Nhạc Dương mang theo lần này." chắc là mức kim dùng để đối phó với các loại sinh vật cỡ lớn kiểu như lũ thần lằn khổng lồ. Điểm khác biệt của loại mìn này với mìn bình thường là, bên trong quả mìn, được nhồi bằng thuốc nổ cơn lốc đen, mỗi đĩa tròn như vậy, tương đương với hai cân thuốc nổ TNT, phạm vi nổ bao phủ chu vi 30 m Loại mìn này cực kỳ mẫn cảm, chỉ chạm khẽ một cái là sẽ nổ ngay, không ngờ Ramada lại ném ra như là ném lựu đạn vậy. Chắc một cường ba vừa mới đứng thẳng, một lực đẩy khủng khiếp từ phía sau đã ập đến, tiếp sau đó là téng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích đẩy gã và nhạc dương văng lên không trung, rơi xuống chỗ mép bình đài. Ba anh em sói xám dạp mình xuống thấp, lại ở khá xa, vậy mà vẫn phải không ngừng lăn tròn trên mặt đất. Nơi chắc Mộc Cường ba và ba anh em sói xám đốt lửa vốn đã ở khu vực sát mép bình đài, mới rồi chiến đấu với bọn lính đánh thuê một trận, lại càng ra gần rìa mép hơn. Lực đẩy khủng khiếp của quả mìn khiến Nhạc Dương và Trác Mộc Cường ba lộn nhào trên không chung mấy vòng liền, lúc hai thân hình rơi xuống, trác mộc cường ba ở phía bên trong còn nhạc dương lại rơi ra phía bên ngoài bình đài trác mộc cường ba úp mặt xuống còn nhạc dương thì ngửa mặt lên trời trác mộc cường ba nhìn xuống phía dưới kinh hãi kêu lên nhạc dương đưa tay cho tôi nhạc dương thoáng ngạc nhiên thấy cường ba thiếu ra ở trên không đưa tay ra với mình cũng đưa tay lên tóm lấy một cách hết sức tự nhiên trác mộc cường ba vươn tay ra giữ chặt cổ tay nhạc dương thở phào nhẹ nhóm bắt được cậu rồi Nhạc Dương còn tưởng Cường Ba thiếu ra đùa với mình, bỗng thấy chắc Mộc Cường Ba ở trên cao còn mình thì thấp hơn một chút, kế đó thấy cánh tay căng cứng, bấy giờ mới phát hiện, thì ra chắc Mộc Cường Ba đã hạ xuống bình đài, còn mình thì rơi ra bên ngoài, thân hình đeo lơ lửng trên không. Tay Nhạc Dương nắm chặt cổ tay chắc Mộc Cường Ba, bàn tay chắc Mộc Cường Ba cũng quấn lấy nắm chặt cổ tay Nhạc Dương, hai người bám chặt nhau, đeo lơ lửng bên mép bình đài. Cách này vốn rất chắc chắn, chỉ cần hai người đều không buông tay thì sẽ không thể tách ra được, nhưng chắc một cường ba lại rơi xuống chỗ đất trống, nửa thân trên đã hoàn toàn bị nhạc dương kéo ra bên ngoài rìa mép, dưới chân lại không có điểm nào dồn lực, cả người gã đang không ngừng nhích dần nhích dần ra phía bên ngoài. Một tay chắc một cường ba giữ chặt nhạc dương, tay kia của quả muốn nắm được thứ gì đó gồ lên hòng trụ vững thân mình, nhưng bàn tay chạm đất, chỉ thấy phẳng lì. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, gã nắm chặt tay lại, vuốt thú bật ra, định dùng móng vuốt sắc nhọn bập xuống nền đất trơn trụi. Đáng tiếc, trọng lượng của hai người quá lớn so với lực ma sát, vuốt thú cào xuống mặt đất phát ra những âm thanh két két, song vẫn không thể nào ngăn cản được đà trượt xuống dưới của Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Trác Mộc Cường Ba chỉ cần nhích thêm một chút ra phía trước, thân thể sẽ hoàn toàn mất thăng bằng và rơi xuống, đúng lúc ấy, gã bỗng cảm thấy chân mình căng ra, tựa như có thứ gì đó giữ lại, liền sau đó, chân kia cũng bị kéo lại. Trác Mộc Cường Ba biết, nhất định là ba anh em sói xám đến giúp, chỉ là lúc này một nửa người gã đang lơ lửng giữa tầng không, cắm đầu xuống phía dưới rìa mép bình đài, không thể nhìn thấy tình hình phía sau, chỉ đành kêu lên, "Sói cả, sói hai, sói út, cố gắng lên." Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lực kéo dưới chân mình tăng lên rõ rệt, nhưng dù phía sau có dùng sức đến mấy thì cũng chỉ cân bằng được với trọng lượng của Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, hai người cứ lơ lửng như vậy, không rơi xuống mà cũng không thể trở lên. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba, giờ anh đã không thể nhìn rõ những đường nét gương mặt như được chạm trổ bằng dao khắc của cường ba thiếu gia nữa, nhưng đôi mắt ấy thì vẫn rực lên những tia sáng chói ngời, không, so với trước đây, đôi mắt ấy còn sáng hơn bội phần. Cảnh tượng này, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, trong cả cuộc hành trình dài đằng đẵng của họ, đã bao nhiêu lần phải cùng đồng đội nắm tay nhau bên lằn danh sinh tử thế này. Trương Lập, Giáo Quan, Anh Ba tang giờ họ đang ở nơi đâu? Nhạc Dương lại nhoẻn miệng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cường Ba Thiếu Gia, anh không giận tôi à? Giận cậu chứ, cậu tưởng tôi không biết chuyện các người đã làm ư? Cậu về hùa với thầy giáo gạt tôi. Một ánh mắt đơn giản, đôi bên đều có thể hiểu được ý tứ của nhau. Nhạc Dương ngượng cười ngượng ngùng, anh đang chưa biết phải giải thích với Cường Ba Thiếu Gia như thế nào. Không ngờ, Cường Ba Thiếu Gia đã tự đoán ra được rồi. Đột nhiên, sột một tiếng, chắc một Cường Ba và Nhạc Dương lại trượt xuống thêm một chút nữa. Khi ra chiếc áo da của Trác Mộc Cường ba sớm đã bị mảnh văng của quả mìn xé rách tả tơi, tuy ba anh em sói xám đều cắn rất chặt, nhưng vết rách không chịu được trọng lượng của hai người, lại toạc ra thêm. Trác Mộc Cường ba vội nói, mau lên, túm lấy áo của tôi bỏ lên. Bản thân gã không thể tự đứng dậy, chỉ có thể để nhạc dương dẫm lên người mình lên trước. Nhạc dương cười khổ giơ tay phải lên, Trác Mộc Cường ba bấy giờ mới nhìn thấy vết thương đẫm máu kinh khủng đó. Ánh mắt Trác Mộc Cường ba lại toát lên vẻ kiên nghị chắc chắn, bình tĩnh nói, cố gắng lên, nhạc dương, tôi sẽ không buông tay đâu. Trái tim nhạc dương thất lại, Trương Lập đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, cường ba thiếu ra từng nắm chặt tay anh như thế nào, câu nói tôi sẽ không buông tay ấy đã khiến anh chấn động đến nhường nào, ánh mắt, ngữ khí, nét mặt của cường ba thiếu ra lúc ấy như thế nào. Nhạc dương cũng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong óc, thật không ngờ, lại có một ngày, cường ba thiếu ra nắm chặt tay mình, nói với mình câu tôi sẽ không buông tay ấy. Chỉ là Nhạc Dương đã đưa ra quyết định hoàn toàn khác với Trương Lập, anh buông tay trái ra, khiến chắc Mộc Cường Ba không thể không nắm chặt hơn, gã lớn tiếng quát, không được làm chuyện ngu ngốc. Thân thể hai người lại nhích xuống thêm một chút nữa. Nhạc Dương nở một nụ cười rất vui vẻ, trong lòng cũng thực sự vui vẻ thầm nhủ, không kịp nữa đâu, Cường Ba thiếu ra. Những gì cần làm, tôi đã làm cả rồi, mọi người, phải thay chúng tôi hoàn thành hành trình này đấy nhé. Tay phải anh vẫn dơ lên, nhưng lại chậm chậm, tách ngón tay út của Trác Mộc Cường Ba ra. Cường Ba thiếu ra, có lẽ, có lẽ giáo quan vẫn chưa chết, ít nhất, tôi chưa thấy cô ấy lại tìm đến chỗ mất kinh. Ngón út của Trác Mộc Cường Ba chậm chậm bị tách ra, nhạc dương sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chọn những điều quan trọng để nói, đồng thời, cánh tay anh cũng bắt đầu chậm chậm trượt xuống, thoát khỏi bàn tay Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cuống lên, lớn tiếng hét, nhạc dương. Nhạc dương. Vĩnh biệt, nhạc dương. Lúc này, phía trên bình đài, Ramada mình mẩy đẫm máu bỏ dậy giữa đám khói mù mịt, trông thấy ba anh em sói xám đang gắng sức kéo chắc một cường ba lại, hắn nghe răng cười lên khanh khách, trong miệng cũng toàn máu là máu, ông mày không sống nổi rồi, chúng mày cũng đừng hòng sống được. Hắn cảm thấy nhịp tim rối loạn, biết rằng không thể cầm cự được lâu nữa, bèn móc ra thêm một quả mìn nữa, ngón tay run run ấn nút. Chỉ thấy đèn xanh lóe lên, chấp chấp rồi chuyển qua màu đỏ, Ramada hít mạnh mấy hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn nhằm hướng ba anh em sói xám, dồn hết sức lực ném mạnh quả mìn ra. Quả mìn bay vèo tới, chúng ngay vào xương chân sói cả. Sói cả rên lên ư ử đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt tả áo trác mộc cường ba không chịu buông. A U Trang vẫn ở phía dưới, há miệng ra là A U Trang sẽ rơi xuống, không thể buông ra được, A U Trang là người nhà. Người nhà, có nghĩa là, không ai bị từ bỏ, không ai bị quên lãng. Quả mìn đập trúng chân sói cả văng ra, lăn lông lốc trên nền đất, đảo tròn hai vòng rồi nằm yên bất động, không nổ. Ramada tức tối vô cùng, định lấy thêm một quả nữa, nhưng lực đã mất tòng tâm, lồng ngực y phồng lên xẹp xuống như cái ống bế bếp lò, miệng không ngừng phát ra những âm thanh hừ hừ hừ, cảm giác không thể nào hít không khí vào trong phổi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhạc dương nở một nụ cười, rồi lại kéo ngón tay vô danh của Trác Mộc Cường ba ra, tiếp tục nói, mẫn mẫn, và Pháp Sư Á La, chắc là đang ở phía trước, tôi cũng không biết họ cách chúng ta bao xa nữa, áng chừng đã đã tìm thấy bạc ba la thần miếu rồi cũng nên, anh vừa nói, vừa dồn sức, có vẻ rất khó nhọc. Ngón vô danh của Trác Mộc Cường Ba cũng từ từ bị tách ra. Sức lực toàn thân Trác Mộc Cường Ba đều dồn cả lên tay phải, cánh tay kia căn bản không vươn tới chỗ Nhạc Dương, gã chỉ biết mở mắt chân chân ra nhìn Nhạc Dương từ từ tách các ngón tay của mình ra, chậm chậm trượt xuống dưới. Hai người lại cùng tuột xuống, Nhạc Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng áo Trác Mộc Cường Ba rách toạc, âm thanh như xé vải trác mộc cường ba không biết phải nói gì há miệng thở dốc rồi quát lên khốn kiếp nhạc dương cậu nghe tôi nói nhạc dương hét lên còn lớn hơn giọng gã cường ba thiếu ra anh nghe tôi nói bàn tay trác mộc cường ba lúc đầu còn nắm được cổ tay nhạc dương giờ đã trở thành nắm lấy năm ngón tay anh mắc hắn ta không tin ai cả tôi thất bại rồi chỉ làm được một phần rất nhỏ những lời hắn nói không thể phân biệt được thật giả nhất định không được tin tưởng nhất định phải đợi sau sẽ không ở bên cạnh Merkin quá lâu nữa đâu, có hắn ở đó, lũ sói của anh, vô dụng. Bàn tay chắc mộc cường ba sắp sửa trượt qua đốt ngón tay dưới cùng của nhạc dương, gã bóp chặt đến nỗi xương ngón tay anh phát ra những tiếng răng rắc, song vẫn không thể ngăn nổi đà trượt xuống của anh. Bọn chúng, có mâu thuẫn, đối với anh, có lợi. Đi tìm giáo quan, đốt ngón tay đầu tiên tuột ra, bàn tay nhạc dương nhanh chóng trượt khỏi lòng bàn tay chắc mộc cường ba, nhạc dương nhoẻn miệng cười tươi, cuối cùng tựa như sực nhớ ra điều gì đó lại nói thêm cẩn thận nổ mìn trác mộc cường ba sững người bàn tay chống không vội đưa tay ra chụp lấy xong chỉ nháy mắt nhạc dương đã rơi xa tít tắp rồi những điều cần nói anh đã nói hết trên gương mặt anh hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh dương hướng về phía trác mộc cường ba vẫy tay ra hiệu lên đường bình an vạt áo phần phật như cánh bướm phảng phất như nhạc dương không phải đang rơi xuống mà được màn xương mờ mịt kia dịu dàng bao bọc lấy từ chân tới đầu, cuối cùng cũng mất tâm mất hút. Trác Mộc Cường ba vốn định hỏi, tại sao lại để Merkin vào đây, đây là điểm duy nhất gã chưa thể hiểu được, chỉ là, lúc ấy trong đầu gã lại vang lên một âm thanh khác, nhạc dương làm như vậy, nhất định là có lý của cậu ấy, bởi thế, gã đã không hỏi ra miệng. Còn nhạc dương khi ấy cũng đang suy nghĩ, không biết có nên nói chuyện đó với Cường ba thiếu ra hay không, liệu nó có khiến anh ấy bị sốc không? Thôi bỏ đi, tốt nhất cứ để Cường ba thiếu ra tự phát hiện thì hơn, nên anh cũng không giải thích gì thêm nữa. Hai người cứ thế buông tay, thoát cái đã lìa xa mãi mãi. Chắc một cường ba được ba anh em sói xám lôi trở lại bình đài, nhưng cả người gã vẫn cứ bẩn thần ngây ngẩn, nhạc dương, cậu đã tuột khỏi tay tôi ư. Cậu đã thật sự tuột khỏi tay tôi ư, tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói lắm, nhóc con, cậu giỏi lắm. Ba anh em sói xám liếm liếm lên vết thương của Trác Mộc Cường ba, cọ cọ vào người gã, miệng phát ra những tiếng khịt khịt như muốn khuyên giải gã chớ nên đau buồn. Trác Mộc Cường ba ôm cổ chúng. Hiện giờ bên cạnh gã chỉ còn lại những người thân thuộc nhất này nữa thôi. ầm, um, lại một tiếng nổ khủng khiếp nữa vang lên, cả tầng bình đài như rung lên một chập. Trác Mộc Cường ba vừa nghe âm thanh đó, tức khắc ấn ba anh em sói xám nằm dạp. Cũng may, lần này nơi quả mìn phát nổ cách bọn gã khá xa, sóng xung kích không lan đến được. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ vẫn còn kẻ địch? Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên nhổ người đứng lên nhìn nơi vừa xảy ra vụ nổ không ngờ lại chính là chỗ gã đốt đống lửa sưởi ấm cho lũ sói. Giờ đây, tảng đá lớn bên cạnh đống lửa đã nổ tung thành vô số mảnh vụn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố nông đường kính khoảng 2-3 mét. Hai tên lính đánh thuê bị nhạc dương hạ sát đầu tiên, xác nằm bên dưới tảng đá, giờ cũng hóa thành cho bụi. Min, chỉ có mìn với uy lực lớn như vậy, chắc một cường ba đột nhiên phát hiện ra ở phía đằng xa vẫn còn một quả nữa, đèn đỏ nhấp nháy, sói út đang tò mò lại gần chỗ đó. Gã vội rít lên một tiếng, bảo sói út quay lại rồi tự mình lao về phía quả mìn chỉ cần không bị kích hoạt mìn sẽ không nổ trác mộc cường ba nhìn kỹ kiểu dáng và số hiệu của quả mìn trước đây lữ cánh nam từng chỉ cho bọn gã cách sử dụng cũng như vô hiệu hóa mìn gã cẩn trọng gảy nhẹ mấy cái đèn đỏ trên quả mìn cuối cùng cũng tắt bấy giờ gã mới dám thở phào nhẹ nhõm thứ này có lẽ còn dùng được gã cất quả mìn đi chưa kịp đứng dậy lại nghe một tiếng nổ khác nữa trác mộc cường ba hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì bỗng sực nhớ lại lời cảnh báo của Nhạc Dương, đưa mắt nhìn ra phía vừa phát nổ, không ngờ lại rất gần chỗ tên lính đánh thuê bị sói hai cắn đứt cổ họng. Bấy giờ gã mới hiểu, trên người lũ lính đánh thuê này có lẽ đã bị gắn thứ gì đó, thiết bị này luôn giám sát hơi thở và nhịp tim của bọn chúng, một khi lính đánh thuê tử vong, sau một khoảng thời gian, thiết bị sẽ tự động phát nổ. Vậy là, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch và triệt để, điển hình cho phong cách hành sự của Mơ Kinh. Cường Ba đang suy nghĩ, bỗng thấy phía mép bình đài rung lên rồi lắc lư một chập. Tuy rằng chất đá rung nham ở đây cứng không thua gì sắt thép, nhưng cũng không thể chống đỡ được hai ba vụ nổ liên tiếp, đã xuất hiện những vết nứt ngang dọc chẳng chịt, rồi nhanh chóng tỏa rộng ra. Chạy mau, trác một cường ba gọi ba anh em sói xám, chạy vào phía bên trong bình đài, chỉ trong chớp mắt, phía sau đã xuất hiện một chỗ khuyết hình vòng cung khá lớn. Bên đầm nước, Sos vừa dẫn tổ trinh sát của Y trở lại, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng, Merkin không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Sos vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi, bọn nhạc dương đâu? Merkin lắc đầu, vẫn chưa quay lại. Sos ủ rũ nói, hy vọng cậu ta có thể mang về tin tốt lành. Lời vừa mới dứt, đôi tai thính nhạy của Y liền nghe thấy tiếng ầm ầm thấp thoáng đằng xa. Y và Merkin đưa mắt nhìn nhau, đó chính là hướng đi của bọn nhạc dương, chỉ không biết đó là âm thanh gì. Merkin vội bảo mắc bật máy tính lên phân tích tần số âm thanh, hắn lóng ngóng thao tác một hồi lâu, nhưng lại quên mất mấy bước ở giữa, càng làm càng rối hơn. Một lúc sau, tiếng sấm liên tiếp vang lên, Merkin bấy giờ mới khẳng định chắc chắn, xảy ra chuyện rồi. Sauce đứng phát dậy thốt lên, họ tìm thấy rồi. Merkin vẫy tay ra hiệu, lớn tiếng gọi, tổ 4, 7, 9, 15 mang vũ khí theo tôi. Kha-phu, anh bố trí nhân thủ canh phòng cẩn thận, đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ lại đây. Trác Mộc Cường Ba tìm thấy phi lai cốt ở cách xác Gia Hia khoảng gần trăm mét, gã định thu thập trang bị của tên lính đánh thuê đó nữa, nhưng tính toán thời gian, thấy cái xác cũng sắp nổ rồi, mà gã lại không biết rốt cuộc là thứ gì sẽ phát nổ, nên chỉ đành đứng từ xa nhìn, không dám động đến hắn. Một lúc sau, tiếng nổ ầm ầm vang lên đúng như dự đoán, ánh lửa sáng lóe cùng tiếng vang như sấm động, khiến Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đứng ở cách đó khá xa vẫn không khỏi dùng mình. Có điều, Lần này chắc mộc cường ba bịt chặt tai, há lớn miệng nên không bị tiếng nổ ảnh hưởng, đồng thời gã cũng thấy rất rõ, tứ chi và lồng ngực tên lính đánh thuê ấy cùng lúc phát nổ, thật đúng như câu tan xương nát thịt. Sau khi quan sát, gã xác định nguyên nhân của vụ nổ chính là ở trong bộ y phục bọn lính đánh thuê mặc trên người. Cộc, 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 nửa cái mũ bị vang ra xa trăm mét, rơi xuống bên cạnh chắc mộc cường ba. Gã nhặt nửa cái mũ bảo hiểm đã bị biến dạng nghiêm trọng ấy lên, lực xung kích mạnh như vậy chẳng ngờ cũng không thể hoàn toàn nhìn nát được nó ra, thế mới thấy, thứ này chắc chắn đến mức nào. Trác Mộc Cường ba búng ngón tay lên vỏ mũ, không nghe tiếng vang của kim loại như gã tưởng tượng, mà cảm giác giống tiếng gõ vào một dạng nhựa dẻo hơn. Điểm này, khiến gã thêm khẳng định, đây là chế phẩm từ một loại chất liệu chống đạn mới được nghiên cứu chế tạo. Sau đó, gã lại liên tưởng đến tên lính đánh thuê bị gã dùng móng vuốt xé toạc ra, cũng có nghĩa, từ đầu đến chân đám lính đánh thuê này đều chống được đạn cả. Trác Mộc Cường Ba đang định ném nửa cái mũ ấy đi, bỗng phát hiện ra, ở gần chỗ mang tai mũ có mấy sợi dây cháy đen, đầu dây lộ ra sợi kim loại xoắn tròn. Quan sát kỹ hơn, gã nhận thấy, tuy chúng rất mảnh, nhưng được xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề, kẹp giữa lớp vỏ mũ. Đây là dây truyền dẫn dữ liệu mà, giấu bên trong mũ để làm gì nhỉ? Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng thấy nghi hoặc, bắt đầu nghiên cứu cái mũ kỹ càng hơn. Phần bảo vệ mắt này, thoạt trông như thủy tinh hữu cơ, sau khi kiểm tra kỹ mới phát hiện, bên trong có màn hình tinh thể mỏng dính, cũng có nghĩa là kính bảo vệ mắt này có thể hiển thị tín hiệu hình ảnh. Trác Mộc Cường ba nhớ lại bộ dạng của tên lính đánh thuê lúc đội mũ lên, bước đầu xác định, loại mũ này khá giống với mũ của phi công chiến đấu, chắc rằng hai bên mũ đều có ống kính camera, người đội mũ không trực tiếp quan sát qua kính bảo vệ mắt mà nhìn thông qua hình ảnh đã được số hóa. Gã suy đoán, đối phương không chỉ có thể tự do điều chỉnh độ xa gần của hình ảnh như quan sát bằng ống nhòm mà còn lập được mô hình 3D, nói không chừng còn có thêm cả các chế độ nhìn ban đêm, nhìn bằng tia hồng ngoại. Cũng nên, nghĩ tới đây, gã mới thấy mình và ba anh em sói xám thật may mắn, nếu đám lính đánh thuê kia đủ cảnh giác, ngay từ đầu đã đội mũ lên rồi tìm kiếm dọc theo bờ sông, thì thật khó mà đảm bảo bọn gã không bị chúng phát hiện ra. Càng tìm hiểu sâu về đối phương, chắc một cường ba lại càng thêm bất an. Áo chống đạn, mũ bảo hiểm gắn thiết bị điện tử tối tân, vũ khí chính, súng ngắn, min, lựu đạn khói, còn gì bọn chúng không có nữa. Trác Mộc Cường ba nhìn lại bản thân, gã có cây cung tự chế, có phi lai like cốt, còn có bộ áo da hưu đã rách nát như một tên ăn mày, và áo giáp làm từ dây leo quấn chẳng chịt quanh người, dựa vào những thứ này để đấu với đám lính đánh thuê, dường như hơi khó khăn một chút. Lần này, có thể giải quyết được 5 tên lính đánh thuê, ngoài có nhạc dương giúp đỡ ra, bọn gã còn phải nhờ đến vận may cực lớn nữa. Không ổn, phải tìm cách đoạt lấy trang bị của lũ lính đánh thuê đó mới được. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, đoạn lấy quả mìn nặng trình trịch kia ra, tự nhủ, phải dùng thứ này, để chúng nếm mùi đau khổ. Nhạc Dương, tôi nhất định không để cậu hy sinh uổng phí đâu. Trác Mộc Cường ba đứng bật dậy, hỏi sói cả, đến chỗ đầm nước xem sao nhé. Sói cả nghĩ ngợi dây lát, rồi gật đầu đồng ý. Trác Mộc Cường ba giờ mới phát hiện, hình như sói cả đã bị thương, ba cái chân bước tập tà tập tính. Sói út dí mũi khe khẽ chạm vào chỗ bị thương của sói cả, giống như đang xoa bóp cho nó, lại như muốn hít người xem nó bị thương ở đâu trác mộc cường ba ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi mày không sao chứ sói cả bình tĩnh ngoảnh đầu lại dường như đã thấu hiểu sự quan tâm của trác mộc cường ba ánh mắt như ẩn chứa một nụ cười ấm áp hiền hòa tựa hồ đang nói với gã tôi vẫn đi được trác mộc cường ba cẩn thận kiểm tra vết thương của sói cả thấy ở đùi sau có chỗ xây sát giống như bị thứ gì đó đập chúng gã không liên tưởng đến chuyện quả mìn đập vào chân sói cả chỉ nghĩ sói cả bị thương trong vụ nổ xem ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng sói cả tuổi tác đã cao, muốn hồi phục chắc cũng phải mất một thời gian mới được. Tuy sói cả bị thương, nhưng bọn chắc mộc cường ba đi đường thẳng, nhanh hơn đám mơ đi men theo dòng nước rất nhiều, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dòng nước trong vắt chuyển sang màu đỏ đục, đầm nước nông ấy đã biến thành một đầm máu. Chắc mộc cường ba hiểu rõ, tiếng nổ lớn vừa nãy đủ để vang đến chỗ này, nhất định đã làm mơ chú ý. Với tính cách cẩn trọng ấy, y nhất định sẽ đi kiểm tra xem sao, nhưng y sẽ không dẫn tất cả đám thuộc hạ theo, nơi này vẫn còn đám lính đánh thuê ở lại canh gác. Trác Mộc Cường ba nghĩ ra một kế hoạch, nhưng muốn thực hiện được thì hơi phiền phức. Trước tiên, gã phải thuyết phục được sói cả đồng ý với kế hoạch này. Khó khăn lắm sói cả mới đồng ý, gã lại phải nghĩ cách để sói út và sói hai hiểu được kế hoạch của mình. Gã phải vừa hoa chân múa tay vừa khọt khẹt gầm gừ một hồi lâu, lặp đi lặp lại vô số lần đến nỗi miệng khô khốc ra, sói út mới hiểu được đại khái. Những chuyện sau đó, gã cũng chỉ còn biết trông cậy vào sói út mà thôi. Ở rìa mép bình đài, Merkin và Sauce cuối cùng cũng trông thấy chỗ bị sụt xuống ấy. Ngoài ra, Merkin chỉ tìm thấy một số mảnh thịt vụn, cũng chẳng rõ là của ai nữa. Sauce nhìn mảng bình đài bị sụt xuống với ánh mắt như thể đang xem kịch, chậm chậm nói, xem ra không phải bị rơi xuống mà bị nổ cho tan tành rồi. Merkin lạnh lùng hạ lệnh cho bọn lính đánh thuê, lục soát không được động vào bất cứ đầu mối khả nghi nào, tất cả đều trực tiếp báo cáo với ta. Y đứng thẳng người dậy, bước đến đứng song song với so ở sát mép đá bị sụt xuống, trầm ngâm nói, đó là sáu tên lính trinh sát được vũ trang đến tận răng cơ mà, loại sinh vật gì có thể gây ra hậu quả nặng nề như vậy chứ. Còn cả nhạc dương nữa, tôi không tin bọn chúng đã chết hết rồi. Sos trầm ngâm dây lát, rồi hỏi, tiếng nổ lúc nãy, là mìn à? Mơ gật đầu, chỉ có mìn mới nổ lớn như vậy, lựu đạn thường không thể vang đi xa đến thế. Sos nói, nếu là mìn đã được gài từ trước, liệu có nổ chết chính bọn chúng được không? Phải cần đến bao nhiêu quả mìn mới có thể làm sụt xuống một khoảng lớn như thế này chứ? Y lại đưa mắt nhìn xuống mép chỗ sụt lở, nơi sâu nhất của thiết diện hình tam giác ấy dễ phải tới 3-4 mét là ít. Merkin lập tức sực hiểu ra là rất nhiều mìn được tập trung lại một chỗ gây ra. Chỉ có như vậy mới đủ uy lực làm nổ sập một góc bình đài. Còn về nguyên nhân phát nổ, Tự nhiên là vì mấy tên lính đánh thuê ấy đã chết gây ra. Nhưng nguyên nhân này, y lại không thể nói với Sauce được, tạm thời thì chưa thể nói. Bọn lính đánh thuê cuối cùng cũng có phát hiện, vội vàng báo cho Merkin và Sauce đến xem xét. Sauce kiểm tra một lượt, rồi kết luận, sói. Merkin hỏi, bao nhiêu con? Sauce lắc đầu, tỏ ý không thể nhận ra số lượng sói từ những dấu vết rối loạn này. Merkin thầm nhủ, nhất định là rất nhiều, cực nhiều. Thế mới khiến đám lính trinh sát kia bị tiêu diệt toàn bộ Có điều, y vẫn không tin cả nhạc dương cũng thiệt mạng Tên nhóc ấy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội Có thể đào tẩu một cách danh chính ngôn thuận rồi Vẫn không yên tâm về cường ba thiếu gia của cậu hả Mơ Kin nghĩ Không lâu sau, bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra một thứ Sau cầm mảnh xương đó trên tay Thấy rộng khoảng một đốt ngón tay Y biết chắc đây là xương lồng ngực của động vật có vú Rất có thể chính là xương người Điều khiến y hiếu kỳ là cái lỗ nhỏ ở chính giữa mảnh xương Một cái lỗ hình mũi rùi Merkin đặt ngón tay vào cái lỗ đó Ngạc nhiên hỏi, thứ gì gây ra vậy Sauce nghe răng ra nói Chắc là răng của sinh vật nào đó, cỡ lớn Lớn cỡ nào, Merkin đã nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Sos Lũ sói ở chung với loài động vật cỡ lớn kia Chắc rằng, đây mới là nguyên nhân khiến cả tiểu đội trinh sát của nhạc dương bị tiêu diệt Sos lại nói, cái lỗ này lớn hơn răng sói khoảng 5 lần, vậy thì sinh vật kia ít nhất cũng phải lớn gấp 5 lần một con sói. Y đang nói dở, bỗng nghe một tiếng bụp từ phía xa vẳng đến, tựa như quả bong bóng thổi quá bị nổ toác. Sauce biến sắc, thậm chí còn không kịp gọi Mokin, vội xoay người nói, lũ sói đến chỗ cắm trại rồi, tôi trở về xem sao. Mokin ngẩn người ra, lẩm bẩm, "Điệu hổ Ly Sơn, sói mà có trí tuệ vậy ư? Về nhà." Bên đầm nước những kẻ đầu tiên nghe thấy tiếng động dị thường là hai tên lính đánh thuê đi lấy nước, bọn chúng không biết thứ gì phát ra tiếng động, cũng không tin có thứ gì dám tập kích đại bản doanh của mình, phía sau chúng là gần 200 tên đồng bọn được vũ trang tới tận răng chứ có phải đùa đâu. Hai tên lính đánh thuê đều là những kẻ trở về từ chiến trường, gan góc cùng mình, tiếng động đó ở rất gần, nên dù không có súng trong tay, chúng cũng tiến đến tra xét. Nhìn cái bóng lấp ló phía sau gốc cây, một tên nói, hình như là con hươu con. Tên còn lại nhe răng ra cười khùng khục, hay quá, tối qua tao vẫn chưa sơi đã bụng. Lại gần hơn, mắt hai tên lính đánh thuê sáng bừng, phía trước không ngờ lại là một con sói, phỏng trừng như đã bị thương, nằm cuộn dưới đất, thân mình khe khẽ run lên, trông thấy bọn chúng đến gần, dường như nó càng thêm sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, muốn chạy mà không chạy được. Tên đi trước nói, xem ra, thuốc của sauce có tác dụng rồi, nó bị mùi hương đó dẫn dụ đến đây đấy nếu bắt sống được nó chúng ta coi như lập đại công rồi tên đi sau nhắc nhở cẩn thận đừng làm nó sợ chạy mất trác mộc cường ba nấp bên cạnh không khỏi trao mày gã vốn hy vọng sói út có thể dụ được hai tên lính đánh thuê vũ trang đầy đủ nhưng hai tên trước mặt lại đi tay không có lẽ ở eo còn dắt súng ngắn chỉ là từ góc độ này gã không nhìn rõ được sói út như bị thứ gì đó kẹp chặt ngơ ngác tội nghiệp ngước nhìn hai tên lính đánh thuê nói một cách chính xác hơn là nhìn vào chân của bọn chúng hai tên lính đánh thuê đó quả thực rất may mắn, không ngờ trước sau bước qua chỗ quả mìn cả hai đều không dẫm phải. Sói út liếc về phía Trác Mộc Cường ba một cái, tựa hồ muốn hỏi gã nên làm thế nào. Nhưng Trác Mộc Cường ba và sói cả đều nấp trong xương, không nhúc nhích, chỉ nghe tên đi trước cất tiếng, đến đây, bé bi, để tao bắt mày nào. Tên kia lại nhắc, cẩn thận nó cắn mày đấy, không nghe bọn họ nói, lũ sói ở đây không phải sói bình thường à. Tên đi trước cười khẩy, nhìn bộ dạng của nó kìa, chắc chắn là bị thương không nhẹ, muốn cắn tao. Lời vừa mới dứt, đột nhiên sói út bật dậy, động tác linh hoạt đó, nào có giống bị thương. Lúc này, ánh mắt của nó bỗng trở nên lạnh buốt như băng, lông cổ dựng ngược lên, lộ ra hàm răng sắc bén, tư thế như muốn bổ nhào lao tới, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Tên lính đánh thuê đến gần sói út hơn giật thoát mình, nhất thời không kịp đề phòng, vội lùi lại mấy bước. Sói út trừng mắt lên, dẫm chúng rồi liền không chút do dự nó phục xuống, thậm chí còn giơ hai chân trước lên bịt chặt tai vào nữa. Tên bên cạnh vẫn chưa định thần lại, thầm nhủ không hiểu con sói định dở cho gì, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ váng trời, mặt đất sường như rung chuyển, hắn đớ người, chố mắt nhìn tên đồng bọn bắn vọt lên không chung như tên lửa, từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn biến mất, máu giải xuống như mưa rào, liền sau đó, hắn mới nhận ra mình cũng đang bay tạt sang một bên, lực xung kích khủng khiếp khiến cảm giác đau đớn khắp cơ thể lan truyền đến trung khu thần kinh, hắn không sao nén được bật lên một tiếng giống thảm thiết còn tên lính đánh thuê bị bắn lên không trung kia phần nửa người còn lại giờ cũng nổ toác ra tựa như pháo bông nổ trên bầu trời tung tóe vô số mảnh máu thịt bầy nhầy là tả rơi xuống trác mộc cường ba thở dài tiếc nuối kết quả này kém xa so với dự tính của gã sói cả đã gọi sói út trở về lập tức ẩn mình vào màn xương tên lính đánh thuê thoát chết vừa giống lên vừa chạy về doanh trại định thông báo cho đồng bọn biết những tên khác sớm đã nghe tiếng chạy tới chỉ thấy đồng bọn mình mẩy đẫm máu kinh khiếp tột cùng kêu lên sói sói đến rồi cả doanh trại náo loạn hầu hết bọn lính đánh thuê đều chạy đến chỗ xảy ra vụ nổ trác mộc cường ba và ba anh em sói sám chính là muốn lợi dụng cơ hội này vòng qua sang mé bên khu vực đám người kia cắm trại gã và lũ sói muốn tận mắt xem xem kho lương thực của mình giờ đã ra sao cả người lẫn sói vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh đập vào mắt bọn họ là những gốc cây trơ trọi vô số đống cho tàn leo lét bốc lên làn khói xanh mỏng mảnh những mảnh xương hưu nằm lăn lóc máu lênh láng nhuộm lên nền đá đỏ những chấm đen lốm đốm ngoài mấy cái lều lớn đang phần phật trong gió khắp xung quanh bao phủ một bầu không khí thê lương sau chiến trận thuốc súng cơ hồ vẫn chưa tan hết đừng nói là hưu nơi này đến cả một mảnh xương hưu còn nguyên vẹn cũng chẳng có nữa sói út khẽ hú lên một tiếng dài ngẩng đầu nhìn trác mộc cường ba nước mắt rưng rưng nghẹn ngào gầm gừ Ba U Trang, kho lương của chúng ta mất rồi. Tay chắc một cường ba buông thóng xuống đùi, rồi vỗ vỗ lên đầu sói út, chưa kịp nói câu an ủi thì sói cả đã phát tín hiệu cảnh báo, kẻ địch đang chuyển động về hướng này. Cả bọn lại lập tức lùi vào màn xương. Bọn lính đánh thuê không dám lùng tìm quá xa, chỉ sục sạo ở xung quanh đó một lượt rồi quay lại. Chắc một cường ba và ba anh em sói xám thả bước chậm lại, gã có thể cảm nhận được trong bước chân loạn choạng của sói cả toát lên một sự hoang mang. Kho lương thực không còn nữa, giờ phải đi đâu? Đúng thế, đi đâu bây giờ? Trác Mộc Cường ba nhìn màn sương mờ mịt, chỉ thấy bốn phía núi non trùng điệp, nhưng phóng mắt nhìn ra, xa xa lại tĩnh lặng như một thế giới chết. Đàn hươu khổng lồ kia bị đầm nước và khu rừng duy nhất còn sót lại đó thu hút đến đây, rồi bị băng tuyết vây khốn, với sức ăn như ba anh em sói xám, ít nhất cũng có thể kéo dài được nửa năm, hoặc đến sang năm khi trời ấm áp hơn một chút, sẽ có những đàn thú khác đến đây. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa, trong một đêm, cả khu rừng bị chặt sạch, đàn hươu cũng bị hạ sát hết, đầm nước trong xanh biến thành một vũng máu tanh lòm Chỉ có đám người trang bị vũ khí hiện đại ấy mới có thể làm triệt để, làm sạch sẽ gọn gàng như thế được. Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám buộc phải rời khỏi lãnh địa của mình, lang thang đi tìm nguồn lương thực mới, có điều, giữa chốn sương mù lạnh giá này, tìm được thức ăn đâu phải chuyện dễ. Tối hôm đó, ba anh em sói xám không trở về hang, bọn chúng thảo luận rất lâu tựa như đã quyết định một việc cực kỳ quan trọng, trong đó có mấy lần nhắc đến A U Trang, nhưng chắc Mộc Cường ba không hiểu chúng nói gì lắm. Sau đó, cả bọn đi về hướng Bắc, không vòng ngược lại. Đêm ấy, người và sói ngủ ngoài trời, chắc Mộc Cường ba lấy phi lai cốt ra gối đầu, ba anh em sói sám cuộn mình nằm hai bên gã. Chắc Mộc Cường ba không biết lũ sói đã thảo luận những gì, kết quả ra sao, cũng không biết chúng sẽ dẫn mình đến nơi nào, gã chỉ đang nghĩ chuyện xảy ra ban sáng. Sự xuất hiện cũng như ra đi quá đột ngột của Nhạc Dương đã kéo gã trở lại với xã hội văn minh, đồng thời cũng khiến gã hiểu được, gã không chỉ có một mình, mà vẫn còn lữ cánh nam, pháp sư Á La và Mẫn Mẫn, bọn họ vẫn đang ở đâu đó trên tầng bình đài này. Những quan hệ ấy, những con người ấy, gã đều không thể cắt lìa được. Thế nhưng, gã phải làm sao đây? Mokerin có hàng trăm tên lính đánh thuê, với vũ khí và trang bị như thế. Mãi đến khuya, cơn buồn ngủ ập đến chắc một cường ba mới thiếp đi mà lòng vẫn thấp thỏm bất an. Con trai, con định đi đâu? Ngữ điệu của cha gã vĩnh viễn trầm trầm, khoan thai như thế, nhưng toát lên sức mạnh không thể nào kháng cự được. Con quyết định rồi, ra ngoài sông pha một phen. Chắc một cường ba tuổi trẻ nhiệt huyết phương cương, hừng hực khí thế, gân cổ lên với cha mình như con gà trọi. Nhưng bản thân gã cũng hiểu rõ, gã cần đủ thứ động tác, cùng âm lượng lớn hơn để che giấu nỗi sợ trong sâu thẳm nội tâm biểu thị rằng mình có thể đối kháng lại quyền uy vô thượng của cha. Con thật đã nghĩ kỹ rồi chứ, ngữ điệu cha gã vẫn đều đặn, cũng không thấy ông lớn tiếng hơn, chỉ là một câu nghi vấn đơn giản, nhưng tựa hồ có một sức mạnh vô hình bọc kín lấy chắc mộc cường ba, khiến gã cứng đờ cả người, mồ hôi túa ra. Rồi à, giọng chắc mộc cường ba càng lớn hơn, phảng phất như muốn giật tung gông xiềng đang đeo trên người, gã nhất định phải ra đi, đến nơi gã khao khát. Con nghĩ kỹ rồi, con muốn chứng minh, tự bản thân con, cũng có thể sống thật tốt trên thế giới này. Thế giới bên ngoài, rốt cuộc là chỉ nơi đâu. Thế giới bên ngoài kia, có những gì? Gã căn bản không quan tâm những điều đó, thứ gã muốn, là tự do. Gã cảm thấy trong căn nhà này, dường như có thứ gì đó vô hình vô chất trói buộc, khiến suy nghĩ của gã không thể hiện được. Gã muốn chứng minh, gã chính là gã. Gã đã không muốn làm đứa nhỏ chắc một cường ba ngoan ngoán, người lớn bảo gì là nghe theo đó nữa rồi. Gã muốn tự kiểm soát số phận của mình, muốn lựa chọn con đường của mình, thậm chí bất chấp lý lẽ, điều gã muốn chỉ là rời xa cha mẹ, tung hoành thiên hạ một phen mà thôi. Trai trẻ mười mấy tuổi bao giờ cũng có những thôi thúc muốn phản kháng, chỉ khác là, chắc một cường ba quyết định biến những thôi thúc này thành hành động, còn cha gã, đức nhân lão ra không ngờ lại cũng. Đồng ý, mãi đến khi chắc Mộc cường ba vui vẻ hân hoan thu dọn hành lý đơn giản của mình với tốc độ nhanh nhất, mới có cuộc trò chuyện giữa cha và con trai trước khi lên đường. Đức nhân lão ra mỉm cười, chứng minh bản thân, chứng minh sự tồn tại của bản thân. Ưng non lớn rồi, khát vọng muốn đập cánh bay cao, cho dù trước mắt nó có là vực sâu muôn trượng đi chăng nữa. Tiếp lời Trác Mộc Cường ba, ông chỉ khẽ hỏi một câu, tại sao con phải chứng minh rằng mình có thể sống thật tốt? Trác Mộc Cường ba cứng lưỡi, giật thoát mình, đức nhân lão ra cũng không ngượng ép, chỉ nói tiếp, ra bên ngoài, nhớ phải cẩn thận, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Dù có ổn định hay chưa, cũng chớ quên viết thư về cho mẹ con, ông trầm chậm, chậm quay người đi ngưng lại một chút rồi bổ sung câu hỏi ta vừa hỏi con lúc nãy trên đường hãy nghĩ cho kỹ vào sinh mệnh vì lẽ gì mà tồn tại con người vì lẽ gì mà tồn tại con là một con người con sống vì lẽ gì cha gã ngoảnh đầu đi gương mặt của người cha hiền vừa có vẻ chờ mong lại vừa có chút do so dự con cũng chớ nên dồn hết tâm trí vào việc tìm câu trả lời có lẽ rằng cả đời này chưa chắc con đã tìm được đáp án ta chỉ hy vọng khi con rơi vào biển mê thì hãy nhớ lại câu hỏi này. Nó sẽ rất có ích đối với cuộc đời con đấy. Nhìn theo bóng lưng của cha già, chắc một cường ba thầm nhủ, đây mà là câu hỏi ư. Hình như hơi xa vời cuộc sống mà mình sắp đối diện thì phải. Nhưng trên thực tế, chắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách vô thức, rốt cuộc, gã sống vì lẽ gì. Mãi đến về sau, gã tưởng rằng mình đã tìm thấy đáp án, rồi sau nữa, gã lại rơi vào giữa biển mê, lại bắt đầu tìm kiếm đáp án. Chuyện cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khi Trác Mộc Cường ba mở mắt, thấy trời vẫn tối om như mực. Sau một đợt liên tiếp nằm mơ hồi mới gặp lại ba anh em sói xám, đã một khoảng thời gian dài gã không nằm mơ nữa rồi, mà giấc mơ còn rõ ràng như thế, đến cả âm điệu, nét mặt của cha già đều hiện lên không sai một chút nào trong cảnh mộng. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn không gian tối đen xung quanh, bất giác lại bắt đầu nghĩ, mình rốt cuộc sống vì lẽ gì? Mình rốt cuộc muốn gì? Tại sao mình lại ở đây? mình đến đây vì lẽ gì? Sau đó, gã nhìn thấy đôi mắt màu vàng cam của sói út đang mở ra nhìn mình vẻ giò xét. Lần đầu tiên trong đời, gã bắt đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của cha mình, con người, vì lẽ gì mà tồn tại? Lấy đạo của người để trị người. Sos nhìn phần còn sót lại của tên lính đánh thuê dẫm phải mìn, phát ra một câu cảm khái. Còn Merkin thì đã đanh mặt lại, chạy đi xem tên bị thương, một là để nghe hắn thuật lại tình hình xảy ra lúc đó, hai là giúp hắn cởi bộ đồ liền thân ra. Một lúc sau, Merkin sắc mặt hầm hầm phẫn nộ bước ra, nói với Sos, không thể tin nổi, tôi vẫn không tin lũ sói có thể làm được vậy. Phải biết là, trên quả mìn có mấy nút bấm để thao tác, sai một bước cũng không được, anh nghĩ rằng sói có làm vậy được không? Sos cười khùng khục giải thích, anh có nghĩ đến một khả năng khác, đám lính của chúng ta đã ấn nút xong, nhưng bị lũ sói phát hiện, chuyển đến nơi bọn chúng không thể ngờ được hay không? Giống như bẫy thú vậy thôi, đối với mấy thứ này, lũ sói rất sành sỏi đấy. Merkin vẫn không tin, y nói, từ chỗ cuối dòng nước đến đây, dù đi đường thẳng cũng phải mười mấy cây số, dọc đường còn khúc khuỷu gập ghềnh, chúng có thể giữ được lâu thế mà vẫn không phát nổ à. Sauce lắc đầu, ai mà biết được chứ. Merkin lại nói, bọn chúng đã ở quanh đây rồi, tại sao anh gọi, chúng lại không đến. Sắc mặt Sauce trầm xuống, tôi nói rồi, sói ở đây không thể xét theo lẽ thường được. Bọn chúng hình như đã nảy sinh tâm lý thù địch với hành vi của chúng ta, nếu còn cố cưỡng ép triệu gọi, chỉ sợ sẽ dẫn đến phản tác dụng. Khoảng thời gian tới đây, chúng ta còn phải đề phòng hành vi báo thù của lũ sói đó nữa. Hành vi báo thù, Mokerin trợn tròn cặp mắt màu xanh lam lên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc. Sos nhún vai nói, anh cũng nghe thấy rồi đấy, tiếng nổ lớn như vậy, đám lính trinh sát của chúng ta hẳn đã giao chiến kịch liệt với đàn sói. Trí nhớ của lũ sói còn tốt hơn chó, bọn chúng sẽ nhớ kỹ vật thể nào, dùng thứ gì tấn công mình cướp chó thật, Markkin lầm bầm chửi bới, vênh mặt quay trở lại lều trại. Mark biết điều ton tót theo sau, tựa như khẽ thở dài buông lại một câu: năng lực của ông so chắc không chỉ có vậy thôi chứ. thân hình Markkin dừng xứng lại, Mark không nói gì thêm nữa. hắn ở với nhạc dương một thời gian, cũng học được đôi điều, biết rằng có một số chuyện chỉ cần đẩy khẽ một cái là đủ rồi. sáng sớm hôm sau, ba anh em sói sám lại tiếp tục đi về phía bắc. Trác Mộc Cường ba không hiểu gì nhưng cũng léo đéo theo sau chúng, chỉ thấy chúng bước đi rất mạnh mẽ và kiên định, không hề có ý quay đầu, bọn người mất kinh, có lẽ đã bị bỏ lại tiết đằng sau. Trác Mộc Cường ba không biết phải hỏi thế nào, lúc dừng lại nghỉ ngơi, bèn giơ tay chỉ vào màn xương, nghĩ đủ mọi cách hỏi sói út, nơi nào thế. Sói út liếc nhìn về phía sau với ánh mắt tiếc núi vô ngần, kho lương thực của chúng đã bị vét sạch cả rồi, sau đó mới buông ra hai âm tiết rõ ràng, về nhà. Đúng thế, đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba nghe thấy âm tiết này, nhưng đã có thể phán đoán một cách chắc chắn ý nghĩa của chúng, về nhà. Trong mắt sói út toát lên một niềm hân hoan, nhưng nét trống vắng u buồn lại chiếm phần nhiều hơn, âm thanh thấp trầm kéo dài, tựa như lời than thở của kẻ lãng du nhớ về quê hương, đầy những luyến lưu chiều mến. Trác Mộc Cường ba đã từng kiểm tra thương tích trên mình chúng, biết rằng các vết thương ấy không phải được tạo ra trong cùng một lần, có những vết cách nhau một tuần, cũng có vết lâu hơn. Gã bỗng sực hiểu, ba anh em sói xám đã không chỉ một lần muốn trở lại nơi đây, nhưng mỗi lần đến nơi, kết quả vẫn chỉ là bị xua đuổi đến một nơi xa hơn. Còn lúc này, đối mặt với thực tế không thể tìm được thức ăn nữa, chúng đã quyết định trở lại nơi đó thêm một lần nữa. Trong doanh trại, Merkin nhìn máy tính của giáo sư Phương Tân mà giàu dĩ cả người. Giờ thì hay rồi, nhạc dương biến mất, lũ sói cũng không đến, vô duyên vô cớ lại tổn thất mấy tên thuộc hạ, tuy ăn được một bữa thịt hưu nhưng cũng không thể bù đắp nổi tổn thất ấy. Sos trầm ngâm một hồi lâu, đoạn nói với Merkin, đi đường vòng thôi vậy. Đây là cách duy nhất của bọn y trong thời điểm này, đi vòng theo mép bình đài tiến lên phía trước thì sẽ không đến nỗi bị lạc trong sương mù, tuy phải vòng vèo rất nhiều, nhưng Sos tin chắc, trong khoảng 1-2 năm, thế nào cũng đến nơi được. Bọn y chỉ không biết một điều rằng, đi đường vòng như vậy, so với đi theo đường của nhạc dương chỉ, thật không biết là nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Đây là một cuộc hành trình dài đằng đẵng và gian khổ tột cùng, sau khi nghe sói út giải thích, chắc một cường ba biết được, bọn họ sẽ phải đi 15 ngày, dọc đường không có thức ăn, băng tuyết sẽ mỗi lúc một nhiều, đến cuối cùng thì nước cũng không có. Gã đồng thời có thể cảm nhận được, ba anh em sói xám đã phải vất vả thế nào mới tìm được kho lương thực duy nhất ấy, tổn thất ở đó đối với chúng nặng nề đến chừng nào. Thế nhưng, chúng lại không hề nghĩ đến phải trả thù, mà vẫn làm như đồng loại của chúng mấy nghìn vạn năm nay. Ra đi, tìm kiếm một không gian sinh tồn khác. Trong tình trạng không có thức ăn mà đi 15 ngày đường, gần như là một điều không thể hoàn thành, nhưng ba anh em sói xám có thể. Khi chạy, tứ chi chúng đều duỗi ra, bước chân nhẹ nhàng, đây là phương thức vận động tiết kiệm thể lực nhất, có thể đạt đến vận tốc 20 km/h. hiếm nỗi, sói cả bị thương, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, động tác của nó bắt đầu trở nên khó nhọc. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, thương thế của nó không những không thuyên giảm, mà còn có xu hướng trầm trọng hơn. Đến tối, cả bọn lại đi tìm một chỗ khuất gió, chắc một cường ba nằm dưới đất, dối cả tứ chi ra, ba anh em sói sám chui vào trong áo da của gã, người và sói ôm chặt lấy nhau cùng chống lại cái rét. Sói út nói không sai, càng đi về phía bắc, thời tiết càng thêm giá lạnh, chốc chốc lại có một trận gió bút xương bút cốt thổi qua, những hạt tuyết rơi là tả bị gió cuốn bay mù mịt khắp trời, khiến màn sương vốn đã dày đặc lại càng thêm mù mịt khó lường. Đó vốn là một cảnh tượng cực kỳ hùng tráng, những bông tuyết tích động mấy nghìn năm không tan, vốn to như lông ngỗng giờ bị nghiền ra thành những hạt cát bạc li ti gió cuốn lên ánh nắng chiếu vào cả bầu không lấp lánh ánh bạc đến cả không khí bọn chắc mộc cường ba hít thở dường như cũng mang theo vô số vụn bạc nhỏ li ti ấy có điều cả bọn đã quá mệt mỏi chẳng còn đâu tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp nữa cái đói cái lạnh tất cả đều là những cuộc khiêu chiến với cực hạn của sức chịu đựng sói không phải là động vật chỉ ăn thịt chúng cũng là động vật ăn tạp giống như con người vậy lúc đói rồi thì cái gì cũng ăn trên đường, chắc một cường ba và ba anh em sói xám đã phải nhồi nhét hết cả dễ cây, cỏ, vỏ cây trông thấy vào dạ dày, tuy không thiếu nước, nhưng thể lực thì tiêu hao đáng kể. Đến ngày thứ năm, sói cả không thể đi được nữa, chỗ bị đập trúng lần trước đã tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ bắp chân sau giờ đông cứng như một tảng băng. Những mảnh băng vỡ vụn ra dưới bước chân cuột cường của sói cả, chảy ra ngoài theo dòng máu, rồi lại đông thành những vệt đỏ chói, bám cứng lên chân nó. Nhưng nó vẫn kiên trì tiến bước bằng cách của riêng mình hai chân trước bổ tới như bắt bướm, móng vuốt ghi chặt xuống nền đất, kéo lê cả nửa thân sau theo. Cái chân đông cứng kia vạch trên tuyết một đường thẳng tắp, móng vuốt cọ xuống mặt đất phát ra những âm thanh chói tai. Sói hai và sói út biết sói cả không cầm cự được lâu nữa, bọn chúng cúi đầu, lặng lặng dẫm lên những chỗ sói cả vừa đi qua, cũng giống như vô số lần trước, cứ lặng lẽ bước theo, giữ nguyên đội hình tề trình. trác Mộc Cường ba lấy cành cây làm thành một cái cáng đơn giản, nhưng bị sói cả lạnh lùng cự tuyệt. Tiếng gầm gừ của nó đã già nua, khản đặc, nhưng vẫn lạnh lùng mà khốc liệt. Tôi là một con sói, không nằm cáng, cả đời sói, chỉ biết đi giữa trời đất này mà thôi. Nó vùng thoát ra khỏi vòng tay chắc một cường ba, vẫn quật cường như thế, hai chân trước bổ tới, chân sau lê theo, một bước, rồi lại một bước. Nó là một con sói, nó chỉ đi giữa trời đất bao la. Cái chết của sói cả. Sói sở hữu sự nhạy bén trời sinh của động vật, chúng biết khi nào mình sẽ rời xa cõi đời này, vì vậy, sói cả đổi hướng tiến lên, rồi gầm lên giận dữ ngăn không cho sói hai và sói út đi theo. Sói hai và sói út chỉ lặng lẽ nhìn theo sói cả, nhìn nó khó nhọc tiến về phía trước, tiến về phía núi đá hình thành từ dung nham cao mất ấy. Sói út nước mắt rưng rưng, nó cũng biết, kể từ giờ, sói cả sẽ không dẫn bọn chúng đi từ nơi này đến nơi khác nữa. Ngọn núi bị tuyết động phủ lấp ấy trông thật cao lớn vời vợi. Sói cả đứng bên dưới, chỉ là một chấm đen nhỏ hoàn toàn không đáng để mắt, bóng dáng nó tiêu điều, cô tịch, trong gió lạnh toát lên một vẻ thê lương và cô độc khó tả thành lời. Nó ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao sừng sững, rồi lại nhìn chắc một cường ba, khẽ gừ gừ với gã, tựa như đang hỏi, chính là chỗ này rồi, không tệ lắm phải không? Hai chân trước của nó lại bổ tới, kéo lê chân sau, rồi lại bổ tới, cái bóng xám đó dần dần hòa vào làm một với hoa tuyết bay lượn khắp trời. Nó nhích dần từng chút một lên phía đỉnh núi, con dốc hoạt nhìn tưởng như bằng phẳng, nhưng cũng buộc nó phải dốc hết toàn bộ sức lực ra để không bị lăn xuống. Cuối cùng, cũng lên đến đỉnh rồi, sói cả nằm dạp xuống, nheo mắt nhìn phong cảnh xung quanh, không biết ở phía bên kia màn sương mù kia có gì, phải chăng đã gợi lên trong nó vô số những hồi ức xa xưa. Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn đi bên cạnh sói cả, lúc này gã cũng đã lên đến đỉnh núi, dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy sương tuyết mênh mang lấp lánh ánh bạc. Khung cảnh tựa như thế giới cổ tích ấy khiến gã cũng tạm thời quên đi cả cái giá rét đang bổ vây quanh mình a à, u trang giọng sói cả trở nên thấp trầm lạ thường tôi không xong rồi trong mắt nó ánh lên nụ cười bất lực đoạn đường phía trước hãy còn dài lắm nó hướng ánh mắt về phía xa tít tắp sau đó lại nhìn thân thể mình thức ăn sẽ do anh chia nó lại ngẩng cao đầu phảng phất như muốn nhìn xuyên qua bước màn chắn bị khóa kín tiếp tục di trí của tôi dẫn bọn chúng nó về nhà trác mộc cường ba một lần nữa nghe thấy hai âm tiết về nhà cảm giác bi thương khi sắp mất đi một người bạn thiết lập tức lấp đầy cả cõi lòng gã. tiếp đó gã nghe thấy trong mũi sói cả giường như phát ra một âm thanh rất khẽ. ai bảo sói không biết hát? con người có bao giờ nghe thấy những tiếng hoan ca của chúng khi tự do chạy nhảy giữa trốn thảo nguyên hoang dã? con người có bao giờ nhận thấy tâm tình nhớ nhung của chúng gửi vào tiếng hú dưới trăng? con người có bao giờ nghe thấy tiếng rú gào bi tráng của chúng khi bị ép phải lìa xa trốn cũ? khúc điệu chậm chậm hòa vào dòng chảy của thời gian tâm trí sói cả cũng theo tiếng nhạc từ từ bay xa. Năm đó, con sói non chưa mở mắt rơi xuống đất, lần theo mùi sữa xô đẩy tranh cướp bầu vú mẹ với một đám anh em. Năm đó, con sói ba tuần tuổi lần đầu tiên mở mắt, quan sát thế giới hoàn toàn mới mẻ. Năm đó, con sói ba tháng tuổi chu tròn miệng, phát ra tiếng hú đầu tiên trong đời. Các bậc bề trên trong gia tộc đều cười cười nhìn con sói nhỏ kháu khỉnh, nói rằng nó sẽ trở thành một con sói tốt, tiếng hú trong veo, Hẳn là phải bú sữa khỏe lắm, năm đó, con sói nhỏ 5 tháng tuổi lần đầu tiên bước lên gò cao. Nhìn ánh trăng chảy xuống qua những kẽ lá rung rinh, nó đuổi theo bóng trăng, nhảy nhót tung tăng, năm đó, nó lần đầu tiên tham gia săn bắt, được các bậc trưởng bối trong gia tộc cổ vũ, nó đã vung vuốt sắc lên, nhe hàm răng nhọn sắc. Năm đó, nó bắt đầu theo đuổi cô nàng sói của gia tộc kế bên, một nàng sói sở hữu thân hình yêu kiều khỏe mạnh, cái đuôi dài xinh đẹp và đôi mắt trong veo đa tình, bọn chúng hẹn nhau dưới trăng dưới ánh hoàng hôn, bọn chúng cọ đầu cọ tai vào nhau trong rừng sâu, vương quốc của loài sói lại có thêm một cặp hình bóng không rời. Năm đó, nó liếm lên bộ lông mềm mại của vợ, nhìn lứa con đầu tiên của mình đang tranh bầu vú mẹ hệt như nó năm xưa, trong những sinh mạng nhỏ nhoi đó đang chảy dòng máu của nó. Bọn chúng sẽ tiếp nối sự kiêu ngạo của gia tộc, hào tình tráng trí, nhu tình vô hạn. Nó và vợ nó, chính vì những nút thắt sinh mạng này, mà hẹn ước đến bạc đầu, chết cũng không rời. Năm đó, nó đã là cha của mười mấy con sói, nó sẽ thành lập gia tộc của riêng mình, nhưng lại ngửi thấy một thứ mùi hương tà ác đượm vẻ đắm say. Lòng hiếu kỳ thúc giục nó và những đồng loại khác đến thăm dò xem rốt cuộc đó là thứ gì. Nhưng đón tiếp bọn chúng, lại là những song sắt lạnh băng, nghe thấy tiếng rú gào thê lương đằng sau vẳng đến, tim nó thắt lại, nhưng chỉ có thể hồi đáp cũng bằng những tiếng chu thảm thiết. Năm đó, nó vượt đường xa vạn dặm, đặt chân lên mảnh đất thân quen, nhưng chỉ nhìn thấy những đồng loại sớm đã trở thành xa lạ, chứ không thấy cái bóng thân quen thuở trước. Sói cả không nhắm mắt, nhìn chằm chằm về phương Bắc, nó sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, cho dù gặp phải khó khăn hay chắc trở gì chăng nữa, lòng nó vẫn khát khao được trở về nơi đó. Chắc Mộc Cường ba tưởng rằng sói cả vẫn nhìn về phía đó, cho tới khi gã chạm vào thân thể sói cả, mới phát hiện ra nó đã cứng lại từ lâu. Gã cố đè nén cảm giác bi phẫn trào dâng lên nơi cổ họng, tuân theo di nguyện của sói cả, cắt nguyên đầu nó ra để riêng. Chắc Mộc Cường ba biết, trong thế giới của loài sói, khi sống thì là đồng bạn, sau khi chết sẽ trở thành thức ăn, sói cả đã giao quyền chia thức ăn cho gã, gã nhất định phải dẫn sói hai và sói cả còn sống để đến quê hương mà bọn chúng mãi vẫn không thể nào quên được. Trác Mộc Cường Ba đặt đầu sói cả ngay ngắn hướng về phương Bắc, vái một vái dài, sau đó vác thân thể nó đi xuống phía dưới. Thức ăn được Trác Mộc Cường Ba chia ra làm 5 phần đều nhau, 10 ngày tiếp sau đó, bọn gã vừa phải cố gắng tiết kiệm thức ăn, lại phải giữ được thể lực và hơi ấm để không bị chết cóng. Sói út và sói hai đã chấp nhận thân phận thủ lĩnh của gã. Sói cả chỉ đồng ý để A-U trang theo lên núi, thái độ ấy đã chỉ rõ ra rằng, chặng đường tiếp sau đây sẽ do ai làm thủ lĩnh, muốn sống sót trong hoàn cảnh này, không chỉ dựa vào sức mạnh, mà phải nhờ vào trí tuệ. Bọn chúng đã công nhận trí tuệ của sói cả, thì cũng công nhận người kế thừa mà sói cả đã lựa chọn. Sói hai và sói út nhận thức ăn từ chỗ chắc một cường ba, bọn chúng đều biết mình ăn gì, vì vậy không hề hoan hỉ nhảy nhót khi có thức ăn, chỉ lặng lẽ nhai, giữa trốn trời băng đất tuyết, chỉ có những tiếng nhóc nhép rượu rã Ăn xong, cơ thể lại đầy năng lượng, linh hồn của sói cả đã hóa thành động lực đưa bọn Trác Mộc Cường ba tiến lên phía trước. Hai con sói đi trước dẫn đường, Trác Mộc Cường ba một bước không rời bám sát theo sau, tạo thành đội hình hình tam giác ngược, để lại ba hàng dấu chân song song trên mặt tuyết nghìn năm chưa tan. Cả bọn kiên trì thẳng tiến, chân bước những bước kiên định, cuối cùng hóa thành ba chấm đen nhỏ giữa đất trời bao la. So sánh ra, đội ngũ của Mekin không có ai dẫn đường, và lại cái đinh nhạc dương đã trôn xuống từ trước bắt đầu phát huy tác dụng, khiến Mekin càng thêm phiền phức. Một đêm nọ, không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước, trong lều của tổ thứ 14 đột nhiên vang lên một tiếng nổ váng trời, cái đó là tiếng kêu thảm thiết tột cùng, một tên lính đánh thuê dù không chạm phải bất cứ thứ gì gây nổ, vậy mà cả cánh tay chẳng hiểu sao lại bị nổ tan tành, máu thịt bắn tung tóe trong lều, Kế đó, trong đám lính đánh thuê bắt đầu lan đi lời đồn, thì ra, bộ áo liền thân chống đạn cực kỳ đảm bảo mà bọn chúng mặc vốn là một thùng thuốc nổ. Bộ đồ đó sẽ liên tục kiểm tra nhịp tim, hơi thở và mạch đập của bọn chúng, chỉ cần tim chúng ngừng đập, bộ đồ sẽ nổ tung biến chúng thành một đống thịt vụn. Sự việc lập tức náo động cả lên, Merkin phải tốn rất nhiều công sức mới dẹp yên được. Nhưng bọn lính đánh thuê cũng đều đã biết, trên tay Merkin có một bộ điều khiển, cho dù chúng chưa chết, Merkin muốn cho tên nào nổ, Tên ấy sẽ nổ chết tươi. Kẻ nào muốn tự cởi bộ áo chống đạn ra cũng sẽ bị nổ tung. Kẻ nào chưa được phép mà đã có ý đổ lại gần ám sát Mertzkin, bộ y phục đó cũng sẽ phát nổ. Đúng vậy, đây chính là con bài tẩy của Mertzkin. Chỉ là Y không nghĩ sẽ bị lộ nhanh đến vậy. Y không sợ đám người kha phu dẫn đến không nghe lệnh mình, bởi vì Y có thể trực tiếp thao túng sinh mạng của bọn chúng. Y có một cái công tắc có thể khởi động hay tắt hệ thống tự động phát nổ theo kế hoạch ban đầu sau khi xong xuôi ở bạc ba la thần miếu, y mới khởi động công tắc ấy, sau đó đám lính đánh thuê chết bởi các cơ quan cạm bẫy, sẽ cùng với tòa thần miếu hóa thành cho bụi. Chỉ có điều, lần trước khi phái người đi tìm dấu vết của lũ sói, Merkin mới phát hiện cái công tắc đó của mình đã bị người ta bật lên. Muốn bật hay tắt cái công tắc ấy, phải dựa vào một bộ thiết bị điện tử rất tinh vi chính xác, mà bình thường, người tiếp xúc với các thiết bị điện tử đồng thời phát hiện ra được điểm này, chỉ có thể là nhạc dương mà thôi. Vì vậy, Merkin nhất quyết cho rằng nhạc dương vẫn chưa chết, chẳng qua chỉ trốn mất mà thôi. Nhưng y thực không sao hiểu nổi, hiện giờ công tắc đã tắt đi, vậy mà cánh tay của tên lính đánh thuê cũng tự nổ, không hiểu nhạc dương đã dở thủ đoạn gì nữa. Giờ đây, cái công tắc ấy đã không thể không bật lên trước thời hạn y dự kiến trong kế hoạch. Trong toàn đội ngũ, chỉ có mình y và Sauce là không mặc loại trang phục đó, đến cả Kha'Fu cũng biến thành một quả bom di động có thể bị y cho nổ bất cứ lúc nào mắt sờ khóc giờ miếu đến tìm mức kinh tố khổ, ông chủ, tôi cũng không thể cởi ra à. Liền bị y quát cho một trận đuổi đi. Nhạc dương, tôi vẫn đánh giá cậu quá thấp rồi. Mơ nghiến răng kèn kẹt thầm nhủ. Lại thêm một tuần nữa qua đi, chắc một cường ba lê những bước nặng trịch giữa trời gió tuyết mịt mù, cuối cùng cũng nhìn thấy kiến trúc nhân tạo đầu tiên trên tầng bình đài thứ ba của Sandrila. Một tòa kiến trúc khí thế hào hùng, khiến người ta bất giác sinh lòng kính phục. Thoạt trông nó giống như một pháo đài, nhưng lại không phải, nói một cách hình tượng hơn, thì giống như một cái cầu thang khổng lồ, mỗi bậc cao như bức tường trong cung điện, trên mỗi bậc đều khoét rất nhiều hốc hình cung, giống như những cửa sổ kiểu pháp khổng lồ, hoặc vô số cánh cổng lớn xếp thành hàng thành lối. Kiến trúc dạng bậc thang ấy cứ chất lên từng tầng, từng tầng một, như thể vô số cây cầu có mái che trồng chất muốn thông lên đến tận thiên đình vậy. Sói út hú lên hân hoan, tựa như đang nói với Trác Mộc Cường Ba, sắp đến rồi. Sói hai không hưng phấn như vậy, chỉ xoay một vòng tại chỗ, rồi thở hắt ra một tiếng. Trác Mộc Cường ba ngước nhìn xung quanh, ngoài tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt ra, bốn bề vẫn chỉ là sương mờ mịt, ngọn núi xa xa ẩn hiện thấp thoáng trong màn sương như một con thú khổng lồ. Kiến trúc này có lẽ là một dấu hiệu, hay còn mang ý nghĩa gì khác? Ngoài dữ liệu của gã, sói hai và sói út lại chạy về phía tòa kiến trúc ấy. Trác Mộc Cường ba vội theo sau, thầm nhủ tạm thời tránh mưa tránh gió nơi này cũng được, chỉ là giờ trời vẫn còn sớm chẳng lẽ hai con sói muốn nghỉ lại đây đột nhiên gã nghĩ đến một khả năng khác lẽ nào trong này có thức ăn càng đến gần tòa kiến trúc gã càng cảm nhận sâu sắc sự kỳ vĩ của nó đồng thời gã còn phát hiện ra dường như có thứ gì đó còn đậm đặc hơn cả màn xương che phủ khắp không gian đang từ trong các ô cửa đen ngòm ấy tuôn trào bước lên trước một cánh cửa gã chợt bắt gặp một làn gió ấm ùa vào mặt đã lâu lắm rồi chắc mộc cường ba không được cảm giác ấm áp ấy bao bọc làn gió ấm vừa gặp không khí lạnh bên ngoài liền hóa thành mù sương dày đặc, trầm xuống, vì vậy trước ô cửa, có thể trông thấy một bức màn hơi nước đặc sánh như sữa. Cả bọn sải chân bước vào một ô cửa, bên ngoài thì lạnh buốt như giữa ngày đông tháng giá, bên trong lại ấm áp như tắm trong tiết xuân. Sói út chạy một vòng xung quanh chắc mộc cường ba, lè lưỡi liếm liếm môi, như thể đang nói, tuyệt vời không. Sói hai đi phía trước khẽ huyết lên một tiếng, ý muốn nói, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Đi bên trong hang, Chắc Mộc Cường ba mới xác định chắc chắn, đây đích thực là một mô hình kiến trúc cổ xưa, đơn giản nhưng thực dụng, không phân chia thành các phòng mà là những hang động riêng rẽ. Và lại, nơi này quả thực đã từng bị dung nham núi lửa phun trào vùi lấp, có điều không bị tàn phá hoàn toàn mà còn bảo tồn được một nửa lộ ra bên ngoài. Còn mặt đất dưới chân gã lúc này rõ ràng cũng không phải là địa hình của năm xưa, bởi sau khi bị dung nham xâm thực, trên nền của tòa kiến trúc đã hình thành nên vô số lỗ lớn lỗ nhỏ sói út và sói út thành thạo luồn lách qua các cửa hang chẳng mấy chốc đã đi vào sâu trong nơi không còn ánh sáng nữa cặp mắt màu vàng cam của sói hai và sói út biến thành bốn ngọn đèn chỉ đường trong bóng tối mịt mùng trác mộc cường ba cảm nhận một cách rõ rệt cả bọn đang đi ngược dòng khí lưu ấm áp kia gã vốn định cầm một cây đuốc lên nhưng lại bị sói út vứt đi mất hình như không được thắp sáng ở trong này không biết bao lâu sau trác mộc cường ba cảm giác mình đang đi xuống tận cùng dưới chân là mặt đá cứng xung quanh là những thông đạo dung nham hình tròn. Thông đạo rất thông thoáng rộng rãi, cũng rất dài, có nước rỉ ra trên vách, không khí ẩm ướt. Đi bên trong thông đạo dung nham, chắc một cường ba chợt nhớ đến dòng u minh hà ngầm dưới lòng đất mà họ đã phải vượt qua để đến đây, bấy giờ có cả một thuyền đầy người, vậy mà lúc này chỉ còn lại có một mình gã. Khi chắc một cường ba bắt đầu thấm mệt, bước chân của sói hai và sói út cũng chậm lại. Gã liền khe khẽ phát ra mệnh lệnh nghỉ ngơi vừa nằm xuống gã cảm thấy cơ bắp toàn thân lập tức thả lỏng, dễ chịu lạ thường, bỗng loáng thoáng nghe phía xa xa có những tiếng tách 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 truyền đến. Trác Mộc Cường Ba nhận thấy, sói hai và sói út đang nằm phủ phục trên người mình đều đã đứng dậy, rồi lại nghe một chàng những tiếng quẫy nước tách tách tách. Tách tách tách, rõ ràng là có một loài động vật nhiều chân sống trong thông đạo dung nham này. Sói hai và sói út phát ra một tiếng hoan hô, bổ nhau tới, chỉ trong chốc lát, đã kéo về một thứ khá nặng rồi liên tục kêu lên với Trác Mộc Cường ba, thức ăn, thức ăn. Hai con sói đã nhịn đói cả ngày nay rồi, Trác Mộc Cường ba phát ra lệnh có thể ăn, sau đó mới đưa tay giờ thử xem cái gọi là thức ăn ấy là gì. Động vật chân đốt, bên ngoài có một lớp vỏ mỏng, sáu chân, chân có nhiều gai cứng, có xúc tu, dài khoảng nửa mét, rộng chừng 20 đến 30 cm. Nếu là lúc mới đặt chân đến Sanrila, gặp phải loài sinh vật chỉ có thể dùng tay sờ trong bóng tối để phán đoán này, Trác Mộc Cường ba chắc chắn không dám vì tiện ăn, nhưng sói hai và sói út đều ăn rất ngon lành, hiển nhiên là gã cũng có thể ăn được rồi. Trác Mộc Cường ba chọn một cẳng chân của con vật chân đốt ấy, khêu thịt ra, quả nhiên vừa ngọt vừa thơm lại nhiều nước, mùi vị chẳng kém gì càng cua hay tôm hùm. Sói hai và sói út thì đã ăn sạch khoang bụng của con vật, chúng biết A U Trang không thích ăn nội tạng, thật là một thủ lĩnh có sở thích kỳ cục. Ăn no một bữa xong xuôi, cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau bọn trác mộc cường ba vẫn tiếp tục đi trong bóng tối có khứu rác xuất sắc của sói hai và sói út dẫn đường trác mộc cường ba không hề lo lắng chuyện bị lạc dọc đường cả bọn gặp rất nhiều loài động vật vừa ăn hôm trước khắp nơi vang lên tiếng tách 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 lũ chân đốt đó dường như có thể cảm nhận được hành động của trác mộc cường ba và hai con sói bọn gã đi tới đâu chúng đều vội rụt vào né tránh nấp sâu hơn trác mộc cường ba hình dung vẻ ngoài của lũ sinh vật này mang máng thấy rất giống với một loài động vật nào đó mà gã quen thuộc, và lại còn từng trông thấy ở tầng bình đài thứ hai nữa, trong cuốn sổ ghi chép ở thôn công bố có nói, loài sinh vật này rất phù hợp với yêu cầu, vì vậy đã được đưa lên tầng bình đài thứ ba. Trác Mộc Cường Ba đã biết, hôm trước gã ăn thứ gì rồi. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu cảm thấy không thể nào tin nổi, càng đi về phía trước, lại càng thấy ấm áp, chiếc áo khoác da hưu bắt đầu gây cảm giác nóng bức. Gã không biết đi qua đường hầm tối đen này, rốt cuộc mình sẽ xuất hiện ở một nơi như thế nào nữa. Ba ngày sau, khi Trác Mộc Cường ba để mình trần, bên dưới quấn váy ra, nhìn thấy lối ra sáng bừng lên, gã liền bất chấp tất cả sông ùa ra. Cửa hang rất nhỏ, nhưng ánh sáng đó, ánh sáng đó, là ánh mặt trời, 100% là ánh mặt trời. Từ khi đặt chân lên vùng đất này, gã chưa từng một lần trông thấy ánh mặt trời tự nhiên. Rốt cuộc gã đã đến đâu vậy? lâu lắm rồi gã mới được tắm mình trong tia nắng mà thiên nhiên vĩ đại ban cho, dẫu rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, chắc Mộc Cường Ba cũng không dám tin đây là sự thực. Vì vậy, khi chui ra khỏi cửa hang ngẩng mặt lên nhìn trời, gã bất giác thốt lên câu hỏi đầy ngờ vực, đó là Mặt trời, mặt trời thật ư, đó là, bầu trời xanh, thật sự là bầu trời xanh hay sao? Không phải ảo giác chứ? Bầu không thăm thẳm sắc lam, thấp thoáng một vệt xanh lục, trải minh mang vô tận, một áng mây mỏng mảnh tựa tấm vải xa dịu nhẹ bồng bềnh trôi nơi chân trời, ánh nắng chó trang tỏa chiếu, toàn thân gã đều cảm nhận được sự ấm áp đó. Thật sự, thật sự không phải gã đang nằm mơ sao. Y thuật ngữ của Phật giáo chỉ giai đoạn từ lúc con người chết đi cho đến trước khi đầu thai chuyển thế. Thông thường, trung ấm kỳ kéo dài nhất là khoảng 49 ngày. Y, bào đinh giải như là điển cố xuất phát từ thiên dưỡng sanh chủ của trang tử. Văn Huệ quân thấy mổ châu bèn nói, ôi, Giỏi thay, tuyệt đến mức ấy, người đầu bếp Bảo Đinh thưa, thần khéo léo được như vậy là do tập quen, khéo léo dần. Thành ngữ Bảo Đinh giải nghiêu dùng để ví sự khéo léo, nhanh nhẹn tột đỉnh do tập luyện. Y y, da, ít không hầu là loại đàn cổ của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời. Theo khảo cứu, đàn này lưu truyền đến nay đã hơn 2.000 năm. Ngoài sử dụng trong dàn nhạc cung đình ra, đàn không hầu còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Vào thời thịnh đường 618 đến 907 theo đà kinh tế và văn hóa phát triển nhanh, nghệ thuật chơi đàn không hầu đã lên đến một trình độ mới, và cũng trong thời kỳ này, đàn không hầu cổ Trung Quốc lần lượt truyền vào các nước láng giềng Nhật Bản, Triều Tiên, V. V, v một dân tộc thiểu số sống ở Tây Tạng. Vi, một loại ngôn ngữ thuộc hệ thống tạng ngữ. Vi thuật sư điều khiển côn trùng. Vi y thuật sư sử dụng cổ độc, cổ trùng. X thuật sư chuyên về các loại thực vật. X gia Xi si, từ đây trở đi, vì quách nhật niệm thanh đã trở thành tước mẫu vương, và khước ba ca nhiệt lại yếu thế hơn y, nên sẽ xưng hô với quách nhật niệm thanh bằng ngài, chứ không dùng đại từ ngươi như trước. Si bài kệ lục như trong kinh kim cương, bản phỏng dịch của nhà thơ châu Sa. Xi si, một câu trong vãng sinh luân chú quyển thượng. XV, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chia ra gọi là cùng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các cùng gọi là đấu. XV Universal Cell Shading Pistol hay Universal Cell Loading Pistol. XV Pin. XV một nhân vật nữ cực kỳ tàn bạo, cứng rắn trong tiểu thuyết của cổ long. Six Ngũ Cầm Hí là môn khí công động dựa trên cơ sở vận động của năm loài vật, hùng gấu, hạc chim, hạc hổ, cọp, viên, khỉ và lộc nai. Luyện tập Ngũ Cầm Hí có tác dụng khai thông kinh mạch, điều hòa khí huyết, từ đó nâng cao thể trạng cơ thể giúp người tập luyện khỏe mạnh, vững chắc, nhanh nhẹn xx tên một cơ trong môn giải phẫu học sartorius sexy pin ý chí chi người ta thí nghiệm ném con ếch vào nồi nước sôi thì nó sẽ lập tức nhảy vọt ra bị bỏng một chút nhưng sống sót nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi đun nóng dần con ếch thấy mát rồi ấm áp dễ chịu nên nằm yên rồi chết trong nồi ánh mắt trác một cường ba dừng lại đăm đăm nhìn về phía xa gã chợt không kìm được tự hỏi đây là sự thật sao không phải mình đang nằm mơ đấy chứ cỏ xanh biêng biếc ngọn cao không quá gối, ngọn thấp không lấp gót dày, kết thành một tấm thảm, bên trên điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ li ti như hạt gạo. Một vùng thảo nguyên minh mông trải đến tận chân trời, cơn gió phất qua, gợn lên những đợt sóng nhẹ lăn tan lan xa tít tắp, tựa như từng nhánh cỏ, từng bông hoa đều đang vẫy tay với gã, reo lên, hân hoan, trở về rồi. Trở về rồi, trở về rồi. Gió nơi này êm dịu như hơi thở tình nhân, khiến người ta thực tình không phân biệt nổi, đó là cơn gió thổi ùa vào mặt mình hay chỉ là dòng không khí do cơ thể mình chuyển động gây ra. Mấy cây cột đá khổng lồ nghiêng nghiêng trên bãi cỏ, khiến không gian tĩnh lặng yên bình ấy thêm phần trang nghiêm. Mấy chú chim ngậm hoa bay đến, đậu trên cột đá, mắt láo lên nhìn khắp xung quanh rồi lại theo nhau cất cánh tung bay trao liệt. Trên không trung như có ai đó đang tấu lên giai điệu xô nát ánh trăng. Gió thổi hưu hưu, chim ca ríu rít, mặt đất hơi dập dềnh uốn lượn, phát lên những đường cong tuyệt đẹp như đường nét trên thân thể người thiếu nữ vườn địa đàng trong truyền thuyết chắc hẳn cũng chỉ thế này thôi, đó là ấn tượng đầu tiên của Trác Mộc Cường Ba về cảnh tượng trước mắt. Sau đó gã phát hiện, mình đang ở một lối ra giống như cái hốc, phía trước là thảo nguyên bát ngát, nhưng tầm nhìn sau lưng gã lại bị bức tường đá chắn mất. Gã bước ra ngoài, xoay người lại, phát hiện kiến trúc nơi này như một chiếc thùng thư khổng lồ, còn mình thì như vừa chui ra khỏi lỗ nhét thư. Lùi lại thêm mấy bước nữa, gã trông thấy một bức tường cao, lùi nữa, lùi nữa lùi một mạch ra đến tận thảo nguyên dẫm chân lên thảm cỏ mềm mại gã mới nhìn rõ toàn bộ diện mạo của nơi này đó là một kiến trúc thoạt trông như thể viên lâm của hoàng gia có tường cao vây quanh bức tường chạy dài miên man không thấy điểm cuối những viên gạch khổng lồ màu đen xám loang lổ xếp thành vô số hình tượng phong cách mâu dây ích, dây leo quấn chẳng chịt quanh mương dẫn nước trên cao những cột đá cao to chống đỡ cho hành lang chìa ra phía ngoài thoạt nhìn như một sạn đạo treo leo lưng chừng núi tường thành cao lớn chắc chắn có vô số cửa sổ to như ô cầu vòm, những bậc thang dài thoai thoải dần lên cao, trên bậc thang cuối cùng sừng sững một cánh cửa nguy nga. Ngoài tường thành rải rác vài kiến trúc nhỏ, có chỗ như rừng tháp sau các chùa chiền, có cái như nắp quan tài, cũng có kiến trúc giống ngôi miếu nhỏ hay thần điện hy lạp cổ đại. Chắc Mộc Cường ba chưa bao giờ gặp quần thể kiến trúc nào quái dị đến thế, nhưng những bức bích họa khổng lồ trên tường thành kia thì gã nhận ra khá nhiều. Phần lớn các bức tranh bắt nguồn từ thần thoại Ấn Độ cổ, Brahma nhảy múa, Shiva cầm kiếm, vô số thiên nữ, thiên phi vây quanh. Ngoài ra, còn có rất nhiều thần linh của bản giáo cổ đại. Phong cách hội họa này rất giống các tranh tượng bọn gã thấy trong Đảo Huyền Không tự. Trác Mộc Cường ba không khỏi hít sâu một hơi, thầm nhủ, lẽ nào mình đã đến nơi rồi. Có điều tòa thành lại mang đến cho gã một cảm giác rất quái dị. Nơi này hoàn toàn không giống thánh địa được miêu tả trong các loại điển tịch, mà như một công trường đang thi công dở dang thì bị bỏ hoang. Dường như cổ nhân từ nghìn năm trước đang xây dựng một tòa thành hoặc một kiến trúc vĩ đại nào đó, chưa hoàn công thì đã từ bỏ, khí thế tuy hùng vĩ nguy nga thực đấy, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tàn khuyết mà tang thương, mà dùng cụm từ vườn địa đàng bị bỏ quên để hình dung nơi này có lẽ là chính xác nhất. Sói hai và sói út cũng chui ra, ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng, hú lên một tiếng khoan khoái, chạy vô tới chỗ bậc thang đá leo toát lên, tiếng hú còn văng vẳng trong không trung, phảng phất như đang nhấn đi nhấn lại, trở về rồi, trở về rồi, trở về rồi trác mộc cường ba cũng theo hai anh em sói sám bước lên cầu thang đi được nửa đường gã ngoảng đầu đưa mắt nhìn lại hướng mình vừa đến chỉ thấy thảm cỏ xanh trải dài đến tận chân núi mây mù sương khói mờ mịt ở cuối chân trời là một bức tường mây trắng dày đặc càng gần mặt đất tầng mây càng dày hơn nặng như trì phải chăng xuất phát điểm của bọn gã chính là từ trong tầng mây ấy trác mộc cường ba sực nhớ ra khái niệm hệ thống tuần hoàn khí lưu mà lữ cánh nam từng nhắc đến Lẽ nào chính là hệ thống tuần hoàn khí lưu đã khiến sương mù trong không khí hình thành một vòng vây, tựa như một cơn bão bao quanh toàn bộ vùng đất Sanrila, còn ở vùng tâm bão trái lại không có sương mù, nên mới thấy được trời xanh. Hoặc giả, hãy còn nguyên nhân gì khác? Còn một điểm nữa khiến Trác Mộc Cường Ba lấy làm khó hiểu là nơi đây thực sự rất nóng, cảm giác oi bức như gã đang ở giữa rừng rậm nhiệt đới vậy. Chỗ này chẳng phải ở độ cao 6-7 nghìn mét so với mực nước biển hay sao? Nhưng khi mang theo nghi vấn ấy lên đến cái cổng khổng lồ phía trên, gã cảm thấy mình đã tìm thấy đáp án. Bên trong bức tường thành khổng lồ không ngờ là một hồ nước lớn, nước hồ phản chiếu nền trời xanh, gần gợn những vảy vàng lấp lánh. Mặt hồ, từ giữa ra đến ven bờ, lần lượt hiện lên các màu lam, vàng, lục và xanh biếc, chẳng những vậy, thoạt nhìn đã biết ngay là một hồ nước nhân tạo. Hồ hình tròn, những đường kênh dẫn nước tỏa từ tâm ra khắp bốn phương tám hướng, kết cấu rất giống thôn công bố ở tầng dưới, các công trình kiến trúc dành cho dân cư nằm ở khu vực hình rẻ quạt. Sở dĩ Trác Mộc Cường Ba cho rằng mình tìm thấy đáp án là bởi từ xa gã đã trông thấy mặt hồ bốc lên những làn khí nóng mỏng mảnh. Sói hai và sói út đã chạy đến bên cạnh một dòng kênh khoan khoái vục mõm xuống uống nước. Trác Mộc Cường Ba thử kiểm tra nhiệt độ nước, thấy hơi rát tay, nhưng cũng không đến nỗi không thể ngâm mình xuống được. Nhiệt độ nước vào khoảng 450 c thoang thoảng có mùi lưu huỳnh. Địa nhiệt, Đúng như những gì gã vào bọn nhạc dương đã thảo luận trong rừng rậm Amazon, nguồn gốc của nhiệt lượng ở nơi này chính là địa nhiệt. Người qua ba đã dẫn nước tan chảy trên núi tuyết vào cái hồ nhân tạo này, sau đó, không hiểu họ dùng cách gì để lợi dụng địa nhiệt làm tăng nhiệt độ của nước, đồng thời giữ ở mức sấp xỉ 450C. Nơi này kẹp giữa hai ngọn núi lớn, về cơ bản là một không gian kín, vì vậy toàn bộ Sanrila đều được hun nóng, giống như ở trong phòng tắm hơi vậy. Nhờ hơi nóng ấy, một khu vực khí hậu riêng đã dần hình thành tạo thành vòng tuần hoàn khí lưu trên tầng bình đài thứ ba ngăn cản không khí lạnh bên ngoài ùa vào đồng thời các khí thể độc hại cũng theo hơi nóng bốc ra ngoài oxy được hút vào bên trong giữ cho bầu không khí luôn thanh tân tươi mới trác mộc cường ba hiểu ở những chỗ mình chưa đặt chân đến nhất định vẫn còn các kiến trúc hùng vĩ khác muốn tạo ra cả một vùng khí hậu như vậy tuyệt đối không phải một việc dễ dàng mà thực hiện được sói hai và sói út không nghĩ ngợi nhiều như trác mộc cường ba bọn chúng cẩn thận thử nhiệt độ nước chầm chậm dầm mình xuống rồi từ từ bơi lội nhẹ nhàng trong làn nước sau hành trình bôn ba vất vả qua vùng băng giá tắm nước nóng một cái thực sự cũng khá dễ chịu sói út táp táp chân trước làm bắn lên những đóa hoa nước nhỏ ý chừng muốn rủ trác mộc cường ba cùng xuống nước đùa chơi với nó lúc mới xuống nước hơi nóng rát nhưng chẳng bao lâu sau gã đã thích ứng được một điều khiến trác mộc cường ba hết sức kinh ngạc là trong hồ nước nóng giữa vùng núi tuyết này không ngờ lại có những con cá nhỏ bơi lội tung tăng và cả một loài thực vật màu xanh lục không biết tên. Chính kỳ tích khó tin của sự sống ấy đã khiến hồ nước nóng đến 450 c này tràn đầy sức sống. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, ngửa đầu đếm những sợi mây trên bầu không xanh thăm thẳm, so với lúc trước phải đội gió đạp tuyết đi trong sương mù mờ mịt, thật không khác nào thiên đường với địa ngục. Trác Mộc Cường ba rỗi cả tứ chi, nằm ngửa trong làn nước, chẳng muốn nhúc nhích gì nữa. Chẳng rõ ngâm mình dưới nước được bao lâu, mọi mệt mỏi trong người đều đã tan biến. Trác Mộc Cường ba mới đứng dậy, chỉ thấy kênh dẫn nước hình tròn đó dường như được thiết kế theo đường trôn ốc từ trên xuống dưới, dòng chảy tuôn trào, hoa nước bắn tung. Còn gã, khi đứng dưới nước, ngước mắt lên nhìn những căn nhà dân tạo hình kỳ dị nhưng lại theo một quy cách thống nhất, chợt có cảm giác như thể mình đang ở vùng sông nước Giang Nam, phong cảnh nên thơ như họa. Chỉ là làn gió ấm thổi qua, lại mang đến một hơi thở xa xăm cổ lão. Trác Mộc Cường ba men theo con đường nhỏ đi từ căn nhà này sang căn nhà khác. Kiểu dáng của các kiến trúc ấy vẫn giữ được khá hoàn hảo, dù cũng có khá nhiều căn bị mưa gió bào mòn hay cây cối mọc lên phá hoại, nhưng đại đa số đều là các căn nhà hoàn chỉnh. Chỉ có điều, người ở đây đâu hết cả rồi. Trác Mộc Cường Ba đang định bước vào một căn nhà thì bị sói út chắn phía trước mặt, miệng nó gầm gừ, không được vào đó. Trác Mộc Cường Ba thân với sói út nhất, nghe tiếng kêu cảnh báo ấy của nó, gã liền ngồi xổm xuống, nâng cầm sói út lên nói, không vào được à, bên trong có thứ gì đó bất lợi cho tao, đúng không? Sói út nửa hiểu nửa không, gật gật đầu. Trác Mộc Cường ba cũng khẽ gật đầu nói, tao biết rồi. Gã bèn từ bỏ ý định vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa quan sát. Đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo, làm gã càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho tòa thành khổng lồ này trở nên vườn không nhà trống, tĩnh lặng như một vùng đất chết thế này. Đi giữa con đường vắng tanh, nghe tiếng nước chảy rào rào, nhìn những cây cầu nhỏ bắc qua kênh dẫn nước, bức tường cao xây bằng đá xanh, trong lòng Trác Mộc Cường Ba bất chợt giấy lên một tia sợ hãi. Nhện răng tơ trong góc tường, các loài sinh vật nhỏ giống như chuột, thỏ hay thần lằn luồn lách vun vút như thoi đưa. Chỉ là, không có người, không có một người nào, tòa thành trống rỗng yên tĩnh một cách bất thường, gã thậm chí còn không phát hiện ra một bộ xương khô nào cả. Thế nhưng, những kiến trúc được bảo tồn hoàn chỉnh kia lại tựa như đang rủ rỉ kể với gã, một người khách xa lạ, về sự phồn vinh của nơi này trong một quá khứ không quá xa xôi. phía trên những căn nhà đều là các bức tượng với tạo hình khác nhau, có tượng tiên nữ tả áo tung bay, có tượng kim cương nộ mục trừng mắt nhìn khắp tứ phương, có tượng thú lành đạp mây bay đến, có nhà lại chạm khắc một lũ tiểu quỷ bò khắp trên tường. những hình tượng ấy hoặc lớn hoặc nhỏ, thải đều sống động như thật. trước cửa, bốn vách tường, ngay cả dưới hàng hiên cũng treo từng chuỗi từng chuỗi tiểu quỷ trông như chùm nho chín. đây là kiến trúc thời kỳ nào? Quần thể kiến trúc hình tròn này được thiết kế dựa trên tư tưởng của thời kỳ nào? Ai đã kiến tạo nên chúng? Chủ nhân nơi này đã đi đâu mất rồi? Trác Mộc Cường bao ôm đầy bụng nghi vấn, thở dài một tiếng, khoảng 10 phút sau, gã bỗng chợt nghe thấy một tiếng thở dài khác. Gã nghi hoặc dừng bước chân thầm nhủ, lẽ nào nơi này có người? Bỗng nhiên, sói út đi bên cạnh gã ngửa mặt hú một tiếng dài. Mấy phút sau, hình như đâu đó phía sau lưng gã lại vang lên tiếng hú của sói út. Con sói nhe răng Nhìn Trác Mộc Cường ba cười khùng khục đắc ý, như đang nói, thần kỳ không? Thì ra, trong quần thể kiến trúc hình cung này đã hình thành nên một thứ tương tự như vách phản âm, âm thanh vang lên, không hiểu được chuyển hướng vòng vèo thế nào, lại từ phía sau vẳng trở lại. Đây là một sự vận dụng âm học của cổ nhân, Trác Mộc Cường ba cũng chẳng có thời gian đâu mà tìm hiểu cho rõ ràng. Sói Hai khẽ kêu lên một tiếng cảnh báo, đi thôi, phải rời khỏi nơi này trước khi trời tối. Không biết đến tối ở đây sẽ có thứ gì xuất hiện có lẽ là lũ rán khổng lồ kia chăng? Trác Mộc Cường ba cũng không hơi đâu đi tìm hiểu, gã chỉ lấy làm lạ, nơi đây chỉ có tòa thành trống không, thoạt trông thì dường như đã từng có một độ phồn hoa đô hội, lẽ nào đây không phải Sanrila? Gã thầm tính toán một hồi lâu, rồi mới phát ra tiếng hú, hỏi sói út, nhà còn cách đây xa không? Sói út nheo mắt nhìn về phía xa xăm, vầng tịch dương đã biến mất, nhưng sắc trời vẫn một màu xanh lam thăm thẳm, dáng mây cuối trời đỏ ối như ngọn lửa, hẳn còn xa lắm. Trác Mộc Cường bao ngoảnh đầu nhìn lại đám mây dày đặc bao phủ khoảng không gian này, nơi bị sương mù dày đặc che phủ phía đằng kia, lúc này hẳn đã chìm vào bóng tối rồi chứ nhỉ. Trên thảo nguyên, các chủng loại sinh vật dần trở nên phong phú đa dạng hơn. Không lâu sau, sói hai và sói út cắp về vài sinh vật có sừng, trông khá giống con thỏ, cả bọn ăn no rồi lấy đất làm giường, trời làm chăn, ngửa mặt nhìn mây trôi lãng đáng, dòng sông ngân từ từ hiện lên trên bầu không lồng lộng. Bầu trời tựa như một mái vòng khổng lồ, bao trùm lên tất thảy, cảm giác minh mông vươn ra khắp bốn phương tám hướng, dòng suy nghĩ của Trác Mộc Cường ba dường như cũng bay vút ra ngoài xa nghìn dặm. Bọn Trác Mộc Cường ba lại đi thêm hai ngày nữa, cỏ dưới chân ngày một um tùm tươi tốt, cây cối bắt đầu mọc san sát thành rừng. Từ thảo nguyên, gã đi vào rừng rậm, những gốc cây khổng lồ che kín cả ánh mặt trời, cành lá thân dễ chẳng chỉ quấn vào nhau như bầy quái thú đang không ngừng vật lộn. Sói hai và sói út chỉ cần dùn mình một chút là có thể dễ dàng chui qua khe hở giữa những thân cây, chỉ khổ cho Trác Mộc Cường Ba, muốn trên qua những chỗ cây lá rậm rạp thì phải lách người thật khéo, hoặc phải leo lên trèo xuống một hồi. Cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng gã cũng trông thấy tòa thành thứ hai. Hay đó là một ngôi miếu. Ngôi miếu lớn quá, Trác Mộc Cường Ba đứng trên ngọn một cây cổ thụ khổng lồ, từ đằng xa chỉ trông thấy những đường ngang dọc giao nhau giữa trời đất, bố cục tựa như bàn cờ. Lại gần hơn, gã mới phát hiện những đường vạch ấy hết sức vuông vắn. Quay thành vô số hình chữ nhật đồng tâm dạng chữ hồi, một đến gần hơn nữa, khi chui ra khỏi hàng cây rậm rạp cuối cùng, chắc Mộc Cường ba mới nhìn thấy toàn bộ diện mạo của những đường vạch ấy. Chính giữa khu rừng, xuất hiện một cái hồ vuông vức. Chu vi hồ phải dài mấy cây số, giữa hồ chính là ngôi miếu đó, những đường vạch ngang dọc mà gã nhìn thấy lúc nãy đều là tường bao của ngôi miếu, hoặc từng hàng từng hàng tháp cao như những cây thông mọc san sát nhau tạo thành. Chắc Mộc Cường ba đứng ở rìa hồ nước, nhìn ngôi miếu trong lòng trào lên một thứ cảm giác không chân thực, tựa như đó không phải là thứ thuộc về cõi nhân gian vậy. Mầu nhiệm ở chỗ, cái hồ nước nhân tạo này được đánh bóng mài nhẫn gần như tuyệt đối. Mặt nước không lăn tan dù chỉ một gợn sóng, trông như mặt gương. Nhìn xuống mặt hồ, có thể thấy rõ ràng mây trắng trên trời đang chậm chậm trôi qua trong làn nước, bởi thế, thoáng nhìn qua, ngôi miếu ở giữa hồ như thể đang trôi nổi bập bềnh trên không trung. Toàn bộ con đường nhỏ thông đến ngôi miếu đều được chạm khắc thành hình dạng như lá sen, bước lên trên đó, cảm giác như chuồn chuồn điểm nước vậy. Không hiểu mặt nước hồ ấy phẳng lặng đến độ nào, mà lúc chắc Mộc Cường ba bước trên những lá sen nhân tạo, lại có cảm giác hoa mắt chóng mặt, chỉ sợ bước hụt một bước là sẽ sẩy chân rơi xuống cõi phàm trần. Sói hai và sói út dường như không có thứ ảo giác ấy, vẫn có thể nhảy nhót đùa nghịch trên những lá sen, chạy một mạch sang phía cuối đường. Rốt cuộc chắc Mộc Cường ba cũng bước đến thềm phía trước của ngôi miếu, để rồi lại thêm một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động hoàn toàn ngôi miếu này không ngờ lại được cấu thành từ muôn vạn tượng phật tượng ác quỷ có thể hình dung thế này cổ nhân đã dùng những bức tượng hết sức sinh động với muôn vạn tư thái khác nhau làm gạch làm ngói để xây dựng nên ngôi miếu hoặc giả người xưa đã đẽo gọt cả ngọn núi thành một hình lập phương khổng lồ rồi từ hình lập phương ấy lại đục ra hình dạng đại thể của ngôi miếu cuối cùng mới chạm trổ điêu khắc mái hiên hành lang xà cột tường cửa bậu cửa cửa sổ, bậc cấp, lan can. Của ngôi miếu ấy thành vô số tượng thần Phật và ác quỷ. Nhìn xa xa cứ ngỡ mặt tường bằng phẳng, lại gần mới thấy chỗ lồi chỗ lõm, bởi những bức tường ấy toàn bộ đều do những bức tượng nhỏ bằng lòng bàn tay chen vai thích cánh xếp chồng lên nhau tạo thành. Số lượng tượng trong cả ngôi miếu này, e rằng phải lên đến con số triệu, quả là một công trình vĩ đại. Trác Mộc Cường ba lặng lẽ vuốt nhẹ nhẹ lên những bức tượng nhỏ. Tượng thần, tượng ác quỷ, tượng Phật, tượng chim bay thú chạy, côn trùng sâu kiến, lại có cả cây cối hoa lá, dường như hết thảy mọi sinh mạng có tồn tại hay không tồn tại trên cõi thế gian đều được điêu khắc cả trong môi miếu rồi vậy. Những bức tượng nhỏ này chính là cơ sở để tạo nên những kiến trúc lớn hơn. Mấy trăm nghìn tượng nhỏ đứng chen trúc trồng lên nhau, tổ hợp lại thành một tượng Phật khổng lồ, mấy trăm nghìn tượng nhỏ khác, ghép lại thành ký hiệu văn tự khổng lồ nổi trên mặt tường, những rừng tháp kia, cũng do mấy trăm mấy trăm nghìn bức tượng nhỏ chồng lên nhau mà thành, đến cả nền đá xanh dưới chân gã, cũng được điêu tạc thành hình tượng biển dục, có ức vạn tượng người nhỏ giơ tay gào thét giữa biển dục, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đó. Nếu ngồi xuống xem kỹ, liền thấy rõ nét mặt khác nhau của mỗi bức tượng, hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, hoặc bi thương, hoặc cuồng loạn. Hai chân chắc mộc cường ba dẫm lên biển dục vọng, mỗi lần nhấc chân lên đặt chân xuống, đều có mấy chục người nhỏ giơ cao cánh tay, đau đớn kêu gào. Ngước mắt nhìn lên trên, gã liền trông thấy đỉnh vòm, có vô số tiên nữ đang chút bi thương trụy lạc xuống nhân gian, những ống tay áo của họ vung lên tựa như muốn bám lấy những áng mây hờ hứng trôi trên không trung nhưng chỉ uổng công vô ích còn trên bốn vách tường lại là những tượng phật đầu đội vòng hào quang biểu hiện trên mặt giống nhau một cách dị thường trong những ánh mắt ấy chừng như chứa đựng lòng từ lẫn cả nét nghiêm nghị lạnh lùng như thể cảm thấy bi thương cho nhân loại song cũng tức giận thay cho sự đớn hèn không tranh đấu của họ nhìn lướt qua một lượt trác mộc cường ba chợt có cảm giác nặng nề đè nén nhưng ánh mắt ấy dường như đều toát lên một niềm u uất khó tả thành lời. Dẫm đạp lên đám người đau đớn vật vã giữa biển dục, đi xuyên qua những vị thần minh cúi nhìn chúng sinh, Trác Mộc Cường ba tiến vào bên trong bức tường. Gã lập tức có một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tính, thích nghĩa ảo diệu nhất của thiền trong Phật đạo. Ngôi miếu vuông vắn cấu tạo từ những bức tượng nhỏ bằng bàn tay này, không ngờ lại yên tĩnh đến thế, không có một âm thanh nhỏ nào. Trác Mộc Cường ba nín thở, chăm chú lắng nghe, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ âm thanh nào, tiếng động duy nhất ở nơi đây chính là do bọn họ mang đến, tiếng chân của gã, của lũ sói, tiếng thở của gã, tiếng thở của sói. Không chỉ là yên tĩnh, chắc một cường ba có cảm giác như mình đã đến một thế giới khác, một thế giới bị niêm phong trong khối thủy tinh trong suốt. Dường như, một khối lập phương hình thành từ khí oxy bao bọc trọn lấy tòa kiến trúc, chính hơi thở của gã đã làm rối loạn sự lưu động của không khí nơi đây, bằng không, tất thảy mọi thứ chắc hẳn đều vẫn ở trong trạng thái tĩnh tại. Mặt nước phẳng lặng, như một tấm gương lưu ly li sáng bóng, không khí đứng yên, dưỡng khí nồng đậm đến độ chừng như đã hóa thành thực thể. Chắc một cường ba có thể cảm nhận một cách rõ ràng những luồng khí chảy vào lồng ngực, tuôn vào phổi, rồi hóa thành muôn ngàn sợi tơ tản đi khắp tứ chi bách cốt. Một chiếc lá rụng xuống, nhưng không xoay vòng vòng trên không trung như bị gió thổi rơi, mà chỉ nhẹ nhàng rơi thẳng xuống. Nếu chăm chú nhìn xuống nước, sẽ thấy một chiếc lá dưới đáy nước chậm chậm nổi lên. Sau khi phát hiện mọi thứ ở nơi này dường như đều im lìm bất động, Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn lại những bức tượng đủ tư thái kỳ dị trên bốn vách tường và dưới sàn, trong lòng lập tức cảm thấy dường như có một dòng điện chạy đi khắp cơ thể. Những bức tượng vốn đã cố định hình thái, lẽ ra phải tĩnh tại thì lại dường như đang chuyển động. Những chúng sinh trong biển dục, phảng phất như đang thực sự sục sôi vùng vẫy, quay cuồng dẫm đạp lên nhau giữa biển máu, hết đợt này đến đợt khác ùa lên, dường như muốn đeo bám leo lên gót chân gã, thần Phật trên bốn bức vách thì chậm chậm tiến lên dọc theo hành lang như nước chảy mây trôi, ánh mắt hờ hững như thể mọi thứ đều chẳng hề liên quan đến mình, có vẻ như họ đang hành hương về cõi thánh, hoặc muốn rời xa cõi phàm tục đầy dẫy những tranh chấp này, tiên nữ trên trời mặc dầu không mệt mỏi cố gắng bay lên. Song vẫn chậm chậm rơi xuống biển dục bên dưới với một tốc độ khiến người ta phát dầu vì suốt ruột. Cảm giác ấy thật khó tả, tựa như gã là một tồn tại đã thoát ra ngoài tam giới, đang ở trên cao nhìn xuống quan sát muôn nghìn chúng sinh, thần Phật đều quy về một tay, vũ trụ nằm trong lồng ngực. Chỉ có điều, Cảm giác ấy khiến Trác Mộc Cường Ba cực kỳ khó chịu, gã biết, cổ nhân phải nắm bắt và vận dụng các hiện tượng âm thanh, ánh sáng, không khí, thị giác đến trình độ cực cao mới có thể tạo ra thứ ảo giác khiến người ta thấy mình đã siêu việt hết thảy thần Phật, trong tay nắm giữ cả vũ trụ như thế. Cả đời Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ gặp qua kiến trúc nào giống ngôi miếu này. Đồng thời, thứ cảm giác siêu thoát ngoại vật này không hề khiến cho gã phiêu bồng lâng lâng, mà chỉ thấy một nỗi sợ hãi khôn cùng. Trong mắt Trác Mộc Cường Ba đây là một ngôi miếu ma quỷ, ẩn giấu vô số điều kỳ dị bên trong lớp vỏ ngoài hùng vĩ ngút trời. Gã không sao chịu đựng nổi nữa, thậm chí không xem hết cả quảng trường đầu tiên và chính điện, đã gọi hai anh em sói xám vội vã rời đi. Khi chắc một Cường Ba đang loanh quanh trong các thành bang bị bỏ hoang phế của Sandrila, thì bọn Merkin cũng đã đến được mép tầng bình đài thứ ba. Không như chắc một Cường Ba có sói hai và sói út dẫn đường đi xuống thông đạo ngầm dưới lòng đất, bọn y phải men theo mép bình đài mà lần mò tiến lên phía trước. Ngày hôm đó, cả bọn vẫn xếp đội hình hành quân giữa một vùng băng tuyết mênh mông, đột nhiên phát hiện ra phía trước có mây mù mờ mịt. Lúc đầu, trong khoảng 50 mét vẫn còn thấy thấp thoáng bóng người, nhưng càng đi tiếp, tầm nhìn xa rút xuống chỉ còn chưa đầy 10 mét, tiếp tục tiến lên, hơi mù lại càng lúc càng dày đặc, chỉ thấy một vùng trắng xóa, như thể cả bọn đang len vào giữa một đống sợi bông khổng lồ, thậm chí giơ thẳng cánh tay ra là đã không thấy 10 ngón đâu. Merkin vừa hạ lệnh cho cả đám chuyển sang chế độ quan sát hồng ngoại. Chợt nghe bọn lính đánh thuê hét lên ẩm ý, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Y và sauce cũng lần lượt lấy mũ đội lên, chuyển đổi chế độ quan sát. Đó là gì vậy, ông chủ, chúng ta đến núi lửa rồi ạ à? Mark đi bên cạnh kêu toáng lên. Nhìn qua mắt kính hồng ngoại gắn trên mũ, Markin thấy rất rõ ràng, cách bọn họ chưa đầy 200 mét, dường như có mấy chục con quái thú đang phun ra những luồng khí nóng đỏ hừng hực như lưỡi lửa. Hay quá, chúng ta đến rồi, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Merkin mừng rỡ reo ầm lên, cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng uy nghiêm của mình nữa. Đám lính đánh thuê nghe được tin tức ấy, cũng lập tức hoan hô vang dội. Có mấy tên nóng nảy đã bất chấp tất thảy lao lên phía trước, liền bị Merkin gọi giật lại. Ở đây à, Sos hỏi, phía trước là gì thế? Merkin đáp, trong nửa quyển sau của cổ cách kim thư có chép rằng, muốn đến được bạc ba la thần miếu, trước tiên phải đến bức tường than thở đá. Theo những ghi chép đó, bức tường ấy dày mấy nghìn thước, bên trong có lỗ, nuốt mây nhả mù, như là có người đang than vắn thở dài, vậy nên mới có tên là bức tường than thở. Bức tường này không chỉ ngăn cách bạc ba la thần miếu với thế giới bên ngoài, mà còn khiến cả tầng bình đài thứ ba này bao bọc trong sương mù nữa. Nuốt mây nhả mù, ý anh là, sương mù khắp tầng bình đài thứ ba này, đều bắt nguồn từ đây sao? Sos lấy làm khó hiểu. Merkin bèn gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, dẫn Sos lùi lại chừng trăm mét, chỉ tay ra phía trước nói, anh nhìn mây mù kia thấy có gì khác biệt không sau dõi mắt nhìn ra phía trước quả nhiên tuy bọn y đang ở giữa một vùng sương mù trắng xóa mênh mang nhưng sương mù ở phía trước lại như khói trắng tỏa ra từ những nhà xưởng lớn ngùn ngụt không ngớt cuồn cuộn điệp trùng như đã hóa thành thực thể sương khói phun trào ra như lũ xả qua đập bốc lên cao mấy trăm mét rồi tỏa lan đi khắp cả tầng bình đài tràn về phía bọn y thật không ngờ sương mù che phủ khắp cả một vùng không gian rộng lớn này lại do con người tạo ra so phóng tầm mắt ra xa hơn, chỉ thấy biển mây mù trào dâng liên miên bất tuyệt, phỏng chừng bức tường than thở đã chặn ngang cả tầng bình đài thứ ba, tạo ra hiệu quả thần kỳ như thế. Trước khi tới đây, Sos vẫn luôn nghĩ rằng, sương khói mây mù là những hiện tượng thần kỳ chỉ thiên nhiên vĩ đại mới sở hữu, thật chẳng ngờ hôm nay lại có thể thấy được sương mù nhân tạo. Đây không phải chỉ là những cột khói nhỏ bé bốc lên từ các nhà máy, mà là sương mù dày đặc che phủ diện tích khổng lồ lên đến mấy trăm cây số vuông. Làm, làm sao có thể, nếu ở đảo huyền không tự, Sos còn có thể nhận định đó là kỳ quan nhân tạo, nhưng còn màn sương khói mù mịt khắp đất trời này thì y thực sự không hiểu nổi, bằng cách nào mà cổ nhân có thể tạo ra hiệu quả kinh người đến thế, huống hồ lại kéo dài đến cả nghìn năm vẫn không dứt. Mơ kinh nghiêm nghị nói, trước đây, tôi cũng nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Sau này, nghe bà ta nói bọn hắn đã đến một nơi giống như rừng rậm nhiệt đới, tôi mới có một chút liên tưởng, thêm vào địa mạo núi lửa nguyên thủy ở nơi này, có thể nói, suy nghĩ của tôi đã được chứng thực. Đừng vòng vo tam quốc nữa, mau nói suy nghĩ của anh ra đi. Source đã hơi sốt ruột. Merkin thong dong giải thích, bạc ba la thần miếu và các thành bang nằm giải rác xung quanh nó được xây dựng trên một ngọn núi lửa đang hoạt động, có lẽ là một ngọn núi lửa cổ đã có từ trăm triệu năm trước, thủa trái đất mới hình thành. Nhìn năm trước, nó vẫn phun trào dung nham một cách không định kỳ. Những người qua ba kia chọn nơi này để xây dựng thần miếu, chính là để lợi dụng năng lượng thiên nhiên của núi lửa, sử dụng hơi nóng của nham thạch nóng chảy trong lòng đất. Bức tường than thờ kia, ngăn cách bạc ba la thần miếu với thế giới bên ngoài, hình thành nên một không gian độc lập, cũng giống như chúng ta xây nhà rồi lắp máy điều hòa nhiệt độ trong phòng vậy thôi. Nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến mấy chục độ âm, nhưng trong nhà lại vẫn âm áp, giữ ở mức 300C. Chỉ có điều, gian phòng này rất lớn, diện tích phải tính bằng đơn vị hàng trăm cây số vuông đây chính là kỳ tích do người qua ba sáng tạo nên. Họ đã lợi dụng hoàn cảnh địa lý độc đáo cùng với nguồn năng lượng kỳ lạ, tạo lập nên một kỳ tích mà đám người đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như chúng ta đây cũng không dám tưởng tượng đến. Họ đã dùng sức người để thay đổi môi trường tự nhiên của cả một khu vực rộng mấy trăm cây số vuông đấy. Merkin vung tay chỉ ra, giọng nói vang vang mạnh mẽ, những cái lỗ trên bức tường than thở kia, có lẽ chính là lỗ thoát khí của những cỗ máy cỡ lớn đang hoạt động dưới lòng đất sâu mấy nghìn mét, chúng phun ra những luồng khí nhiệt độ cực cao, sau khi va chạm với không khí nhiệt độ cực thấp bên ngoài, liền tạo nên một màn sương mù dày đặc. Người qua ba không bao giờ bỏ qua bất cứ tài nguyên nào có thể lợi dụng. Bức tường này nhất định đã được thiết kế sẵn từ trước rồi. Sương mù phun ra vừa khéo bao bọc toàn bộ bạc ba la thần miếu và các thành bang vệ tinh của nó. Nhưng mà, nó đã hoạt động suốt một nghìn năm rồi. Sos vẫn không thể tin nổi, tạo ra một cái máy điều hòa không khí có thể thay đổi nhiệt độ của cả khu vực rộng mấy trăm cây số vuông, trí tuệ của cổ nhân từ một nghìn năm trước là vậy ư. Anh có biết tại sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu không? Merkin đột nhiên hỏi, rồi lại tự mình giải đáp, bởi vì năng lượng luôn tiêu hao, và lại không thể sinh ra từ cõi hư vô được. Cùng với sự phát triển không ngừng của máy móc tự động hóa, những phần phụ tùng tiêu hao hư tổn đều có thể dùng máy móc tự động thay thế, vậy thì, động cơ vĩnh cửu chỉ còn cần một nguồn năng lượng vĩnh cửu nữa mà thôi. Mà trên thực tế, thiên nhiên đã cung cấp cho chúng ta vô số nguồn năng lượng gần như vĩnh cửu rồi, ánh sáng mặt trời, thủy triều, nước, gió, chỉ cần lợi dụng một cách thích đáng những nguồn năng lượng ấy, việc tạo ra một động cơ vĩnh cửu cũng là điều khả thi thôi. Người bộ tộc qua ba chính là đã lợi dụng năng lượng của núi lửa. Một nghìn năm nay, núi lửa không tắt, cỗ máy đó cũng hoạt động không ngừng, cho dù không có người thao tác, nó cũng sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi tất cả phụ tùng linh kiện đều hao mòn hư tổn đến mức không thể sử dụng nữa mới thôi. Đó chính là trí tuệ của cổ nhân từ nghìn năm trước, thật may mắn là trí tuệ ấy đã bị chiến tranh vùi lấp, bằng không, tôi thật không dám tưởng tượng trình độ phát triển của phương đông ngày nay sẽ như thế nào nữa. Nếu bức tường ấy phun ra các luồng khí nhiệt độ cực cao như thế, chúng ta làm sao vượt qua được? Sau khi nghe Kin cảm khái một hồi, Sos lại nghĩ đến một vấn đề khác. Yên tâm, sẽ có lúc nó tạm dừng lại, căng rồi lại trùng, trùng rồi lại căng, đây chính là tư duy triết học truyền thống của Trung Quốc cổ đại, cũng chỉ có thế, những cỗ máy kia mới có thể hoạt động cả nghìn năm mà không hư hỏng. Merkin tự tin đáp, Merkin nói không sai, một lúc sau, luồng khí nóng ngùn ngụt dần dần lắng xuống. Đội ngũ lính đánh thuê của bọn y liền nhanh chóng tiến lên, sử dụng các công cụ hiện đại leo lên bức tường than thở. Bức tường thành dày đến cả trăm mét đó, có thể coi như một quảng trường lớn, đứng bên trên đưa mắt nhìn trong ngoài thành, thật đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài xương trắng mênh mang, còn bên trong lại là thảm cỏ xanh ngắt trải dài đến tận chân trời tiết tắc. Nhìn sắc xanh ngút cả tầm mắt ấy, mắc mỉm cười thốt lên, chúng ta. Rốt cuộc cũng đến nơi rồi. Trên tường thành lập tức vang dội tiếng hoan hô, đám lính đánh thuê cũng tạm thời quên đi những bực bội tích tụ trong lòng. Dù là ai chăng nữa, sau mấy tháng đi giữa trời băng đất tuyết, đột nhiên trông thấy một ốc đảo xanh tươi ấm áp, tâm trạng cũng đều vui vẻ thoải mái vô cùng. Cả bọn lần lượt cởi bỏ mũ bảo hiểm trên đầu, há miệng hít hà bầu không khí thanh tân, cảm giác như thể chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là có thể trông thấy bạc ba la thần miếu rồi. Thế nhưng, tất cả đều không hay biết, con đường phía trước vẫn còn xa xăm và gian khổ. Ở nơi đó, cái chết đang chờ đợi bọn chúng. Vương quốc của sói. Khi bọn mắc đặt chân lên bức tường thành, trông thấy cảnh tượng xanh tươi mơn mởn bừng bừng sức sống thì chắc một cường ba đang chậm chậm thả bước tản bộ ở một tòa thành khác những ngày này gã đã thấy đủ các loại kiến trúc khác nhau cơ hồ mỗi loại đều khiến gã phải kinh ngạc và thán phục mãi không thôi mỗi lần đều có những rung động mới cuối cùng sau khi trải qua rất nhiều rất nhiều rung động gã bắt đầu thấy tê liệt trước những kiến trúc kỳ lạ ấy trác mộc cường ba hiểu rõ mỗi một tòa thành hiện lên trước mắt mình đây đều là độc nhất vô nhị mỗi một công trình kiến trúc đều nằm ngoài tầm tưởng tượng của gã trong rừng rậm có vô số loài sinh vật cổ quái có khi sói hai và sói út sẽ chạy đi săn bắt làm thức ăn, cũng có lúc bọn chúng lại dẫn gã đi đường vòng để tránh né, thế nhưng, cả tầng bình đài này, trong mọi tòa thành mà bọn gã đi qua, đều không có bóng dáng con người. Một người cũng không, mọi dấu tích chứng tỏ sự tồn tại của con người đều đã bị thời gian bào mòn, dần dà biến mất. Từng tòa thành tinh chuẩn, đẹp đẽ tuyệt luân, những kiến trúc hình học hoàn mỹ, tựa hồ từ trên trời rơi xuống, giống như... Giống như những thành bang Maya kia vậy, Lặng lẽ nằm giữa rừng sâu, không biết đã trải qua mấy nghìn mấy vạn năm, chỉ đợi hậu nhân ở thế giới văn minh đến mà phát hiện, mà kinh hãi thán phục trước khả năng của tiền nhân. Đi từ tòa thành này đến tòa thành khác, ngắm những công trình kiến trúc đẹp đẽ tuyệt trần nằm giữa cây rừng, bị dây leo quấn quanh chằng chịt, nhìn những loài động vật nhỏ không biết tên kết thành đàn làm tổ, chạy nhảy nô đùa khắp trốn trong thành, rõ ràng là có làn gió ấm thổi qua, song chắc mộc cường ba lại cảm thấy lạnh lẽo thê lương khó tả trác mộc cường ba bước theo dấu chân sói hai và sói út quan sát vẻ phồn hoa ấy với thân phận của một người xa lạ sâu thẳm trong lòng gã chợt giấy lên cảm giác cô độc thấu vào tâm can phế phủ gã đã tự hỏi mình không chỉ một lần tại sao tại sao lại không có người những người qua ba ấy đã đi đâu rồi dần dần trác mộc cường ba phát hiện ra nhiều đầu mối hơn sói hai và sói út không dẫn gã đi theo đường thẳng mà vạch một đường vòng cung trong rừng rậm cũng có nghĩa là bọn họ vẫn luôn ở khu vực ngoại vi của vùng đất thần bí này. Nếu nói Sandrila là một đồ thị phồn hoa, vậy thì những tòa thành gã đã đi qua, hẳn chính là các thành phố vệ tinh của nó. Người xưa đã đào kênh dẫn nước đọng trên núi tuyết xuống, tụ lại thành một đầm nước ngọt, sau đó xây dựng các khu dân cư xung quanh đầm nước này, kế đó lại dùng khu dân cư làm cơ sở, chất lên từng tầng từng tầng một, cuối cùng hình thành nên những thành thị lập thể kết cấu phức tạp, tạo hình mỗi nơi mỗi khác. Mỗi tòa thành lại có một phong cách khác nhau, người qua ba xưa phỏng trừng đang tiến hành một thí nghiệm, bọn họ. Hình như dự định xây dựng một tòa thành tự động hóa cao độ, xong lại có thể hòa nhập vào tự nhiên một cách hoàn mỹ nhất. Những tòa thành vệ tinh này chính là các vật mẫu của họ, vì vậy mới xuất hiện nhiều mô thức kiến trúc mang màu sắc tôn giáo, cơ khí hóa, tự nhiên hóa như thế. Sau khi sói hai và sói út dẫn chắc một cường ba tham quan xong tòa thành vệ tinh cuối cùng, bọn chúng lại theo đường cũ trở về. Chắc một cường ba để ý hành động của hai con sói, thấy chúng dừng lại rất ít, cơ hồ đang tránh né thứ gì đó. Gã níu sói út lại, chỉ tay vào điểm trung tâm đối ứng của đường vòng cung họ vừa đi qua, hỏi, nơi đó, có phải là nơi chúng ta sẽ đến không? Sói út dường như bị gã dọa cho giật thoát mình, nghiền đầu lắc lắc, cảnh giác đảo mắt một vòng khắp bốn phía chung quanh rồi đột nhiên gión rén bước đi, bộ dạng lén lút như chuột. Nó dẫn chắc một cường ba đến dưới một gốc cây lớn, lật hòn đá ở gốc cây lên, lập tức có mùi nồng nặc sộc vào lỗ mũi. Trác Mộc Cường ba ngây người, dĩ nhiên, gã biết đó là ký hiệu đánh dấu của lũ sói, phía trước dấu hiệu ấy là lãnh địa của một đàn sói khác. Chỉ là, mùi nồng như vậy, không hiểu rốt cuộc gia tộc sói này có bao nhiêu con. Trác Mộc Cường ba đã hiểu, chỉ cần bước qua đường đánh dấu vô hình này, bọn họ sẽ tiến vào lãnh địa của một đàn sói khác. Những ngày này, sói hai và sói út đã dẫn gã đi xuyên qua vùng đệm nằm giữa lãnh địa của các đàn sói khác nhau. Bọn họ chỉ là một nhóm lẻ cô độc. Hai con sói không biết có được những đàn sói kia chấp nhận hay không, mà bài học của vô số lần thất bại trong quá khứ đã để lại trong chúng những dấu vết không thể xóa nhòa, chúng đã bị xua đuổi, bị lùa đến vùng đất cực hàn giá lạnh. Trác Mộc Cường ba đồng thời cũng hiểu, gã chính là sói đầu đàn của chúng, nếu gã bước qua đường ranh giới này, sói hai và sói út sẽ bước qua. Chỉ là, sói hai và sói út dường như không thể được đàn sói chấp nhận và tiếp nạp, bản thân gã liệu có thể làm được không? Gã đang do dự chưa đưa ra đọc quyết định thì sói hai từ phía sau tiến lên, phát ra mấy tiếng ngắn cảnh báo, có vẻ như họ đã bị thứ gì đó phát hiện rồi. Trác Mộc Cường Ba vừa đứng thẳng người dậy, trong rừng liền vang lên tiếng sột soạt, một đàn chín con sói lừng lững xuất hiện ở phía bên kia đường ranh giới. Sói út ư ử hỏng, cúp cái đuôi xuống chỉ còn một nửa bước lên giao thiệp nhưng đối phương dường như chẳng buồn tiếp nhận lời chào hỏi của nó, phát ra tín hiệu chuẩn bị tấn công. Thấy không hiệu quả, sói út liền lập tức chạy trở về, nấp sau lưng Trác Mộc Cường Ba chỉ lộ ra nửa cái đầu, gác một chân trước lên chân chắc một cường ba, tựa như đang nói, đây là lão đại của tôi, có gì thì cứ tìm anh ấy. Chắc một cường ba nắm chặt vũ khí trong tay, gã hoàn toàn không có lòng tin một lúc đối đầu với chín con sói, chỉ là trong trốn rừng rậm này, có chạy cũng không thoát khỏi lũ sói, phải làm sao đây? Gã bỗng nhớ ra món lợi khí duy nhất có thể đẩy lùi kẻ địch trong tay mình, cây sáo xương. Chắc một cường ba lập tức lấy ra, đặt lên môi, thổi khe khẽ. Nào ngờ, lần này bọn sói lại không rút đi, mà chỉ trâu đầu ghé tai vào nhau, ánh mắt thấp thoáng vẻ nghi hoặc. Trác Mộc Cường ba bắt đầu hơi cuống, lại thổi thêm một đợt nữa, đến lúc cảm thấy có người kéo kéo chiếc váy ra của mình, gã mới ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy sói hai đang chầm chầm nhìn gã, khẽ lắc đầu, tựa như muốn nhắc gã đừng thổi nữa. Thủ lĩnh của đám chín con sói ấy đứng ra, khẽ rít lên một tiếng với bọn Trác Mộc Cường ba. Câu này thì Trác Mộc Cường ba hiểu được, đó là một lời mời, hoặc cũng có thể coi là mệnh lệnh, đi theo chúng ta. Trác một cường ba còn đang do dự thì sói hai và sói út đã lộ vẻ xốn sang náo nức không thôi, không ngừng thúc giục gã tiến bước. Trác một cường ba khẽ xoa đầu sói út, cảm nhận được khát vọng và quyết tâm về nhà của chúng, bấy giờ mới cất bước đi theo đàn sói kia. Dọc đường, sói hai không ngừng lặp đi lặp lại một từ với con sói thủ lĩnh, theo lý giải của Trác một cường ba, chắc từ ấy có hàm ý thủ lĩnh hoặc lãnh đạo, ngữ điệu toát lên vẻ kính sợ, chỉ khi một con sói có địa vị thấp đối thoại với một con sói địa vị cao hơn mới phát ra những âm thanh như thế. Nhưng trong thần sắc của chúng, kẻ được nhắc đến trong cuộc đàm luận rõ ràng không phải con sói đứng đầu đàn chín con này, còn nữa, suốt cuộc bọn chúng định dẫn gã đi đâu đây. Vốn tưởng chỉ là một hành trình ngắn, không ngờ lại đi mất tận hai ngày trời, bọn trác mộc cường ba đã tiến sâu vào khu vực trung tâm rừng rập, mọi thứ xung quanh đều gần như hoàn mỹ, trên đầu lá cây xanh mướt, trùng trùng điệp điệp, bên cạnh dây leo chẳng chịt uốn lượn quanh co, cỏ cao ngang người, dưới chân, dễ cây cổ thụ ngoằn ngoèo đan thành lưới. Lũ côn trùng có cánh bay vo ve lượn lờ xuyên qua những khe hẹp giữa hoa lá cỏ cây, thi thoảng giữa tán lá cây rậm rạp có bóng dáng những con thú nhỏ nhanh nhẹn chạy vù qua, lũ kiến kết thành từng đàn, bận rộn chạy đi chạy lại trên những đám rêu và lá cây dày như đụng tuyết. Hương hoa dịu dịu quẩn quanh, đâu đó ở những chỗ không thấy được trong rừng róc rách tiếng suối reo. Gió ấm thổi qua, cánh rừng gợn lên những đợt sóng lá rào rạt, chập trùng dâng lên hụp xuống, làm rớt ra những giọt sương trong nắng ban mai. Ánh mặt trời chiếu xa qua nhiều tầng, tạo thành những đốm bông rực rỡ sắc màu, hạt sương đọng trên lá tỏa ra quầng sáng bảy màu như pha lê lấp lánh. Trác Mộc Cường ba dẫm lên những cành cây mềm xốp, phát hiện ra mọi thứ xung quanh mình đều thật hài hòa. Động vật, thực vật ở nơi này tạo thành một thế giới độc lập, sinh sôi không ngừng, luân phiên trao đổi một cách hoàn mỹ. Gã thậm chí còn có cảm giác mình có thể vươn tay ra chạm vào những nốt nhạc vui vẻ đang nhảy nhót trên không trung so với những kiến trúc nguy nga tựa như của đấng siêu nhiên tạo dựng kia nơi này còn khiến người ta sinh lòng kính phục hơn bội phần cảm xúc tuôn trào mãnh liệt sau vẻ ngoài tĩnh lặng tự nhiên bản thân tự nhiên đã là một kỳ tích vĩ đại rồi chính ở trong khu rừng kỳ tích này một kỳ tích khác lặng lẽ hiện lên trước mắt trác mộc cường ba tuy nói là cùng trong một khu rừng nhưng khung cảnh nơi này hoàn toàn khác với xung quanh giữa rừng cây rậm rạp san sát che mút cả bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một khoảng đất rộng lớn cỏ xanh mơn mởn như một tấm thảm, những cây cao chọc trời quay xung quanh, mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu trời xanh mây trắng, vô số kiến trúc nhân tạo hùng vĩ chẳng khác nào thần điện trốn thiên cung nằm giải rác trên thảm cỏ minh mông ấy. Giữa các tòa thần điện, rất nhiều cái bóng nối gót nhau thành hàng, qua lại vun vút, không hề ngừng nghỉ, từ xa nhìn lại rất giống những con kiến thợ không bao giờ ngơi việc trong vương quốc của loài kiến lại cũng giống cảnh tượng hàng nghìn hàng vạn nô lệ đang vắt sức xây dựng một công trình kiến trúc khổng lồ ở một thời đại nào đó trong lịch sử. Lúc đến gần, Trác Mộc Cường ba mới kinh ngạc nhận ra, những cái bóng ấy hóa ra là sói, còn cả chó ngao nữa, bọn chúng ở lẫn với nhau, song lại hết sức hài hòa trật tự, chẳng khác nào các loại xe khác nhau đang đi dọc trên đường phố giữa một đô thị phồn hoa. Cả đời Trác Mộc Cường ba chưa bao giờ trông thấy nhiều sói và chó ngao ở chung một chỗ thế này, tuy gã đã quen nhìn cảnh đẹp khắp nơi, thậm chí có thể hờ hững với những kiến trúc tựa như thần tích kia, song gã không thể nào không chấn động trước vô số con sói thình lình xuất hiện ngay trước mắt mình như thế giáo sư Phương Tân nói không sai, nơi này có một vương quốc của loài sói, lũ sói ở đây đã tiến vào hình thái xã hội phát triển mức độ cao rồi, chúng có sự phân công lao động và địa vị xã hội nghiêm ngặt. Kết cấu xã hội này đã vượt trên cả thời kỳ xã hội thị tộc của loài người, phỏng trưng, đã đạt đến trình độ của xã hội nô lệ, hoặc thậm chí là một hình thái xã hội ở mức độ cao hơn. Bọn chúng có đội tuần biên, bảo vệ an toàn lãnh địa, đằng xa, có một con mồi khổng lồ đang được kéo về, chúng có đội săn riêng, trên chẳng cỏ rộng lớn ở phía nam, từng đàn từng đàn cừu xếp thành hàng lối chỉnh tề bước đi, lũ sói này có cả khu chăn nuôi, chẳng trách trên núi Tư Tất Kiệt Mạc, đàn sói do ba anh em sói xám tổ chức lại cũng có thể chăn cừu, chuyện này đối với chúng xem ra thật dễ như cơm bữa. Lời của giáo sư Phương Tân phảng phất như vang vọng bên tai gã, khi đàn sói di trú đạt đến số lượng nhất định, đột phá được điểm thắt cổ trai, thu thập đủ thực phẩm, bọn chúng sẽ có thể sản sinh ra một kết cấu xã hội riêng của mình, hoàn toàn có thể so sánh với xã hội loài người. Từ hình thái xã hội ấy, sẽ xuất hiện sự phân công lao động hợp lý, tồn tại và phát triển theo một mô thức giống như thị tộc hoặc quốc gia. Bọn chúng sẽ lựa chọn vị vương của mình, một vị vương chân chính. Nhưng con sói đội trưởng của đội tuần biên kia thì không để chắc một cường ba có thời gian đứng đó mà cảm khái bồi hồi, nó thúc giục gã đi nhanh về phía trước. Sói hai và sói út cũng thu lại tính cách ngang ngạnh thường ngày, ngoan ngoãn đi theo sau nó, còn khẽ đẩy chắc một cường ba, chừng như nhắc gã chớ nên làm trái ý con sói kia. Bấy giờ chắc Mộc Cường ba mới hiểu ra thân phận thực sự của mình, bọn họ không phải vị khách được mời đến vương quốc của loài sói này, mà bị coi như tù binh, hoặc một loại nghi phạm, bị đưa đến một nơi nào đó để thẩm vấn, chỉ vậy mà thôi. Chắc Mộc Cường ba thầm cười khổ, nhưng vẫn đi theo con sói đội trưởng, có thể trông thấy một quần thể kiến trúc khí thế ngút sơn hà thế này, lại được tận mắt mục kích vương quốc do mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn con sói và chó ngao tụ tập lại mà thành, cho dù ngày sau đây có phải chết đi, gã cũng chẳng còn gì hối hận. Thoạt trông, những kiến trúc tưởng như ở rất gần, nhưng bọn gã đi mãi mà chưa thấy đến, điều này chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề. Những kiến trúc đó quá lớn, khi bọn trác mộc quần ba thực sự tiến vào giữa quần thể kiến trúc ấy, gã bất giác sinh lòng nghi hoặc nơi này có phải một tòa thành hay không. Nhìn từ đằng xa, rõ ràng trông thấy toàn những tòa kiến trúc khổng lồ, nhưng đến gần mới phát hiện, những kiến trúc ấy đều được phủ lên một lớp áo bằng cây một á, dễ cây tựa như quần áo bao bọc lấy cả quần thể kiến trúc bằng gạch đá, hoặc không thì bên trong đại sảnh hoặc gian chính của kiến trúc mọc đầy thực vật hoa cỏ, chim rừng làm tổ, sóc chuột xây hang. Nhìn tổng thể, những kiến trúc gạch đá và cả thiên nhiên xung quanh đã hoàn toàn dung nhập thành một thể thống nhất rồi. Trác Mộc Cường ba thầm thắc mắc, những khối đá đã được mài nhẵn này, những công trình thích hợp cho loài người cư trú này, không phải do lũ sói ở đây xây dựng đấy chứ. Chắc hẳn bọn chúng vẫn còn những vị chủ nhân thật sự, chỉ có điều, những vị chủ nhân ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tại sao nơi này lại trở thành thủ đô của vương quốc loài sói và thiên đường của các loài động vật hoang dã như thế? Con sói đội trưởng đội tuần biên đưa bọn Trác Mộc Cường 3 đến gần một kiến trúc trông tựa như một thư viện nhỏ thì dừng lại. Nó quay sang đối thoại với một con sói trẻ, sau đó, con sói kia chạy biến đi, chẳng bao lâu lại dẫn về một con sói già, bên cạnh còn có bốn năm con sói trung niên, trông bộ dạng có vẻ rất uy nghiêm. Con sói già nghiêm nghị hỏi han sói đội trưởng đội tuần biên, dường như đang chất vấn nó tại sao lại dẫn những kẻ không liên can này về vương quốc. Con sói đội trưởng trả lời với thái độ hết sức cung kính, lại không ngừng liếc mắt về phía Trác Mộc Cường Ba, sói út đứng bên cạnh gã liền khẽ cất tiếng đáp, a u trang, a u trang. Con sói già ngoẹo đầu nhìn sói út, gọi nó đến bên cạnh hỏi thăm, sói út liền sổ ra một tràng, rủ gì thuật lại a u trang thế này, a u trang thế kia, rồi cả những chuyện bọn chúng từng trải qua, thế này thế này thế kia thế kia. Nghe sói út thuật lại mọi chuyện xong xuôi, con sói giả dường như đắm chìm vào suy nghĩ, một con sói trung niên bên cạnh nói cái gì đó với sói út, nó liền chạy về bên chắc một cường ba, nghe ý tứ, hình như muốn thứ gì đó của gã. Chắc một cường ba vỗ vỗ nửa thân trên lõa lồ của mình, xòe tay ra hỏi sói út muốn gì. Sói út trầu miệng lên thử phát âm, sau đó rít u, 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 đó không phải là tiếng của loài sói, Trác Mộc Cường Ba cũng nghe ra được sói út đang mô phỏng âm thanh gì, gã vội lấy cây sáo bằng xương ra, sói út Bèn gật đầu liên lia. Lúc này, con sói già kia bước đến, nói một câu gì đấy với Trác Mộc Cường Ba. Gã nghe hiểu loáng thoáng, biết đối phương muốn bảo mình thổi thử một tiếng xem sao, Bèn đưa cây sáo lên miệng thổi ra âm thanh kia. Tiếng sáo lạnh lót vang khắp bầu không của vương quốc loài sói. Lũ sói đang tiến bước ở đằng xa không ngờ đều dừng hết cả lại, ngơ ngác ngước nhìn về phía này con sói đội trưởng đội tuần biên hướng về phía ấy gầm gừ một tiếng như thể nói nhìn cái gì mà nhìn đi làm việc đi bây giờ lũ sói địa vị tương đối thấp ấy mới lại tiếp tục chậm chậm di chuyển con sói già nói với sói đội trưởng đội tuần biên mấy câu vẻ như lời khen ngợi con sói đội trưởng lấy làm sung sướng quay đầu chạy về với đội ngũ của nó sói già lại thương lượng một hồi với mấy con sói trung niên bên cạnh cơ hồ quyết định việc gì đó quan trọng lắm một con sói trung niên tất tả chạy đi rồi tất tả chạy lại chừng như đã nhận được câu trả lời của cấp trên. Sau đấy, sói giả quay sang nói với Trác Mộc Cường Ba, khẩu khí như đang ra lệnh. Trình độ lý dị ải tiếng sói của Trác Mộc Cường Ba rất có hạn, chỉ biết ngơ ngác đớ người ra. Sói út liền giơ chân trước lên kéo kéo cái boomerang to tướng đeo trên lưng gã, luôn miệng thúc giục, bỏ đi, bỏ đi. Trác Mộc Cường Ba bấy giờ mới hiểu, thì ra sói giả bảo gã giải trừ vũ trang. Xem chừng, sắp sửa đi gặp nhân vật quan trọng rồi, à không, phải là đi gặp con sói quan trọng mới đúng. Càng đi về phía trước, lũ sói tụ tập càng đông, tất cả đều nhìn con sói đặc biệt đi bằng hai chân là gã với ánh mắt tò mò soi mói. Trác Mộc Cường ba cảm giác như mình đang đi vào vườn bách thú, có điều, con vật ở trong chuồng chính là gã. Xung quanh toàn những ánh mắt hưng phấn, hiếu kỳ, chỉ thiếu mỗi nước chúng đem thức ăn và cành cây ra trêu chọc gã nữa thôi. Đi tiếp chặng nữa, lũ sói dần thưa thớt, những tiếng sói rỉ rầm bên cạnh dần biến mất, bầu không khí uy nghiêm trang trọng mỗi lúc một tăng xung quanh toàn những con sói được trưởng thành thể hình tráng kiện dị thường đi tuần sói hai và sói út thậm chí không dám thở mạnh bước đi cũng phải nhón chân trác mộc cường ba biết bọn gã đang tiến vào trung tâm của vương quốc sói chỉ không biết kẻ nào muốn gặp gã là bậc chí giả của vương quốc sói này hay vị lang vương thần bí kia kiến trúc trông hơi giống kim tự tháp maya dần dần hiện ra trước mắt tòa kim tự tháp ấy cao ngất so với các kiến trúc xung quanh còn hùng vĩ hơn mấy phần, chiếm trọn vùng cao nhất trong khu rừng. Giữa quần thể kiến trúc tựa như trăm sao giải rác này, nó là một vầng trăng sáng, nguy nga sừng sững, nối liền hai cõi đất trời. Ở mỗi bình đài trên thân kim tự tháp đều có một con sói hoặc chó ngao, hoặc đứng hoặc nằm, ánh mắt chăm chú nhìn kẻ mới đến bên dưới. Dẫu là người lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, chắc một cường ba cũng hiểu, đây chính là trung tâm quyết sách của vương quốc sói những con sói con ngao đứng trên đó đều có địa vị cực cao trong vương quốc còn trên đỉnh kim tự tháp từ chỗ trác mộc cường ba đang đứng không thể nhìn thấy bình đài ở nơi cao nhất đó giữa kim tự tháp có một cầu thang thông thẳng lên đỉnh con sói già bước lên bậc thang còn bọn trác mộc cường ba đều lưu lại bên dưới một lúc sau con sói già lại chạy xuống vị trí của nó ở phần giữa kim tự tháp sau đó không khí xung quanh như trầm xuống yên tĩnh đến lạ thường phía cuối cầu thang xuất hiện hai cái bóng sói hoặc chó ngao hướng về phía dưới gầm lớn âm thanh vang vọng khắp tứ phương sói hai và sói út cúi đầu dạp mình bò lên cầu thang chắc mộc cường ba đi giữa hai con sói hứng lấy những ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc ở xung quanh chiếu tới bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường gã có thể cảm nhận đờ si một áp lực vô hình đang đè nặng lên mình còn cách đỉnh kim tự tháp chừng mười mấy bậc cầu thang sói hai và sói út đều dừng lại nằm dạp xuống bất động, thậm chí không dám ngước mắt nhìn lên. Trác Mộc Cường Ba vẫn đứng thẳng người, với chiều cao của gã, vừa khéo có thể trông thấy trên đỉnh kim tự tháp có một bình đài nho nhỏ. Bình đài ấy giống như vương tọa, bên trên có một thân hình to lớn đang nằm, bộ dạng biếng nhác ung dung. Nó lim dim mắt, hơi hé miệng, thè lưỡi ra ngoài phơi nắng, từ chót đuôi đến đỉnh đầu phát lên một đường nét hoàn mỹ tuyệt đối trong mắt các nhà điêu khác, phần eo hông khẽ rung đều đặn nhịp thở, cơ hồ đó chính là trái tim của cả vương quốc sói này nhờ nhịp tim ấy mà cả vương quốc tràn trề sinh lực. Thật ra là, thứ đầu tiên đập vào mắt Trác Mộc Cường Ba khiến gã phải nín thở, tim cũng tạm thời ngừng đập, chính là vị ở trên vương tọa kia. Lớp lông đen tuyển ấy, dưới ánh dương lấp lóa ánh lên sắc tím nhàn nhạt, Cặp mắt ấy, cái miệng ấy, bốn chân ấy, thân thể ấy, không gì là Trác Mộc Cường Ba không quen thuộc. Tất cả đều đã xuất hiện trong những giấc mộng của gã hàng trăm nghìn lần. Bóng dáng oai hùng uy phong lẫm liệt lao đi trên thảo nguyên ấy, Từng được gã hình dung ra vô số lần trong tâm trí, giờ đây đột nhiên lại sừng sướng hiện ra trước mắt, nó thực sự tồn tại. Bởi vậy, Trác một Cường Ba mới ngây ngẩn cả người, như si như dại, thậm chí quên hết mọi thứ xung quanh, trong mắt gã chỉ còn có nó, chỉ còn. Tử Kỳ Lân trong truyền thuyết. Lang Vương Tử Kỳ Lân. Trác Mộc Cường Ba quả thực đã quên đi hết thảy, quên bẵng thân phận của mình, quên cả đây là nơi nào, chỉ nghe bốn phía vang lên những tiếng gầm giận dữ, sói hai và sói út không dám ngẩng đầu lên chỉ thận trọng lấy chân chạm khẽ vào mẫu u bàn chân chắc một cường ba. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều đang nhắc nhở gã, đó là vương. Đó là đại vương trí cao vô thượng, thân phận ngươi là gì chứ? Còn không mau quỳ xuống, không mau thần phục đi. Vị ở trên vương tọa kia, mở to cặp mắt đang lim dim, ánh mắt sắc như đao kiếm xuyên suốt cả thời không. Đó là gì chứ? Đó chính là vương đạo, là bá khí. Khi bốn chân nó duỗi thẳng, đứng lên, tất thảy mọi sinh vật trên kim tự tháp đều cúi dạp mình xuống. Chắc Mộc Cường Ba không thể nào ngờ mình lại giáp mặt với Tử Kỳ Lân trong tình huống như vậy, với thân phận như vậy. Sau một thoáng ngạc nhiên ngây ngẩn tuy ngắn ngủi nhưng lại cũng dài tựa vĩnh cửu thiên thu. Chắc Mộc Cường Ba giật mình tỉnh ngộ, gã sực nhớ ra thân phận của mình. Gã xuất hiện ở nơi này với thân phận một con sói địa vị một con sói, với bộ dạng quái dị như gã ở trong đàn chỉ sợ địa vị còn không bằng được sói hai và sói út. Mà đối mặt với gã lúc này lại là vị vương của cả vương quốc sói, vị vương duy nhất. Nhìn những ánh mắt xung quanh, nếu gã còn không bày tỏ gì đó, e rằng sẽ lập tức bị xé nát thành một đống thịt vụn. Gã đành chấp nhận thân phận và địa vị của mình, chầm chậm cúi dạp xuống, tứ chi chạm đất, nhưng gã lại có dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tử Kỳ Lân với ánh mắt thâm tình đắm đuối. Trác một Cường ba không khỏi chua chát thầm nghĩ, sao toàn bộ sự việc lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của mình thế này? Mới đây không lâu, gã còn nghĩ mình có thể dẫn theo tử kỳ lân chậm rãi thả bước giữa đô thị phồn hoa của loài người, tựa như dắt theo một chú chó săn, hoặc đứng trên sân khấu ánh đèn chói lòa, giới thiệu loài vật tôn quý nhất này với cả thế giới. Nhưng khi sự thực xuất hiện trước mắt, gã mới kinh ngạc nhận ra, đó là vương, là vua của một nước, là đấng trí tôn ngự ở tiết trên cao, còn bản thân, chẳng qua chỉ là một con sói nhỏ địa vị thấp đến mức không thể nào thấp hơn được nữa. Điểm khác biệt duy nhất chính là gã có thể đứng lên đi lại bằng hai chân. Bản thân gã, chỉ có thể dùng ánh mắt kính ngưỡng khôn cùng nhìn nó từ đằng xa, muốn tiếp cận cũng không thể được. Sự tương phản giữa ảo tưởng và sự thật sao mà lớn đến thế. Gã dường như đã lý giải được nụ cười pha nét diếu cợt ấy của cha mình. Gã vốn không hiểu gì về sói, không hiểu gì về thế giới của sói. Xưa nay gã vẫn luôn đứng ở góc độ loài người để nhận thức và quan sát loài sói, không hề thực sự hiểu rõ sói muốn gì, tồn tại vì điều gì, giống như gã cũng không hiểu bản thân mình muốn gì, con người tồn tại vì điều gì vậy. Trên vương tỏa, vị vương trí cao vô thượng này không hề hiểu được tâm trạng Trác Mộc Cường Ba hiện giờ, nhưng dường như nó tỏ ra thân thiết khác thường với sinh vật có thể đi lại trên hai chân này. Nó rỗi mình nhẹ nhàng nhảy xuống vương tọa đến bên mép cầu thang, cúi nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vội vàng đón lấy ánh mắt nó, thậm chí gã còn nghĩ không hiểu bộ dạng này của mình có hơi hốt hoảng e dè như lão nông chưa bao giờ vào đô thành đột nhiên gặp được quốc vương hay không nữa. Bốn phía xung quanh vang lên những tiếng xôn xao, đám đại thần vương quốc sói đều cực kỳ kinh ngạc, vương của chúng làm sao vậy? Sao lại đích thân nhảy xuống khỏi vương tỏa chỉ vì con sói quái dị đi bằng hai chân này chứ? Lại còn đích thân đến bên mép cầu thang, chăm chú nhìn nó nữa. Niềm vinh hạnh tột bậc này, sao lại có thể dành cho một tên dị tộc dị loại như vậy được? Một người một chó ngao, hai giống loài khác biệt, nhưng đầu nhìn nhau, tiến hành một cuộc giao lưu không lời bằng ánh mắt. Tử kỳ lân hít sâu một hơi, lỗ mũi thu nhỏ lại, chậm chậm hít ngửi, nghiền ngẫm, phân tích thông tin đến từ sinh vật hai chân dưới bậc thang, ánh mắt thâm trầm lộ ra vẻ nghi hoặc phức tạp, người từ đâu tới. Loài dị tộc kia, từ thế giới bên ngoài rất xa nơi này, một quốc gia của nhân loại. Ánh mắt chắc mộc cường ba dần bình tĩnh lại, đôi mắt trong veo phản chiếu trời xanh mây trắng. Mục đích của ngươi là gì? Ánh mắt của vị vương giả thân thiết hiền hòa, tựa như đã tìm lại được cảm giác một thuở xa xăm. Đến để hoàn thành một ước định nghìn năm, đến để chiêm ngưỡng ngươi. Vì tìm kiếm ngươi, ta đã bỏ lại tất thảy ánh mắt trác mộc cường ba hết sức thành khẩn gã chờ đợi câu trả lời của đối phương trong tâm trạng thấp thỏm bất an vương nhắm mắt lại rồi lập tức mở bừng ra chừng như đã phân tích xong xuôi ánh mắt thoáng lộ vẻ thất vọng người đi đi người không phải người ta đang chờ đợi trở về đi từ đâu đến thì trở về nơi đó không một tia bất an nhanh chóng lan rộng trong mắt trác mộc cường ba gã vừa nôn nóng vừa lo lắng vội dùng động tác biểu lộ xin hãy để ta ở lại ta muốn tìm hiểu đất nước này thêm nữa. Ánh mắt của vị vương bỗng trở nên sắc lạnh dữ dằn, tử kỳ lân đổi sang vẻ trang nghiêm, truyền đạt thông tin, ta ban cho ngươi, thân phận hợp pháp ở nơi này. Ngươi, lùi xuống đi, sau đó, tử kỳ lân không tiếp tục trao đổi ánh mắt với Trác mộc cường ba nữa, nó xoay mình lại, lạnh lùng ra lệnh, lập tức một con sói lớn tiếng gầm vang mệnh lệnh ấy. Trác mộc cường ba không hiểu chúng nói gì, chỉ thấy nét mặt sói hai và sói út đều lộ vẻ mừng vui, khóe mắt thoáng ánh lệ lấp lánh, rõ ràng là vương giả tử kỳ lân đã cho chúng ở lại. Lúc này, một con sói đột một lao vút tới, chạy thẳng một mạch lên bình đài cao nhất, trao đổi gì đó với tử kỳ lân. Tử kỳ lân gầm gừ mấy tiếng đáp lại, chắc một cường ba chỉ nghe được hình như có chữ vây bắt. Con sói ấy bèn nhận lệnh chạy đi, bên dưới kim tự tháp liền có một đàn sói lớn, tựa như bộ đội tập kết ra trận, không biết là định đi đâu nữa. Nhìn sắc xanh trải dài ngút mắt, mắc không để lỡ thời cơ, lên tiếng hỏi, ông can này, các chủng loại sinh vật ở đây hẳn phải phong phú lắm đúng không? Sos gật đầu công nhận, đúng vậy, môi trường này thích hợp cho các sinh vật nhỏ sinh sôi nảy nở, động vật lớn thì không được, có lẽ đây là thiên hạ của lũ sói rồi. Kha Phu nói, tiếp tục men theo mép bình đài tiến lên, chắc không lâu nữa là có thể trông thấy bạc ba la thần miếu được rồi. Không, Merkin nói, vượt qua bức tường thành này, chúng ta phải thuận theo tường thành tiến sâu vào trong, đi men theo chân núi tuyết, vậy mới mong tìm được bạc ba la thần miếu. Khi trầm ngâm hồi tưởng lại nội dung chép trong nửa bộ cổ cách kim thư, vượt qua bức tường than thở, men theo chân núi tuyết, đi qua 15 ánh sáng và bóng tối. Những thành thị dọc đường, đều chết cả rồi. Thành thị, sao lại chết nhỉ? Merkin lắc đầu khó hiểu. Đội ngũ dài rằng giặc của bọn chúng biến thành một chuỗi chấm đen nhỏ xíu bên dưới tường thành khổng lồ, chậm chậm dịch chuyển giữa trời đất theo một tuyến đường ngoằn ngoèo uốn lượn. Khi lớp xương mỏng trên đầu dần tan đi, lộ ra trời xanh mây trắng trong veo, cả bọn đều không kìm nén được mà gieo hò ẩm ý. Bọn chúng rổ cuộc không phải chịu đựng màn sương mù mờ mịt ấy nữa rồi. Chiều hôm đó, không hiểu sao đã dùng cách gì, chỉ thấy y lấy ra một đống chai lọ, chẳng bao lâu sau đã dụ được một đàn rất đông những sinh vật trông khá giống chuột lang chạy đến, vậy là cả bọn khỏi phải ăn thứ thực phẩm vũ trụ khô khan không mùi không vị kia nữa. Hôm sau, bọn chúng lại tiếp tục lên đường, tới ỉ chiều tối, Makin và đồng bọn đã trông thấy di tích tòa thành đầu tiên nằm giải rác ở vùng tịnh thổ của đất trời này bảo nó là một tòa thành, thực ra, nói là một vòi phun nước khổng lồ xem chừng còn hợp lý hơn. Tòa thành trông hơi giống thiên đàn ở Bắc Kinh, hay do nhiều chiếc đĩa tròn khổng lồ chất lên nhau, trên những đĩa tròn ở các tầng khác nhau là các kiến trúc khác nhau. Sau khi khảo sát, South và Metkin đưa ra kết luận, chỗ tiếp xúc giữa các đĩa tròn này đều có khe hở và kết cấu đường dây. Theo suy đoán cửa bọn y, trước khi tòa thành này bị bỏ hoang, những đĩa tròn hẳn có thể độc lập xoay chuyển, giống như một bông hoa hướng dương chuyển động theo mặt trời vậy. Còn mục đích làm vậy là gì, cảnh tượng khi các đĩa tròn chuyển động sẽ như thế nào, thì mấy kẻ hậu nhân sống ở thời điểm mấy trăm mấy nghìn năm sau như bọn y làm sao tưởng tượng được. Bữa tối không được phong phú lắm, lần này, sauce chẳng dụ được con chuột nào đến cả, chắc hôm qua bọn y đã sơi sạch chúng rồi. Hôm nay, chỉ có mấy con vật trông như con thỏ có túi. Sau bữa cơm, đám lính đánh thuê lần lượt chui vào nhà dân tìm kháng đá. Ba, đã lâu lắm rồi bọn chúng không được ngủ trên thứ gì rông giống cái giường. Những chiếc kháng đá mát lạnh, lại thiết kế gợn sóng theo độ cong của sống lưng người, nằm bên trên hết sức dễ chịu. Nhưng đêm ấy, lưng chúng lại không được ngủ yên. Đội tuần đêm do Merkin cẩn thận bố trí đã phát hiện ra có điều gì thường, dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, vô số quái thú với những xúc tu dài đang nhung nhúc chuyển động, lao vun vút qua các con phố trên những tầng đĩa tròn với tốc độ kinh người. Bản năng sợ hãi quái thú khiến bọn lính đánh thuê tuần đêm lập tức phát tín hiệu cảnh báo, đồng thời nổ súng bắn. Suốt đêm hôm ấy, cả tòa thành đạn bay lửa cháy, thân thể và chất dịch của thứ quái thú chân đốt kia bung bét khắp trốn, nhưng số lượng bọn chúng vẫn không hề giảm sút. mãi đến khi sauce quan sát rồi đưa ra kết luận, miệng của loài động vật chân đốt này không có bộ phận để xé và nhai thịt, chúng chỉ có thể ăn vật thể dạng lỏng, chắc là muốn đến chỗ kênh dẫn nước trong thành uống nước, chẳng thể gây hại gì cho người. tiếng súng mới từ từ lắng xuống. Merkin hỏi sauce lai lịch của đám động vật chân đốt này, nhưng sauce cũng không biết, phán đoán là một loại sinh vật tiền sử nào đó hoặc một nhánh rẽ trên con đường tiến hóa, là giống loài đặc hữu chỉ vùng đất này mới có. Bọn động vật chân đốt ấy thực sự trông rất ghê rợn, đầu to tướng như quả bóng rổ, đặc biệt là dịch thể gian keo màu xanh lục bắn tóe ra từ cơ thể chúng sau khi chúng đạn lại càng tầm lợp. Bốc lên một thứ mùi khiến người ta chỉ muốn nôn ẹ, rất nhiều lính đánh thuê phải gặp người nôn thốc nôn tháo. Nhưng chúng vẫn chưa biết, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Hai ngày sau, trong đám lính đánh thuê đã có 5 tên sốt cao, không chữa trị được mà chết. So suy đoán, chắc là khi giết lũ động vật chân đốt, những tên này đã bị dịch thể bắn vào đường hô hấp gây nhiễm trùng. Ngày thứ tư từ khi bước chân vào khu rừng, buổi sáng, cả đoàn bị một đám sinh vật bay không rõ lai lịch tập kích, 7 người chết, 13 người bị thương. Merkin hạ lệnh toàn bộ đám lính đánh thuê phải nghiêm chỉnh mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm, không được để bất cứ bộ phận nào lộ ra ngoài. Buổi chiều, gặp phải thần lằn khổng lồ Sandrila, ba người chết, ba người trọng thương, con thần lằn bỏ trốn mất. Bấy giờ, bọn lính đánh thuê mới nhận ra, nơi này không phải thiên đường, mà là một thế giới đầy dẫy quái thú, mỗi bước đều nguy hiểm khôn cùng. Merkin thắc mắc với Sos, hỏi tại sao không gọi sói đến, Sos cười khổ đáp, ngày nào tôi chẳng gọi, nhưng không hề có phản ứng, chắc tại hang sói cách nơi này vẫn còn xa quá. Ngoài miệng đáp vậy, song trong lòng y cũng dấy lên nghi hoặc, nếu nói môi trường ở đây thích hợp cho lũ sói sinh sống như vậy, tại sao ở vùng đất lạnh giá bên ngoài kia vẫn có sói? Lẽ nào, vì sinh sôi quá nhiều, không đủ không gian sinh tồn nên chúng bị buộc phải rời khỏi đây. Nhưng dọc đường đến đây, rõ ràng là vẫn còn rất nhiều không gian chống mà. Buổi tối hôm đó, bọn lính đánh thuê bị thương nhất loạt mất tích. Bọn chúng biến mất ngay trong trại của mình, mà trong khu lều trại không hề có dấu vết bị phá hoại, chỉ phát hiện thất mặt đất xốp hơi bị đùn lên. Sos đành suy đoán rằng, những tên đó đã bị một loại động vật gặm nhấm giỏi đào hang tấn công. Chỉ có điều, không hề phát hiện ra dấu vết cắn xé ở hiện trường, mà bọn lính đánh thuê kia cũng không hề phát ra âm thanh gì, tất cả như bị phủ lên một tấm màn kỳ bí. Sos nói, có lẽ mùi máu trên người đám bị thương kia đã dụ loài sinh vật đó đến. Từ đó trở đi, ngay cả lúc ngủ, đám lính đánh thuê cũng đội mũ trùm kín đầu. Thế nhưng, chỉ yên được một ngày. Sáng hôm thứ Sáu, một số tên bắt đầu sốt, kế đó xuất hiện triệu chứng bệnh dại, có tên ra sức uống nước, có tên thì cắm đầu cắm cố đào đất, cơ hồ muốn vùi mình xuống đất lạnh cho dễ chịu rồi lại có người đến báo cáo, dường như trên thân thể một tên lính đánh thuê mọc ra thứ gì đó. Sauce và Merkin đến xem, chỉ thấy tên lính đánh thuê đã bị gỡ mũ bảo hộ, đang hết sức nóng nảy bồn chồn, phải mấy người cùng hợp sức mới giữ chặt được hắn, dưới lớp da mặt của hắn tựa như có con run đang vặn vẹo bò qua bò lại, bên mang tai cũng có. Merkin giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn Sauce hỏi, cái gì thế? Sauce thản nhiên nói, không biết, phải rạch ra xem xem, có điều ký sinh trùng rất hiếm khi có thể trực tiếp nhìn thấy dưới da thế này, và lại hai ngày nay không phải tất cả đều mặc kín mít hay sao? Sao lại có ký sinh trùng được? Khi ra mặt tên lính đánh thuê bị rạch ra, cả bọn mới phát hiện thứ vặn vẹo bên trong là một đám trông như thực vật thân củ sâu chuỗi lại với nhau, hai bên có những sợi trắng li ti cắm sâu xuống dưới da, lúc kéo ra, độ dài phải gấp đôi phần có thể nhìn thấy được. Sau khi bị rứt ra, thứ ấy nhanh chóng ngừng nhúc nhích, những sợi gân trắng bị nhiệt độ trên lòng bàn tay tên lính đánh thuê làm cho khô héo, thoáng cái đã vàng quát. Sauce đón lấy, khẽ vặn, thứ đó không mềm nhún như tưởng tượng của mọi người, chỉ hơi vặn nhẹ đã gãy làm đôi. Sauce cẩn thận quan sát một lúc, rồi đưa cho Merkin, nói bằng giọng ngờ vực, hình như là một loại thực vật ký sinh. Merkin nhận lấy xem thử, quả nhiên là khá giống, thân củ và những đường gân li ti màu trắng rất giống với bộ rễ của thực vật. Y lấy làm khó hiểu, sao lại bị ký sinh vậy nhỉ? Sau Slack đầu đáp, đối với thực vật, hiểu biết của tôi không nhiều lắm. Chỉ biết có rất nhiều loại thực vật có quả được các loài chim ăn vào, rồi mang hạt giống của chúng đi xa. Một số thực vật thậm chí còn trực tiếp chiếm cứ luôn cơ thể động vật, biến máu thịt của động vật thành nguồn dinh dưỡng để phát triển. Trong quá trình xâm chiếm ấy, chúng sẽ huấn luyện vật chủ. Những động vật bị ký sinh sẽ trở nên thất thường, rốt cuộc biến thành công cụ vận chuyển cho thực vật ký sinh. Sau khi tìm được hoàn cảnh phù hợp, thực vật ký sinh sinh trưởng và phát triển vật chủ sẽ chết ở đó, thi thể làm phân bón cho đất, hoặc trực tiếp bị hút sạch dinh dưỡng. Giá như trong chúng ta có một tên thực ngữ giả thì tốt quá rồi. Đi được hai ba bước, y lại như sực nhớ ra điều gì đó, tôi nhớ ra rồi, hôm đầu tiên tiến vào khu rừng này, gặp phải lũ côn trùng không rõ lai lịch tập kích, tán cây trên đầu rơi xuống rất nhiều bột như phấn hoa, chắc là bị ký sinh từ lúc đó rồi. Merkin nói, rứt ra rồi, chắc không để lại di chứng gì chứ. Sauce chỉ biết lắc lắc đầu. Vậy là 13 tên lính đánh thuê xuất hiện triệu chứng rõ rệt liền bị rạch ra mặt lấy thứ sinh vật ký sinh kỳ quái ấy ra. Lạ một điều là, thứ ấy dường như ký sinh bên dưới lớp da mặt vật chủ. sau suy đoán, chắc rằng loại thực vật ký sinh ấy trực tiếp bám vào khoang mũi nạn nhân, sau đó theo xương lá mía xương khoang mũi chui vào não, như vậy mới có thể khống chế vật chủ trong thời gian ngắn nhất. Còn tại sao chúng lại hiện hình dưới lớp da như thế, sau cũng không giải thích được. Tối hôm đó, Mark có ý tốt nhắc nhở Merkin, ông chủ, thứ này là động vật hay thực vật, không phải chỉ dựa vào một câu của Sos mà đã nhận định được đâu. Merkin thở ơ hỏi, ý mày là sao? Mark vội đáp, từ khi phát hiện có động vật đến giờ, ngày nào ta cũng bị động vật tấn công, Sos lợi hại như thế, sao lại bó tay được chứ? Nếu như, Merkin mỉm cười nói, về mặt này thì không còn phải lo, Sos chỉ là một học giả thôi. Mark lầm bẩm như đang than thở với chính mình, nhưng càng đến gần bạc ba la thần miếu, người của chúng ta lại càng ít hơn. Thấy Mertzkin trầm mặc không lên tiếng, lòng mắc lại le lói một tia hy vọng. Bèn nói tiếp, bọn lính trinh sát trông thấy xung quanh chúng ta có đàn sói lượn lờ rình rập. Thật không, ánh mắt Mertzkin hơi biến đổi. mắc vội thề thốt, ông chủ, những chuyện này mà tôi dám nói bừa sao? Đêm hôm ấy, có mấy tên linh đánh thuê bị tiếng động xì xì sạt sạt đánh thức, sau đó liền phát hiện một cảnh tượng kinh hồn bạt vía, một tên đồng bọn của chúng đã bị thực vật phủ kín toàn thân từ trên xuống dưới đều là những dây leo như giải lụa đen, chúng vươn từ dưới đất lên, quấn chặt lấy kẻ xấu số rồi kéo xuống lòng đất. Trong màn đêm, phiến lá xanh phát ra ánh sáng xanh lét nhàn nhạt đầy yêu dị. Tên lính đánh thuê bị kéo đi ấy, không hiểu sao, lại không hề có chút phản ứng nào. Tất cả đều đã tỉnh ngủ hẳn, khi những tên lính đánh thuê khác vạch được đám đây leo đó ra, chúng phát hiện đồng bọn của mình đã chết từ đời nào rồi. Tình hình tương tự cũng xảy ra với bốn tên lính đánh thuê ở ba trại khác, tất cả đều là những người bị thực vật ký sinh phải rạch mặt ra hồi sáng. Sos kiểm tra xong, nói, là mùi máu tanh dẫn dụ chúng đến. Y nhón tay nhật một sợi dây leo lên, phát hiện ra chúng vẫn có kết cấu thực vật. Những sợi dây leo này vặn vẹo, chui lùn dưới đất, tốc độ di chuyến rất chậm, một phút trí nhích được chừng 10cm, xong lại lẳng lặng không hề phát ra một tiếng động nào. Merkin ra lệnh đặt một cái xác xuống đất, y muốn xem xem những dây leo này rốt cuộc đã lẳng lẽ kéo cả một người đi như thế nào dây leo vươn ra những xúc tu nhỏ xíu, không ngừng bò lên, cuối cùng nó tìm thấy một khe hở nhỏ ở chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ quần áo liền thân, bèn luồn qua chui vào khoang mũi nạn nhân, trực tiếp làm tê liệt chung khu thần kinh. Đầu mút sợi dây leo có đầu nhọn dạng lông, hiệu quả gây tê rất rõ rệt. Sauce lấy đầu nhọn đó đâm vào ngón tay, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì, xong lại có máu rỉ ra. Sau đó, bọn Merkin lần theo dấu vết di rộng dưới đất, tìm thấy nơi xuất phát của những dây leo đó. Chúng quấn trên một thân cây khổng lồ, xác mấy tên lính đánh thuê xấu số đều bị treo ngược lên cây, dần già sẽ thối giữa ra ở đấy, hóa thành chất dinh dưỡng để dây leo hấp thụ. Merkin đanh mặt lại nói, chúng ta phải nghĩ ra mới đúng, ba tang từng nói đến thứ này rồi. Mark cũng sực nhớ ra, đây chính loài thực vật ban đêm siết chết người, treo tử thi lên cành cây trong câu chuyện của ba tang. Nếu đã biết ngọn nguồn và phương thức hành động của loài thực vật này rồi nghĩ cách đối phó cũng không khó. Đêm hôm ấy, không xảy ra sự kiện nào tương tự như vậy nữa. Ngày hôm sau, Merkin và Sos chăm chú quan sát một khối nham thạch núi lửa cao chừng 3 mét, hồi lâu vẫn lặng im không nói tiếng nào. Trên tầng bình đài này, những khối ỉ nham thạch núi lửa giống như vậy có ở khắp nơi, sở dĩ khối đá này có thể khiến hai người bọn y trầm mặc không nói, là bởi bọn lính trinh sát phát hiện bên trên đó có khắc ký hiệu văn tự. Sos nói, đây, cái này, hình như hơi giống chữ Latin thì phải. Merkin đáp, chữ run ở Bắc U, thời chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức từng sử dụng nó làm minh mã bốn. Y ngây người nhìn hàng chữ ấy, nét mặt dở khóc dở cười. Mark đứng bên cạnh không bỏ lỡ dịp xun xoe, ông chủ hiểu biết huyên bác quá, bên trên này viết cái gì vậy? Merkin chua chát nói, theo nghĩa bề nổi, thì có thể dịch thành, ai đó đã từng đến đây du lãm. Lời này vừa mới thốt ra, toàn bộ những người đứng bên cạnh Merkin đều đần thối mặt, nơi này là nơi nào chứ, cả đám bọn họ không ai là không trải qua thập tử nhất sinh mới đặt chân đến được, thử hỏi ai lại có tâm thái đến đây du lịch. Còn để lại những lời lẽ buồn nôn đến vậy, và một lại, những hàng chữ này còn rất mới, có thể khẳng định, trong vòng mấy năm trở lại đây đã có người đi qua nơi này. Vậy thì bạc ba la thần miếu mà bọn họ hằng mong mỏi, có phải cũng đã bị người ta ghé qua rồi hay chăng? Chẳng trách mất kiên hụt hứng đến vậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắng cay tự diễu. Nối BAI của thao thú sư, Sos nói, những dấu vết này còn rất mới. Ừm, Merkin dường như đã thoát ra khỏi tâm trạng khó chịu, tự an ủi mình, đã tới đây rồi, không tận mắt nhìn một lần, chết cũng không cam tâm được. Kha Phu đứng bên cạnh quan sát, thần tình phức tạp, thầm nhủ, người kia không hề nhắc đến, lẽ nào hắn gạt ta? Hay là cả hắn cũng không biết sự việc này? Nếu bạc ba la thần miếu đã bị dọn sạch, vậy thì ta trả giá lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đây? Mắc dè giặt lên tiếng, ông chủ, kẻ đó là ai vậy? Merkin ảo não lắc đầu, không biết, hắn không để lại tên, chỉ có một ký hiệu. Chắc là biệt hiệu gì đó. Y đổi giọng, nói với Sos, nhắc đến tên mới nhớ thứ gì đã để lại dấu vết bên cạnh đó vậy. Sói à, Merkin muốn nói đến vết móng vuốt bên cạnh những văn tự ấy. Vết tích ấy nằm ở một bên của hàng chữ, trông như ký tên vào vậy. Sos lắc đầu khẳng định chắc chắn, không phải, bàn chân sói không to thế được, liệu có phải là hổ hay sư tử không nhỉ? Trên trán Mokin xuất hiện những nếp nhăn sâu hóm, những văn tự kia tựa như được vũ khí sắc nhọn đục đi đục lại, còn dấu vết do móng vuốt để lại thì chỉ là một đường bén ngót, xem ra con dã thú ấy có bản chân vừa to vừa khỏe, móng vuốt còn sắc bén dị thường. Nhìn vị trí của chữ viết có thể đoán rằng, người để lại hàng chữ này phải cao ngang với y, hoặc thậm chí còn cao hơn một chút. Còn con quái thú kia hẳn cũng không thấp, trong đầu Mokin phảng phát hiện lên một hình ảnh, mấy năm trước, một người cao lớn dẫn theo một con quái thú cũng cao lớn chẳng kém đi lang thang không mục đích trong cánh rừng này đến lúc mệt nhoài họ bèn dừng lại nghỉ chân dưới tảng đá lớn người kia bảo chán quá đánh dấu một cái ở đây nhé con quái thú gật gật đầu giơ móng vuốt lên những ngày này chắc mộc cường ba ở lại trong vương quốc sói nơi đó là một thế giới hoàn toàn mới lạ tất cả đều phải nhận thức lại từ đầu từ khi trở về vương quốc không rõ sói hai đã được sắp xếp đi đâu sói út không tìm được đàn của mình, được xếp cùng chắc một cường ba nhập vào một đàn sói khác. Đàn sói ấy có mười mấy con, thủ lĩnh là một con sói xám chán có đốm trắng. Sói út luôn đi bên chắc một cường ba, hơi giống hướng dẫn viên du lịch kèm phiên dịch viên, bởi dẫu sao thứ tiếng sói sường sượng nửa sống nửa chín và kiểu khua chân múa tay kỳ lạ của A.U. Trang cũng chỉ có nó là nghe nhiều thấy nhiều nhất mà thôi. Được sói út và một con sói đen khác do chán trắng sắp xếp hướng dẫn, trác mộc cường ba đã dần hiểu được hình thái xã hội của cả vương quốc trong đó trường huấn luyện của loài sói đã để lại cho gã ấn tượng sâu sắc nhất mé tây trường huấn luyện là một bức tường có vô số lỗ nhỏ hai mé nam bắc thì có vô vàn bức tượng mỗi con sói tham gia huấn luyện đứng bên dưới một bức tượng như đang ngắm nghía bức tượng rồi thực hiện các động tác phản ứng khác nhau bổ tới công kích len lén áp sát hay vòng ra sau đánh bọc hậu trác mộc cường ba quan sát thần thái và ánh mắt những con sói cảm thấy mình hình dung nơi này là trường huấn luyện dường như có hơi sai lầm, có lẽ gọi đây là một khu vui chơi giải trí của lũ sói thì thích hợp hơn. Nhìn bọn sói làm đi làm lại các động tác không biết chán, lại nhìn sang cảnh những con sói đang chen chúc muốn vào và cả những con sói làm nhiệm vụ duy trì trật tự, rất dễ khiến người ta nghĩ đến công viên chật cứng người trong ngày nghỉ lễ. Khi chắc một cường ba quan sát kỹ những bức tượng Phật, gã lại bất giác ngây ra trong giây lát. Các bức tượng này khá giống nhau, điểm khác biệt duy nhất chính là cánh tay. Cánh tay của các pho tượng đang làm những động tác khác nhau, rõ ràng là Lũ Sói phản ứng dựa theo những động tác ấy. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại các động tác tay bọn gã từng đề cập đến khi thu thập những tư liệu cuối cùng. Gã còn dựa theo cách lý giải và trí tưởng tượng của mình để luyện tập nhiều lần, song rốt cuộc vẫn không đạt được hiệu quả như mong đợi. Lúc này, trông thấy Lũ Sói luyện tập với động tác tay của tượng Phật, đem so sánh ra, Trác Mộc Cường Ba mới phát hiện sự thực không ngờ lại khác xa những gì mình tưởng tượng thủ thế của tượng Phật có lẽ là một loại động tác được gọi là thủ ấn. Vào thời kỳ đầu, có lẽ chỉ riêng tạng truyền Phật giáo mới có. Khi Trác Mộc Cường ba mô phỏng theo các thủ ấn ấy, gã lập tức bị lũ sói xung quanh bao vây, rõ ràng là đã coi gã như một pho tượng Phật rồi. Có lẽ, trong mắt lũ sói ở đây, những tượng Phật này chẳng khác nào chiếc tàu lượn siêu tốc trong công viên dưới mắt lũ trẻ con vậy, mới lạ, kích thích, lại vui nữa. Trác Mộc Cường ba bị ép làm huấn luyện viên mất nửa ngày, bản thân gã cũng đã luyện thuần thuộc từng động tác thủ ấn một. Vì pho tượng này có thể làm nhiều động tác khác nhau, nên bọn sói lại càng bám nhẵn lấy gã, nhất quyết không chịu buông tha. Khó khăn lắm mới đến được chân bức tường ở mé tây, sói út ra hiệu bảo Trác Mộc Cường ba lắng tai nghe thật kỹ, không lâu sau, gã đã nhận ra ngay. Thì ra, cứ cách một khoảng thời gian gió lại thổi qua những lỗ nhỏ trên tường, phát ra một âm thanh nào đó, khi giống tiếng sót chu, khi lại không giống lắm. Những con sói tập trung gần đấy, nghe theo âm thanh mà thực hiện các động tác khác nhau. Cuối cùng Trác Mộc Cường Ba cũng đã hiểu ra, đây là một hình thức người qua ba sử dụng để huấn luyện trao đổi với sói. Có một trường huấn luyện thế này thì dấu bộ tộc qua ba có biến mất, những âm thanh và động tác tay ra lệnh cho sói hành động vẫn còn hiệu quả, bởi chúng đã hằn sâu vào trong ký ức của bọn sói ngay từ thuở nhỏ rồi. Trác Mộc Cường ba lần lượt lắng nghe, dù không thể phát ra những âm thanh ấy, gã cũng muốn hiểu từng âm thanh có ý nghĩa như thế nào dần ra gã phát hiện ra, dù động tác tay hay âm thanh, thì cùng đều là chỉ lệnh chiến đấu. Ngoài ra, cây sáo xương của gã vừa khéo có thể phát ra một loại trong những âm thanh nghe được ở đây. Trên tường còn có ba bốn lỗ vuông không phát ra tiếng gì, nhưng lũ sói vẫn liên tiếp thực hiện các động tác. Hiển nhiên là âm thanh phát ra từ những lỗ đó nằm ngoài tâm nghe được của tay người, có lẽ sáo xương cũng phát ra được, hoặc giả người qua ba vẫn còn dụng cụ phát âm gì khác nữa. Ngoài ra, chắc một quần ba còn phát hiện được một đường biên giới khác của vương quốc sói đó là một tảng đá lớn thoạt trông hết sức bình thường. Sói út dẫn gã đến đây, nói một tràng dài rất nghiêm túc, tóm lại là, bất luận thế nào, bọn chúng cũng sẽ không vượt qua ranh giới vô hình này. Còn về tử kỳ lân, chắc một cường ba đã dần dần từ bỏ ý định ban đầu của mình. Với địa vị trước mắt của gã, đừng nói là gặp được tử kỳ lân, cho dù muốn đến gần tòa kim tự tháp kia gã cũng không đủ tư cách nữa. Ở vương quốc của loài sói này, mỗi ngày đều có những con sói tò mò quan sát gã, chỉ là, nhung ánh nhìn ấy không đem đến cho gã cảm giác yêu Việt giống như khi mọi ánh mắt của con người đều hướng về phía mình. Trùng tộc khác nhau, xã hội khác nhau, cuộc sống khác nhau, chỉ mang đến một áp lực khổng lồ chẳng thể gọi tên. Trác Mộc Cường ba thầm nghĩ, cha nói đúng thật, ngay từ đầu, mình đã đứng ở lập trường của nhân loại, xuất phát từ lợi ích của bản thân, chứ chưa từng một lần nghĩ đến cảm nhận của tử kỳ lân bao giờ. Sau khi nhóm người của Merkin đi qua khối đá khắc hàng chữ vô vị kia, đêm hôm ấy đã xảy ra sự việc đáng sợ nhất từ khi chúng đến vùng đất này. Buổi tối, toàn bộ đám lính đánh thuê đều chuyển sang chế độ nhìn đêm, bởi ở trong rừng rậm mù mịt hơi nóng, nếu để chế độ quan sát bằng hồng ngoại, toàn bộ những gì nhìn thấy đều sẽ biến thành màu đỏ cả. Không rõ đợt tấn công bắt đầu từ lúc nào, hoặc giả, bọn lính đi tuần sớm đã bị triệt hạ, không kịp thông báo. Thứ tấn công bọn họ là một đàn sói. Một đàn sói lớn, phủ cỏ rác và cành cây lên mình ngụy trang, đột nhiên bao vây cả doanh trại, tấn công bọn lính đánh thuê. Cũng may, đám người này đều đã trải qua thử thách hiểm nguy trùng trùng của mấy ngày trước, giờ đây đi ngủ cũng đội mũ bảo hộ, mới không đến nỗi toàn quân bị tiêu diệt. Có điều, bị tập kích bất thình lình, nhất thời không thể tổ chức phản kích một cách hiệu quả, đám lính đánh thuê chỉ biết người nào lo thân kẻ ấy, rối loạn như ong vỡ tổ. Đàn sói cực kỳ hung mãnh, vừa bổ tới là lập tức cào cấu cắn xé. Có điều, chiếc mũ bảo hộ trên đầu đám lính đánh thuê khiến lũ sói không tìm đâu ra nơi để nước vào, còn áo chống đạn thì khó lòng bị móng vuốt xé rách. nhưng đàn sói cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm chí mạng của bọn lính đánh thuê, mấy con cùng hợp tác để một tên ngã lăn ra đất, rồi ra sức vừa lay vừa giật chỗ gần điểm tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và cổ áo, chẳng mấy chốc đã giật tung được cái mũ chắc chắn đó ra. liền sau đó là một tiếng kêu thảm thiết khiến người ta giận hết tóc gáy, gặp phải trận đột kích quá bất ngờ bị ít nhất mấy trăm con sói vây công, Merkin và Khafu không tổ chức đánh trả được. Điều duy nhất bọn y có thể làm chỉ là tụ tập thủ hạ, tìm nơi an toàn để phòng ngự. Cứ thế, đội ngũ lính đánh thuê của Merkin đã bị xé nát thành mấy nhóm, từng người tự lo tìm đường chạy thoát thân, chẳng ai kịp để ý đến người khác nữa. Theo lý, lẽ ra Sos phải phát huy được tác dụng rất lớn, những bình thuốc đuổi sói do y tự chế liên tiếp ném ra, nhưng ném một hồi y mới phát hiện, lũ sói này chẳng hề hấn gì trước thứ thuốc nước ấy, vẫn tiếp tục tấn công như thường, thậm chí còn hung hãn hơn cả lúc trước. Merkin khó khăn lắm mới tụ tập lại được khoảng hơn nửa nhân thủ, tổ chức lập lưới hỏa lực đan sen, bấy giờ mới tạm khống chế được cục diện. Trước màn lưới dày đặc được kết bằng súng đạn, dẫu đàn sói có ưu thế về tốc độ cũng không thể làm gì nổi, lập tức có những tiếng rú thảm vang lên, lũ sói bắt đầu liên tiếp trúng đạn. Đợi khi đàn sói rút lui, lúc thu dọn chiến trường Merkin đếm được hơn 30 xác lính đánh thuê, hơn chục xác sói, không tìm thấy bất cứ con sói bị thương nào, chắc hẳn toàn bộ đều đã triệt thoái cả rồi. Ngoài ra, còn gần 100 người bị đàn sói lùa cho phải rời khỏi đội ngũ, không biết đã đi đâu, không thể liên lạc được, bên cạnh Merkin giờ chỉ còn chừng 7-8 chục người. Chuyện này rõ ràng đã giáng một đòn nặng nề vào tất cả bọn chúng. Nơi đây không hề giống vùng đất khắp nơi đều là vàng bạc châu bâu mà Merkin vẫn giao giảng. Ở một nơi dễ mất mạng thế này, ai muốn làm con tốt thí cho người khác chứ? Bọn lính đánh thuê đều thầm nghĩ dù phải tan xác vì thuốc nổ gắn trên người cũng còn đỡ hơn bị bọn quái vật kia làm cho dở sống dở chết. Đúng vào thời điểm này, một tin tức kinh hoàng nhanh chóng lan truyền trong đám lính đánh thuê, lũ sói ấy là do sót dụ đến. Hình như y muốn lợi dụng đại quân động vật của mình, tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Xét lại những tình huống bọn lính đánh thuê gặp phải từ lúc vào rừng đến giờ, lũ động vật ấy đúng là chỉ tấn công bọn chúng, còn bọn Sos và Merkin hoàn toàn không hề hấn gì, Đặc biệt là chuyện xảy ra đêm trước, nói thế nào thì sau cũng không thể tránh khỏi có can hệ. Không phải Y vẫn luôn gọi lũ sói đến đây ư? Tại sao lại không gọi được con nào? Còn bảo cái gì mà hang sói vẫn còn xa, vậy lũ sói đêm trước ở trên trời rơi xuống chắc. Và lại, hành vi của Sos đêm trước đã lọt vào mắt một số tên trong đám lính đánh thuê. Bình thuốc của Y ném tới chỗ nào, chỗ đó liền bị tấn công dữ dội chưa từng thấy. Bọn sói ấy như thể bị uống thuốc kích thích vậy, bất chấp tất cả sông lên cắn xé đây chính là bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Đám lính đánh thuê đa phần đều vào sinh ra tử cùng nhau, lăn lộn hết chiến trường này đến chiến trường khác, chiến hữu của mình đã bị lũ sói giết hại, chúng làm sao chịu để yên cho Sos. Còn Sos có mục đích gì, làm vậy có lợi gì cho y, bọn chúng không cần biết, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Dù có bị mất kin cho nổ tan xác, thì cũng phải bắt tên quái nhân quanh năm suốt tháng che mặt ấy giải thích rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Sos ngồi trong lều bạt, bần thần nhìn đống bình thuốc, không tài nào hiểu nổi. Lũ sói đó không nghe theo lời triệu hoán của y thì thôi, sao ngay cả chất thuốc vốn dùng để xua đuổi chúng đi xa, lại khiến chúng tấn công càng điên cuồng hơn chứ. sau xưa nay luôn hết sức tự tin với các loại thuốc mình chế ra, thứ mùi ấy có thể kích thích cực mạnh vào khứu giác của bọn sói. Khiến chúng cảm thấy sợ hãi, bất an, trong khoảng chu vi mấy chục mét chắc chắn là có hiệu quả, nhưng đêm hôm qua. Stor một bình lên sát mũi hít thật mạnh, sau đó dùng các loại giấy sinh hóa kỳ ểm nghiệm lại, rốt cuộc cũng tìm ra đáp án. Những bình thuốc ấy đã bị người ta thay nhãn, toàn thân so lạnh buốt, trước khi gặp phải lũ sói, y không hề tùy tiện sử dụng những bình thuốc này, dẫu sao đây cũng là dạng vật chất bay hơi, mỗi lần mở ra hao hụt đi một chút. Ai đã đổi nhãn dán trên các bình thuốc, nhất định là một kẻ thường xuyên tiếp cận được với y, người này vừa táo tận lại vừa cẩn mật, có thể nhìn ra những sơ hở hết sức nhỏ, lại có hiểu biết nhất định đối với các loại thuốc nước mà y chế ra nữa. Cuối cùng, Sauce cũng nhớ ra một người, Nhạc Dương, chỉ Nhạc Dương mới có thời gian và cơ hội làm như vậy, và lại Nhạc Dương cũng hiểu biết về các loại thuốc nước này. Vì Nhạc Dương thường xuyên hỏi han, còn y thì đã coi người thanh niên ấy như một hạt giống có thể bồi dưỡng, chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta có thể làm vậy. Nhưng Nhạc Dương làm vậy có mục đích gì? Đến giờ Sauce vẫn chưa rõ lắm. Không sai, đây chính là quả mìn thứ hai Nhạc Dương chôn lại trong đội ngũ của Mockin từ khi phát hiện ra Merkin lợi dụng thiết bị dẫn nổ trên trang phục để khống chế đám lính đánh thuê, anh đã động tay động chân, khiến một tên lính đánh thuê bị nổ banh xác, kích động mâu thuẫn giữa Merkin và bọn thuộc hạ, còn Sos, hiển nhiên đây chính là người duy nhất có thể khống chế động vật trong nhóm Merkin, nếu nơi bọn họ đến có rất nhiều động vật, vậy thì năng lực của Sos tuyệt đối không thua gì uy lực của toàn bộ đám lính đánh thuê cộng lại. Vĩnh viễn không thể đối đầu với thao thú sư trong rừng rậm nguyên sinh đầy dẫy các loài động vật hoang dã. Lời cảnh cáo ấy, Nhạc Dương chưa bao giờ quên, mà vùng đất trong lời kể của Ba Tang, sao có thể vắng bóng động vật hoang dã cho được. Nhạc Dương vẫn luôn coi Sos là mối uy hiếp đáng sợ nhất, thậm chí mức độ nguy hiểm của con người này còn cao hơn cả đám lính đánh thuê kia nữa. Nhưng khác với bọn lính đánh thuê, quan hệ giữa Merkin và Sos không tầm thường, Nhạc Dương không thể gợi hiểm khích chia rẽ hai con người này được. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là để Sos nhầm lẫn mà thất bại, đồng thời lợi dụng ác cảm của bọn lính đánh thuê với Sos. Và lại, anh còn có một trợ thủ rất đắc lực. Sự bất mãn của Mark đối với Sauce đã không còn chôn sau trong lòng nữa, mà lộ ra hết sức rõ rệt. Nhạc Dương tin rằng Mark sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khiến Sauce phải khốn đốn, bởi nếu không có Sauce, địa vị của hắn trước mặt ông chủ sẽ được nâng lên một bậc. Đây chính là nguyên nhân tại sao Nhạc Dương dặn chắc Mộc Cường nhất định phải chờ đợi. Sauce vừa đoán một ai Nhạc Dương làm việc đó, còn chưa kịp hiểu lý do tại sao, thì cửa lều đã bị giật tung. Merkin đứng bên ngoài, nét mặt đượm vẻ do dự pha lẫn nghi hoặc. Sau lưng y là đám lính đánh thuê ánh mắt đỏ ngầu, bộ dạng hung hăng như sắp nổi điên. Merkin cũng không biết phải làm sao, từ khi nhìn thấy mấy chục xác lính đánh thuê đêm qua, y đã biết chuyện này không thể nào kết thúc êm đẹp được nữa, y buộc phải đưa ra quyết định sớm hơn một bước, cần phải lựa chọn giữa Sos và bọn lính đánh thuê. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng Merkin nhanh chóng đưa ra quyết định, Sos có thể đối phó với động vật, bọn lính đánh thuê cũng có thể. Bọn lính đánh thuê có thể vận chuyển báu vật trong bạc Ba La thần miếu ra ngoài, tuy chưa chắc đã còn báu vật gì ở đó, nhưng Source thì không, Source là chiến hữu của y, còn bọn lính đánh thuê là đám người bị y dùng thuốc nổ gắn trên áo chống đạn khống chế, có điều nếu cứ nhất quyết giữ Source lại, rất có thể bọn chúng sẽ bất chấp bị nổ tung mà nhau lên tấn công y và Source. Và còn một nguyên nhân quan trọng nhất là, Merkin bắt đầu nghi ngờ Source rồi. Trong suy nghĩ của y, dường như Source đã quá nôn nóng muốn loại trừ một bộ phận lính đánh thuê cho sớm để ở nơi đầy dẫy sinh vật hoang dã hoành hành này, Merkin Y chỉ có thể dựa dẫm vào một mình Sos mà thôi. Mà đêm trước, hành vi của Sos lại càng trắng trợn hơn nữa, bởi vậy, tuy trực giác mách bảo Merkin rằng hành vi của Sos vẫn còn có thể bàn thảo lại, nhưng Y không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, chuyện này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, trước khi lũ lính đánh thuê kia không kiềm chế được mà nổi loạn. Can, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Merkin trao mày nhìn Sos chăm chăm, Bọn lính đánh thuê sau lưng y đều dương súng nhằm vào tên thao thú sư, chỉ cần y hơi có hành động khác lạ, chúng sẽ không hề do dự mà nã đạn ngay tức thì không cần đợi Merkin ra lệnh. Nghe thấy câu hỏi ấy của Merkin, sau lập tức hiểu ra tại sao nhạc dương lại làm như vậy. Song lúc này đã không còn cơ hội để vãn hồi thế cục nữa rồi. Merkin không hề yêu cầu y giải thích mà nhận định luôn rằng hành vi ấy của y là có âm mưu, có kế hoạch từ trước nghĩa là cái chết của tất cả bọn lính đánh thuê trong mấy ngày nay, y đều phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhạc Dương, quả nhiên không hổ là Nhạc Dương. Sauce chua chát thầm nghĩ, lúc này giải thích gì cũng vô dụng rồi, mà giải thích làm sao đây? Nhạc Dương đã biến mất một thời gian dài, những sự việc xảy ra sau khi vượt qua bức tường ấy chẳng còn can hệ gì đến cậu ta nữa. Điều khiến Sauce chua chát hơn cả chính là Merkin chọn một đám lính đánh thuê không hề quen biết mà từ bỏ người bạn già nhiều năm cùng y kể vai tác chiến này. Không phải vì lời mời thành khẩn của McKin, đời nào y lại tới nơi này chứ. Không ngờ đối phương thậm chí còn không cho y cơ hội giải thích, ngược lại còn tìm y làm con dê thế tội. Chuyện này nằm cả trong tính toán của anh rồi phải không? "McKin, anh, anh giỏi lắm." so xít mấy chữ qua kẽ răng nghiến chặt, cách cách cách, xung quanh lập tức vang lên tiếng mở chốt an toàn. Đúng lúc ấy, McKin thình lình đưa tay ngăn đám lính đánh thuê ở sau lưng lại. "Ông chủ, mắc đứng bên cạnh nôn nóng nhắc nhở, nếu lúc này vẫn còn một mực bảo vệ Sos, thì đúng là ông chủ hẳn phát điên rồi, chính bản thân hắn cũng sẽ xúi quẩy theo hai người này luôn. Để, anh ấy đi, Merkin đột nhiên buông một câu khiến Mark dùng mình sợ hãi. Ông chủ, Mark cơ hồ đã cuống đến sắp bật khóc, vẻ mặt dầu dĩ hết sức. Ngay cả Trác Mộc cường ba tao còn thả đi được, chẳng lẽ can lại không thể sao? Merkin dường như đã hạ quyết tâm. Bọn lính đánh thuê đứng xung quanh không nói gì, nhưng không tên nào buông súng xuống, áp lực vô hình từ bốn phía mỗi lúc một thêm nặng nề, tất cả căng ra như thể đã hóa đá. Trong mắt mắc Đảo liên hồi kỳ trận, tựa như đang tìm đường bỏ chạy nếu chẳng may xảy ra nổ súng. Còn Kha Phu, Y và đám lính đánh thuê thủ hạ đứng về cùng một chiến tuyến. Để anh ấy đi, Mertzkin đột nhiên gầm lên một tiếng, sát khí hừng hực tỏa ra khắp châu thân, không ngờ lại đè nén được áp lực vô hình hình thành bởi cả đám người lăm lăm súng ống sau lưng xuống. Bọn lính đánh thuê dường như cũng ý thức được người đàn ông đang đứng trước mắt này chính là kẻ nắm quyền sinh sát đối với mình. Sos chậm chậm đứng lên, họng súng của bọn lính đánh thuê dịch chuyển theo y, song không ai nổ súng. Lúc này, Merkin lại buông một câu nữa, nhưng anh không được mang theo bất cứ thứ gì. Y cũng nhường bộ bọn lính đánh thuê sau lưng một chút, với sự hiểu biết của y về Sos, Merkin đương nhiên biết rõ, một thao thú sư toàn thân trần trùng trục sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào. Tuy không đến nỗi chết ngay tại chỗ, song cũng chẳng cách cái chết một à bao. Câu nói của Merkin vừa dứt, Sos chậm chậm gỡ cái mũ đen luôn trùm trên đầu xuống, để lộ gương mặt ghê rợn, nát bươm như bị côn trùng cắn xé. Bọn lính đánh thuê bấy giờ mới biết, trước giờ bên cạnh mình vẫn có một con quái vật đáng sợ đến nhường này, cả bọn đều không kìm được khẽ lùi về sau nửa bước. Ngay cả Mark, dẫu đã từng thấy gương mặt thật của Sos, cũng bị bầu không khí kỳ dị xung quanh ảnh hưởng, hắn cúi gằm mặt xuống, gắng hết sức nấp sau lưng Merkin, như muốn rụt đầu và tứ chi vào trong cơ thể, dẫu sao thì kẻ khích động đam lính đánh thuê này. Cái miệng trên gương mặt quái vật đó khẽ nhếch lên, lộ hàm răng trắng và nhọn hoắt, gần giọng nói từng chữ từng chữ một, anh sẽ hối hận đấy. Kha Phu đứng bên thì thầm bảo Mắc Kinh, làm vậy là thả hổ về rừng. Song Mắc Kinh đã ngang cánh tay ngắt lời y, biểu thị quyết tâm của mình. Sos chậm chậm cởi bỏ áo ngoài, trong khu rừng rậm vừa ấm vừa nóng này, y cũng không mặc nhiều áo lắm, vì vậy lập tức lộ ra thân thể bên dưới lớp áo choàng rộng thùng thình. Đó đâu phải thân thể con người chứ, toàn thân chi chít những con run ngoằn ngoèo màu đỏ thịt, từ trên xuống dưới, không có lấy một mảnh da lành lặn. Bọn lính đánh thuê trông thấy cảnh tượng ấy, lại lùi thêm nửa bước nữa. maxun run lên, thầm nhủ, lẽ nào, đây là cái giá phải trả để trở thành thao thú sư. Y đứng khá gần, có thể thấy rõ những vết thương trên da đều là vết tích bị các loại động vật khác nhau cắn xé. Sau cởi hết y phục trên người, cả quần lót cũng không để lại, cứ vậy đứng lõa lồ, sau đó lướt nhìn Merkin một cái đầy khinh miệt, sải chân bước về phía đám lính đánh thuê. Các người không xứng đáng kết bè với ta, mãng xà xám này trở về rừng sâu thuộc về ta đây. Sau bước tới đâu, bọn lính đánh thuê tránh ra nhường đường tới đó, bọn chúng không hiểu nổi, tổn thương đến mức nào mới có thể biến một con người thành ra như thế. Có nổ súng hay không, đi như vậy vào trong rừng rậm, có khác gì tự đâm đầu vào cõi chết đâu. Bởi thế, bọn chúng chỉ trầm mặc. Bóng dáng Sos nhanh chóng biến mất sau một thân cây cổ thụ khổng lồ, liền ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ của y vẳng lại, Merkin. Anh giỏi một ám, mặc dù Merkin rất chấn tính, song không khỏi giật nảy mình vì tiếng gầm bao hàm cả phẫn nộ và oán hận ấy của Sos, cánh tay hơi run run, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng hạ lệnh, tất cả, thu thập hành trang, xuất phát. Khi y bỏ đi, không cần Merkin ra lệnh, bọn lính đánh thuê đá ảo lên đập nát tất cả những gì Sos phải ý vất vả mới thu thập được. Làm vậy vẫn chưa hả được cơn tức bọn chúng còn dồn đống chai lọ thủy tinh và các thứ khác lại, cho một mồi lửa, khói đen nồng nặc bốc cao ngất trời, tựa như đang kể lể nỗi oán hận vô cùng của những kẻ đã chết. Mắc không khỏi thầm hụt hắng, không ngờ Sauce lại có thể bỏ đi như vậy. Mà hắn cũng không hề có cảm giác sướng khoái lẽ ra phải có khi Sauce bỏ đi, dù chỉ là một chút. Audio điện tử võ tấn bền Được sói út dẫn đi du lịch cả vương quốc sói, Càng lúc chắc Mộc Cường ba càng thêm chắc chắn, nơi này là một vương quốc của loài sói có phân công xã hội ở trình độ khá cao. Bọn sói phân công rõ ràng, đẳng cấp nghiêm mật không hề thua kém gì hình thái xã hội loài người. Ngày hôm đó, sau khi cùng sói út đi quanh quanh một vòng, vừa trở về đến thủ phủ vương quốc, Trác Mộc Cường ba nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, dường như tất cả lũ sói đều bận rộn hơn ngày thường rất nhiều. Gã và sói út nhanh chóng phát hiện ra đàn sói bị thương đã trở về. Hôm đó khi đàn sói xuất phát, chắc một cường ba từng trông thấy một đợt điều động tật kết quy mô rất lớn, gã chỉ nghĩ rằng bọn chúng định tiến hành một cuộc săn bắt lớn, thật không ngờ lại bị thương nhiều và nặng như vậy. Có những con sói ngậm thảo dược chạy qua chạy lại như con thoi, nhai nát nhổ ra đắp vào vết thương, nhưng có vẻ vẫn không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Và lại, những con sói bị thương, khi trông thấy Trác Mộc Cường Ba dường như đều lộ vẻ căm ghét ra mặt. Trác Mộc Cường Ba lại gần kiểm ta, bấy giờ mới ngạc nhiên phát hiện, vết đạn. Những con sói này bị trúng đạn. Có nhiều sói bị thương thế này, tuyệt đối không thể nào do một hai người làm ra được, lẽ nào đối tượng bọn sói này vây công kích là lũ người của Mokerin? Trác Mộc Cường ba lập tức nghĩ ra vấn đề này, phải rồi, bọn Mokerin chưa được phép mà đã đặt chân vào lãnh địa của đàn sói, vì vậy mới bị vây công, hai bên đều có tổn thất. Lũ sói này không biết bọn Mokerin được trang bị tận răng, sợ rằng đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Còn nữa, tên thao thú sư kia chẳng phải vẫn ở bên cạnh Mokerin hay sao? tại sao chúng lại nổ súng? Chẳng lẽ, thao thú sư không khống chế được lũ sói nơi này? Xung quanh đột nhiên im lặng như tờ, chắc Mộc Cường ba ngẩng đầu, liền trông thấy tử kỳ lân được bầy sói tiền hô hậu ủng ở phía xa. Vị vương giả của loài sói, chậm rãi bước đến xem xét những con dân bị thương của nó. Sớm đã có con sói báo cáo lại toàn bộ sự tình, nó vừa quan sát các vết thương, vừa gầm gừ ra lệnh. Kể từ khi đặt chân đến vương quốc sói, đây là lần thứ hai Trác Mộc Cường ba trông thấy tử kỳ lân ở khoảng cách như thế, sự kích động trong lòng gã đã không còn như lần đầu tiên nữa. Sau khi nhận thức được sự ấu trĩ trong suy nghĩ cùng sự thấp kém về địa vị của mình ở đây, gã đã hiểu ra, đứng trước hiện thực, lý tưởng có những lúc thật là xa xăm mở ảo. Dần dần, lũ sói quanh đó đều đổ dồn ánh mắt lên người gã, cả bọn sói ở xung quanh tử kỳ lân dường như cũng nhìn Trác Mộc Cường ba nói gì đó. Trác Mộc Cường ba tuy không hoàn toàn hiểu được tiếng sói, nhưng nửa nghe nửa đoán cũng hiểu được đại khái lòng không khỏi thầm kêu khổ lũ sói này không phải định chút hết giận dữ lên đầu mình chứ chỉ thấy vị vương giả cao quý kia khe khẽ lắc đầu từ chối đề nghị của lũ thuộc hạ nó tách khỏi đàn sói ra bước về phía trác mộc cường ba trác mộc cường ba vội gọi sói út lại có tên phiên dịch nửa mùa này cộng với sự giao lưu về tinh thần giữa gã và tử kỳ lân rốt cuộc trác mộc cường ba cũng dần dần suy đoán ra được ý tứ của đối phương lần này bộ tộc sói thương vong nặng nề chưa từng có cả bộ tộc đều đang phẫn nộ hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với việc này nhân loại gì tộc người có suy nghĩ gì nắm được đủ thông tin trác mộc cường ba liền bày tỏ với lang vương tử kỳ lân đó là kẻ địch chung của chúng ta tôi biết rõ ưu thế và khuyết điểm của bọn chúng hãy cho tôi một cánh quân tôi sẵn sàng dẫn quân đi báo thù rửa hận cho bộ tộc sói trác mộc cường ba còn hướng về phía tử kỳ lân thực hiện nhiều loại thủ pháp ra lệnh trải qua mấy ngày nghiên cứu gã đã có thể thực hiện các động tác thủ ấn ấy một cách khá tự nhiên mấy con sói giả trụm đầu trụm tai thì thầm gì đó với vương giả của bộ tộc sói từ kỳ lân khe khẽ gật đầu không ngờ nó lại đáp ứng nhanh như vậy sói út thấy vương gật đầu đồng ý vội kêu gừ gừ với trác mộc cường ba cơ hồ muốn gã làm gì đó nhưng lần này trong câu nói của nó có quá nhiều chỗ trác mộc cường ba không hiểu khiến gã không tài nào đoán được ý tứ của sói út sói út luống cuống nhảy lên gác chân trên vai Trác Mộc Cường Ba, đưa mõm cắn mũi gã. Trác Mộc Cường Ba biết, mũi sói là bộ phận yếu ớt nhất của chúng, thông thường trong lúc đùa nghịch, sói không bao giờ dùng răng chạm vào mũi đối phương. Hành động này của sói út mang hàm ý, A U Trang là đồ ngốc, đồ ngốc. Lũ sói lại nhanh chóng điều binh khiển tướng, chỉ trong chốc lát đã tập kết được một cánh quân mới, đếm không xuể quân số. Trác Mộc Cường Ba được sắp xếp vào đội quân này, đồng thời giao cho cầm đầu một nhóm nhỏ bảy thuộc hạ, hai con màu đen, ba con màu xám, một con màu trắng, ngoài ra còn có một con chó ngao màu nâu. Sói út không thể cùng đi, bởi so với những con sói chuyên chiến đấu ấy, sói út quả thực quá gầy yếu, trong bộ tộc sói này cùng lắm chỉ có thể là một thường dân mà thôi. Trác Mộc Cường Ba đã lấy lại vũ khí của mình, giờ chỉ chờ đợi hiệu lệnh xuất phát. Trăng cao quá đỉnh đầu, mây nhạt sao thưa, Trác Mộc Cường Ba dỗi việc, bèn tìm hiểu kỹ hơn về các thành viên trong đội của mình, hy vọng có thể xây dựng quan hệ với lũ sói này trong thời gian ngắn thông qua các động tác tay và tiếng kêu. Sói út đang giúp gã phiên dịch lần cuối cùng, vị trí hành động và biệt danh của từng con đều đã được xác định xong xuôi. Sói út đột nhiên lại thúc thúc vào người chắc mộc cường ba, thấy gã vẫn chưa hiểu, nó bèn ngước nhìn vầng trăng trên trời, hất đầu gợi ý. Một tia sáng lóe lên trong đầu chắc mộc cường ba, mặt trăng, đàn sói, cảnh tượng ấy lại một lần nữa hiện lên trong óc. Minh ước hiệp ước đồng minh, phải rồi, chính là minh ước, lẽ nào ý của sói út là muốn gã lập ra minh ước với bộ tộc sói. Trác Mộc Cường Ba làm động tác dùng dao cắt cổ tay, sói út và gã tâm ý tương thông, lập tức gật đầu liên lỉ. Trác Mộc Cường Ba vào trong một gian nhà đá tìm được một món đồ trong như cái bát rồi dùng dao cắt cổ tay mình trước ánh mắt của đàn sói vây quanh. Gã vẫn hơi căng thẳng một chút, trích máu giữa đàn sói, quả là có phần nguy hiểm, ai biết được mùi máu tanh có kích thích dã tính của chúng hay không chứ máu đỏ tươi chảy thành dòng vào bát, đến khi bát máu đầy chắc Mộc Cường Ba mới băng vết thương lại. Cũng may, gã vẫn chưa quên nghi thức minh ước mà cha gã từng nhắc tới. Trích máu xong, gã bưng bát máu đi qua giữa đàn sói. Con nào con nấy đều không tự chủ được, nhích lại gần bát máu đó, khẽ đưa mũi hít nhẹ nhẹ. Ánh mắt chúng nhìn chắc Mộc Cường Ba đã hoàn toàn đổi khác, thân thiết, hảo hiếu, sung kính và ngợi khen, có con thậm chí còn liếm vết thương cho Trác Mộc Cường Ba, hoặc bắt đầu vẫy đuôi tiếu tít với gã mấy con sói lớn tuổi hơn dễ đàn bước ra, đứng quay lại phía trước bát máu, khép hờ đôi mắt, tựa như đang tỉ mỉ thâm định mùi máu tanh tỏa ra. Chúng cùng lúc gật đầu, trao đổi ý kiến với nhau, đúng rồi, chính là mùi vị này. Trăm nghìn năm truyền thừa không làm nhạt đi mùi vị trong huyết mạch, thứ mùi vị đã quen thuộc với chúng từ bao đời nay. Được đàn sói hộ giá, tử kỳ lân cũng bước đến trước bát máu, chăm chú lắng nghe mấy con sói giả thuật lại sự tình, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt trầm tư hồi lâu sau vị vương giả của loài sói nheo mắt nhìn trác mộc cường ba ánh mắt lộ vẻ công nhận đoạn ngẩng đầu hướng về vầng trăng sáng vằng vặc chu lên một tiếng dài trác mộc cường ba cũng khum hai tay lên miệng ngẩng cao đầu hú lên theo lang vương một người một sói hai tiếng hú trong vắt kéo dài tựa hai con rồng cuộn vào nhau bay vút lên không vang động khắp cả vương quốc liền ngay sau đó nghìn vạn con sói cũng hòa giọng hú lên âm hưởng chấn động cả trời xanh minh ước này coi như đã được ký kết thành công Tiếp sau đó, tất cả lũ sói trong vương quốc đều đến trước bát máu người một hơi rồi rời đi. Nhưng ngay cả Trác Mộc Cường Ba cũng không hiểu minh ước này rốt cuộc để làm gì. Gã chỉ biết cha mình từng nói, minh ước này là một sự thể hiện cực kỳ hữu hảo thân thiện, còn sau khi ký kết thành công sẽ xảy ra chuyện gì thì gã chịu không trả lời được. Toàn bộ nghi thức kéo dài đến quá nửa đêm, sau khi hoàn thành nghi thức, thái độ của tử Kỳ Lân với Trác Mộc Cường Ba thay đổi hẳn nó chỉ gầm gừ dặn dò mấy câu, rồi lại trở về vương tọa tiết trên cao kia của mình. Xong, cả đàn sói lại nhao nhao lên, thêm một cánh quân bảo vệ quê hương chúng tiếp tục xuất phát. Ở giữa đại quân sói đông đảo ấy, có thêm một con sói đi bằng hai chân, thành thử trông hơi có vẻ như hạc giữa bầy gà. Nhìn vầng trăng sáng đang dần ngả về tây cùng cánh rừng sâu u ám, chắc một cường ba thầm nhủ, ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại, ngươi hãy đợi đấy, mơ Đội trăng sao trên đầu, đàn sói len lỏi giữa cây rừng, có con nhảy nhót trên cành, hoặc leo tít lên những tán cây cao vút, những ngọn đèn nhỏ ánh lên xanh biếc, chớp nháy liên hồi trong khu rừng rậm. Đàn sói chia làm ba đường, thượng, trung, hạ, tỏa ra như những tấm lưới đánh cá, trải rộng trong khắp khu rừng, chỉ thấy những bóng đen kỳ dị rạch toang màn đêm tăm tối, khiến cây rừng bị chấn động rung lên xào sạc xào sạc để lại hai vết sáng xanh ngọc tựa như sao băng lướt ngang bầu trời. Trác Mộc Cường Ba cũng bị khí thế hành quân này ảnh hưởng, bèn dốc hết bản lĩnh, đạp rừng bạt núi, dẫn theo tiểu đội của mình tiến hết tốc lực trong đầu chỉ nghĩ phải nhanh hơn nữa, cao hơn nữa, mạnh hơn nữa. Dọc đường đều có chạm tiếp ứng, thông báo trao đổi tin tức, để lại dấu hiệu khắp nơi. Lúc bình minh, đàn sói chia thành các tiểu đội nhỏ, tiếp tục tản ra trong khu rừng rậm tự tìm lấy thức ăn, dẫu sao thì khu rừng này cũng quá lớn, không thể tập trung lại được. Trong đội của Trác Mộc Cường 3, hai con sói lưng đen và chán trắng phụ trách việc dẫn đường, kiêm luôn nhiệm vụ trinh sát, chẳng tốn mấy công sức đã lôi về một sinh vật trông như lợn rừng, dưới cầm có vật cứng mọc ngược, không hiểu là răng nanh hay là sừng nữa. Nghỉ ngơi một chốc, chắc một cường ba liền đừng dậy luyện tập cho lũ sói quen với các thủ ấn của mình. Những con sói chiến này đã làm theo thủ thế của các pho tượng Phật không biết bao nhiêu lần rồi, động tác và phản ứng đều vượt quá tưởng tượng của Trác Mộc Cường Ba, hai bên phối hợp mỗi lúc một thêm nhuần nhuyễn. Hai ngày một đêm sau đó, lưng đen đẫn Trác Mộc Cường Ba đến bên một đầm nước, dưới đáy đầm lắng động rất nhiều bùn đất màu xám trắng, quanh đó có đã có nhiều tiểu đội sói tụ tập lại. Trác Mộc Cường ba thấy lũ sói đang dùng móng vuốt vớt bùn đất trôi chát lên đồng bạn bên cạnh mình những vần vện màu trắng, làm toát lên vẻ dữ tợn. Đây là một dạng phù hiệu chiến đấu sao? Mấy con sói dưới quyền Trác Mộc Cường ba cũng bắt đầu bôi bùn trắng lên mình, vạch ra những đường ngoằn ngoèo không theo quy chuẩn gì cả. Trác Mộc Cường ba thò tay sờ thử, thấy chất bùn trắng này sau khi rời khỏi đầm nước, không ngờ lại dính kết rất chặt. Những con sói đã bôi xong bùn trắng liền ngay trong bụi rậm hay bãi cỏ lăn lộn một hồi, thân mình dính đầy lấy cây màu xanh và đất bùn màu nâu xám. Khi chúng nép giữa bụi cây tán lá, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy khó lòng phát hiện ra được. Màu ngụy trang, Trác Mộc Cường Ba lấy làm hứng khởi, cũng bôi bùn trắng khắp toàn thân, đồng thời nhặt cỏ và lá cây ngụy trang cho mình. Chỉ trong chốc lát, đàn sói đã biến thành những cái cây hoặc bụi cỏ có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh. Ngụy trang xong xuôi, lũ sói liền nhanh hành quân đến địa điểm chỉ định, lần lượt dùng nước tiểu đánh dấu phạm vi lãnh địa, các tiểu đội bắt đầu tìm kiếm và tiêu diệt kẻ địch trong khu vực của đội khác. Lùng sục tìm kiếm khoảng nửa ngày chán trắng bỗng trở nên rè dặt cẩn thận, chừng như đã tìm thấy tung tích của kẻ địch. Trác Mộc Cường ba cẩn thận vén bụi cây ngó ra, chỉ thấy các chỗ họ đứng chừng 50 mét về phía trước, có 4 năm tên lính đánh thuê vũ trang toàn thân, đang dò dẫm tiến lên, đi bước nào thấp thỏm bước đó, chốc chốc lại dùng lại đưa mắt ngó xung quanh chắc là một nhóm bị lạc khỏi đội ngũ chắc mộc cường ba vừa nhìn đã hiểu ra tình thế rõ ràng bọn lính đánh thuê làm đàn sói bị thương vong nặng nề còn bản thân chúng cũng chẳng tốt hơn là bao chắc trong trận chiến trước bọn chúng đã bị đàn sói lùa cho chạy toán loạn mỗi người một ngả ai lo thân người nấy rồi không hiểu trong rừng còn bao nhiêu tên đơn lẻ thế này nữa nhiệm vụ của bọn gã chắc là giải quyết những nhóm nhỏ đã bị cô lập này trước chắc mộc cường ba biết giờ đây trong khắp khu rừng chỗ nào cũng có sói chỉ cần bọn lính đánh thuê nổ súng lập tức sẽ kinh động cả đám đông chạy tới muốn tiêu diệt bọn chúng không khó vấn đề là bọn chúng đều được vũ trang tới tận răng để hạ gục chúng mà tiểu đội của mình không hề tổn thất mảy may cũng không phải việc đơn giản Trác Mộc Cường ba thầm tính toán ném phi lai cốt ra có thể làm trọng thương một tên vậy bốn tên khác tính sao đây cần phải có một vị trí phục kích thích hợp đám sói chiến quây thành một vòng cung sau lưng Trác Mộc Cường ba chờ hiệu lệnh của gã Trác Mộc Cường ba quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi đưa tay lên kết thành thủ ấn lũ sói lập tức chia thành hai nhóm từ hai bên bọc lại lợi dụng rừng cây rậm rạp yểm hộ trác mộc cường ba leo lên cây di chuyển lặng lẽ như một con lười nhẹ nhàng đến trên đầu năm tên lính đánh thuê một con sói nhận lệnh làm sột soạt bụi cỏ năm tên kia sớm đã thành chim sợ cành cong lập tức nháo nhác nhìn xung quanh đột nhiên trong rừng có bóng sói thấp thoáng vụt qua một tên lính kêu lên bằng tiếng nga có sói những tên khác đều nhất loạt nổ súng không cần biết mục tiêu ở hướng nào. Có hai tên đã bắn một mạch hết cả băng đạn, khi chúng dừng lại thay băng đạn mới, ba tên lính đánh thuê còn lại vừa khéo xây lưng về phía Trác Mộc Cường 3. Trác Mộc Cường ba nhảy từ trên tán cây xuống, vuốt thú sắc bén bắn ra, cộng với đà từ trên cao sổ xuống của gã, vù một tiếng, đã rạch toát cả áo chống đạn trước ngực một tên, để lộ ra phần bụng mỏng manh yếu ớt. Gã xoay cổ tay một cái, vuốt thú liền đâm thẳng vào bụng tên lính đánh thuê như một lưỡi lê sắc bén tên lính đánh thuê xấu số lập tức bị rạch tung ổ bụng. Trác Mộc Cường ba không buồn để ý đến tên lính đã mềm nhũn xuôi lơ hai tay ấy nữa, khi tên lính đánh thuê đứng gần đó nhất lên đạn xong, vừa toan dương súng về phía gã, thì vuốt thú của gã từ ổ bụng tên lính đánh thuê đầu tiên đã vung theo phương ngang kéo theo một chùm máu tươi tóe ra vung vãi. Bụp một tiếng, móng vuốt móc vào mũ bảo hộ của tên ấy. Trác Mộc Cường ba cũng không ngờ lực đạo một cú vung tay của mình lại lớn như vậy, gã chỉ cảm thấy đoạn phía trước vuốt thú gác vào chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ đồ chống đạn liền thân, nhấc bồng cả tên lính đánh thuê có chiều cao, thể hình tương đương với gã lên. Gã lại dồn sức vung mạnh, cạch một tiếng, mũ bảo hộ của tên kia văng ra, máu và tạp chất từ khoang bụng tên đồng bọn bắn tung tóe vào mặt hắn. Tên lính đánh thuê ấy hoàn toàn đờ đẫn cả người, nhất thời quên cả nổ súng bắn Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba lại xoay người, thuận đà rút phi lai cốt ra, bốp một tiếng, chúng ngay chán kẻ địch, làm chán hắn lõm vào một vết sâu hóm. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, trước tiên chắc một cường ba lẳng lặng từ trên cây bổ xuống, rạch toát áo chống đạn của tên lính đánh thuê đầu tiên, chọc vào ổ bụng của hắn, đoạn lật tay vung mạnh, từ ổ bụng tên thứ nhất tạt lên thẳng vào đầu tên thứ hai, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất, rồi lập tức xoay người tung đòn quyết định. Sau khi gã hoàn thành một loạt những động tác ấy, lũ sói chiến phối hợp xung quanh từ những bụi rậm bổ nhào ra ba tên lính đánh thuê còn lại cũng phát hiện ra con quái vật trên trời rơi xuống này trong khoảng khắc đó trác mộc cường ba buông tay ném phi lai cốt ra như tuyển thủ môn ném tạ xích tên lính đánh thuê thứ ba không kịp né tránh cả người bắn văng ra xa theo đà bay của chiếc phi lai cốt ba con sói trên cây lao xuống đè ngã tên lính đánh thuê thứ tư tên cuối cùng thấy vậy liền cuống cuồng ném bỏ cả súng lẫn ba lô mà chạy chỉ mong chạy được nhanh chừng nào tốt chừng ấy tên lính đánh thuê thứ tư vẫn đang vũng vẫy trước nanh vuốt lũ sói nổ súng bắn lung tung trác mộc cường ba đột nhiên dừng xoay nhấc thân thể còn chưa đứt hơi hẳn của tên thứ ba ném chặn lên lòng súng đồng thời vung tay ra hiệu cho lũ sói rút lui quả nhiên sau vài phát súng tên lính đánh thuê kia đã bắn trúng thuốc nổ cơn lốc đen trên người đồng bọn ầm uhm, một tiếng cả hai tên đồng thời nổ tan thành thịt vụn tiếng nổ vừa vang lên trong rừng lập tức phẳng lại tiếng giã thú gầm thét cơ hồ hưởng ứng Trác Mộc Cường ba thầm kêu không ổn, âm thanh ấy gã đã từng nghe rất nhiều lần rồi, tuyệt đối không thể sai, đó là tiếng gầm của thần lằn khổng lồ, khốn nỗi tiếng nổ và mùi máu tanh đã lại dẫn dụ nó tới đây. Cây cối nghiêng ngả, con thần lằn khổng lồ và cả cây rừng chui ra, ngửa mặt lên trời gầm lớn, cơ hồ muốn trấn áp lũ sói. Đối mặt với loại sinh vật khổng lồ này, thông thường chỉ khi đi săn tập thể, số lượng đông đảo, lũ sói mới tiến hành tấn công, còn bình thường chúng đều cố gắng tránh né, nước sông không phạm nước giếng. Mấy con sói chiến này tuy cường tráng mạnh mẽ, song sự chênh lệch quá lớn về thể hình vẫn khiến chúng run lên một chập, chỉ cúi đầu gầm gừ khe khẽ. Không thể lấy cứng trọi cứng được, chắc một cường ba bèn ra dấu rút lui, lũ sói chiến lập tức lao vút vào rừng đúng vào khoảng khắc trước khi bị hàm răng sắc nhọn của con thần lằn khổng lồ đớp chúng. Lúc này, tên lính đánh thuê thứ hai đã đứt hơi, còn tên thứ nhất vẫn đang rên la đau đớn. Con thần lằn lần theo mùi máu, quỳnh huyệt lao tới. Trác Mộc Cường ba đảo mắt một vòng, dùng đoạn đầu phi lai cốt hất văng thân thể tên lính đánh thuê thứ nhất về phía con quái thú con thằn lằn há to miệng đớp luôn cả người tên đó phối hợp xem chừng hết sức ăn ý trác mộc cường ba lập tức ném phi lai cốt đi lăn một vòng dưới đất nhặt vũ khí của tên lính đánh thuê thứ hai nhả đạn liên tục vào tên lính đánh thuê trong miệng con thằn lằn rốt cuộc cũng bắn trúng điểm dẫn nổ trên áo chống đạn lại một tiếng nổ nữa vang lên nửa đầu con quái thú khổng lồ đã bay đi đâu mất tiêu thân thể bồ tượng lảo đảo ngã xuống đất đánh dầm một tiếng. Mấy con sói ở chỗ ẩn nấp ló đầu ra, sau khi xác nhận con thần lằn khổng lồ đã chết, chúng ngạc nhiên ngước nhìn chắc một cường ba đang cầm khẩu súng, không ngờ sinh vật khổng lồ phải rất nhiều con sói hợp lực mới có thể triệt hạ lại bị con sói đi bằng hai chân A u trang này xử lý dễ như bỡn. Song chắc một cường ba không có thời gian mà mừng rỡ, gã biết chất nổ trên người tên lính đánh thuê đã chết kia có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gã một tay cầm phi lai -like cốt, tay kia nhặt một cái ba lô lên, trước lúc đi ngước mắt trông thấy mũ bảo hộ nằm lăn lóc, liền đưa nòng súng nhấc lên, hú vang một tiếng, dẫn theo lũ sói rời xa cái xác nguy hiểm. Đến nơi an toàn, chắc một cường ba mới dừng lại, cẩn thận kiểm tra cái mũ bảo hộ. Quả nhiên, cái mũ kín mít, ở lớp giữa đầy vi mạch điện tử, căn bản không thể giấu thuốc nổ cơn lốc đen. Cái mũ này an toàn. Sau đó gã lại kiểm tra các chiến lợi phẩm khác, trong ba lô có thực phẩm, băng đạn, đồ cấp cứu và nhiều thứ khác, nhưng vũ khí thì rất ít, ngoại trừ mấy quả mìn cá nhân thì chỉ còn khẩu tiểu liên scar gã đang cầm trên tay mà thôi, xem ra những vũ khí thuận tay nhất đều được tên lính đánh thuê đeo trên người rồi. Âm tiếng nổ vang lên đúng theo dự đoán của Trác Mộc Cường 3, chấn động cả khu rừng. Trác Mộc Cường 3 thầm cảm thấy mình may mắn, gã từng nghĩ hệ thống tự hủy diệt trên người bọn lính đánh thuê của Muskkin chắc chắn phải nằm bên dưới lớp phòng hộ của áo chống đạn, đạn bắn từ ngoài gần như không có khả năng gây nổ vì vậy khi tên lính đánh thuê thứ tư làm nổ cơn lốc đen trên người tên thứ ba và lúc gã làm nổ banh xác tên đầu tiên chắc hẳn đều do viên đạn bắn trúng thuốc nổ từ mé bên trong của áo chống đạn xem ra nhận thức của gã về áo chống đạn này cũng khá chính xác đây có lẽ là loại áo chống đạn liền thân có tấm bảo hộ tác dụng phòng hộ của những tấm chắn bảo hộ này đối với lực xung kích chính diện rất mạnh nhưng để duy trì sự linh hoạt binh sĩ chỗ khớp xương chắc là không thể phòng hộ mà lực đạo từ trên cao nhảy xuống của gã không ngờ có thể xé toan cả tấm chắn bảo hộ, chứng tỏ rằng bộ trang phục này không phải tuyệt đối không có kẽ hở. Trác Mộc Cường ba lại trầm ngâm hồi tưởng hai lần đụng độ bọn lính đánh thuê, tên lính đánh thuê thứ tư bị lũ sói đè xuống, trước lúc vùng vẫy nổ súng được, đã gào lên đau đớn, ống quần có máu chảy ra, có nghĩa là tấm bảo hộ không bảo vệ được cẳng chân của hắn. Trác Mộc Cường ba bất giác bật cười, đúng vậy áo chống đạn tốt đến mấy cũng không thể bọc kín từ đầu đến chân người ta được. Binh sĩ phải hoạt động, và lại áo thiết kế phải có đủ không gian để đặt các vũ khí khác. Hoặc giả như tấm chắn chỉ bảo vệ được bắp đùi và cánh tay của chúng, hai chỗ này rất quan trọng vì có mạch máu lớn, hơn nữa khi gặp nguy hiểm, người ta sẽ giơ cánh tay lên chắn trước mặt theo bản năng. Sự phòng hộ ở các nơi khác trên cơ thể chưa chắc đã được nghiêm mật như thế, khoảng từ mông đến bụng có lẽ không có phòng hộ. Ngoài ra, chỗ khớp vai linh hoạt nhất có lẽ không được bảo vệ, chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ đồ liền thân chắc cũng không. Những vị trí này, Tuy nói dùng súng máy xa kích từ xa e là rất khó, nhưng lũ sói lại chẳng áp dụng chiến thuật công kích từ xa, bọn chúng là những chuyên gia cận chiến. Nghĩ thông được điểm này, chắc Mộc Cường Ba liền lấy mình ra làm mẫu, giúp lũ sói chiến trong tiểu đội nắm được các nhược điểm của kẻ thù. Gã chỉ tay vào vai, mông, cổ mình, để mấy con sói như kỹ, lần sau khi chiến đấu, phải chú trọng tấn công mấy bộ vị ấy. Cuối cùng, chắc Mộc Cường Ba đội chiếc mũ bảo hội lên đầu. Cái mũ này vẫn còn tương đối nguyên vẹn, có điều dây truyền dẫn lữ liệu và dây nguyền đều đã đứt. Trong ba lô còn pin dự trữ, chắc một cường ba bèn nối lại dây điện trước khi vào điện, trước mắt chỉ thấy một mảng đen kịt, cơ hồ không một chút ánh sáng. Sau khi cắm điện, chỉnh đi chỉnh lại các nút vặn, màn hình nhiều loạn một hồi đột nhiên trước mắt chắc một cường ba sáng bừng lên, màn hình hiện lên đỏ rực một màu. Chắc một cường ba tưởng có máu trên mũ chảy xuống, vội cởi ra xem thử, không thấy có gì lạ, bèn lại đội lên, bấy giờ mới sực hiểu ra, đây là chế độ hồng ngoại chẳng trách những tên lính đánh thuê dùng chế độ này phát hiện được lũ sói từ trước. Toàn bộ khu rừng có địa nhiệt từ dưới lòng đất bốc lên, sử dụng chế độ này thì tất cả đều biến thành màu đỏ. Muốn tìm thấy cái bóng máu đỏ trong một thế giới toàn màu đỏ thì nhìn bằng mắt thường còn rõ hơn. Trác Mộc Cường ba tiếp tục điều chỉnh, tìm được chế độ nhìn ban đêm và chế độ mặc định thông thường, rồi tìm được công năng nhìn xa bằng ống nhóm điện tử. Tuy nhiên, hình ảnh hiện thị trên màn hình và hình ảnh quan sát được bằng mắt thường vẫn có khác biệt nhất định gã lại cởi mũi ra tiếp tục nghiên cứu kỹ. Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng phát hiện, hình ảnh hiện thị trên màn hình không phải do mắt trực tiếp nhìn thấy, mà ở hai bên tai mũ có hai máy quay, các công năng phòng to thu nhỏ đều do chúng thực hiện, nhìn dây núi lòng thòng trên mũ, có thể thấy loại máy quay này hẳn không chỉ có một hai cái, có nghĩa là, ở những vị trí khác trên bộ y phục cũng có gắn máy quay, bọn lính đánh thuê không cần ngoảnh đầu cũng có thể nhìn được 360 độ xung quanh mình. Trác Mộc Cường Ba thầm ghi nhớ điểm này. Còn về chức năng liên lạc, chắc Mộc Cường Ba chỉ tìm được dây nối, chứ không thấy thiết bị tương ứng, xem ra nó được gắn trên người bọn lính. Gã lo rằng sử dụng cái mũ này sẽ bị bọn lính đánh thuê phát hiện, mà mình lại không thể thăm dò đối phương bèn ném luôn vào trong ba lô, chưa đến thời điểm then chốt thì không định dùng đến. Trong rừng già âm u vang lên một loạt tiếng súng giòn tan, lại có ba tên lính đánh thuê khác ngã xuống. Bọn chúng gục trước họng súng, tứ chi chảy máu, cổ họng sùi bọt máu đỏ thắm. Phía sau lưng chúng, có một người ăn mặc hết sức cổ quái. Tuy người đó cũng cầm vũ khí giống bọn lính đánh thuê, song lại không mặc bộ quần áo liền thân như chúng, y phục trên người y dường như được ghép lại từ đủ các loại vải vụn khác nhau, vũ khí gài khắp những chỗ có thể thuận tay rút ra bất cứ lúc nào, thoạt nhìn, cả người y giống hệt một cái giá cắm đầy vũ khí. Người này cũng đội mũ bảo hộ, song những máy quay kỹ thuật số vốn giấu bên trong y phục giờ lộ hết ra ngoài, cả dây nối lẫn ống kính, mấy cái hướng về phía trước, mấy cái hướng về phía sau, trên người như mọc thêm mấy con mắt, quả tình trông vô cùng quái đản. Sau khi xác nhận mấy tên lính đánh thuê kia hoàn toàn không có năng lực phản kích, người đó liền lấy hết vũ khí và ba lô của chúng, rồi lại giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ cướp được của một tên lính đánh thuê khác. 5 phút sau khi nhịp tim và sóng não đều ngừng hẳn, hệ thống tự hủy diệt sẽ khởi động, vậy là vẫn còn thời gian. Người này hết sức thành thạo rút dao găm chiến thuật ra, rạch toang chiếc áo chống đạn, tìm kiếm những tấm chắn và các mạch điện tử mình cần bên trong bộ đồ. Nếu thời gian cho phép, nói không chừng y còn có thể gỡ thuốc nổ cơn lốc đen bên trong để sử dụng. Đằng xa lại có tiếng súng vang tên, khu rừng hoàn toàn náo loạn, súng nổ đi đoàn khắp nơi, không biết đã có bao nhiêu tên lính đánh thuê bị lũ sói hung giữ cắn chết rồi nữa. Người này dường như cảm thấy chiếc mũ bảo hộ hơi nóng bức, dẫu sao thì cũng không nối được ống thoát khí, bèn bỏ mũ xuống. Mái tóc màu đen bóng ánh lên giữa những tán cây, tựa như một giải lụa, người này là Lữ Cánh Nam. Cao thủ thần bí trong đám lính đánh thuê, kỹ thuật trinh sát và lần theo dấu vết của nhạc dương cực kỳ cao cường. Nhưng Trung Quy cũng là do lữ cánh nam huấn luyện. Sau khi rời khỏi chắc mục cường ba, cô một mặt từ từ dưỡng thương, một mặt vẫn tiếp tục theo dấu bọn Mertzkin. Trước đấy, đội ngũ của Mertzkin liên kết cực kỳ chặt chẽ, tiền hô hậu ứng hỗ trợ lẫn nhau. Khi dừng lại cắm trại cũng bố trí rất hợp lý, nên lữ cánh nam chỉ có thể ngấm ngầm quan sát trong bóng tối, căn bản không tìm được cơ hội để hạ thủ. Cô tiếp tục bám theo bọn chúng băng qua bức tường than thở, đặt chân lên vùng đất Sanrila trời cỏ xanh biếc, tới khi bọn chúng bị đàn sói tấn công làm cho tan rã đội hình, Lữ Cánh Nam mới bắt đầu hành động. Lữ Cánh Nam là quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, hạng nghiệp dư gà mờ như chắc mộc cường ba làm sao so sánh được. Chẳng bao lâu, Lữ Cánh Nam đã nhanh chóng phát hiện ra ưu khuyết điểm của bộ đồ chống đạn trên người bọn lính đánh thuê, lợi dụng ngược lại, tự lắp ghép thành một bộ đồ thích hợp cho mình sử dụng. Đồng thời, cũng như đàn sói, cô bắt đầu triệt hạ những tên lính đánh thuê bị lạc đội đi đơn lẻ trong rừng. Tiêu diệt được một tên, lực lượng của bọn Mokin sẽ yếu đi một phần, không thể để cho đối thủ có bất cứ cơ hội nào cả. Có điều, đàn sói ở đây thực hiện chính sách tấn công không phân biệt, phàm là sinh vật đi đứng bằng hai chân đều khó thoát. Lữ cánh nam không dám để lộ mùi người quá lâu, sau khi bỏ mũ bảo hộ ra thoải mái hít thở mấy hơi, cô lại vội vã đội lên đầu. Giờ đây, toàn bộ quần áo ngoài của cô đều chát một lớp hỗn hợp bùn đất và lá cây, chính là để che giấu mùi thân thể tỏa ra. Tiếng súng phía bên kia dường như đã ngừng hẳn, vẫn còn đủ thời gian chạy tới đó thu thập thêm vũ khí, Lư Cánh Nam nhìn đồng hồ, rồi lặng lẽ chạy thật nhanh về phía có tiếng súng vừa vang lên. Không ổn, còn chưa đến địa điểm vừa nổ súng khi nãy, Lư Cánh Nam đã khựng lại. Cô phát hiện có xác sói, lũ sói ở nơi này trí tuệ và tính tập thể rất cao. Nếu đồng bọn bị thương hoặc tử vong, những con sói còn sống nhất định kéo xác trở về giờ lại phát hiện xác sói ở đây, lẽ nào những con sói tập kích toán lính đánh thuê này đã chết cả. Lữ cánh nam đề cao cảnh giác, nhích dẫn từng bước một. Không rõ phía trước còn bao nhiêu tên nữa, có khi nào lại là cánh quân chủ lực của Mơ Len lén quan sát chiến trường, lữ cánh nam lại được một phen kinh hãi. Chỉ thấy giữa rừng có mấy cái xác lính đánh thuê nằm nghiêng ngả, thêm tầm chục cái xác sói, nhưng giữa đống thi thể ấy lại có một người, ăn mặc hệt như đám lính đánh thuê, đang ung dung thu thập vũ khí trên người đồng bọn. Những người kia đều đã chết rồi, song người này hình như không có lấy một vết thương nhỏ. Lữ cánh nam vừa giật mình kinh hãi, hô hấp liền trở nên nặng nề hơn, tên lính đánh thuê đang thu thập vũ khí đột nhiên dừng phát động tác, dường như phát giác ra điều gì đó. Lữ cánh nam vội nín lặng tiềm phục tại chỗ, không phát ra bất cứ âm thanh gì, hòng tránh khỏi sự chú ý của đối phương. Sau khoảng 10 giây, đoán chừng người kia đã có phần buông lỏng cảnh giác, không thấy động tính gì khác cô lại được thêm một phen kinh hãi đến hoảng hồn tên lính đánh thuê kia đã biến mất có thể đột nhiên biến mất trong khi lữ cánh nam đang ở trạng thái tập trung toàn bộ tinh thần khóa chặt mục tiêu như thế lính đánh thuê bình thường tuyệt đối không có khả năng này tuy chiếc mũ bảo hộ có làm ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của giác quan nhưng lữ cánh nam vẫn khẳng định tên này trăm phần trăm không phải một tên lính đánh thuê bình thường lẽ nào đối phương là thủ lĩnh của bọn lính đánh thuê không gian xung quanh yên lặng như tờ chỉ có một đống xác nằm dưới đất và cơn gió nóng ẩm phơ phất thổi qua. Lữ Cánh Nam vừa cẩn thận quan sát khắp bốn phía, vừa chậm chạp nhích người lên, không phát ra một tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất. Đối phương bất thình lính biến mất trước mặt cô, giờ đây, cuộc diện đã biến thành cuộc ám chiến so tài giữa trinh sát và phản trinh sát, ai phát hiện đối phương trước mà lại không bị đối phương phát hiện, người đó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Lữ Cánh Nam đoán rằng đối phương nhất định sẽ không nhân cơ hội này đào tẩu. Người dám giết sạch cả đàn sói, còn nán lại thu thập vũ khí, tuyệt đối sẽ không bị một chút động tĩnh mà sợ hãi bỏ chạy. Đối phương cũng đang di chuyển, hắn đang tìm kiếm cô. Thời gian trôi hết sức chậm chạp, lần đầu tiên lữ cánh nam nảy sinh cảm giác nghi hoặc. Đã lâu như vậy rồi, dẫu đối phương là Merkin và tên thao thú sư bị đuổi đi ấy, cô cũng tự tin rằng mình có thể phát hiện ra hành tung của chúng. Nhưng tên lính đánh thuê, cái kẻ mặc bộ đồ lính đánh thuê bình thường ấy, lại không để lộ bất cứ dấu vết nào, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Lữ Cánh Nam biết rõ đối phương nhất định ở gần quanh đây, song lại không thể tìm được hắn, điều này chỉ chứng tỏ một điều, kỹ xảo ẩn nấp của kẻ này cao hơn kỹ xảo trinh sát của cô. Làm sao có thể như vậy được? Trừ phi, đối phương là cao thủ cấp bậc ngang với pháp sư Á La. Đúng vào khoảng khắc đó, Lữ Cánh Nam, theo bản năng ý thức về nguy hiểm. Chết rồi, bị đối phương phát hiện rồi. Tuy Lữ Cánh Nam chưa nhìn thấy người, cũng không cảm thấy bất cứ động tính gì khác lạ, nhưng cô hiểu rất rõ những gì trực giác mách bảo, đối phương chắc hẳn đã phát hiện ra cô, đối phương đã khóa chặt cô, quan hệ giữa con mồi và kẻ săn mồi đã đảo ngược. Lữ Cánh nam kiếm một gốc cây đủ lớn, dựa lưng vào thân cây, đầu tiên phải đảm bảo không bị đối phương tập kích từ phía sau, cái đó cần chú ý trên đỉnh đầu, sau đó mới là bốn phía xung quanh. Cách một hồi lâu, dường như tên lính đánh thuê kia cũng cảm thấy Lữ Cánh nam phòng thủ hết sức kín kẽ, không tìm được cơ hội đánh lén liền hiên ngang bước ra, xuất hiện ngay dưới một chùm dây leo trước mặt lữ cánh nam. Lữ cánh nam chăm chú quan sát vẻ bề ngoài của tên lính đánh thuê kỳ lạ, thấy đối phương thấp hơn mình một chút, thể hình xem chừng không cường tráng cho lắm. Đúng lúc đó, đối phương bỗng thu liếm hơi thở lại, cảm giác nguy hiểm đang bùa vây lữ cánh nam lập tức biến mất. Lữ cánh nam không khỏi bắt đầu đánh giá lại ý đồ của đối phương, chẳng lẽ là người mình. Cô thử hỏi dò một tiếng, pháp sư, đại nhân. Nào ngờ, kẻ đó đột nhiên tăng tốc xông thẳng về phía cô, rõ ràng đối phương thu liễn hơi thở lại chính là để cô nghi hoặc và đưa ra phán đoán không chính xác. Chỉ cần tinh thần cô hơi dao động, hắn sẽ lập tức tìm cơ hội giáng cho cô một đòn chí mạng. Lữ cánh nam không hề hoảng hốt, hai tay khẽ dương lên, hai khẩu súng cùng lúc khai hỏa. Vừa nãy cô gọi một tiếng Pháp Sư Đại Nhân thực ra cũng là chiến thuật dụ địch. Tuy thân hình đối phương rất giống với Pháp Sư Á La, nhưng Pháp Sư tuyệt đối không bao giờ dai dẳng đeo bám truy kích cô như thế không lý nào pháp sư á la lại không nhận ra hơi thở của cô lữ cánh nam gọi đối phương là pháp sư đại nhân chính là để kẻ địch tượng rằng cô sở hở đây là cuộc so tài đấu trí đấu dũng về mặt trinh sát và phản trinh sát cô đã thua đối phương một bàn vậy nên trận giao phong chính diện này lữ cánh nam không cho phép mình có bất cứ sai sót gì nữa thắng hay bại chỉ quyết định trong một ý nghĩ mà thôi tránh được rồi tránh được rồi tránh được rồi tên lính đánh thuê vẫn giữ nguyên tốc độ sông tới chỉ là trong những khoảnh khắc bất ngờ, hắn đột nhiên giơ tay, xoay người, nghiêng thân, hoàn toàn không một chút đình trệ tránh được hết những viên đạn bắn tới. Lữ cánh nam tự nhủ mình cũng có thể làm những động tác ấy, tránh khỏi những loạt đạn như thế, nhưng nhuần nguyễn tựa mây trôi nước chảy như đối phương thì cô chưa làm được. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, tốc độ bắn súng của lữ cánh nam càng lúc càng nhanh thêm, lưới hỏa lực càng lúc càng thêm dày đặc, khoảng trống để xoay chuyển thân hình dần thu hẹp, những tên lính đánh thuê vẫn bất chấp tất cả, cứ thế xông thẳng tới, liên tiếp thực hiện những động tác mà ngay cả Lữ Cánh Nam cũng thấy kỳ dị, tránh khỏi những viên đạn có thể khiến y bị thương. Lữ Cánh Nam vừa xả kích, vừa không ngừng suy nghĩ, mình có thể làm được đến mức độ nào, cực hạn rồi, mình đã đến cực hạn rồi. Đối phương vẫn tiếp tục xông lên trước, hắn vẫn tiếp tục lao lên nữa. Đúng rồi, dùng động tác ấy là có thể tránh được, hắn nghĩ còn chu toàn hơn cả mình nữa. Dùng thân thể hất văng đạn ra, không ngờ áo chống đạn còn có thể dùng như vậy làm thế không ảnh hưởng đến tốc độ sông lên tính toán còn cao minh hơn mình một bậc hỏng rồi gần quá lữ cánh nam đột nhiên ý thức được phương thức tấn công thoạt nhìn có vẻ gần như cực đoan này thực ra là màn phô diễn sức mạnh của đối phương trước cô cô làm được ta cũng có thể làm được ta làm được chưa chắc cô đã làm được bởi vậy ta mạnh hơn cô bất giác về mặt khí thế cô đã bị lép vế đối phương mất rồi hết đạn lữ cánh nam đã tính kỹ số lượng đạn còn lại trong băng nên không hề bị sững lại trong trước mắt khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng, cô lập tức ném khẩu tiểu liên đi, rút hai khẩu súng lục vẫn nguyên tốc độ xả kích, đồng thời lùi dần về phía sau. ưu thế của vũ khí nóng nằm ở cự ly, nếu thực sự để đối phương áp sát, buộc phải cận chiến, sợ rằng cô cũng không phải là đối thủ của tên lính đánh thuê này. một bên tiến một bên lùi, thành thế của lữ cánh nam lại yếu đi mấy phần, tên lính đánh thuê kia nhân đã ấy tăng tốc lao đến, động tác trước họng súng của lữ cánh nam cơ hồ đã biến thành ảo ảnh, tốc độ nhanh đến đáng sợ bộ áo chống đạn đặc biệt này khiến cho tên lính đánh thuê có thể trực tiếp đón hầu hết những viên đạn lữ cánh nam bắn ra cô luôn nhằm vào những vị trí yếu nhất trên bộ đồ đó nhưng động tác của đối phương thực sự quá nhanh lữ cánh nam bị ép lùi liên tiếp mười mấy bước mỗi bước là một phát súng đạn cũng sắp hết đến nơi rồi thấy thân hình rõ ràng là lùn thấp hơn mình đột nhiên ập tới như thái sơn áp đỉnh lữ cánh nam hiểu rằng súng ống đã mất hết tác dụng đồng thời cô không còn đường lui nữa khi bị ép chặt quá thời sẽ nảy bật lại thời không tựa hồ xứng lại trong khoảnh khắc, như cây cung đã kéo căng hết cỡ, sóng thần dâng lên lúc nước chiều vừa rút, cô đột nhiên tăng tốc, mang theo khí thế dấu thiên binh vạn mã, ta cũng tiến lên năm bổ thẳng về phía đối phương như một ánh sao băng. Cặp mắt tên lính đánh thuê sáng bừng lên, dường như cũng bị khí thế này thu hút, y không tiến mà lùi, mũi chân điểm xuống đất một cái, thân hình hơi ngửa ra, tựa như chưa từng lao tới, mà từ nãy đến giờ vẫn đang lùi nhanh về phía sau khí thế hừng hực này sinh trong nghịch cảnh của lữ cánh nam lập tức bị hắng ánh sáng biến ảo lóe lên đôi dao găm rạch toang không gian vẽ lên giữa rừng sâu một tấm màn bạc óng ánh mấy chục nhát dao chém ra mà tựa như mới chỉ vạch nên một đường tên lính đánh thuê cũng hết sức trầm tính lùi một mạch mười mấy bước liền trả lại đúng đoạn đường y vừa ép lữ cánh nam phải lùi lại đến khi lữ cánh nam dứt hơi lực cũ đã cạn lực mới chưa kịp sinh ra y mới thình lình ra tay cẳng chân dừng sững lại thân thể biến đổi Tựa như y chưa từng lùi bước, từ đầu chí cuối vẫn hừng hực khí thế xông thẳng lên phía trước. Đối mặt với kiểu biến hóa tư thế và khí thế bất thình lình này của đối phương, lữ cánh nam bắt đầu cảm thấy khó nhọc. Cô tỉnh táo nhận ra đối thủ tuyệt đối không cùng một đẳng cấp với mình, năng lực của tên này quá cao so với Mekin, có lẽ phải ngang ngửa pháp sư Á La. Không, e rằng pháp sư Á là đấu với người này, sợ rằng cũng thua trong gan tắc, Rốt cuộc kẻ này là ai vậy? Trong đội ngũ lính đánh thuê của Mekin sao có thể tồn tại một tên nguy hiểm thế này chứ? Chỉ mấy chiêu ngắn ngủi, Lữ Cánh Nam đã phát giác ra chênh lệch giữa mình và đối thủ thực sự quá lớn, cô dồn khí, bật ra như độc xà rời hang, đối phương liền khung tay lại thành mỏ chim, khẽ mổ một cái, điểm chúng ngay chỗ bảy tất sáu trên thân rắn, cô vung dao múa lên, khí thế mạnh mẽ tự ưng vàng sải cánh, đối phương liền như rồng vàng uốn lượn, hai tay giao nhau thành một cái kéo khổng lồ cắt đứt cánh ưng, cô phân quang hợp kích, tựa hổ nhảy qua khe, báo xuyên qua rừng đối phương liền nắm đuôi đè đầu. Nhẹ nhàng hóa cái phức tạp thành giản đơn như không. Mỗi chiêu của cô còn chưa kịp phát ra, đối phương đã biết cô sẽ xuất chiêu gì. Cô vừa xuất chiêu, đã bị đối phương áp chế cho không cửa quậy gì được. Đối thủ thế này, không thể đánh được. Trong khoảng khắc ngắn ngủi như ánh chấp lóe lên giữa bầu trời, lữ cánh nam đã tính toán đường rút lui, đồng thời phải mạnh mẽ áp chế để ý nghĩ này không biểu lộ ra ngoài thân thể. Chỉ cần động tác của cô hơi lơi lỏng đôi chút thôi, đối phương sẽ lập tức phát hiện ra ý đồ. Cứ chạy khỏi đây đã, nếu tìm được những người khác, nhất định phải báo với họ, trong đội ngũ kẻ địch còn ẩn giấu một cao thủ lợi hại hơn cả Mekin gấp bội. Lữ Cánh Nam đang nghĩ thế, đột nhiên nghe rầm một tiếng, rồi lại liên tiếp mấy tiếng nổ nữa, xem ra đã đến thời điểm thi thể đám lính đánh thuê kia tự phát nổ rồi. Hai người đang chiến đấu hoàn toàn không để ý đến âm thanh ấy, vẫn tung chiêu, hóa giải chiêu thức của đối phương một người tay cầm hai con dao găm, còn người kia tay không. Lữ cánh nam gắng gượng ứng phó, đối phương cũng không gia tăng áp lực, chỉ nhích dần từng bước, dồn ép cô đến vị trí y tính toán. Nắm đấm của tên lính đánh thuê nhanh hơn cả lữ cánh nam, trong trạng thái hành động với tốc độ cực cao này, y vẫn hết sức ung dung biến thế, chém, chặn, quấn, đỡ, vòng, đẩy. Vận dụng yếu quyết chữ đạn đánh bật ra trong võ thuật đến mức cự độ hầu hết mọi đòn tấn công của lữ cánh nam đều bị y hất văng ra hoặc đánh bật ngược trở lại còn lữ cánh nam thì vừa phải lo tấn công vừa lo phòng thủ đồng thời nghĩ cách làm sao có thể bất ngờ rời khỏi cuộc chiến này đột nhiên một mảnh đá vỡ to bằng viên gạch bị lực xung kích của vụ nổ hất văng tới nhằm thẳng về hướng lữ cánh nam vì chiếc mũ bảo hộ đã che mất một phần tầm nhìn của cô nên khi phát hiện ra thì mảnh đá vụn ấy đã đến sát bên rồi tình huống cấp bách lữ cánh nam định nả mình né tránh nhưng tên lính đánh thuê kia dường như đã dự liệu hết mọi chuyện, ý nghĩ né tránh mảnh đá vừa lóe lên trong đầu lữ cánh nam, hai tay đối phương đã đột một vươn dài ra, tựa như hai con rắn quấn lấy tay lữ cánh nam, thuận theo cổ tay cô vốt lên phía trước. Khi mũ bảo hộ của lữ cánh nam bị mảnh đá vụn đập trúng, cánh tay tên lính đánh thuê cũng đồng thời phát lực, đoạt lấy hai con dao găm trên tay lữ cánh nam. Dù lữ cánh nam không bị thương, nhưng mũ bảo hộ bị đập trúng, khả năng quan sát hẳn đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Tên lính đánh thuê kia lại nhân cơ hội ấy, run thấp người, xoay vào góc chết thị tuyến của nữ cánh nam, tóm lấy cánh tay, đè lên hông, quật vào đùi, mấy động tác liên tiếp hết sức dứt khoát, không để cho cô bất cứ cơ hội phản kích nào. Nữ cánh nam biết, thi thể bọn lính đánh thuê sẽ nổ tung sau khi chết 5 phút. Cô đã nghĩ đến việc lợi dụng vụ nổ mà mình nắm chắc ấy để đột nhiên gia tăng áp lực cho kẻ địch, chỉ là không ngờ, đối thủ cũng nắm rõ vụ nổ trong lòng bàn tay. Điều khiến cô bất ngờ hơn là, đối thủ lại có thể tính toán được lực xung kích do vụ nổ gây ra có thể làm bắn vật thể gì đến vị trí nào. Điểm này thì dấu cô cũng nhìn rõ vị trí của những cái xác lẫn hoàn cảnh xung quanh, cũng chưa chắc đã tính toán chính xác và rõ ràng được như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Thật quá đáng sợ. Lữ cánh nam định sử dụng thuật đấu vật cận chiến, có điều cánh tay tên lính đánh thuê kia lại như một con mãng xà khổng lồ, càng siết càng chặt, rốt cuộc khiến cô không sao nhúc nhích nổi. Bốp bốp, chiếc mũ bảo hộ rơi xuống đất, mái tóc dài như thác và gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ tức thì đã lộ ra ngoài. Bấy giờ tên lính đánh thuê kia mới bật ra tiếng cười của kẻ thắng, tựa như đang cố gắng áp chế âm thanh của mình, tiếng cười khàn khàn, thấp trầm, nghe như của loài dã thú trồn âm ti địa ngục. Người rốt cuộc là ai? Mekin mời người đến chợ giúp hắn." Lữ Cánh Nam vùng vẫy hỏi bằng tiếng Anh. "Mekin," ngữ khi tên lính đánh thuê đó toát lên vẻ khinh miệt, hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt mà thôi. Hắn cúi người xuống, mũ bảo hộ chạm vào bên tai Lữ Cánh Nam, khẽ thì thào, giống như cô vậy, ha ha, ha ha, ha 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 ha. Lữ Cánh Nam cực kỳ chấn động, ngoảnh đầu lại, cách một lớp thủy tinh màu trà, dường như có thể nhìn rõ vẻ diễu cợt trong mắt tên lính đánh thuê. Song điều khiến cô kinh hãi nhất là, người đó nói tiếng phổ thông chính hiệu, người nước ngoài không thể nào phát âm chuẩn xác như vậy được, người này là người Trung Quốc. Cô hơi nhếch mép lên, nhất thời không biết nên hỏi đối phương câu gì. Tên lính đánh thuê chừng như đã nhìn thấu tâm tư của Lữ Cánh Nam, liền nói thẳng, không cần phải nghĩ cách thăm dò ta làm gì, nói cho cô biết, ta biết nhiều hơn những gì cô tưởng tượng nhiều lắm. Trước vách đá ở chân núi tuyết là một quảng trường khổng lồ do con người xây dựng. Trên quảng trường giải rác rất nhiều tảng đá lớn, xem chừng sẽ là những bức tượng hoặc những cột trụ kỷ niệm, nhưng rốt cục vẫn chưa thể hoàn thành, còn nguyên vóc dáng nguyên thủy của những khối đá đỏ, trông gai góc cổ phác, tựa như những vệ sĩ trung thành bảo vệ nơi đây. Quảng trường rốt cuộc rộng chừng nào, sợ rằng không ai có thể thoáng nhìn qua mà rõ được, chỉ có thể đoán định bằng cảm giác. Những khối đá lớn cao bằng tòa nhà 6-7 tầng, đặt trên quảng trường này trông như những quân cờ nhỏ lẻ loi. Nhưng nếu so với những cái hố nhân tạo bên ngoài, thì quảng trường lại trở nên quá đỗi nhỏ bé. Còn nếu so cái hồ với biển sinh mệnh ở tầng bình đài thứ hai thì không nhỏ hơn là mấy. Sở dĩ nói là hồ nhân tạo là bởi vẻ ngoài của nó có dấu vết bàn tay con người quá rõ rệt, Hồ nước trông như một con mắt, hoặc có thể nói là rất giống hồ sinh mệnh gần thôn công bố ở Mạc Thoát. Hai phía bờ hồ hoàn toàn đối xứng, mép hồ phẳng như dao cắt, trơn bóng như ngọc. Quảng trường nằm ở mí trên của con mắt, kích thước tính ra không bằng đồng tử của con mắt này, cùng lắm chỉ là một cái vải nhỏ trên mắt, hoặc cái lỗ chân lông của một sợi lông mi nào đấy mà thôi. Nếu cúi người nhìn xuống mép nước, có thể trông thấy lòng hồ trong vắt lại có một công trình kiến trúc nhân tạo khổng lồ, hành lang, cầu điêu khắc tỉ mỉ những khung cửa sổ đẽo gọt cầu kỳ, lầu cao gác thấp. Mọi thứ hiện ra rõ mồn một trước mắt, toát ra một khí thế thần bí mà hào hùng. Vô số cá bơi lượn giữa những hành lang, cột trụ. Nước trong hồ không hề tù động, tuyết tan trên đỉnh núi từ nghìn năm nay đều tuôn về đây, rồi chia thành dòng ở tuyến lệ của con mắt khổng lồ này, hóa thành dòng chảy cuồn cuộn đổ đi khắp tầng bình đài thứ ba. Ở một góc của quảng trường, vách núi nghiêng về phía trong, thoạt trông rất giống các sườn dốc tự nhiên, nhưng thực ra cũng là nhân tạo, ở chỗ giao cắt giữa sườn dốc này và các sườn dốc tự nhiên khác có một khe hẹp thoạt nhìn tưởng là hình thành tự nhiên nhưng vòng qua đó không gian bỗng nhiên mở rộng hóa ra lại là một thạch thất khoét sâu vào lòng núi ở sát vách núi sừng sững một cánh cửa đá khổng lồ chính giữa cánh cửa có một con nhện núi tuyết khổng lồ trên lưng cõng vô số thiên thần và ác ma phẫn nộ mỗi bên chiếm một cánh cửa phảng phất như hàng trăm nghìn năm qua vẫn không ngừng chinh phạt lẫn nhau tám chân nhện vươn ra đến mép cánh cửa cắm vào vách núi mỗi cẳng chân nhện lại mọc vô số lông tơ nhỏ, phủ khắp cánh của đá, tựa như một màng lưới. Thân thể con nhện bị ghim vào một hình tam giác khổng lồ, trong hình tam giác ấy lại có một vòng tròn. Con nhện nằm trên đường thẳng đi qua tâm vòng tròn giống như một con mắt nhướng lên. Ai mà biết được bức phù điêu này có ý nghĩa gì? Bên mé trái dưới cánh cửa, có một bồn nước nhỏ trông như chỗ rửa tay, nhưng bên trong không có giọt nước nào. Trên bức tường bên phải cánh của có khắc ba hàng chữ lớn, Vị Pháp sư ra mệt mỏi không sao giấu nổi vẻ hưng phấn trong ánh mắt đang dịch từng câu một. Một người huyết thống tuần trùng, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không sợ hãi, thân thủ tuyệt thế. Trước cánh cửa đá là một hành lang rộng chừng mấy mét, bên ngoài hành lang sừng sững những cột đá khổng lồ, mỗi cột trụ phải 5 người ôm mới xuể. Liền kề cây cột là 5-6 bậc thang thoai thoải dốc xuống. Đường mẫn sớm đã không nhấc nổi chân lên nữa rồi, cô ngồi trên bậc thang, dựa lưng vào cột trụ, lắng nghe Pháp sư Á la phiên dịch không nhịn nổi lên tiếng hỏi, thế nghĩa là gì ạ? À? Pháp sư Á La đáp, xét theo nghĩa từng chữ thì người đến đây cần phải có huyết thống thuần chủng trí tuệ tuyệt đỉnh và trái tim không sợ hãi tất thảy mọi thứ trên đời, vậy mới có thể mở cánh cửa này ra được. Ừm, trong tiếng tạng cổ, tràn đầy dũng khí và tự tin không gì sánh nổi, thông thường cũng đồng nghĩa với sở hữu sức mạnh lớn lao nhất và kỹ xảo cao minh nhất. Câu cuối cùng đó có thể lý giải là, một người võ nghệ chắc tuyệt, tài cao gan lớn mẫn mẫn nghiêng nghiêng đầy nhìn ba hàng chữ to như cái xe tải, lại không gìm được hỏi tiếp. vậy chúng ta không thể mở cánh cửa này ạ? À? cô nghĩ ngợi dây lát, rồi đề nghị, hay dùng thuốc nổ phá ra. pháp sư á la lắc đầu nói, vỡ nãy ta có thử vỗ mấy trưởng vào các khe cửa rồi, cánh cửa này không giống như những cánh cửa bình thường, bề dày còn hơn cả bề rộng. chúng ta chỉ còn một ít thuốc nổ, không thể nào cho nổ bật cánh cửa ra đâu, ngược lại còn phá hoại cơ quan mở cửa không chừng hai cánh cửa này đích thực rất khác những cửa đá khác, nó cao chứng hai chục mét, nhưng bề rộng thì lớn hơn rất nhiều, hai cánh cửa vươn dài sang hai bên, mỗi bên chừng bốn năm chục mét, mẫn mẫn kinh ngạc thầm nhủ nếu đúng như Pháp Sư Á La nói, bề dày của nó còn lớn hơn cả bề rộng, vậy thì làm sao mở ra được đây? Rõ ràng, đẩy vào trong hoặc đẩy ra ngoài đều không thể được rồi. Lúc này, cô mới nhớ đến những sợi lông tơ trên chân con nhện, kết cấu rất giống ở cánh cửa lớn điều khiển cả huyết trì mà họ đã từng trông thấy, bất giác khẽ thốt lên, a, à, cánh cửa này. Pháp sư Á La vỗ vỗ lên cánh cửa, gật đầu nói, đúng vậy, cánh cửa này mở sang hai bên, cuối cùng cũng rụt vào trong lòng núi, điều khiển bằng một loại cơ quan tương tự như huyết trì, vì thế mới cần đến một người có huyết thống tuần chủng. Mẫn Mẫn bây giờ mới hiểu, những dòng chữ kia đang khẳng định một sự thật hiển nhiên là máu của họ không thể mở cánh cửa này ra. Cô lại hỏi tiếp, vậy cái giếng kia để làm gì ạ? À? Cái giếng mà Mẫn Mẫn nói đến chính là một cái hố tròn ở mé phải phía dưới cánh cửa, đối xứng với cái bồn nước trông như chậu rửa tay ở mé trái. Kỳ thư C, không thể coi đó là giếng nước được, vì không có thành giếng, chỉ là một cái hố hết sức tròn trịa, bên dưới tối đen như mực nằm trên mặt sàn mà thôi. Vừa mới tới đây, Pháp Sư Á là đã thử ném đá dò đường, kết quả là từ đường hầm bên dưới vẳng lên những tiếng cách cách, viên đá lăn một lúc lâu mới dừng lại. Đây là giếng tế của cánh cửa này, Pháp Sư Á la đáp. Diếng tế. Đúng vậy, thời cổ đại, rất nhiều nơi đều làm tương tự như vậy. Sau khi một công trình kiến trúc hùng vĩ hoàn thành, hoặc trước khi khởi công xây dựng người ta đào một cái giếng tế, hiến người sống hoặc xúc vật để đảm bảo công trình sẽ yên ổn vững bền hoặc khởi công được bình an, về sau mới phát triển thành nghi thức đặt móng, thay vì chôn người và xúc vật thì chôn tảng đá nền. Nom dạng thức của giếng tế này thì hẳn là thiết kế sau khi công trình hoàn thành, để đảm bảo tòa kiến trúc này nghìn vạn năm không sụp đổ, phù hộ cho con cháu đời sau mãi mãi được hưởng thụ vinh dự và an khang. Vậy à, Mẫn Mẫn nhớ đến địa cung Maya ở Nam Mỹ, bèn buồn miệng hỏi, vậy chúng ta có thể vào trong qua đường giếng tế này không? Pháp Sư Á là đương nhiên đoán được suy nghĩ của cô, mà ông cũng hiểu rõ những thành bang Maya mang rất nhiều nét đặc sắc của kiến trúc tộc tạng, nhiều chỗ còn mô phỏng thiết kế kiểu mật giáo ở đất tạng của bộ tộc Qua Ba. Pháp Sư Á là lắc đầu nói, giếng này khác giếng tế ở địa cung Erhis, mỗi giếng tế đều có đặc điểm riêng, cần phải xem nó dùng để làm gì đã. Có giếng tế thông thẳng xuống hố sâu, người và súc vật bị vứt xuống đó, bốn phía xung quanh bịt kín, có giếng lại nuôi dưỡng những động vật hung dữ, thức ăn là người và súc vật, nên bên dưới sẽ có chỗ thông khí, còn giếng tế ở địa cung may A ngoại trừ để ném người và súc vật xuống hiến tế, còn có một công năng khác là để thoát nước cho tầng trên, vì vậy lấp ngăn cách giữa phần dưới giếng và tầng trên mỏng như thế, chứ thông thường lòng giếng tế đều là một gian phòng biệt lập bị bít kín, hoàn toàn ngăn cách với xung quanh cứ trong viên đá lúc nãy ta mới ném xuống mà xét với độ cao ấy chúng ta xuống dưới rồi tuyệt đối không thể lên được có tìm được lối ra hay không hoàn toàn dựa vào vận may vậy đấy cô có muốn đánh cược một phen không mẫn mẫn dầu môi lên không nói nữa pháp sư á la nói đùa kiểu gì vậy chứ mình vẫn còn chưa gặp được cường ba cơ mà cô không muốn một mình rơi xuống gian phòng đá kín mít lần nữa tuy rằng lần này có pháp sư á la nhưng vị pháp sư này mà ngồi thiền tĩnh tọa mật tu thì khác gì cái xác đâu. Đi với cô một thời gian dài, cộng với tất cả những lời pháp sư Á là nói lại, sợ rằng cũng không được nhiều bằng một ngày hôm nay. Một lúc sau, cô nàng không chịu được cảnh ngồi chờ mãi, lại bắt đầu nôn nao khó chịu. Cô cất tiếng hỏi, "Pháp sư, vậy bây giờ chúng ta làm gì được ạ?" À? Đợi pháp sư Á là đáp chắc nịch, không một mảy may do dự. Ánh mắt của ông trở nên kiên nghị, xuyên thấu qua khe hẹp giữa hai vách núi cơ hồ đã nhìn thấy cả bờ hồ bên kia. Chỉ nghe ông lẩm bẩm, ta đã bắt được tín hiệu cơn gió từ phương xa mang đến. Cả khu rừng náo động rồi, lũ sói đang gầm lên giận dữ, một cuộc đại tàn sát quy mô lớn đang diễn ra. Bọn Merkin đã đến rồi thì chắc chắn Cường Ba thiếu ra cách chúng ta không còn xa nữa đâu. Cường Ba, mẫn mẫn đột nhiên thấy bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan hết, cô đứng bật dậy, cơ hồ cũng muốn nhìn thấy mặt hồ sang tận bờ hồ bên kia, nhìn thấy tình hình đang diễn ra trong rừng sâu như Pháp Sư Á La. Cường Ba nhất định sẽ tới. Cô tràn đầy lòng tin với Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba của cô là thánh sứ, hẳn phải có huyết thống thuần chủng rồi. Đúng vậy, nhất định sẽ tới. Pháp sư Á La liếc nhìn vệt máu xanh nhàn nhạt, nhạt sau tai Đường Mẫn, trong lòng thầm do dự, đã lan đến tận đây rồi cơ à, cô bé này rốt cuộc còn kiên trì được bao lâu nữa đây. Đường Mẫn sực nhớ ra điều gì đó, lại thấp thỏm hỏi, "Pháp sư, ngài nói xem, đường chúng ta đi phức tạp ngoằn ngoèo như thế, Cường Ba họ liệu có" sao lại có nhiều sói như vậy chứ? Chúng ta dọc đường đâu có gặp con sói nào đâu. Pháp sư Á La khẽ mỉm cười, chỉ có ông trời mới hiểu rõ, mình đã phải cẩn thận chữ nào mới có thể tránh khỏi tất cả các động vật lớn, đưa cô bé này đến đây an toàn. Có điều, lũ sói kia quả thực không được ổn cho lắm. Chỉ dựa vào mấy người bọn mất kim, làm sao có thể khiến cả khu rừng này sinh biến động lớn như vậy chứ? Thủ hạ của y chẳng phải đã bị tiêu diệt sạch rồi hay sao? tên mắc kin đó rột cuộc còn giấu bao nhiêu người nữa chẳng lẽ là tên thao thú sư kia vừa nghĩ đến thao thú sư pháp sư á la không khỏi dùng mình kinh hãi một chức nghiệp thật đáng sợ không biết cậu lính trinh sát nhạc dương kia có thành công được hay không pháp sư á la xoay người lại vuốt ve nhẹ lên bức phù điêu trên cánh cổng khổng lồ lẩm bẩm bạc ba la thần miếu tầng cuối cùng của địa ngục bao giờ mới mở cánh cửa này ra cho chúng ta đây gặp lại sauce Trác Mộc Cường Ba và tiểu đội sói chiến của gã lại tiêu diệt thêm mấy tên lính đánh thuê tàn dư. Phối hợp thêm với các loại bẫy dập, đàn sói và Trác Mộc Cường Ba chẳng tốn mấy công sức, thậm chí Trác Mộc Cường Ba còn chưa dùng đến vũ khí. Lúc này, bọn gã gặp một con sói trinh sát của tiểu đội khác. Sau khi kiểm tra thân phận, con sói ấy dẫn bọn Trác Mộc Cường Ba đến bên dưới một gốc cây lớn, có 7-8 con sói xung quanh, xung quanh cũng có trạm canh ngầm giám sát, dường như đang bao vây con mồi. Tuy nói rằng sói có thể leo cây, nhưng chỉ là mượn lực của cú nhảy, đeo bám leo lên những cây tương đối thấp, có nhiều cành chĩa ra mà thôi. Còn đối với các loại cây cổ thụ, từ dưới đất leo cao mấy chục mét chỉ có mỗi thân cây trơn nhẵn thế này, đàn sói xem ra cũng không có cách nào leo lên được. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trà cây cao tít, có một con vật thuộc loại linh trưởng, toàn thân màu hồng phấn đang ngồi trồm hốm, chừng như muốn nhảy sang một cành cây khác song khoảng cách lại quá xa, còn leo xuống dưới thì có cả một bầy sói đang nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi. Trông thấy sinh vật ấy, chắc một cường ba không nén được ý nghĩ bùng lên trong đầu, đây là quái vật gì vậy? Kẻ ngồi trồm hỗn trên cành cây ấy chẳng phải ai khác mà chính là thao thú sư Sauce. Màu hồng phấn chắc một cường ba trông thấy là những vết sẹo lồi lõm khắp thân thể y. Lúc này, Sauce đang ngó xuống phía dưới, chỉ thấy đàn sói đang bao vây mình tách ra một hai con chạy đi, không lâu sau dẫn về một gã đi bằng hai chân, thoạt trông như người vượt, không biết là quấn da thú hay trên người hắn mọc đầy lông lá, dâu tóc bù xù che kín cả mặt, da bám đầy cỏ lác, bàn tay dường như cũng to lớn dị thường. Điều khiến y kinh hãi nhất là, một kẻ bộ dạng nguyên thủy như ấy, nhưng trên tay lại cầm súng, trông càng quái dị bội phần. Sauce không khỏi thầm nhủ, đây là quái vật gì vậy? Hai con quái vật quan sát nhau chừng mười mấy phút đồng hồ, vẫn không nhận ra nhau. Cuối cùng, Sauce cho rằng có thể cầm súng theo tư thế ấy, đối phương quá nửa là cũng có trí tuệ nhất định rồi, bèn thử xem có dùng thủ ngữ trao đổi hay không. Y ngồi trên cành cây, đưa tay vạch ra mấy động tác Trác mộc cường ba xem chẳng hiểu gì, Sos lại sợ sinh vật có trí tuệ bên dưới không rõ ý, bèn kêu lên mấy tiếng khọt khẹt, khọt khẹt. Trác mộc cường ba ở bên dưới thấy thế, thầm nhủ, hả? Con khỉ trên cây kia khua chân múa tay gì vậy? Diễu cờ ta không lên được chắc. Trác mộc cường ba liền đeo súng trước ngực, dồn tụ đủ hơi, hít sâu vào rồi à, hú giống lên một hồi dài như sói chu, khiến lũ sói xung quanh cũng lần lượt phụ hỏa hòng tăng thêm phần uy hiếp với kẻ địch trên cao. Sauce bực bội hết sức, rõ ràng y trông thấy tên người vượn kia và đàn sói có giao lưu hình thể với nhau, mấy động tác và âm thanh vừa rồi của mình, sao đối phương lại không hiểu được chứ? Nào ngờ lại thành ra khiêu khích khiến tên kia và lũ sói dâng trào chiến ý. Y không kìm được buột miệng chửi, con bà nó, chắc một cường ba giật bắn mình, nhảy lùi lại một bước, hóa ra con khỉ kia biết nói tiếng người, lại còn nói cả tiếng Anh. Lũ sói cũng lùi lại theo gã, tỏa ra theo hình tròn, sau đó chắc một cường ba lớn tiếng hỏi, ngươi là cái gì vậy? Sos cũng hoảng hồn, suýt nữa rơi thẳng từ trên cành cây xuống, người vượn không ngờ lại lên tiếng nói tiếng người. Thật là quái dị hết sức, y chỉ tay về phía tên vượn người, lắp bắp hai tiếng ngươi. Ngươi, rồi không nên lời nữa. Chắc một cường ba đã hết kiên nhẫn bèn lớn tiếng quát xuống đây cho ta, bằng không ta sẽ nổ súng đấy. Đối phương đã nói ra những lời như thế, hiển nhiên khẩu súng kia không phải coi như khúc gỗ cầm trên tay rồi, Sox tự thấy phen này khó thoát, đành ngoan ngoãn bám vào thân cây trượt xuống. Trác Mộc Cường ba cũng ở dưới kiềm chế đàn sói. Lúc này, ở khoảng cách gần, Sox mới phát hiện, tên người vượn trước mặt mình, ngoại trừ đầu tóc râu ria rậm rạp ra, còn lông lá và cỏ lác khắp người đều là ngụy trang. Những kẻ này tuyệt đối không thể là thuộc hạ của Mức in được, lũ người ấy không thể tiếp cận với sói như thế này nhìn thể hình và chiều cao của đối phương sauce kinh hãi thốt lên ngươi là trác mộc cường ba tuy chưa lập tức nhận ra kẻ toàn thân lõa lồ khắp người đầy sẹo này là ai nhưng vừa nghe giọng nói ấy trác mộc cường ba lập tức nhớ đến tên thao thú sư lạnh lùng quái dị bất giác buột miệng thốt lên ngươi là sauce sực nhớ đến đối phương là một thao thú sư trác mộc cường ba liền ra lệnh cho lũ sói xung quanh lùi ra xa thêm một chút sauce nở một nụ cười bất lực giờ tôi chẳng còn gì cả không thể uy hiếp lũ sói của anh đâu Ông đúng là Sos, Can, từ khi chứng thực được cái tên này thông qua nhạc dương, chắc Mộc Cường Ba vẫn luôn thắc mắc, tại sao lại là Sos, tại sao y lại là đồng đảng của Mức Kinh được, đó là người mà cả thầy giáo cũng kính phục cơ mà. Sos không tỏ vẻ gì, cơ hồ cảm thấy chẳng có lý do gì mà phải mạo xưng cái tên ấy cả. Trong khi ấy, chắc Mộc Cường Ba lại tự vấn lòng mình, kẻ này là tử địch của ta ư. Ta phải căm thù hắn ư, nhưng kẻ xuất hiện trước mắt gã đây chỉ là một ông già toàn thân đầy thương tích, gầy guộc như con vượn. Gã nhận ra mình không thể cam thù đối phương được, thao vào đó chỉ thấy thương hại. Không phải ông đi cùng mất kiên sao? Sao lại ra nông nỗi này? Bản thân chắc Mộc Cường ba cũng lấy làm kinh ngạc trước những gì mình vừa thốt ra khỏi miệng. Ánh mắt so cuối cùng cũng thoáng lộ vẻ nhục nhã và bất lực, y thở dài đáp, giống như anh thôi, tôi. Cũng bị chúng xua đuổi. Ký ức chắc Mộc Cường ba trong nháy mắt đã quay ngược lại cảnh tượng nhục nhã khi bị đuổi đi trên vùng đất lạnh lẽo, toàn thân trần chuồng như nhộng ký ức ấy cả đời gã không thể nào quên được. đưa mắt nhìn ông lão già nua trần chuồng trước mặt, cảm xúc đồng bệnh tương lân bỗng nhiên dâng lên. Murkin làm hả? Saus cúi đầu. Tại sao ông giúp hắn? Tôi là một học giả, một kẻ có hứng thú vô biên với mọi điều huyền diệu của thế giới động vật. Murkin nói, nơi này chính là vùng đất khởi nguyên của Thao thú sư. Nơi này có các loại động thực vật mà không đâu trên thế gian này có. Nơi này có cổ độc. Tóm lại, hắn đã thuyết phục được tôi vậy ông làm sao lại bị bọn chúng đuổi đi? Nói ra, thì chuyện này cũng nhờ tên lính trinh sát ưu tú của các người ban cho đấy, phải rồi, sao nhạc dương lại không đi chung với anh? Thằng nhãi ấy chưa tìm được anh à? Cậu ấy, đã. Chắc một cường ba không ngờ, lại có một ngày mình có thể cùng kẻ khiến bọn gã e ngại nhất trong đội ngũ của Mức Kin, một thao thú sư thần bí, ngồi xuống bình tâm trò chuyện như thế này. Bọn họ trò chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện, sót giờ tự xem mình như một tên tù binh, kể lại mọi chuyện y biết cho Trác Mộc Cường ba nghe bắt đầu từ cuộc điện thoại của Mức Kim Trác Mộc Cường ba nhờ vậy mà tháo gỡ được rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng đồng thời lại có thêm rất nhiều nghi vấn mới nảy sinh khiến gã không thể không thể không trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng Trác Mộc Cường ba đưa ra đề nghị giúp tôi đối phó với Mức Kim sau lắc đầu anh có yên tâm với tôi không tôi không giúp anh cũng sẽ không giúp Mức tôi chỉ muốn trở về trước giờ tôi không hề hứng thú với báu vật gì hết, cũng không hứng thú với trò chơi gián điệp và phản gián của các người, mệt mỏi lắm, tôi chỉ muốn về nhà, tiếp tục hoàn thành nghiên cứu thôi. Ông định đi thế nào? Chắc Mộc Cường ba trao mày hỏi, người của mất và đàn sói giải rác khắp khu rừng này, tôi không thể đưa ông ra được. Cho tôi một con dao, Sos ngẩng phát đầu lên, nói với giọng hết sức kiên định, tôi chỉ cần một con dao, hoặc công cụ dùng được là có thể sống sót rời khỏi nơi này, không cần phải đưa tiến. Đối với tôi, rừng sâu giống như là nhà vậy, đương nhiên. Sos nở một nụ cười tự diếu, tôi không thể dùng tay tạo ra công cụ được. Trác Mộc Cường ba thoáng trần trừ, nhưng vẫn đưa cho Sos một con dao đi rừng rồi hỏi, đoạn đường phía trước, chưa ai đi qua cả, ông có lòng tin băng qua được thủ phủ của vương quốc loài sói không? Không, tôi đã nghe anh nói về những sinh vật viễn cổ ở tầng bình đài thứ nhất, tôi muốn xuống dưới đó. Sos thản nhiên trả lời. Ông muốn băng qua biển, một mình ông, Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên. Cho dù không thể trở về, thì cũng có thể tận mắt chứng kiến những sinh vật chưa từng được thấy, chưa từng được nghe nói đến bao giờ ấy, tôi có chết cũng không còn gì nuối tiếc. Sos dường như không định trở về nữa, được nhìn thấy nhiều điều như vậy, y đã thỏa mãn lắm rồi. Mà đối với y, những từ ngữ như nhân loại hay chiến hữu mới là đáng sợ nhất. Y để lại cho Trác Mộc Cường ba một lời cảnh báo, nếu gặp phải cáo lửa lần nữa, dù hắn nói gì, anh cũng tuyệt đối không được tin, đừng để vẻ bề ngoài của hắn gạt. Cáo Lửa chỉ tin vào chính bản thân mình, ngoài ra hắn không tin bất cứ ai khác. Nhổm đứng lên nghĩ ngợi dây lát, Sauce lại nhắc nhở, đầu tóc Zerior của anh tốt nhất nên sửa sang lại một chút, bộ dạng lúc này dù là đồng bạn của anh trông thấy, sợ rằng cũng không nhận ra được đâu. Trác Mộc Cường ba cười cười, sống chung với bầy sói lâu ngày, tôi đã quen rồi, cũng không cảm thấy có gì vướng víu cạo sạch đi đối đầu với cáo lửa không thể có bất cứ sơ hở gì cuối cùng sauce nói sauce lom khom lê thân thể đầy thương tích bước đi không còn tầm áo choàng đen che kín người y đã không còn vẻ thần bí và mạnh mẽ như trước nữa trác mộc cường ba nhìn theo bóng lưng gầy guộc của y cảm thấy đó chỉ là một lão già lọm khỏm cơ hồ bất cứ con sói nào cũng có thể dễ dàng xé nát tấm thân ấy ra sauce than cảm ơn ông đã cho tôi biết nhiều như vậy xem ra ông cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi. Lũ sói dường như hơi bực tức với hành động thả sauce của Trác Mộc Cường Ba. Mấy con sói thuộc tiểu đội khác phát ra những tiếng gầm gừ bất mãn. Còn mấy con sói chiến thuộc đội của Trác Mộc Cường Ba vẫn giữ im lặng. Dẫu sao gã cũng là đội trưởng của chúng. Trong chiến đấu, thuộc hạ phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Đây là luật lệ thép của vương quốc sói. Trác Mộc Cường Ba đành tìm đội trưởng của tiểu đội kia. Một con chó ngao vàng chán rộng miệng to dùng phương thức chuyên biệt nói cho nó biết nhược điểm của kẻ địch, cũng như sự đáng sợ của vũ khí trên người chúng. Con ngao vàng dẫn đám sói chiến thuộc hạ luyện tập mấy lần với Trác Mộc Cường Ba, rồi hài lòng gật gật đầu. Thả đi một kẻ địch, đổi lại thông tin về ưu khuyết điểm của tất cả bọn địch thì có thể chấp nhận được. Và lại, đối với chúng, một kẻ địch toàn thân trần chuồng thì đã không còn sự uy hiếp nữa rồi. Sau đó hai tiểu đội cùng hành động, tiếp tục tìm kiếm tàn quân địch trong rừng thì thoảng lại có những đàn sói khác đi qua chỗ bọn họ trao đổi thông tin. Với vốn tiếng sói giờ sống giờ chín của mình, chắc Mộc Cường Ba cũng nghe ra được kẻ địch trong rừng càng lúc càng ít, nhưng có một cánh quân địch rất đông đang chạy về hướng Tây Bắc, bộ chỉ huy chiến đấu ra lệnh, tất cả các tiểu đội sói sau khi tiêu diệt kẻ địch trong lãnh địa được phân công của mình, đều lập tức truy kích theo hướng Tây Bắc. Bọn Mekin phải trốn chạy khá vất vả, kể từ sau trận phục kích, đàn sói vẫn không ngừng truy sát bọn y. Y đã tốn không biết bao nhiêu tâm lực mới gom lại được gần nửa số nhân thủ ban đầu. Đến tối, đàn sói lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn. Bọn lính đánh thuê căn bản không dám ngủ. Trong rừng rậm, đâu đâu cũng thấy chập chờn những đôi mắt màu bích lục. Lũ sói này thực tình rào hoạt đến phát sợ. Chúng luôn luôn lượn lờ bên ngoài phạm vi xá kích của đám lính đánh thuê, lợi dụng ưu thế về số lượng, gây áp lực vô cùng lớn cho kẻ địch. Chẳng những vậy, nơi này còn là rừng rậm nguyên sinh, lũ sói ấy có thể ẩn mình ở bất cứ nơi nào. Rốt cuộc Mekin cũng hiểu được tình cảnh nguy hiểm mà đội biệt động nhện xanh của Ba Tăng phải đối mặt, tại sao cả đội quân tinh nhuệ chỉ còn lại hai người sống sót rời khỏi nơi này. Những gì anh ta nói tuyệt đối không phải là bịa đặt để dọa dẫm người khác. Lũ sói ở đây thực sự quá đông đảo, chẳng những thế, vùng đất này giống như bị chúng thần nguyền rủa vậy, đến cỏ cây hóa lá cũng biết ăn thịt người, lại có vô số loại quái thú hoang dã mà bọn y không biết tên cũng bị mùi máu tanh của đám lính đánh thuê thu hút, xông đến tham gia vào bữa yến tiệc thịnh soạn. Lũ sói chỉ cần ở đằng xa lặng lẽ theo bám và quan sát, thỉnh thoảng lộ mặt ra một lát là đủ dọa cho đám lính đánh thuê của Mekin vãi đái ra quần, ngày không ăn, đêm không ngủ được. Cứ tiếp tục như thế này, một hai ngày nữa tinh thần của đám lính đánh thuê sẽ hoàn toàn suy sụp, bọn chúng sẽ nảy ra những hành vi ngủ xuẩn như tàn sát lẫn nhau, hoặc thậm chí là tự sát. Tình hình thế nào, Mekin đến trước mặt Kha Phu, giờ đây y không thể không coi thường tên thủ lĩnh lính đánh thuê này hơn trước. Vốn dĩ với quan hệ từ trước, hai người hoàn toàn có thể thân thiết hơn nữa, có trách thì chỉ trách nhạc dương kia đã làm lộ bí mật của y trước thời điểm cần tiết lộ mà thôi. Kha Phu dơ một khẩu súng ngắn cỡ lớn, nheo mắt ngắm về phái đàn sói ở đằng xa, hằn học chửi, tiên sư chúng nó, lũ sói này rảo hoạt quá. Hơn nữa lại liên tục di chuyển, cứ như uống phải thuốc lắc ấy. Thuộc hạ của anh còn bao nhiêu người? Chắc còn khoảng 7 chục thằng, vẫn tổ chức lại thành 6-7 tổ được, vấn đề quan trọng là lũ sói kia, bọn chúng càng tác chiến với chúng ta nhiều, thì lại càng giảo hoạt hơn. Anh nhìn mà xem, giờ chúng còn không trực tiếp tấn công nữa, mà chúng nấp mở đằng xa, lùi những động vật khác và cả những thứ quái quỷ chẳng hiểu là gì đến tiêu hao hết đạn dược của chúng ta. Tôi dám chắc chỉ cần chúng ta bắn hết đạn, lập tức bọn sói sẽ ảo ảo bổ tới ngay. Lúc này, một tên lính trinh sát chạy về báo cáo, ông chủ, tướng quân, phía phía trước có sói, nhiều nhiều lắm. Chúng ta không thể qua được, không thể tiến về phía trước được nữa." Mekin vươn tay tóm lấy tên lính đánh thuê đó, nghiêm giọng quát, bảo với chúng nó, "Đã đến nước này rồi, không thể quay đầu được nữa, mặc xác phía trước có bao nhiêu con sói, cũng phải xông qua, cho dù phóng hỏa thiêu cháy cả khu rừng, hay cho nổ bom thì cũng phải mở cho ra cho tao một con đường." Tên lính đánh thuê vẫn chưa hết kinh hoàng, bèn hấp tấp chạy đi. Lúc này, mắc không hiểu từ đâu chui ra, ánh mắt lóe lên một tia hung tàn, Hắn hé miệng bên tai Mekin thì thầm, ông chủ, nếu lũ sói này thật sự thông minh, vậy thì tôi có một cách hay, thế này. Thế này. Khóe mắt Mekin hơi nhướng lên, cách mà mắc nói quả thực có thể thực hiện được, chỉ là dùng cách này. Đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra được, ngay cả chính bản thân y cũng không dám nghĩ như vậy nữa. Mekin nghĩ ngợi dây lát, rồi đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt, lạnh lùng cười gần, nếu mày đã cảm thấy cách này hay ho, vậy để mày thực hiện đi. Tôi, tôi. Mark cả kinh, không biết phải ứng đối thế nào mới phải. Mekin lấy trong người ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ, thoạt nhìn trông như khóa điện tử xe hơi, giao cho Mark, sau đó nói, phải, mày làm đi, tao tin mày. Mark sun cầm cập, nhận lấy cái điều khiển từ xa, nét mặt lộ vẻ khó xử. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đây là một ý kiến hay, nhưng thực sự không ngờ ông chủ lại để cho mình đi thực hiện, lần này vỗ mông ngựa thành ra vỗ phải chân ngựa rồi, đúng là lợi bất cập hại nhưng khi nắm chặt cái điều khiển từ xa, nét mặt mắc lại hiện lên một tia mừng rỡ. Thế này thì quyền khống chế sinh tử của đám lính đánh thuê toàn bộ đều nằm trong tay mình rồi, nói không chừng còn có thể. Hắc hắc, Mekin dường như đã đoán được trước được ý nghĩ của mắc, lại lấy trong túi áo ra một cái điều khiển từ xa giống hệt cái vừa đưa, vung vẩy trước mặt hắn. Mày cũng đừng có ý đồ khác, bộ điều khiển này vốn không chỉ có một cái thôi đâu. Mắc vội cười nịnh nọt làm, làm gì có, ông chủ, lòng trung thành của tôi với ông. Thật sự là. Được rồi, đi mau đi, lúc này Mekin chẳng còn tâm tư đâu mà nghe những câu buồn nôn ấy của hắn nữa. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người mắc cái mạng nhỏ của hắn vẫn còn nằm trong tay ông chủ, nếu ông chủ hắn mà bực mình ấn cái nút nhỏ đó một cái, vậy thì. Kha Phu cầm khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn đứng lên, hỏi, "Định làm gì vậy?" Mekin đáp, "Cách của thằng mắc có thể thực hiện được, nếu lũ sói kia thật sự đủ thông minh." thì chỉ cần hy sinh tính mạng của một hai tên lính đánh thuê có thể sẽ đổi được mạng của toàn bộ những người còn lại. Kha Phu lập tức biến sắc, "Gì hả, anh?" Mekin cười lạnh nói, "Đây là cách duy nhất, cứ tiếp tục để hết người này đến người khác bị lũ sói tha đi cắn chết thế này, chỉ bằng đánh cược một phen." "Anh không biết đấy thôi, lũ sói ở đây không giống như sói nơi khác, sở trường nhất của chúng là tâm lý chiến. Anh vẫn chưa đụng phải những việc khiến anh gặp ác mộng cả đời đâu." Mekin nhớ lại những gì Ba Tang đã trải qua, cho đến lúc này, lũ sói kia vẫn còn chưa kéo những tên lính đánh thuê bị chúng cắn xé cho sống dở chết dở trở lại trước mặt bọn đi. Mekin bước qua trước họng súng của Kha Phu, hạ giọng nói, "Đi thôi, chúng ta đi xem lũ sói ấy có rút lui hay không." Bọn họ đi thẳng đến phía trước đội hình lính đánh thuê, không hiểu mắc dùng thủ đoạn gì mà một tên lính đang lảo đảo bước về phái chỗ bầy sói tụ tập đông nhất trước mặt. Còn cách khoảng gần trăm bước chân, một con sói đã lao bổ lên tên lính đánh thuê đó như phát điên, không lùi lại mà còn tiếp tục lao lên, xông thẳng vào giữa đàn sói hét lớn. Thoáng cái, đã có mấy chục con sói chất lên thành một đống nhỏ, hoàn toàn che lấp cả thân thể y bên dưới. Lúc này, mắc nghiến răng, nhấn núi trên điều khiển, ầm một tiếng lớn, ánh lửa bốc lên ngập trời, lũ sói lập tức bị nổ tan thành thịt vụn. Những con sói khác đều nhất loạt lùi lại phía sau, kinh ngạc nhìn nơi vừa phát nổ, tựa hồ không hiểu tại sao kẻ đó lại trở lên đáng sợ như vậy lũ sói bị thương rú gào đau đớn, những con sói khác đều không dám đến gần. Lúc này, tên lính đánh thuê thứ hai lại hét lớn sông tới, hình như hắn đã nhắm tịt mắt lại, chẳng buồn nhìn đường, cứ thế sông một mạch rồi ngã lăn lê bò toài. Mắc nhanh chóng điều chỉnh con số, trên điều khiển từ xa có một màn hình tinh thể lỏng nhỏ, những con số khác nhau hiển thị trên ấy lần lượt tương ứng với số hiệu của bọn lính đánh thuê. Lũ sói phía trước muốn rút lui, nhưng bọn ở đằng sau lại chen chúc quá đông, nhất thời không tản ra được, rốt cuộc vẫn bị tên lính đánh thuê kia xông vào giữa, cầm súng bắn lia ra khắp phía xung quanh. Mắc lại nhấn nút, một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên, sau hai vụ nổ kinh hoàng, trong đàn sói cuối cùng cũng có con hú lên thê thiết, thiết, cả đàn sói lập tức rút đi như nước thủy triều. Mekin khẽ thở hắt ra, rốt cuộc cũng rút rồi. Nhưng bọn lính đánh thuê kia cũng chẳng hơn gì, tay chân nhiều tên vẫn run lẩy bẩy, tựa hồ đang mường tượng kẻ nổ banh xác vừa rồi chúng là bản thân chúng vậy ánh mắt đám lính đánh thuê nhìn Mekin lúc này tràn đầy vẻ phẫn hận. Mekin không biết Mark đã nói gì với bọn lính đánh thuê, có điều, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, y cũng không nói gì nhiều, chỉ lấy lại chiếc điều khiển từ xa từ tay Mark, đoạn nhanh chóng hạ lệnh, nhanh lên, tất cả lập tức lên đường, phải vượt qua chỗ này trước khi đàn sói hình thành vòng vây tiếp theo. Kha Phu ở bên cạnh nói, cứ thế này, e rằng có tìm được bạc ba la thần miếu, chúng ta cũng chẳng còn mạng mà khuân báu vật trong đó về đâu. Mekin nói, đây là tâm nguyện cả đời của tôi, cho dù chỉ nhìn thấy chúng thôi cũng tốt, chỉ là... Có lỗi với anh rồi. Kha Phu lắc đầu, anh không có lỗi gì với tôi cả, chúng ta cũng vì tiền nên mới đến đây thôi. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng y lại thầm cười khẩy, Mekin à, Mekin, anh đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Kể từ khoảng cách anh đuổi Sox đi, đã không còn ai tin tưởng anh nữa rồi. Đồng thời, anh cũng đã mất đi chiến hữu duy nhất của mình. Con tốt thì đáng thương cấm địa của sói. Bọn Trác Mộc Cường ba dọn dẹp lại lãnh địa được phần công của mình lần cuối, xác nhận đã không còn tên lính đánh thuê nào lởn vởn nữa, bấy giờ mới nhằm hướng đại quân thẳng tiến. Khi bọn gã đến nơi, cánh quân của Mekin đã đột phá vòng vây thoát đi, có mấy con sói trông thấy vũ khí trên tay Trác Mộc Cường ba, đột nhiên nổi sung, lao bổ tới định cắn xé, cũng may mấy con sói chiến trong tiểu đội của Trác Mộc Cường ba đã chắn trước mặt gã, mới tránh khỏi một cuộc chiến tranh nội bộ. Vì không có sói út ở đây, Trác Mộc Cường Ba phải tốn rất nhiều công sức mới lý giải được những trao đổi của lũ sói, tới lúc tận mắt nhìn thấy những mảnh xác sói và lính đánh thuê nằm vung vãi khắp nơi, gã mới lờ mờ hiểu ý của chúng muốn biểu đạt. Bọn lính đánh thuê ấy dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chứ không phải sau khi chết rồi mới nổ banh xác. Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ra, đúng thế, bọn Mekin nếu không dùng đến phương pháp này, căn bản không thể đột phá được tuyến phòng thủ của lũ sói, chỉ có điều, cách này quá mức tàn nhẫn. Mekin làm như vậy cơ hồ đã không còn nhân tính nữa rồi. Xem ra, quan hệ giữa Mekin và bọn lính đánh thuê này cùng không lấy gì làm bền chắc. Phương pháp chia quân làm hai đường, một đi đường sáng, một đi đường tối của hắn, tuy có thể giấu được nhóm của bọn gã, song há chẳng phải tự cô lập mình hay sao. Chắc Mộc Cường Ba phải tốn khá nhiều thời gian trình bày tác dụng của đủ loại vũ khí với lũ sói, dùng mấy con sói chiến trong tiểu đội của mình biểu diễn cách thức tấn công vào những điểm yếu trên người kẻ địch, sau đó có một vài con sói khác nhảy vào, chỉ ra những điểm sơ sót của bọn gã. Trong buổi thảo luận chiến thuật này, Trác Mộc Cường Ba đã vắt óc nghĩ ra được cách đối phó với kiểu thí tốt của bọn Mekin. Vài con sông ra dụ địch, một con đánh lén, đè ngã đối phương thì lập tức cắn vào cổ họng, cắn đùi hoặc cắn cánh tay, tóm lại là tung đòn rồi tức thời rút lui, nếu kẻ địch vẫn còn khả năng hành động thì làm lại lần nữa. Điểm lợi nhất của phương pháp này là một con sói đối đầu với một tên lính đánh thuê, dù kẻ địch có nhấn nút nổ, thì chỉ tổn thất mỗi con sói thôi. Đây là cách duy nhất khả thi nhất lúc này. Xem xong cách của Trác Mộc Cường 3, vài con sói thuộc tầng lớp thống lĩnh cũng thể hiện phương pháp của chúng. Một con sói dậy lũ sói đào hố, kéo những đoạn dây leo phủ lên miệng hố, thoáng cái đã phủ kín cả xung quanh. Đào hố bẫy, cách này có tác dụng sao? Trác Mộc Cường 3 nghi hoặc, ánh mắt con sói thống lĩnh lộ vẻ rào hoạt, ý như muốn bảo, có tác dụng hay không thì đến lúc đó sẽ biết. Còn có rất nhiều biện pháp khác nhau, xem ra trong khoảng thời gian này lũ sói cũng đã nghĩ ra khá nhiều cách đối phó với đám lính đánh thuê có thể tự phát nổ kia tập trung trí tuệ ắt sẽ có ích câu này nói chẳng sai chút nào đột nhiên một con sói vẫn bám theo sau đội ngũ của mức kin chạy về báo cáo ngữ khí có vẻ rất gấp gáp cả bầy sói náo động lên gầm rú lao lao đi trác mộc cường ba vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mấy con sói chiến thuộc hạ của gã đã nói nhanh lên bọn kia muốn đến một nơi cực kỳ nguy hiểm ngoài ra gã tuyệt đối không hiểu gì. Trong rừng sâu, không có phương hướng, không có cột mốc chỉ đường, chỉ còn cách chạy men theo chân núi, biết rõ rành rành là sau có lũ sói bám đuôi, song không một ai dám ngoảnh đầu lại cả. Bọn lính đánh thuê của Mơ lúc này tựa như đàn cừu bị sói xua đuổi, dù có áo chống đạn, vũ trang đến tận răng, kho đối mặt với sự tranh lệch quá lớn về số lượng, những thứ ấy đều chẳng có tác dụng gì nữa cả. Chạy Việt dã liên tục trong thời gian dài, ngay cả Mơ cũng bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Kha Phu chạy bên cạnh y kêu lên, Ben, lũ sói đằng sau càng lúc càng nhiều. Vậy hả, Merkin khẽ thở hồn hền, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái bóng thấp thoáng hiện lên trong rừng cây, quả nhiên có vô số sói bám theo bọn y sát sạt. Chỉ có điều, sau một lần nếm mùi đau khổ lần này chúng tản ra rất rộng. Nhưng ý nghĩ xoay chuyển nhanh như điện chớp trong đầu Merkin, y chợt ra lệnh, tiểu đội số 5, dừng lại ngăn cản lũ sói, những người khác không được dừng lại, tiếp tục xông lên phía trước. Hả, Tên đội trưởng tiểu đội năm thoáng ngẩn người ra, ở lại há chẳng phải tự sát hay sao? Merkin và cả đội ngũ đều không dừng lại dặn dò gì hết, chỉ ném cho tên đội trưởng ấy một cái điều khiển từ xa tự mà lo liệu lấy. Tên đội trưởng nghiến răng kèn kẹt bắt lấy cái điều khiển, rốt cuộc đành dơ cao nắm đấm lên hết, đội hình phòng thủ chiến thuật. 174, 175,176, bố trí hỏa lực, 189, 197, chiếm cứ điểm cao. Lũ sói từ từ quay lại, chỉ riêng số lượng xuất hiện trước mắt thôi đã đủ khiến người ta run rẩy thần hồn rồi. Tiểu đội lính đánh thuê căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Tên đội trưởng nhìn thấy trác mộc cường ba lù lù hiện ra giữa đàn sói, bỗng sực nhớ, hôm trước có một tên chạy thoát về báo cáo, trong đám sói có một con quái vật, có thể đứng thẳng, đi bằng hai chân, cao ít nhất 2 mét, khỏe như bò mộng, móng vuốt sắc như dao găm, tiếng gầm như sấm, tốc độ như gió, hai mắt có thể phun lửa, áo chống đạn mà nó xé như xé tờ giấy mỏng vậy. Tóm lại, con quái vật này cực kỳ khủng khiếp, muốn đáng sợ chừng nào thì có đáng sợ chừng ấy. Giờ đây, lại chính mắt trông thấy quái vật xuất hiện, tên đội trưởng ấy làm sao mà không khiếp đảm kinh hồn cho được. Bọn Merkin chưa đi được bao xa đã nghe thấy một tiếng ầm. Tên nào tên nấy không khỏi giật mình đánh thót cả bọn đều hiểu rõ, tiểu đội số 5 thế là đã tiêu đời. Kỳ thực thời gian chiến đấu lần này dài hơn rất nhiều so với dự kiến của Merkin. Trước đây, lũ sói hầu như chỉ đụng độ với bọn tàn binh chạy loạn giải rác trong rừng tinh thần đều đã suy sụp cả rồi còn lần này dẫu sao cũng là một tiểu đội có tổ chức hoàn chỉnh có điều may mà chắc mộc cường ba có súng đám lính đánh thuê hiển nhiên không ngờ trong đàn sói lại có kẻ dùng súng tiểu liên nên cuối cùng mới bị đột phá tuyến phòng thủ vững chắc tên đội trưởng kia sau khi dằn lòng cho nổ một tên thuộc hạ bản thân hắn liền lập tức bị lũ sói chú ý bọn sói đã hiểu ra kẻ địch kia có phát nổ hay không? Mấu chốt nằm ở cái thử nho nhỏ như cục bùn trên tay hắn. lập tức có mấy con sói xông tới, tên đội trưởng dẫu có quyết liệt đến mấy cũng không dám nhấn nút tự hủy diệt chính mình. cái điều khiển từ xa bị một con sói đắp lấy, Trác Mộc Cường ba vội kêu lên, ấy, đừng! nhưng lũ sói đã bị lửa giận bốc lên che mờ cả đầu óc. thêm nữa, chúng căn bản chẳng hiểu Trác Mộc Cường ba đang nói gì, nên chỉ rắc rắc mấy tiếng, cái điều khiển từ xa đã hóa thành mảnh vụn, bị mấy con sói chia nhau nuốt mất. Tên đội trưởng vừa chết, những tên còn lại liền bỏ chạy tứ tán, chỉ cần nhìn số lượng sói đuổi theo cũng biết vận mệnh của chúng rốt cuộc sẽ thế nào rồi. Trong đàn sói, đã có một con thuộc hàng thống lĩnh hú lên, đuổi theo, đuổi theo. Lúc này, chắc Mộc Cường Ba đã bắt đầu hiểu ra ý đồ của bọn Mắc Kim. dẫu sao thì đây cùng là ý định ban đầu của chính gã. Trong thời gian ở vương quốc sói, sói út đã dẫn gã đi khắp cả vương quốc, nhưng gã không hề phát hiện ra bạc ba la thần miếu, hiển nhiên, đó là nơi bọn chúng không để kẻ khác tham quan, hoặc có thể nói, bọn sói út không có tư cách biết đến nơi ấy. Dẫu chết cũng phải chết trước cửa bạc ba la thần miếu hay sao? Trác Mộc Cường ba thầm nhủ. Hu ra, những tên lính đánh thuê đi trước đột nhiên hoan hô ầm ý. Mắc cười tâu tuyết chạy tới báo cáo, ông chủ, ông chủ, chúng ta thoát rồi. Thoát ra rồi, đến đây là hết rừng rồi. Mơ kín ngước mắt nhìn, quả nhiên phía trước tán cây đã thưa bớt dần, ánh sáng chan hòa, bọn y đã bỏ lại cây cổ thụ cao lớn cuối cùng sau lưng, bước lên một vùng cỏ xanh mút ngàn. Nhìn sang hai bên, những cây rừng cao lớn tựa như một hàng vệ sĩ, đứng quay thành một vòng cung xung quanh chẳng cỏ. Kha Phu cũng nói, ổn rồi, không còn rừng cây yểm hộ bọn sói đó đến bao nhiêu, chúng ta giết bấy nhiêu. Merkin sực nhớ ra điều gì, vội ngồi thụp xuống, gạt cỏ xanh ra, quả nhiên, một phiến đá lát đã bị những mầm cỏ mong manh mềm mại đội lên, làm cho vỡ vụn. Kha Phu nói, chuyện gì vậy? Đây là công trình nhân tạo ư? Merkin không giấu nổi vẻ mừng rỡ trên nét mặt, quả nhiên không sai, trong rừng sâu lấy đâu ra chẳng có thế này cơ chứ, nơi này từng được bàn tay con người san phẳng, chỉ là giờ đã bị rừng sâu xâm lấn trở lại mà thôi. Báo với tất cả mọi người, tăng tốc tiến lên, nếu tôi đoán không lầm, bạc ba la thần miếu ở ngay trước mặt chúng ta rồi đây. Câu nói này của y chẳng khác nào một liều thuốc kích thích, không cần phải tốn công chuyển lời, đám lính đánh thuê đã dì dầm truyền tay nhau, dồn hết chút sức lực còn lại tiếp tục hăng hái tiến lên. Lũ sói ở sau lưng không còn đáng sợ nữa, bạc ba la thần miếu. Cả một biển đầy báu vật, một núi vàng bạc châu báu, của cải chất đầy mặt đất. Sức hút của những thứ ấy đủ khiến đám lính đánh thuê này quên hết tất cả sự sống chết của chính bản thân chúng. Chạy được chừng mấy trăm mét, trang có đột nhiên dốc xuống, trước mắt bọn chúng không phải tòa thần miếu rực rõ huy hoàng, mà là một mặt hồ lớn mịt mùng hơi nước. Trên dốc cách mặt hồ chừng 500 mét, dọc đường có mấy khối đá khổng lồ đứng sừng sững như thể thiên thạch từ trên không rơi xuống ủa phía trước hết đường rồi hồ cái hồ này lớn quá chỗ này không phải bạc ba la thần miếu à những khối đá này dựng ở đây làm gì vậy hay là trời sinh ra đã thế này không biết liệu có phải hồi xưa có thần miếu bây giờ đã chìm dưới đáy hồ rồi không không thể nào cách xa như vậy mà mấy khối đá đó có giống cột trụ gì đâu bọn lính đánh thuê gì dầm bàn luận có kẻ bắt đầu nhìn chằm chằm về phía Merkin với ánh mắt nghi ngờ. Duy chỉ có Merkin sau khi lướt qua cái hồ ấy, đột nhiên ngửa mặt phá lên cười như điên dại, đến rồi. Đến rồi. Mắc thầm nhủ, có phải ông chủ thất vọng đến cùng cực rồi tâm trí nảy sinh vấn đề gì không nhỉ? Y dè giật hỏi, ông chủ, đây, đây rõ ràng là một cái hồ mà, chẳng lẽ bạc ba la thần miếu ở dưới đáy hồ sao? Thằng ngu, Merkin cười khẩu nói, đấy là biển, trong tiếng tạng cổ, chỉ có biển mày tưởng tao không nhìn ra đây là cái hồ hay sao, mày có nhìn thấy đường cong kia không? Nói thử xem, nếu đứng ở trên cao nhìn xuống cái hồ này có hình dạng gì? Không hiểu à, con mắt, con mắt, con mắt của tiên nữ, tỏa chiếu cả thế gian, phân tách thật và ảo. Merkin lầm bầm đọc một tràng dài những câu thơ nghe như chú ngữ, đột nhiên âm điệu biến đổi, rít lên, gần đây hẳn phải có lối vào, ở xung quanh cái hồ này thôi, hoặc có thể ở phía bên kia hồ, tìm cho tao. Ngay lập tức, Mẫn Mẫn giật mình tỉnh giấc, ngước mắt lên, liền trông thấy con nhện khổng lồ và những cột trụ to tướng, song không thấy pháp sư Á là đâu cả, chỉ nghe đằng xa vắng lại những âm thanh hỗn tạp, dường như từ chỗ khe núi truyền vào. Mẫn Mẫn ra khỏi khe hẹp giữa hai vách núi, đến bên ngoài quảng trường khổng lồ, gió từ mặt hồ gợn lên lạnh buốt, khiến cô phải khép chặt cổ áo. Pháp sư Á là đang đứng bên bờ hồ, nhướng mày nhìn sang phía bên kia. Mẫn Mẫn bước đến sau lưng ông, khẽ gọi một tiếng, "Pháp sư" Pháp Sư Á La tựa như không nghe thấy, chỉ khẽ nói, sao lại có nhiều người như vậy? Người, mẫn mẫn giật mình kinh hãi, đưa mắt nhìn sang phía bờ đối diện, chỉ thấy hơi nước mờ mịt bốc lên khắp mặt hồ, vội hỏi, Pháp Sư, có phải anh Cường Ba và những người khác không? Pháp Sư Á la lắc đầu, không giống lắm, bọn Cường Ba thiếu ra đâu có đông đến vậy. Đối phương sắt phát hiện lối vào rồi, nấp đi trước đã, xem tình hình thế nào rồi tính sau. Dưới nước có thành trì, dưới nước có một tòa thành, Ánh dương vừa lên, sương khói mờ mịt trên mặt nước dần tan đi, không biết kẻ nào phát hiện ra kỳ quan dưới nước trước tiên, bèn lớn tiếng gieo hò ẩm ý. Tòa thành lớn quá! Chúa ơi, không phải ảo giác đấy chứ! Cái bóng đen kia là gì vậy? Là, là cá trăng, lớn vậy cơ à! Tìm được đường rồi, ông chủ, tìm được đường rồi! Lại một tên lính đánh thuê khác kêu lên, Kim vội chạy tới xem xét. Quả nhiên, có một con đường thẳng tắp có thể đua ngựa được, ngập dưới mặt nước chừng nửa mét, nếu không đi sát mép nước quan sát thật kỹ, e rằng khó bể phát hiện. Thấy một tên chuẩn bị xuống nước, một tên khác đã cảnh giác kêu lên, cẩn thận đấy, dưới nước có cá lớn. Giờ đây, bọn lính đánh thuê này tự trong bản thân này sinh một nỗi sợ khó có thể gọi thành tên với tất cả sinh vật ở nơi này rồi. Không cần để ý đến lũ cá ấy, mau lội qua đi mất ra lệch vừa dứt lời, bỗng nghe véo, một viên đạn bay sượt qua mang tai y. Thằng nào bắn đấy? Merkin đùng đùng nổi giận, đưa mắt nhìn quanh, chợt phát hiện thấy trên đỉnh dốc có một sinh vật đứng bằng hai chân, ánh mặt trời dài trên thân hình góc cạnh, phát nên những đường nét cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ. Là hắn, Merkin giật ống nhòm trên tay mắt, đám lính đánh thuê cũng lần lượt điều chỉnh cự ly xa gần trên mũ bảo hộ, gương mặt của Trác Mộc Cường ba từ từ hiện lên rõ nét trên màn hình điện tử. Gã gần như để trần toàn thân, ung dung đứng ở tiết đằng xa, xong lại gây cho người ta một áp lực vô cùng nặng nề lồng ngực gã phập phồng lên xuông đều đặn theo nhịp hô hấp, lớp ngụy trang che lớp cơ bắp cuồn cuộn đã được gạt sạch, trên làn da màu tiểu mạch, từng giọt mồ hôi lóng lánh trong như những viên pha lê. Gã cầm súng chĩa lên trời, mặt hơi nghiêng áp vào một bên khẩu súng, trong đôi mắt ấy đã có thêm một số thứ khó có thể diễn tả bằng lời. Duy chỉ có mức kiên hiểu được, đó là khí thế, là một thứ cảnh giới người bình thường không thể lý giải nổi. Thật không ngờ, chắc một cường ba vẫn còn sống, không ngờ gã lại trở nên lợi hại như vậy, thật không ngờ mắc thấy ông chủ kêu lên một tiếng là hắn rồi đứng nở ra tại chỗ buông cả ống nhòm trong tay xuống hắn vội vàng đón lấy kế đó kinh hãi kêu lên trác mộc cường ba hắn vẫn chưa chết trác mộc cường ba mơ đột nhiên dồn hơi gầm lớn âm thanh lập tức lan xa mơ các ngươi đã hết đường lui rồi đầu hàng đi giọng trác mộc cường ba rền vang mạnh mẽ chất chứa đầy tự tin dựa vào mày ư mơ kin liếc mắt nhìn ngang ít nhất đã có hơn một nửa số lính đánh thuê chĩa họng súng về phía Trác Mộc Cường Ba, trong đó không ít tên thuộc vào hàng xạ thủ bắn tỉa, cho dù Trác Mộc Cường Ba có mọc thêm đôi cánh, cũng sẽ bị bắn cho thủng lỗ chỗ như cái sàng. Đương nhiên, không chỉ có tôi, mà là chủ nhân của nơi này. Trác Mộc Cường Ba dứt lời, liền giơ cánh tay trái lên, ra mấy dấu hiện mà bọn mất kin hoàn toàn không hiểu. Ngay sau đó, bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, liền xuất hiện một con sói, lại thêm một con nữa, một con nữa, hết con sói này đến con sói khác lần lượt xuất hiện, chen chúc chật ních. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy sói nhiều không đếm xuể, giả như bọn Merkin đứng ở vị trí của Trác Mộc Cường ba lúc này, có thể trông thấy lũ sói đứng chen chúc kéo dài thành một vệt đen ở phía sau, khắp núi khắp rừng đều là sói. Cách cách cách, không hiểu tên lính đánh thuê nào run lên trước tiên, tay cầm súng không sao giữ chắc nổi, thân súng va vào nhau phát là những tiếng lách cách liên hồi. liền sau đó, như thể được diễn tập từ lúc trước, âm thanh ấy nhanh chóng lan truyền đi khắp xung quanh. Nhưng, sợ run cầm cập thì sao chứ, đúng như Trác Mộc Cường Ba vừa nói, bọn chúng hết đường lui rồi. Ôi mẹ ơi, không biết lại có tên nào không nén nổi sợ hãi đang quay cuồng trong tâm trí, ném hoạch khẩu súng đi, xoay người nhảy xuống nước, điên cuồng bơi ra giữa hồ. Như phản ứng dây chuyền, lại có một loạt tiếng tủm tùm vang lên, thêm mấy tên nữa quay đầu nhảy xuống nước. Những kẻ còn lại trên bờ đều là hạng tinh thần kiên định, hoặc bị uy thế của mức kiên áp bức, không dám hành động liều lĩnh. Bọn chúng mở to mắt sợ hãi nhìn cánh tay trái đang dơ cao của Trác Mộc Cường Ba, tựa như đó là cánh tay của tử thần trốn địa ngục vậy. Bọn chúng hiểu rõ, chỉ cần cánh tay ấy vung lên, đàn sói đông nhung nhúc kia sẽ cuồn cuộn ập tới như một trận cuồng phong, cả đám bọn chúng sẽ chẳng còn lấy một khúc xương. Trác Mộc Cường Ba, Merkin đột nhiên từ bỏ thái độ đối địch, giang rộng hai cánh tay ra nói, anh mở to mắt ra mà nhìn rõ đi. Nơi này, chính là bạc ba la thần miếu nơi tôi và anh đã phải đem tính mạng mình ra đánh cược mới tìm được đấy. Y đột nhiên chỉ tay về phía sau, ở ngay bờ đối diện này thôi. Một mình anh đi đến đó liệu có thoát khỏi những cạm bẫy hay không? Có thể mang đi những báu vật bên trong hay không? Tại sao chúng ta không hợp tác? Hà tất phải đuổi tận giết tuyệt nhau như thế làm gì? Ba năm trước, tôi đã từng nói với anh. Hôm nay, tôi vẫn nhắc lại câu nói ấy. Chúng ta hợp tác đi. Merkin không nhắc đến thì thôi, vừa nghe những lời ấy, Trác Mộc Cường ba lại giận sôi gan, ba năm trước ông còn nhắc đến chuyện ba năm trước ư? Ông mời tôi thế nào? Tôi chỉ nhờ lúc đó trên một cỗ xe đuổi phía sau dùng súng tiểu liên và tên lửa sách tay để chào hỏi làm quen thôi. Đó là lời mời của ông đấy à? Mơ lớn tiếng nói, chuyện cũng không nhắc nữa, nói đi thì cũng nói lại, có thể tìm được nơi này dù anh có thừa nhận hay không, đây cũng là kết quả hợp tác của chúng ta. Điều này là sự thực. Trác Mộc Cường ba cười gần không đáp hợp tác, đó cũng gọi là hợp tác sao. Lúc Trác Mộc Cường Ba vừa hiện thân, trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý thấy một tên lính đánh thuê đội mũ bảo hộ không những không kinh hãi, mà ngược lại còn lộ vẻ mừng rỡ, khẽ thốt một tiếng Trác Mộc Cường Ba, định bước ra, xong lại bị một tên khác giữ chặt, thì thào, không được kích động. Buông ta ra tên lính đánh thuê đứng trước định vùng vằng dãy ruộng xong không thoát được, đành nói, người không thấy lũ sói kia à. Chỉ cần anh ấy vung tay, đàn sói sẽ tràn tới, ngươi cho rằng mình có thể chống đỡ được mấy con tên lính đánh thuê kia cười khẩy đáp, cô tưởng lũ sói thực sự nghe lời chắc một cường ba chắc? đừng nằm mơ, ngay cả ta cũng không khống chế được bọn chúng đâu. và lại có nhìn thấy những trụ đá kia không? ta đảm bảo với cô, lũ sói tuyệt đối không vượt qua ranh giới ấy nửa bước đâu. giờ đây kẻ bị nguy hiểm chính là cường ba thiếu gia của cô đấy. ha ha. Cuộc trò chuyện của hai người bị nhấn chìm giữa tiếng ồn á của bọn lính đánh thuê xung quanh, đột nhiên có tiếng kêu kinh hãi vang lên, không hiểu mức Kinh và Trác Mộc Cường Ba nói chuyện gì, dường như cuộc đàm phán đã bị phá vỡ. Trác Mộc Cường Ba chẳng buồn để ý đến lũ sói sau lưng nữa, đột ngột phăm phăm chạy thẳng xuống. Gã vừa di chuyển, lũ sói sau lưng cũng ổ ạt lao theo. Cả một biển sói đen ngòm ào ào tới như cơn lũ quét, mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt che mở cả ánh mặt trời trước trận thế ấy không ít tên trong bọn lính đánh thuê đã đờ người ra. Merkin lạnh lùng hạ lệnh, nổ súng, bắn hạ chắc một cường ba cho tao. Kha Phu nằm dạp xuống đất, dương súng lên ngắm chuẩn nhưng chắc một cường ba bỗng lắc mình một cái, đang chạy bằng hai chân, đột nhiên phục người xuống, sử dụng cả tứ chi lao tới như một con báo săn, tốc độ mỗi lúc một nhanh còn nhanh hơn cả lũ sói chiến phía sau. Gã liên tục đổi hướng, thân hình lắc đảo linh hoạt vô cùng. Kha Phu liên tục điều chỉnh họng súng, xong trước sau vẫn lệch đi một đường tơ đồng thời trong đám lính đánh thuê khá nhiều tên đã nhận ra chắc mộc cường ba qua tư thế chạy lần lượt hét lên là hắn chính là hắn con quái thú trong rừng trời đất hóa ra là hắn thú bộ lang bôn bảy tên lính đánh thuê vừa đắc ý khi nãy cũng thoáng ngạc nhiên quay sang hỏi tên đang bị y khống chế cô dạy hắn à tên lính đánh thuê bị khống chế lắc đầu ngữ điệu toát nên vẻ tự hào anh ấy tự lĩnh ngộ ra đấy cường ba thiếu gia anh thật là lúc nào cũng mang đến cho người ta những niềm vui bất ngờ. Càng sông lên trước, lưới đạn càng dày đặc. Trác Mộc Cường Ba dồn hết sức lăn lộn nhảy nhót, tựa như một con thú giận dữ đến phát cuồng, thoát bên trái, thoát đã tránh sang bên phải. Nhưng Mưa lại chỉ chầm chầm nhìn sau lưng Trác Mộc Cường Ba, đó mới là thứ khiến Y lo lắng nhất. Y lặng lẽ chuyển dịch trọng tâm cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng lao xuống nước đào tẩu bất cứ lúc nào. Nhưng càng quan sát, sắc mặt Mưa Kim càng thay đổi một tia mừng rỡ lan dần giữa đôi hàng lông mày bọn lính đánh thuê đang cực kỳ hoảng loạn cũng dần dần chấn định lại nhìn chằm chằm sau lưng trác mộc cường ba như mới phát hiện ra điều gì lạ lắm việc đầu tiên mất làm sau đó là quay sang bảo kha phu kha phu tôi và anh đan lưới hỏa lực xem hắn chạy nhanh chừng nào trác mộc cường ba cũng phát hiện ra có gì đó không ổn tại sao hỏa lực của bọn lính đánh thuê càng lúc càng dày đặc lại chỉ nhằm vào một mình gã dưới làn mưa đạn dày bất cứ lúc nào cũng chỉ có thể bị đạn sượt qua làm bị thước, tại sao gã không nghe thấy tiếng chân chạy của lũ sói sau lưng nữa. Không để gã kịp nghĩ người nhiều, bàn tay mất kinh mà gã vẫn để ý từ đầu bỗng lóe lên ánh lửa, chắc một cường ba lập tức phát lực ngay. Đang chạy với tốc độ cao, tứ chi gã cũng dồn sức bật lên, nhảy cao đến hơn 2 mét, chắc một cường ba xoay người trên không chung như con cù, chiếc phi lai cốt to tướng cơ hồ hứng lấy toàn lưới đạn, xoay tít bắn vụt về phía ánh lửa vừa lóe lên. Một cách bản năng, Merkin cảm thấy nguy cơ ập đến, lập tức tung mình nhảy ra phía sau. Vừa rời khỏi vị trí y liền thấy phi lai cốt bay tới đánh dầm một tiếng, ngập sâu xuống đất cả nửa mét, phần lộ ra trên mặt đất vẫn còn rung bần bật. Đúng vào khoảnh khắc buộc Merkin phải nhảy lùi lại, chắc một cường ba mới tranh thủ liếc mắt nhìn ra phía sau. Vừa đánh mắt lại, tim gã liền như rơi vào tủ đá, chỉ thấy cả lũ sói dồn lại, hình thành một đường cong mới ở lưng trừng dốc, không tiến thêm một bước nào nữa giữa những khối đá khổng lồ dường như có tấm lưới cách ly vô hình, chặn lũ sói bên ngoài. Mấy con sói thống lĩnh cao cấp nhất trong bầy đàn đứng nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt bất lực, cơ hồ đang nói với gã, chúng tôi cũng không có cách nào, tổ tiên đã quy định như vậy rồi. Không phải vậy chứ, Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, lúc này gà đã xông tới quá xa, để ném phi lai cốt về phía mất khoảng cách giữa gã và đám lính đánh thuê gần hơn giữa gã và lũ sói rất nhiều, hai bên cách nhau chưa gần trăm bước chân. Dừng lại, Merkin vung tay lên, bọn lính đánh thuê liền dừng xả kích. Khoảng cách giữa Trác Mộc Cường Ba và bọn chúng quá gần, đồng thời, bọn lính đánh thuê lúc này cũng đã khôi phục sự trầm ổn và tàn bạo thường ngày. Merkin tin rằng, nếu Trác Mộc Cường Ba muốn chạy trở về chắc chắn sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ. Bấy giờ, y mới chậm rãi nói bằng tiếng Trung, Cường Ba thiếu ra, người Trung Quốc các anh có một câu nói rất hay, có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình, hắc hắc hắc. Đừng chừng mắt lên nhìn tôi như thế, tôi nhìn ra được, không phải lũ sói không muốn giúp anh, mà thực sự ý trời là khó cãi. Cấm địa của loài sói, ai mà biết được đây là cấm địa của loài sói bọn chúng chứ, anh nói có phải không? Hiện giờ, tôi có nhiều súng chĩa vào anh như vậy, lại vẫn mời anh gia nhập, đã thấy tôi đủ thành ý chưa? Hai, tôi hy vọng anh chớ nên dùng những khẩu súng ấy, hãy đặt chúng xuống đấy, chậm chậm thôi. Chậm chậm thôi. Họa từ trong nhà mà ra thấy cảnh tượng đó, tên lính đánh thuê bị khống chế kia liền buột miệng thốt lên, tại sao, tại sao ngươi biết? Ngươi từng đến đây rồi ư? Tên lính đánh thuê kia cười cười nói, vậy thì sao chứ? Rốt cuộc ngươi là ai? Đến lúc đó cô khắc biết. Chắc Mộc cường ba nén giận, gã thực sự không cam lòng, tại sao lại thành ra như vậy? Mơ Kinh cười cười ra lệnh cho thuộc hạ áp giải gã đến trước mặt. Mắc đứng bên cạnh hỏi, ông chủ, còn giữ hắn lại làm gì? Mơ Kinh nói, không hiểu tại sao tao luôn có cảm giác tên trác mộc cường ba cũng giống tao đều có quan hệ sâu xa với tòa bạc ba la thần miếu này giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy thần miếu không biết rốt cuộc tình hình ở đó sẽ thế nào khổ tâm tìm kiếm mấy năm nay tao nghĩ nếu ngay cả cánh cửa thần miếu hắn cũng chưa được nhìn thấy lại chết ở nơi chỉ cách bạc ba la thần miếu có một cái hồ e là có làm ma cũng không yên lòng được dẫn giải hắn đi xem một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì trên người hắn không có vũ khí chúng ta đông thế này nhiều súng thế này còn phải sợ một mình hắn chắc ông chủ anh minh trác mộc cường ba bị trói chặt cứng dẫn đến trước mặt mơ vẻ mặt hầm hầm như muốn chọn lấy một kẻ mà lao vào cắn xé mơ chuyện pháp sư á la và mẫn mẫn có phải thật không không phải tôi gạt anh đấy mơ thản nhiên trả lời tại sao tôi muốn chọc giận anh bởi vì chỉ khi anh phẫn nộ tôi mới tìm được sơ hở của anh khiến anh tự chui đầu vào lưới tránh để anh ôm vết thương bỏ chạy, đến lúc ấy tôi lại phải mất công lo lắng. Ngươi không sợ lũ sói kia à? Tôi chính là muốn đánh cược một phen đấy. Cược cái gì? Cược lũ sói đó sẽ không vượt qua những tảng đá kia một bước. Sao ngươi biết? Rốt cuộc anh đã điều tra nghiên cứu được bao nhiêu năm rồi? Anh biết được bao nhiêu chuyện? Ánh mắt diếu cợt của Mức Kinh thoáng lộ vẻ tăng thương. Gia tộc chúng tôi đã tìm kiếm mấy thế kỷ nay, những chuyện anh không biết vẫn còn nhiều lắm. Lúc này, bọn lính đánh thuê đã sắp xếp lại đội hình song xuôi, chỉ cần lũ sói không xông tới, bọn chúng vẫn là những tên lính đánh thuê cực kỳ hung hăng tàn bạo. Merkin nói, đi thôi, tôi cho anh trông thấy bạc ba la thần miếu trước khi chết để khỏi phải ân hận. Đột nhiên, giữa màn sương mù bảng làng trên mặt hồ vẳng lại mấy tiếng kêu thảm thiết, dường như mấy tên lính đánh thuê bỏ chạy lúc đầu đã gặp phiền toái gì đó giữa hồ. Kha Phu nói, nước hồ rất lạnh, là nước chảy thẳng từ trên núi tuyết xuống, cẩn thận kẻo đi được nửa đường là chuột rút. Mắc nhìn đám lính đánh thuê đứng dưới nước, hạ lệnh, tăng tốc chạy qua. Mất đi giữa đội hình, hơi lệch về phía sau. Y vẫn luôn lo cây cầu ngấm nước suốt một thời gian dài sẽ đột một sụp đổ. May sao là nỗi lo này không hóa thành sự thực, cũng không có quái vật gì dưới đáy hổ bỗng nhiên nhau lên tập kích. Mấy tên lính đánh thuê phía trước hình như chỉ do bơi đến kiệt sức, rồi bị chuột rút nên chết đuối mà thôi. Nửa tiếng đồng hồ, rồi một tiếng đồng hồ sau, mặt hồ vẫn ngủ mịt hơi nước, có tên bắt đầu mất kiên nhẫn, con bà nó. Cái hồ này rốt cuộc rộng chừng náo đây. Chắc một cường ba cũng thầm kinh ngạc với diện tích mặt hồ, có lẽ nó phải rộng bằng biển sinh mệnh ở tầng bình đài thứ hai. Cây cầu này làm sao mà bắc qua cả cái hồ được nhỉ? Gã cúi đầu thử nhìn, chỉ thấy dưới cầu thấp thoáng những trụ đá khổng một hồ, cứ đi chừng hai chục bước lại có một cây cột trống vươn dài xuống vùng tối thăm thẳm bên dưới. Có lúc, dường như còn có sinh vật dạng rắn quấn quanh trên trụ đá, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy tâm tích gì hết. Trác Mộc Cường ba đoán chắc là mình nhất thời hoa mắt. Không biết đi mất bao lâu, cuối cùng cũng trông thấy bờ hồ bên kia, cả đội ngũ liền tăng tốc tiến lên, rốt cuộc đã đến nơi. Nhưng khi đặt chân lên bờ, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn chúng lại là quảng trường rộng minh mông, và vô số những khối đá khổng lồ chưa được đục đẽo nằm giải rác, sừng sững như những quân cờ trên bàn cờ. Cảnh tượng thoạt trông chẳng khác nào thần điện Hy Lạp sau khi sụp đổ, hoặc vườn viên minh vừa bị hỏa thiêu, nền đất trống trơn trơ lại những tàn dư đổ nát bọn lính đánh thuê lại gào lên, đùa cái gì vậy? Đây mà gọi là bạc ba la thần miếu à, thần miếu cái đít ấy. Truyền thuyết con bà nhà nó, toàn là giả cả, chúng ta bị lừa rồi. Chỗ này có gì vậy? Có phải tao đang bị ảo giác không? Trật tự, trật tự, Merkin phải tốn khá nhiều công sức mới kiềm chế được tâm trạng của bọn lính đánh thuê chỉ nghe y gần giọng quát, chúng mày thì biết cái gì? Đây là nghệ thuật ngụy trang, quảng trường này được người ta cố ý làm ra như vậy, cánh cửa vào bạc ba la thần miếu được giấu ở bên trong lòng núi, không phải ở ngoài này. Nghe lệnh tao đây, chia thành từng tiểu đội, men theo chân núi, tìm cho tao, không được bỏ qua bất cứ khe núi nào hết. Trước cửa lớn bạc ba la thần miếu, mẫn mẫn lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Pháp sư, phải làm sao bây giờ? Pháp sư Á La nói, tìm chỗ nào ẩn nấp trước đã, bọn chúng đông quá, chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Ta đã nghe thấy giọng mất kinh, nếu có thể khống chế được hắn thì tốt rồi. Chỉ có điều, phía trước cánh cửa khổng lồ này, ngoại trừ mấy cột đá ra, chỉ cần lướt mắt qua là nhìn thấy mọi ngóc ngách. Pháp sư Á la thoáng trao mày lại. Người đông dễ làm việc, bọn lính đánh thuê không tốn mấy thời gian đã phát hiện ra khe núi nhân tạo đó, liền gọi Mơ đến. Mơ Kinh nhướng mắt quan sát, hỏi, có người vào trong rồi à? Kha Phu đứng cạnh đó lắc đầu, không hề. Mơ nhặt mấy mẩu đá vụn dưới đất lên, nói, không ai vào trong, thì dấu chân này do ai để lại lính trinh sát, vào trong lục soát ở đây có thể dùng chế độ quan sát hồng ngoại được rồi. Pháp sư Á là nấp ở mé bên trong vách núi và đường mẫn treo mình lơ lửng dưới giếng tế đều không ngờ đám thuộc hạ của Merkin được trang bị đầy đủ đến thế nên chỉ một thoáng sau đã bị phát hiện. Merkin cười lớn, xài chân bước vào khe núi, bất ngờ quá nhỉ, các vị lại gặp nhau ở đây rồi, cường ba thiếu ra. Chắc một cường ba ấp a ấp úng một hồi lâu mới thốt lên được hai chữ, mẫn. Mẫn. Đường mẫn không sao kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra, cô khóc hòa lên gọi cường ba. Rồi lao bổ tới, cũng không ai ngăn cản hai kẻ si tình ấy ôm chặt lấy nhau, rụi đầu rụi cổ vào nhau. Mơ kinh cười hì hì bước đến trước mặt Pháp Sư Á La, bộ dạng đắc ý, sớm quá nhỉ, đại lạt ma, đến được mấy ngày rồi phải không? Sao hả, không vào trong được à? Mắc cũng nhảy vào tham gia trò vui, ái chà chà, thèm nhỏ rãi ra mà không vào được à, chuyện đau khổ nhất trên đời chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi. Merkin nhướng cặp mắt rắn lên, bảo Pháp Sư Á La, tôi rất khâm phục thân thủ của ông, nếu có cơ hội tôi cũng rất muốn cọ sát với ông thêm lần nữa, chỉ tiếc rằng hiện giờ cả thời gian và địa điểm đều không thích hợp. Pháp Sư Á La nghiêm mặt hỏi, đừng đắc ý sớm quá, người tưởng các người có thể vào trong được chắc. Nhìn kỹ cánh cửa đó đi rồi hãy nói. Merkin bước tới cạnh cánh cửa, lờ đi bước phủ điêu bên trên, trực tiếp ấn tay vào khe cửa, hơi nhấc tay lên, rồi đập mạnh xuống. Một luồng gió mạnh theo khe cửa thổi vào trong, y áp cả bàn tay vào khe hở đó, cảm nhận rung động từ phía trong truyền ra. Rất nhanh, gương mặt mất lộ vẻ hoang mang, cũng khó trách. Ngay cả Pháp Sư Á là còn không thể thăm dò được cánh cửa đá này rốt cuộc dày chừng nào, Merkin làm sao đủ khả năng chứ? Dày vậy sao? Merkin lẩm bẩm một mình, kế đó y lại phát hiện ra kết cấu đặc thù của cánh cửa, ngạc nhiên thốt lên, cửa thụt vào. Ông chủ, cửa thụt vào là thế nào? Mắc không để lỡ thời cơ vội hỏi ngay. Là loại cửa không phải đẩy vào trong hay kéo ra ngoài, mà trượt theo rãnh ở hai bên. Đặc điểm của loại cửa này chính là có thể dày không giới hạn. Mày nhìn thấy đây là cánh cửa thứ nhất, có thể dày khoảng nửa mét hoặc hơn, bên trong nó có thể còn 100, 1.000 cánh cửa y như vậy, chỉ cần người xây cửa thích thì muốn bao nhiêu cũng được. Mơ lại thêm một lần nữa phát ra tiếng thở dài kinh ngạc trước trí tuệ của người xưa. Mắc thầm tính toán một hồi, đoạn kinh hãi thốt lên, vậy làm sao mở ra được? Một nghìn cánh cửa, thuốc nổ của chúng ta làm sao mà đủ dùng chứ? Cơ quan, Merkin vuốt tay lên những đường vân trang trí trên cánh cửa, lực kéo mạnh như huyết trì. Và lại, người xưa đã chọn chỗ chân núi này để xây cửa, sợ rằng có dùng thuốc nổ cũng không hiệu quả mấy. Tại sao vậy? Kha Phu hỏi. Merkin đáp, nếu đường hầm rất sâu thì những cánh cửa này không chỉ có tác dụng đóng mở đường hầm mà còn phải chịu áp lực vô cùng lớn của cả ngọn núi nữa. Một khi dùng thuốc nổ, ngọn núi bên trên sụp xuống, nơi này sụp đổ, tất cả đều bị chôn sống ở đây. Vậy làm sao mới mở ra được? Kha Phu lại hỏi. Merkin nói, tìm đi, chắc chắn có cơ quan kích hoạt cánh cửa, hoặc giả phải dùng nghi thức hiến tế gì đó. Mark ở bên cạnh trần nói, ông chủ, cái hố lớn kia để làm gì vậy? Merkin liếc nhìn đoạn gật đầu nói, giếng tế, vừa khéo dùng được. Y quay người lại, đến bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, bảo bọn lính đánh thuê tách gã và mẫn mẫn ra, rồi áp giải Trác Mộc Cường Ba, mẫn mẫn, Pháp Sư Á La đến bên cạnh giếng tế. Mơ Kinh ra vẻ trang trọng cất tiếng, ba vị, tin rằng ba vị cũng biết, tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, tôi rất xin lỗi, để an ủi vỗ về những sinh linh điên cuồng hoặc du hồn giã quỷ bên trong cánh cửa kia, các vị đành phải chịu thiệt thòi rồi. Trác Mộc Cường Ba, tôi đã để anh nhìn thấy bạc ba la thần miếu, cũng đã gặp được cả tình nhân, tin rằng hai người đã nói với những lời chia ly cuối cùng rồi phải không? Trác Mộc Cường ba điềm đạm nói, người không sợ ta không ngã chết à? Kim nói, đây chỉ là một nghi thức tôn giáo thôi mà, có điều tôi chỉ cảm thấy, mỗi một hoạt động của cổ nhân tiến hành đều có dụng ý của họ. Tôi không phải tên điên giết người, anh đã có thể sống sót trên băng nguyên, vậy thì lần này thoát chết cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều, giờ đây tôi đang chiếm thế thượng phong. Vì vậy, tốt nhất cứ nghe theo số mệnh đi. Để tôi xuống trước, mẫn mẫn đột nhiên ré lên, hai tên lính đánh thuê bên cạnh phải dồn sức mới giữ chặt cô lại. McKin cười khẩy nói, tình yêu cứng rắn hơn cả vàng ròng, tốt thôi, để đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, McKin, để ta đi trước, cứ yên tâm, ta sẽ giữ cho ngươi một chỗ tốt dưới địa ngục. Gã nói câu này hết sức bình thản, dụng ý đã quá rõ ràng. McKin nghe xong liền nhếch mép cười khẩy, cơ mặt rúm lại, đôi mắt dần trở nên âm độc, hung tàn. Y chậm chậm xoay người đi, mắc đứng cạnh đó hiểu ý, lập tức đẩy mạnh vào Trác Mộc Cường ba. Không, trong tiếng hét như xé gan xé ruột của Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường ba đã bị cái hố đen ngòm nuốt chừng. Cùng lúc ấy, trong đám lính đánh thuê của Merkin, cũng có một tên hét lớn xông ra. Merkin vừa nghe âm thanh ấy vội vàng ra lệnh cho mấy tên đứng xung quanh chặn tên lính đánh thuê đó lại. Y sợ thuộc hạ không ngăn được đối phương, vội đích thân xông lên, nào ngờ chỉ thoáng một cái tên lính đánh thuê ấy đã bị chế phục rồi. Mũ bảo hộ trên đầu lữ cánh nam bị giật ra, Merkin lấy làm khó tin, chắt lưỡi nói, quả không hổ là giáo quan của bộ đội đặc trùng, không ngờ cô có thể ẩn nhẫn đến mức này. Nếu cô chịu trơ mắt nhìn mấy người bọn trác mộc cường ba, Đại Lạt Ma lần lượt nhảy xuống mà không phản ứng gì, nói không chừng đến lúc then chốt, cô đã có thể đánh lén thành công rồi. Merkin sải chân bước đến trước mặt lữ cánh nam, cao ngạo nhìn xuống nói, gần đây tôi luôn bị cảm giác bất an quấy nhiễu, nhưng không sao tìm ra nguyên nhân, khửa khửa, thì ra lại là cô, Lữ Cánh Nam, Lữ Giáo Quan. Lữ Cánh Nam lạnh lùng nhìn Mắc Kinh, nói, người đã chết đến đít rồi mà vẫn còn không biết, đúng là đáng thương. Mắc Kinh cười phá lên ha hả, câu nói này, phải để tôi nói với cô mới đúng chứ, ha. Y vừa nói vừa xoay người, nhưng mới xoay được một nửa, nụ cười đột nhiên đông cứng lại trên gương mặt, tiếng cười bỗng chốc im bặt. Một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu Y. Tiêu điểm nhìn của Mắc Kinh lập tức thu từ xa về ngay trước mắt, nhìn rõ gương mặt kẻ to gan dám dơ súng nhắm vào giữa chán mình, vẻ mặt cứng nở lập tức thành phẫn nộ, hóa ra lại là mày. Mark, cuối cùng, đã đến lượt mắc cười rồi. Lần đầu tiên ưỡn thẳng lưng lên, không ngờ cao ngang ngửa với mất kinh. không nén nổi niềm vui xu ớn dâng trào trong tâm can phế phủ, y ngoác miệng ra không sao khép một ải được, xin lỗi nhé, ông chủ. Khi mắc nói câu này, ánh mắt hắn, từng sợ lông mau vàng nhỏ li ti trên tay hắn, tựa như đều đang cười dường như hắn phải tốn nhiều công sức lắm, mới ngăn được mình không bật ra tiếng cười váng động cả không gian xung quanh. Xin lỗi, xin lỗi, đi theo ông chủ lâu rồi, không hiểu từ lúc nào đã học được thói quen của ông chủ. Ông thường thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc chấn động của kẻ khác, hôm nay tôi mới biết, thì ra vẻ mặt ấy có thể khiến tâm trạng người ta sướng khoái đến thế, tôi. Tôi xúc động quá, ông chủ ạ. À. Tâm trạng mắc đang ở trên mây cao đột nhiên rất thẳng xuống hố băng sâu thẳm, y lướt ánh mắt nhìn sang mé bên, quả nhiên, Kha Phu đứng cạnh mắt đã dương súng nhắm vào mình, bọn lính đánh thuê kia, dường như sau một hồi đấu tranh nội tâm khốc liệt, cuối cùng cũng đều chĩa súng vào y. Merkin chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ như một con hung thú khổng lồ đang tả hữu xung đột bên trong cơ thể mình, từng mạch máu khắp người căng tức chỉ muốn nổ tung. Thật không thể ngờ, không thể nào ngờ được, thằng mắc tối ngày chỉ biết vuốt đuôi xoen xét nỉnh hót, phục tùng mình như nô lệ hầu hạ chủ nhân, thằng mắc đầu óc ngu si tứ chi phát triển, làm chuyện gì cũng chẳng nên hồn ấy, lại chơi sỏ y một đòn đau như vậy. Không ngờ Merkin này lại bị một thằng ngu như thế bớn cợt. Y đau đớn thầm nhủ. Merkin lấy ra hy vọng cuối cùng của mình, ngón cái đặt lên nút bấm điều khiển, lạnh lùng nói, chúng mày, không sợ cùng chết với tao ư. Ông chủ, ông cứ ấn thoải mái đi, mắc càng lúc càng thêm đắc ý, trong khoảng khắc này dường như hắn muốn đem hết những tiếng cười bị dồn nén suốt mười mấy năm nay, thỏa sức mà cười cho thỏa tôi đảm bảo là không có phản ứng gì đâu, ông quên rồi à, chính ông đã giao nó cho cơ mà. Tần số sóng điện từ trên đó đã bị tôi dùng máy tính thay đổi rồi, ha ha ha. Mấy cái điều khiển trên tay ông, giờ chỉ là một đống đồ đồng nát thôi, ha ha ha. Bọn lính đánh thuê nghe nói thiết bị điều khiển từ xa trong tay Merkin đã vô tác dụng, cũng dần lộ ra bản sắc xài lang của mình, ánh mắt chúng nhìn Merkin lập tức trở nên dữ tợn hung hăng. Lữ cánh nam ngớ người ra trong thoáng chốc, rồi ngoảnh đầu lại định tìm kẻ kia, nhưng sau lưng cô là cả một đám lính đánh thuê đầu đội mũ bảo hộ kín mít, làm sao phân biệt nổi? Mẫn mẫn và pháp sư Á là cũng ngây ra không sao hiểu nổi, bọn lính đánh thuê, Mertzin và Mac chỉ vì một câu nói của lữ cánh Nam mà trở mặt thành thù. Nhất thời, tất cả cùng im phăng phắc, bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng bao phủ khắp hiện trường. Cuối cùng, Mertzin cũng thành công trong việc áp chế con thú phẫn nộ trong lồng ngực, đầu óc vừa tỉnh táo lại y đã nhanh chóng phát hiện ra điểm sơ hở của đối phương. Chỉ nghe y gần giọng hỏi mắc, thực lực của mày thế nào tao hiểu rất rõ, mày tuyệt đối không dám đối phó tao trắng trợn thế này đâu. Kha Phu tuy có tài huấn luyện binh sĩ và dòng máu quân nhân, nhưng lại không có đầu óc chính trị, hai người chúng mày không thể làm chuyện này được. Nói, kẻ nào mới là chủ mưu sau lưng, hắn hứa cho chúng mày những gì rồi. Mắc cười khi khi nói, ông chủ quả không hổ là ông chủ, tư duy thật là mẫn tiệp, tiếc quá, ông lại sắp phải chết rồi. Mark, tao tự thấy xưa nay đối xử với mày cũng không tệ. Merkin giận dữ gầm lớn. Mark lập tức ngắt lời Merkin, chửi lại, đối xử không tệ. Ông còn mặt mũi nói câu đó sao? Tôi hỏi ông, đã bao giờ ông coi tôi là con người chưa? Ông chỉ coi tôi là con chó. Một con chó biết vẫy đuôi mừng chủ, một con chó phải luôn làm chủ vui lòng. Ngay cả Sauce, cũng đối tốt với tôi hơn ông nhiều đấy. Nói đoạn, Hắn dùng nòng súng vỗ vỗ lên má Mockerin như thể khiêu khích. Cuối cùng, hắn cũng có thể vỗ má Mockerin mà không e ngại gì rồi, cảm giác này thật là sảng khoái. Mockerin không sao tìm được cơ hội thoát thân, bàn tay mắc khẽ rung lên vì giận dữ, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi những chỗ yếu hại trên người y, chỉ cần y hơi có động tính gì lạ, khẩu súng trong tay mắc chắc chắn sẽ không chút nương tình mà nhả đạn ngay lập tức. Y cũng biết, tốc độ bóp cò của mắc chắc chắn nhanh hơn tốc độ bình thường hắn vẫn biểu hiện nhiều bên cạnh y đồng thời còn có một tên kha phu tay vững như đúc bằng thép nguội cặp mắt lạnh lùng không chấp lấy một lần xem chừng còn đáng sợ hơn cả mắt merkin hít sâu một hơi gắng nén cảm xúc nói bằng ngữ khí hòa hoãn nhất có thể tao mặc xác kẻ đứng sau lưng chủ mưu là ai điều kiện hắn có thể đáp ứng mày tao cũng đáp ứng được gấp đôi mắc lắc đầu nói vô dụng thôi ông chủ người đó không phải hạng ông có thể đối địch được đâu còn điều kiện mà người đó hứa với tôi mắc không nhịn được lại ngoác miệng ra cười lớn, sau khi chết, tất cả mọi thứ của ông đều thuộc về tôi hết, ông nói xem, ông có thể đáp ứng không? Gấp đôi, ha ha, gấp đôi làm sao được, ông chủ là người thông minh mà, những lời ngu xuẩn thế này sao có thể thốt ra từ miệng ông cơ chứ? Tôi tưởng chỉ có tôi mới hay nói kiểu ấy thôi chứ nhỉ, ha ha. Kha Phu đứng bên cạnh bực bội gắt lên, đừng đùa nữa, cứ theo kế hoạch mà hành động đi. Mắc thu nụ cười lại, gõ nòng súng lên chán mắc kim như chim gõ kiến, Thật ngại quá, ông chủ, bây giờ, mời ông chậm chậm lấy hết toàn bộ vũ khí trên người ra, nhớ lời tôi đấy nhé, chậm chậm thôi, lấy hết vũ khí. Trên người ông ra. Thấy McKin nghe lời, bắt đầu nhúc nhích, mắc lại tự đắc khoe khoang, ông chủ à, ông biết đấy, tôi đi theo ông cũng lâu rồi, lâu đến nỗi trước mặt tôi ông chẳng còn bí mật gì nữa cả, vì vậy đừng dở trò gì, tôi sẽ quan sát ông cẩn thận, rất cẩn thận đấy. McKin bất thình lình buông ra một câu mười mấy năm nay, thật vất vả cho mày rồi, mắc. Mắc dương dương đắc ý nói, không vất vả so với những gì tôi giành được, miến cưỡng cũng xem như tương đương rồi. Chẳng ngờ ngữ khí của mắc lại đột một biến đổi, ông chủ mày đi theo mười mấy năm, mày nói phản bội là phản bội luôn, không biết mày định đi theo ông chủ mới bao lâu rồi phản hắn hả? Mắc giận tím mặt, giờ báng súng đập mạnh vào chán mắc một cú, làm rách toác một mảng lớn, máu chảy ròng ròng xuống theo gò má, liền sau đó, họng súng lại dí sát sạt vào đầu đối phương, cánh tay hắn khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Mắc nghiến răng kèn kẹt nói, ông chủ đừng ép tôi nổ súng đấy. Merkin bị đau vậy mà còn phá lên cười. Mục đích của y đã đạt được rồi, Mắc và Kha Phu dám hung hăng càn quấy như vậy chứng tỏ kẻ ở đằng sau sách động bọn chúng nhất định có mặt ở đây. Hắn ta cũng trà trộn vào đám lính đánh thuê như lữ cánh nam vậy, chỉ là hiện giờ y vẫn chưa nhận ra được mà thôi. Merkin tiếp tục gỡ bỏ vũ khí trên người, vừa gỡ vừa nói, Mắc, mày chỉ là một thằng chạy vặt nhãi nhép, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm chân sai vặt mà thôi. Mày nhảy ra quá sớm, lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, mày hung hăng quá rồi đấy. Tao nghĩ, ông chủ mới của mày hẳn là không vui đâu. Câu nói này không ngờ lại uy hiếp được mắc, khóe môi hắn khẽ giật giật, như thể bị tạt cho nguyên một chậu nước lạnh vào đầu, gương mặt lập tức tắt ngay vẻ huynh hoang ngạo nghế. Mắc càng thêm khẳng định, kẻ chủ sự phía sau chắc chắn ở trong đám người này. Y tiếp tục hờ hững buông lời, tao cho mày một tiên đoán nhé, kết cục của mày chắc chắn còn thảm hơn tao nhiều. Câm miệng, Mark Kim giọng xuống thấp, nhưng vẫn không kìm được tiếng gầm gừ khản đặc trong họng. Kim đã cởi hết trang bị trên người xuống, lúc này, tuy y không đến nổi trùng trục như so song cũng chẳng hơn là mấy. Hai bàn tay y co lại thành hình khẩu súng, lướt qua chỗ bọn lính đánh thuê, chậm chậm vạch thành hai đường cong, lớn tiếng nói, tao biết mày đang ở đây. Mặc Mà kệ mày là ai, Mày đã chơi được Ben Makin này rồi đấy. Tao khâm phục, nhưng hãy nhớ cho kỹ, chỉ cần tao còn một hơi thở thì cả đời này mày sẽ không được yên thân đâu. Đi đi, lúc này còn nói những lời dọa dẫm ấy chỉ càng biểu lộ nỗi sợ hãi và bất lực trong tâm anh mà thôi, giống như lũ súc sinh kêu gào thảm thiết trước lúc chết vậy, chỉ tổ làm nhục thân phận và trí tuệ của anh chứ ích gì. Không giống mắc, Kha Phu từ đầu chí cuối vẫn luôn khóa chặt Makin, còn Makin thì đến giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu hết được kẻ này. Merkin quay đầu lại, nhìn Kha Phu với ánh mặt thất vọng cực độ, thở dài nói, tôi vốn tưởng rằng, anh là người đáng để tôi tin tưởng. Kha Phu lắc đầu nói, anh tin tưởng ai chứ, Ben? Nhớ Sos chứ? Merkin tự cười diếu, y rốt cuộc đã hiểu, năng lực điều khiển thú vật của Sos trở nên thất thường, hẳn có liên quan rất lớn với hai kẻ này, không xử bắn tôi luôn sao? Con định dẫn tôi đi đâu nữa? Mắc cười khi khi nói, cường ba thiếu gia đã đi dò đường cho ông rồi còn gì? giờ chúng ta đưa ông đi đoàn tụ với hắn thôi. Cuối cùng Merkin cũng đổi hẳn sắc mặt, từ đây rơi xuống không hiểu gã có chết ngay không, hay là sống dở chết dở chờ đợi tử thần đưa đi trong bóng tối, hoặc giả bên dưới kia là một lớp côn trùng lúc nhúc, đang đợi cắn xé máu thịt tươi giói của y. Con người ta sợ nhất những gì mình chưa biết, Merkin cũng không phải ngoại lệ. Nhưng y là kẻ tâm tính cực kỳ kiên cường, sau khi biết được cái chết đối phương dành cho mình, sắc mặt chỉ thoáng biến đổi trong khoảnh khắc rồi tức khắc khôi phục lại vẻ bình thường ngay bên mép giếng tế, y thả mình xuống, lưng buông về phía hố sâu, trước khi tầm nhìn hoàn toàn chìm xuống cái giếng đen ngòm tối tăm ấy, y chừng mắt lên với mắt, lớn tiếng quát, để tao xem mày chết như thế nào. Rốt cuộc cũng đã tiến đưa mất kinh xong xuôi, quả tim nãy giờ vẫn treo lửng lơ của mắt giờ mới hạ xuống được, hắn gạt mồ hôi đầm đìa trên trán rồi phá lên một chàng cười sảng khoái lạ thường. Mẫn mẫn hoang mang nhìn lữ cánh nam, thấp giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy, giáo quan? lòng lữ cánh nam lúc này mới thật chua chát khó tả, không thể ngờ được, Mắc và Kha Phu, hai tên trợ thủ mà Mắc Kinh tin tưởng nhất này, lại là quân cờ do kẻ ấy sắp xếp. Không hiểu sao, trong cô bất chợt trào lên một cảm giác bất lực, tựa như chính mình cũng chỉ là một quân cờ trong tay đối phương, số phận của Pháp Sư Á La, Mẫn Mẫn, bọn lính đánh thuê, kỳ thực đều nằm trong bàn tay khống chế của kẻ đó. Chỉ là, hắn giữ cô lại phỏng có tác dụng gì? Con người ấy, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, Lữ Cánh Nam bất giác lại bắt đầu đưa mắt tìm kiếm trong đám người. Tên lính đánh thuê ấy vẫn đội mũ bảo hộ, nhưng y chỉ bước lên hai bước đã nổi bật giữa đám người. Chỉ thấy thân hình y thấp hơn so với đám lính đánh thuê xung quanh một chút, nhưng khí thế lạnh lẽo thì chỉ hơn chứ không kém mất kinh chút nào. Mark và Kha Phu lập tức nhận ra đối phương. Mark vội luống cuống bước lên trước, tô kết cười nói, thưa ngài, tôi không hiểu tại sao người không lộ diện trước mặt hắn. Nếu hắn trông thấy ngài, tôi đảm bảo sẽ sợ đến không nói nên lời cho mà xem. Người kia không trả lời, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính trên mũ bảo hộ bắn thẳng lên người mắc, mắc dường như sực nhớ ra điều gì đó, hai đầu gối bỗng mềm nhũn ra, hết sức thành thục quỳ ngay xuống, chồng mông lên cao dập đầu như giã tỏi, luôn miệng búa xua, thưa ngài, thưa ngài, tôi xin thề với trời, lòng trung thành của tôi có trang sao làm chứng. Tên mắc kín ấy chỉ toàn vụ oan giá họa cho tôi thôi, hắn đố kỵ tôi, hắn đố kỵ tôi có thể giành được sự tín nhiệm của ngài, hắn muốn chia rẽ quan hệ nô bộc và chủ nhân vĩnh viễn không bao giờ thay đổi giữa tôi và ngài. Ngài tin tưởng tôi mà, ngài tin tưởng tôi đúng không, tôi xưa ngay luôn thờ ngài. Cũng không hiểu vì tư thế của mắc quá khó coi, hay những lời hắn nói quá tẩm lợm buồn nôn, tên lính đánh thuê kia đột nhiên bằng một tiếng, cho y một viên đạn giữa chán, động tác hết sức dứt khoát, gọn gàng. Nụ cười thở lợ vẫn còn đông cứng trên khuôn mặt mắc, chỉ có đôi mắt kinh hoàng là hơi biến đổi, hắn chậm chậm nghiêng người lăn ra đất. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuyên qua khe núi, trừng lên với trời xanh mây trắng phía bên ngoài. Sao có thể vậy được? Sao lại như vậy? Ta vừa mới lộ mặt, ta vẫn còn cả tương lai rộng mở, vậy mà đã kết thúc rồi sao? Đơn giản, như vậy thôi sao? Oán niệm của mắc phảng phất như hóa thành một quầng mây xoắn suýt nơi chân trời, dày đặc không thể nào tan đi được. Bấy giờ, tên lính đánh thuê mới gỡ mũ bảo hộ xuống, chẳng buồn liếc mắt nhìn cái xác mắc dưới đất lấy một lần, tựa hồ cái đống thù lù trước mặt y chẳng có gì đáng để vào mắt cả, chỉ như một đống bụi đất mà thôi. Y trầm ngâm dây lát, rồi nói với các sắc ấy, mày nói đúng lắm, mất kiên hắn chỉ nói bừa thôi, nhưng thật đáng tiếc, trí tuệ của mày và ông chủ cũ của mày hoàn toàn không thuộc cùng một cấp độ. Hắn chỉ cần một câu là đủ khiến giữa chúng ta nảy sinh e rè lo ngại, đã trôn xuống hạt giống có thể nảy mầm thành oán giận rồi. Đằng nào cũng thế chấm CSI bằng đặt một dấu chấm hết cho đơn giản. Lần sau đầu thai làm người, tốt nhất nên thông minh một chút. Dứt lời y quay sang bảo Kha Phu, hành động theo kế hoạch. Kha Phu lập tức chỉ huy hai tên lính đánh thuê thay y phục cho mắc. Biến hóa xảy đến quá nhanh và bất ngờ, bọn lính đánh thuê còn lại đều ngần ngừ do dự, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao mắc lại bức tử mất để rồi chính hắn lập tức bị một kẻ là hoắc làm thịt luôn, người này là ai? Sao Kha Phu lại nghe lệnh y? Lúc này, Kha Phu mới bảo bọn lính đánh thuê, đây mới là ông chủ thực sự của chúng ta, những gì mất kiên hứa cho chúng mày ông chủ sẽ trả không thiếu một xu, hơn nữa, chúng mày cũng nên biết là, thuốc nổ trên người chúng mày, phải nhờ ông ấy mới gỡ ra được đấy. Tên lính đánh thuê ấy cuối cùng cũng quay đầu lại, mái tóc y đen bóng, cắt ngắn dựng đứng lên, trên mặt lại bôi một lớp màu hóa trang rất dày, khiến người ta không nhìn rõ được tướng mạo thực sự. Có điều, lư cánh nam cũng lờ mờ nhận ra, gương mặt ấy dường như còn trẻ hơn cả nhạc dương và trương lập, có nét hoang dã thô hẳn của người dân tộc du mục miền tái ngoại rõ ràng y đang cười, nhưng lữ cánh nam nhìn ánh mắt y lại dâng lên một thứ cảm giác khiến cô dùng mình phát lạnh từ tận đáy lòng. Đôi mắt đen tuyển ấy toát lên một vẻ u uất nồng đậm, dường như cô đã gặp ánh mắt ấy ở đâu rồi thì phải, nhất định là đã thấy ở đâu đó. Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, đối phương từng nói với cô rằng, Mekin chỉ là một con tốt thí mà thôi, giống như cô vậy. Bên cạnh Mekin là Khafu và Mắc, còn bên cạnh cô, hoặc là bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt cô lập tức đanh lại, lạnh buốt, quay ngoắt sang Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đang run lên bần bật. Có một người chú ý đến trạng thái của Mẫn Mẫn sớm hơn cả Lữ Cánh Nam. Đó là Pháp Sư Á La. Từ khi tên lính đánh thuê đó bước ra, toàn thân Mẫn Mẫn đã không kìm chế nổi mà run lên lẩy bẩy. Pháp Sư Á La chỉ khe khẽ thở dài, xong không nói gì cả. Nhưng Lữ Cánh Nam thì khác, cô không thể đè nén cảm xúc của mình. Cô bỗng cảm thấy thật không đáng thay cho Trác Mộc Cường Ba, cô. Chính là cô đúng là cô, giọng lữ cánh nam bỗng trở nên cao gắt, âm điệu pha lẫn cả vẻ điên cuồng. Mẫn mẫn vẫn đang run lên bần bật, chỉ là trên gương mặt đã có thêm hai vệt nước, từng giọt từng giọt lệ như hạt ngọc trai tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Ô, 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 làm sao vậy chứ? Đều là người nhà cả mà, hà tất phải làm cho nhau không vui vậy chứ? Tên lính đánh thuê ấy vung tay lên, đẩy lữ cánh nam về phía Pháp Sư Á La và mẫn mẫn. Lữ cánh nam vẫn giết lên the thế, tại sao, tại sao cô lại làm thế? Cho dù tất cả mọi người trong đội chúng ta phản bội anh ấy, thì cô cũng không thể nào phản bội anh ấy được. Cô có biết không, mạng của cô chính là do anh ấy hết lần này đến lần khác, đổi về bằng tính mạng của chính mình đấy. Cô có biết hay không hả? Tiếng gào the thế của lữ cánh nam dội đi dội lại trong khe núi trống trải, nếu không có pháp sư á là đứng chắn giữa hai người, không khéo lữ cánh nam đã lao lên giật tóc mẫn mẫn đập đầu vào tường như một mụ đàn bà đanh đá ngoài chợ rồi tiếng hét phát xuất tự trong sâu thẳm tâm hồn ấy đã xé toang những vết thương trước giờ cô vẫn lẳng lặng dùng nước mắt hàn gắn lại. Trong khoảnh khắc này, cô chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Mẫn mẫn bị khí thế của nữ cánh nam làm cho hoảng sợ, liên tiếp giật lùi mấy bước liền, ôm mặt nấc lên nghẹn ngào, đừng nói nữa, cầu xin cô đừng nói nữa. Tên lính đánh thuê kia lấy làm thích thú quan sát cảnh tượng ấy, nào ngờ, tình thế lại biến đổi trong chớp mắt. Lữ cánh nam vừa mới nổi cơn điên loạn mắng chửi mẫn mẫn không tiếc lời bất thình lình đạp mạnh chân bật người về phía sau. Pháp sư Á là nãy giờ im lìm không lên tiếng chợt lách người lướt lên chắn trước mặt lữ cánh nam, vận tốc toàn thân làm bật tung sợi dây thường trói chặt hai tay mình ra, rồi tung mình như đại bàng xải cánh giữa tầng mây, lộn nhào mấy vòng trên không trung, tăng tốc lao bổ xuống tên lính đánh thuê kia như chim ưng vồ thỏ. Khi kẻ thắng lợi tưởng rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay, chính là lúc y lơi lỏng tinh thần, lộ ra sơ hở duy nhất. Lữ cánh nam và Pháp sư Á là phối hợp hết sức ăn ý, một người xông lên cướp súng của tên đứng phía sau, một người yểm hộ cho người kia, cầm chân tên lính đánh thuê lợi hại nhất ấy. Hai người đều có chung nhận định, cho rằng kẻ này chính là đối thủ đáng sợ nhất của họ, chỉ cần có thể chế phục hoặc hạ sát hắn, bọn lính đánh thuê còn lại đều không có gì đáng ngại. Biến cố bất ngờ nảy sinh, tên lính đánh thuê sau lưng Pháp Sư Á la hoàn toàn không kịp phản ứng gì, chỉ thấy người phụ nữ đó lao đến trước mặt mình, bóng người lóa lên rồi tức thì biến mất, cái đó bên hông nhẹ bấng, vũ khí đã lọt vào tay đối phương lúc nào chẳng hay. Còn tên lính đánh thuê bị Pháp Sư Á la lao bổ xuống tấn công kia cũng hiểu, tuy vị sư già này không thể thực sự làm y bị thương, song một khi ông quẩn chân trong dây lát, để lứa cánh nam cướp được súng, tạo thành thế gọng kìm kẹp chặt y thì muốn xử lý cho gọn ghẽ cũng tương đối phiền phức. Cũng trong khoảnh khắc lứa cánh nam và Pháp Sư Á là đột nhiên phát động thế tấn công ấy, y nhìn thấy điểm đột phá duy nhất để bù đắp cho thế yếu của mình. Y hoàn toàn không để ý đến khí thế liều mình như chẳng có của Pháp Sư Á La, quyết định bỏ gần đánh xa, ngay khi Lữ Cánh Nam vừa dùn người chạm tay vào khẩu súng ngắn đeo ở thắt lưng tên lính đánh thuê kia, Pháp Sư Á La vừa tung mình nhảy lên, Y đã lao thẳng về phía trước, xuyên qua dưới háng Pháp Sư Á La. Lữ Cánh Nam vừa cầm được khẩu súng, lập tức điều chỉnh họng súng, bỗng thấy một bàn tay còn nhanh nhẹn hơn mình bội phần đặt lên thân súng, khẽ vuốt một cái. Lữ Cánh Nam cũng ngay lập tức bóp cò súng, xong không nghe thấy âm thanh lách cách quen thuộc mà cò súng lỏng ra như thể gãy lìa cô nhìn khẩu súng không ngờ nó đã tách ra làm bốn năm phần khác nhau lữ cánh nam kinh hãi thốt lên kỹ thuật tháo súng trong nháy mắt kết cấu của súng ngắn không phức tạp như nhiều người bình thường vẫn nghĩ chỉ cần vài món linh kiện là có thể lắp thành một khẩu súng rồi kỹ thuật tháo súng trong chấp mặt ấy lữ cánh nam cũng từng chứng kiến qua nhưng chưa bao giờ cô thấy ai thực hiện nhanh như vậy y mới chỉ vuốt nhẹ một cái, là đã biến khẩu súng thành mấy món linh kiện rời rạc vé xuống đất. Tên lính đánh thuê dường như còn nhếch mép cười cười với lữ cánh nam, rồi xoay người đón lấy một đấm của Pháp Sư Á La tung ra. Pháp Sư Á La cũng bị bất ngờ, trong suy nghĩ của ông, cao thủ chân chính thì tuyệt đối không thể chui qua dưới háng kẻ địch được, nhưng đối phương đã làm như vậy, thậm chí không một chút trần trừ do dự. Pháp Sư Á La đành đảo mình xoay chuyển trên không chung, dồn hết sức lực vào nắm đấm, tranh thủ khoảnh khắc tên lính đánh thuê ra tay với lữ cánh nam, tung ra một đòn toàn lực, mong sao có thể gây thương tổn cho kẻ địch. Tên lính đánh thuê cũng hiểu muốn tháo khẩu súng trên tay lữ cánh nam thì chắc chắn không thể tránh được nắm đấm của vị sư già sau lưng, mà y cũng không hề có ý định né tránh, chỉ thấy y vận lực xoay người lại, chính diện đón lấy, một đấm đổi một đấm, quyết định lấy cứng trọi cứng với đối phương một lần. Kết quả của lần giao thủ này là, tên lính đánh thuê khẽ phủi bụi bám trước ngực, hờ hững như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn Pháp Sư Á là bị một đấm của y đánh văng ngược ra xa, loạn trọng rơi xuống cách đó 3-4 mét, cả người cuộn lại như con tôm khô. Trông thấy cảnh tượng đó, rốt cuộc lữ cánh nam cũng hoàn toàn tâm nguội ý lạnh. Cô tuyệt đối không có năng lực đơn độc đối phó với tên lính đánh thuê thần bí này, chỉ đánh lách người lướt ra, định đỡ Pháp Sư Á là đứng dậy. Tên lính đánh thuê kia cũng chẳng định ngăn cô lại, cả quá trình ấy chỉ diễn ra trong khoảng 1-2 giây đồng hồ, mẫn mẫn vẫn ôm mặt khóc nức nở, Bọn lính đánh thuê kia vẫn chưa kịp phản ứng gì thì mọi việc đã kết thúc. Đại nhân Á La, Lữ Cánh Nam đang định kéo cánh tay Pháp Sư Á La lên. Đừng chạm vào, Pháp Sư Á La khó nhọc chống khủyu tay xuống đất, tay kia ngăn Lữ Cánh Nam lại, gãy rồi. Lữ Cánh Nam bấy giờ mới phát hiện, xương lồng ngực Pháp Sư Á La không ngờ đã lõm hẳn vào, lẽ nào xương ngực của Pháp Sư bị một đấm của tên lính đánh thuê kia đánh gãy rồi ư? Sao có thể chứ, gần cốt Pháp Sư Á La thế nào? Lữ Cánh Nam là người hiểu rõ nhất, vượt qua bao nhiêu cơ quan cảm bẫy nguy hiểm như thế, ông cũng chưa từng bị dạn xương lấy một lần, vậy mà một đấm của hắn. Hai tay Pháp Sư Á là đè chặt lên hai đoạn xương sườn, một ấn một bật, chỉ thấy chỗ hóm vào thoát cái đã bật trở ra, thoạt nhìn không phát hiện ra điều gì dị thường cả. Nhưng Lữ Cánh Nam biết, tuy Pháp Sư Á là dùng thủ ấn núi xương đặc biệt của mật giả tu khiến xương lồng ngực trở về vị trí ban đầu, song đã gãy tức là đã gãy, vết thương tuyệt đối không thể hồi phục trong thời gian ngắn được, chỉ cần chúng thêm đòn hơi nặng một chút, nội tạng của pháp sư Á La sẽ không chịu được chấn động, lúc ấy ông sẽ chẳng khác nào phế nhân. Pháp sư Á La ghé sát bên tai Lữ Cánh Nam khẽ nói, tay phải của hắn sở hữu thứ sức mạnh mà con người không thể có được. Pháp sư Á La hiểu rõ mật độ xương cốt của mình, một người có cú đấm mạnh đến mấy cũng không thể khiến ông tổn thương đến mức này. Ông cảm thấy rất rõ ràng, thứ đánh lên lồng ngực mình là một loại vũ khí bằng sắt thép, hoặc một loại vật chất nào đó còn cứng hơn cả sắt thép. Lữ cánh nam ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, chỉ thấy cánh tay phải của tên lính đánh thuê đó hoàn toàn bọc bên trong bộ đồ liền thân, không thấy có nắm đấm sắt bọc bên ngoài. Pháp sư Á La nói đó không phải là sức mạnh của con người, vậy thì là gì nhỉ? Lúc này tên lính đánh thuê đó đã uể oải lướng thững bước đến, ánh mắt y vẫn đượm một vẻ uất khó hiểu. Thân thể người già lượng canxi bị thất thoát rất nhiều, dễ mắc phải chứng loãng xương, không so được với thanh niên đâu, vì vậy, ông tốt nhất không nên làm bừa thì hơn nói tới đây y khẽ ho khan hai ba tiếng, thần sắc vốn đang rất đắc ý, y bỗng bực bội lừ mắt nhìn Pháp Sư Á là một cái, xem ra, cú đấm của vị Pháp Sư già cũng không phải hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến y. Kha Phu bước đến nói với tên lính đánh thuê ấy, làm xong rồi. Tên lính đánh thuê liền gật đầu nói, ném xuống đi. Lữ cánh nam nhìn hai tên lính đánh thuê ném cái xác mắc xuống giếng tế như ném một bao cát, không hiểu chúng có dụng ý gì. Đúng lúc ấy, cô lại thấy tên lính đánh thuê đó đi tới trước mặt mẫn mẫn, nghiêm giọng gian đe, đừng khóc nữa, cường ba thiếu gia của cô vẫn chưa chết đâu. Lúc nào cũng vậy, chỉ biết có khóc thôi. Đường mẫn nửa mừng nửa sợ, quả nhiên đã nín khóc, ngước mắt nhìn y lắp bắp, chưa, chưa chết. Tên lính đánh thuê đó cười khẩy, bọn chúng vẫn chưa phát huy tác dụng thực sự của mình, làm sao chết dễ dàng như vậy chứ. Lữ cánh nam và pháp sư Á là đều giật mình kinh hãi, lòng đột nhiên giấy lên cảm giác mình hoàn toàn bị người khác khống chế trong lòng bàn tay, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Kẻ này là ai? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Tất cả mọi sự đều do hắn ngấm ngầm thao túng hay sao? Chỉ nghe người trẻ tuổi ấy hướng về phía bọn lính đánh thuê còn lại nói lớn, tao tên là Thomas, chúng mày có thể gọi tao là ngài Thomas. Lại nói đến Merkin, sau khi nhảy xuống giếng tế, toàn thân vừa chìm ngập trong bóng tối, y liền thấy dưới chân mình vừa dốc vừa trơn, trọng tâm cơ thể thay đổi, cảm giác như thể nhảy vào một đường ống dẫn dầu hình tròn vậy. Y trượt nhanh chóng trong đường ống, sau mấy lần chuyển hướng, thân thể liền chạm đất, lăn mấy vòng, hoàn toàn không hề sứt mẻ gì cả. Merkin vừa đứng dậy, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong óc, vội thầm nhủ, chết rồi. Bản thân Y nhảy xuống đây không tổn thương gì, vậy chứng tỏ rằng, chắc một cường ba nhảy xuống trước chắc cũng không sao cả. Đối phương xuống đây trước Y, nói không chừng đã thích ứng với địa hình và bóng tối ở đây rồi. Vừa nãy, lúc y rơi xuống phát ra âm thanh, chắc chắc đã khiến đối phương chú ý đến. Gượm đã, liệu hắn có tưởng ta là mẫn mẫn hay lão lạt ma giả kia hay không nhỉ? Không, nếu vậy, hắn sớm đã lên tiếng hỏi han rồi. Sao hắn đoán được kẻ rơi xuống là ta nhỉ? Thôi chết, tiếng quát lúc nãy ta nhảy xuống hố, chắc chắn đã bị hắn nghe thấy rồi. Mất kinh thầm kêu khổ trong lòng, giờ đây y tay không tất sắt, sức mạnh và tốc độ đều tương đương với chắc một cường ba, nhưng chắc một cường ba lại có ưu thế của kẻ đến trước, đúng như lời gã nói trước khi bị đẩy xuống hố, gã đã dò đường trước rồi. Tim Merkin bỗng chốc đập thình thịch. Chắc, chắc Mộc cường ba, cường ba thiếu ra. Merkin hướng về phía bóng tối, dè dặt gọi hai tiếng. Hừ, trong bóng tối vẳng lại tiếng hồi đáp, không hiểu là tiếng cười gần lạnh lẽo, hay là tiếng gầm gừ tức giận. Oan ra ngõ hẹp, có phản ứng, vậy thì dễ rồi, mertzin tự cảm thấy về phương diện đàm phán thì mình cũng khá. khi vừa mở miệng thì đã buông ra một câu tục ngữ Trung Quốc, thở dài than, ai chấm OAN oan tương báo đến bao giờ mới dứt. ngưng một hồi lâu, không thấy phản ứng, không gian tăm tối chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. ừm um, ừm, um, mertzin khẽ đằng hắng mấy tiếng, đổi giọng hòa dịu hơn chút nữa, kỳ thực giữa chúng ta chẳng có thù hận gì đến nỗi không thể hóa giải được, tất cả đều bắt nguồn từ một hiểu lầm đẹp đẽ mà thôi rõ ràng đây là giọng điệu mark vẫn hay xoen xoét nói ra mơ kin vừa mở miệng bản thân cũng cảm thấy da gà gai ốc nổi lên khắp người trác mộc cường ba đã không muốn nghe đối phương huyên thuyên nữa nói xem người muốn chết như thế nào đây mơ kin nghe giọng điệu ấy lập tức nổi khùng lên trác mộc cường ba tao đã hạ mình thương lượng với mày rồi mày còn muốn gì nữa chứ mày tưởng tao sợ mày chắc chưa biết ai chết trong tay ai đâu ngoài miệng hung hăng như vậy nhưng hai chân y đã lặng lẽ dịch sang một bên Trốn đi đâu chứ, tưởng rằng có thể trốn được ta chắc, chắc một cường ba vạch trần ý đồ của Merkin, gã sống chung với bầy sói một thời gian khá dài, từ lâu đã học được cách không cần dùng mắt cũng có thể tìm kiếm mục tiêu trong bóng tối rồi. Đối với Merkin, chắc một cường ba càng lúc càng trở nên cao thâm khó dò, trong lòng y lấy làm kỳ quái, được bao lâu rồi chứ, tên chắc một cường ba này từ một gã thương nhân lột xác thành một tên lính đặc chủng rồi, tiến bộ dường như hơi quá nhanh thì phải. Khục khục, Trác Mộc Cường ba lại phát ra mấy tiếng cười gần lạnh lẽo. Có điều, tiếng vọng trong căn phòng tối tăm này rất lớn, căn bản không thể dựa vào tiếng động để phán đoán vị trí của đối phương được. Mắc chỉ nghe âm thanh trong bóng tối kia cất lên lần nữa, có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình. Người tìm hiểu văn hóa Trung Quốc cũng tỉ mỉ lắm, không biết đã nghe qua câu nói này chưa vậy. Ấy là, không phải không có báo ứng, mà là thời điểm chưa đến đấy thôi. Ông trời đã để ngươi lọt vào tay ta, đây chính là báo ứng kiếp này của ngươi đó đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi ta sẽ tấn công từ bên trái đấy lời vừa mới dứt tiếng gió đã nổi lên mơ kin vội đưa tay phòng hộ nửa mặt bên trái kế đó mạng sườn bỗng đau nhói lên trác mộc cường ba không hề nói nhất định phải tấn công vào mặt y đến khi nắm đấm của trác mộc cường ba bổ xuống thân thể mình mất kin mới bắt đầu phản kích chặn gạt đỡ phản công hai người trao đổi mấy cú đấm trong bóng tối chỉ nghe tiếng bịch bịch vang lên đòn nào cũng trúng vào da thịt. Sau đó, cả hai lại tách ra, chắc Mộc cường ba lần vào trong bóng tối, Merkin không tìm được gã, đành nghiến răng kèn kẹt vì đau. Dẫu sao trong gian phòng tối om này cũng không có ai khác, y khỏi sợ bị mất mặt. Merkin biết, chắc Mộc cường ba cũng phải ăn mấy đấm, có điều không cú nào đánh trúng chỗ yếu hại, mà chỉ toàn đánh vào cơ bắp, phen này đúng là y đã thiệt to. Lần này đổi sang bên phải, chỗ đau của Merkin còn chưa kịp dịu đi, chắc một cường ba đã lại tấn công tới. Merkin vội phòng thủ phía bên phải, bóng chân như bị khúc cây quét tới, không ngờ chắc một cường ba lại bắt đầu tấn công từ phía dưới. Bốp, bốp, hai người một công một thủ, chắc một cường ba lại nhảy lùi về phía sau lặn mất vào bóng tối. Merkin ôm chặt mặt bên phải, dường như gò má đã sưng vù. Vốn dĩ, nếu luận về thân thủ, Merkin có mấy chục năm kinh nghiệm, nói thế nào cũng phải mạnh hơn chắc một cường ba một bậc nhưng trong gian phòng tối tăm, xòe tay không thấy ngón này, ngay cả dòng không khí lưu động cũng khó cũng khó mà cảm nhận được. Lần nào Merkin cũng phải đợi chắc một cường ba đánh chúng mình trước, sau đó dựa vào tưởng tượng mới phát ra vị trí và động tác của đối thủ trong khoảnh khắc ấy, thành thử ra y phải chịu thiệt thòi rất lớn. Cũng bởi vậy, Merkin cảm thấy vô cùng khó hiểu trước năng lực cảm chi mà chắc một cường ba học được của lũ sói. Theo nhận định của y, tối thiểu phải đạt đến trình độ Pháp Sư Á La thì mới có được năng lực ấy, chứ hạng Trác Mộc Cường ba thì tuyệt đối không. Tiếp đó, Trác Mộc Cường ba lại lần lượt tập kích Mức từ nhiều phương hướng khác nhau, trước, sau, mé phải phía trước, mé trái phía trước, mé phải phía sau, rồi lại mé trái phía sau, dồn cho Mắc phải áp sát lưng vào tường, không dám nhúc nhích gì, bấy giờ gã mới ngừng công kích, ẩn mình trong bóng tối thở hồn hền, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Mắc nghe tiếng thở khò khè như của một con ác thú khổng lồ vang lên trong bóng tối ấy, rốt cuộc cũng nảy sinh ý định lui bước. Lời đồn ở thôn đạt ngõa nô thố quả không sai, ngàn vạn lần chứa nên chọc giận cường ba thiếu gia, anh ấy mà nổi điên lên thì cả ma quỷ cũng phải run rẩy khiếp sợ. Hai người bọn họ mới đầu còn công có thủ, mỗi chiều mỗi thức đều biến hóa tận hết sở năng, về sau dần dần thành ra một cuộc vật lộn theo đúng nghĩa đen, móng tay, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, chán, răng. Những bộ phận có thể dùng được trên cơ thể đều đem ra sử dụng hết. Hai người quấn chặt lấy nhau lăn lộn dưới đất, hoặc không thì kẻ này ôm kẻ kia đập mạnh vào tường. Kiểu đánh nhau này khiến kẻ đã quen sử dụng các loại súng ống kỹ thuật cao như Mertzin hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trác Mộc Cường Ba ở với lũ sói, không có dịp luyện tập bắn súng, nhưng bản lĩnh đánh nhau và vật lộn nguyên thủy của giã thú thì gã đã học được không ít. Mertzin dựa lưng vào bức tường đá băng lạnh, lớn tiếng hỏi: Anh không sao chứ? Cường Ba thiếu gia, y biết chắc mấy đòn khá nặng vừa rồi đều đã đánh trúng Trác Mộc Cường Ba, có điều y phải trả giá đau đớn hơn đối thủ nhiều. Giờ anh đã rõ chưa hả? tôi không giết nổi anh, nhưng anh cũng không giết nổi tôi đâu. Con thú đáng sợ đang ẩn mình trong góc tối vẫn thở phì phò trong cổ học, mất kinh vội vàng nói tiếp. Được rồi, tôi thừa nhận ở chỗ này anh có thực lực giết tôi, nhưng anh cũng phải thừa nhận, cho dù giết được tôi, anh cũng phải trả một cái giá hết sức nặng nề. Cái giá này hoàn toàn không cần thiết, chẳng lẽ anh không muốn gặp lại mẫn mẫn, gặp lại giáo quan lữ cánh nam nữa hay sao? Nói không chừng, phía trên đã xảy ra biến cố gì đấy, nếu vị lạt ma kia muốn xuống cứu anh, mà tôi với anh lại quần thảo nhau đến chết ở đây, há chẳng phải ngu xuẩn lắm sao? Ta không tin ngươi đâu, Merkin, giọng Trác Mộc Cường ba rất khó nghe, tựa hồ như tiếng gầm rú bản năng của một loài dã thú nguyên thủy. "Phải, tôi biết anh không thể nào lập tức, lập tức thay đổi suy nghĩ được, nhưng anh không có lựa chọn nào khác cả. Ở nơi này, tôi và anh, nếu không phải là cả hai cùng sống sót, chỉ có kết cục hai người cùng chết mà thôi." Merkin lắp bắp tiếp lời, đối mặt với kẻ địch lần mình trong bóng tối ấy, lần đầu tiên y có cảm giác không thể khống chế được cục diện. Tiếng gầm gừ đáng sợ vẳng lại ấy chính là lời tuyên cáo của đối phương dành cho y, cảnh cáo rằng chủ nhân của bóng tối này không phải là y. Tiếng gầm gừ của loài dã thú dần lắng xuống, chắc một cường ba đang suy nghĩ. Merkin biết, lúc này không thể dùng lời để dụ dỗ hay uy hiếp chắc một cường ba nữa, vì vậy y chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của gã. Đúng lúc này, trên miệng hố vang lên tiếng ma sát bịch một tiếng, nghe như có cái bao tải bị ném xuống, làm mấy vòng, rồi dừng lại bên cạnh Merkin. Merkin đứng gần miệng hố hơn, nghe thấy âm thanh ấy cũng giật mình đánh thoát. Y biết rõ, chắc một cường ba không thể nào không nghe thấy tiếng động, nói không chừng, đối phương đã khóa chặt mọi hành động của Y rồi, chỉ cần Y hơi có động tính gì lạ, móng vuốt và hàm răng của cường ba thiếu ra sẽ không chút do so dự bập vào Y ngay lập tức. Merkin dường như đã nhìn thấy đôi mắt lóe lên sắc vàng u ám của đối thủ trong bóng tối mịt mùng. Merkin đưa chân chọc chọc vào bao tải, thấy mềm nhũn, lại có tay có chân, hình như là một cái xác, trên lưng còn đeo cả ba lô. Chắc không phải bọn lữ cánh nam, mà là một tên lính đánh thuê nào đấy. Merkin giỏng tai nghe ngóng, xem phía trên miệng hố có âm thanh gì nữa cô, xong rốt cuộc chỉ nghe thấy những tiếng ong ong khó chịu. Nhân lúc chắc Mộc Cường Ba chưa phát động tấn công cướp lấy món đồ vừa rơi xuống, Merkin đã lên tiếng trước, chắc Mộc Cường Ba, thứ vừa rơi xuống hình như là xác của một tên lính đánh thuê, có cả ba lô nữa, nói không chừng lại có thứ gì đó dùng được, tôi đá qua phía anh nhé. Nói đoạn, y liền tung chân đá mạnh, cái xác mềm nhũn như bao cát lăn mấy vòng, tay chân va xuống nền đất phát ra những tiếng lộp bộp, đoán chừng đã lăn đến trước mặt Trác Mộc Cường ba. Trác Mộc Cường ba sờ thấy xương yết hầu của thi thể, xác định người chết là đàn ông, nhưng không phải là Pháp Sư Á La, bấy giờ mới yên tâm phần nào, lên tiếng chất vấn, người hảo tâm vậy sao? Mơ đáp, để bày tỏ thành ý của tôi thôi. Trác Mộc Cường ba nói, Ngươi không sợ ta lấy vũ khí trên người hắn, xử lý người càng dễ dàng đơn giản hơn sao? Merkin nói, nếu anh mà làm vậy thì anh không phải là chắc một cường ba nữa rồi, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng y không hề nắm chắc, chỉ nghe tiếng chắc Mộc cường ba sờ mó sột xà sột soạt, không biết đã tìm được gì trên xác tên lính đánh thuê xấu số, số. Merkin bắt đầu cảm thấy đắng ngét ở trong miệng. Hừ, chắc một cường ba đột nhiên dừng phát lại, Merkin lập tức nín thở, chỉ hận không thể khiến tim mình ngừng đập luôn. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba lên tiếng, xem ra, người cũng biết thế nào là căng thẳng, tuyến mồ hôi tăng cường hoạt động rồi đó. Vậy, vậy sao? McKin hơi nhích chân lùi vào góc, giơ cánh tay lên, ngửi thử dưới nách, đâu có mùi gì chứ. Trác Mộc Cường ba kiểm tra cái xác tên lính đánh thuê, lấy được thứ gã muốn, xong xuôi đâu đấy, mới nói với McKin, cái xác vẫn còn nóng, chắc là bị bắn chết trên miệng giếng tế rơi thẳng xuống dưới này, trang bị vũ khí của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Mokerin định nói một câu chúc mừng, cười khan mấy tiếng, nhưng vừa mở miệng ra đã thấy khô khốc, không phát ra được âm thanh gì. Lần này, không cần chắc Mộc Cường ba nhắc nhở, y cũng biết tuyến mồ hôi của mình đã tăng cường hoạt động. Đúng là thập tử nhất sinh, nhiều năm rồi y không đánh cược ván nào kích thích đến thế, cảm giác như đang chơi trò roulette kiểu Nga bằng khẩu súng côn chỉ còn một viên đạn duy nhất vậy. So với Mokerin Trác Mộc Cường ba càng lúc càng thêm ung dung, gã trầm mặc một lúc lâu cho tới khi nghe thấy những giọt mồ hôi của McKin rơi xuống đất, gã mới cất lời, muốn chứng minh thành ý, hãy nói cho tôi những điều tôi muốn biết. McKin thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa không đứng vững, trong cuộc đọ sức trầm lặng này, rốt cuộc y cũng thắng cược, qua được ải này, dấu Trác Mộc Cường ba không hoàn toàn tin tưởng, song gã sẽ không coi y như kẻ thù truyền kiếp nữa. Nhưng y vẫn muốn tranh thủ thêm cơ hội bèn quay sang nhắc nhở Trác Mộc Cường Ba, chúng ta có nên tìm thử xem, có lối thoát khỏi đây trước hay không, nói không chừng người bên trên đã có hành động rồi cũng nên. Trác Mộc Cường Ba hờ hững đáp, tôi cũng không vội gì, trước khi ông nói ra toàn bộ thông tin tôi muốn biết, thì đừng hòng đi đâu cả. Nói không nôn nóng là giả, nhưng từ sau khi Sos kể lại những gì mà Y và Merkin đã từng trải qua ở vùng đất này, Trác Mộc Cường Ba luôn cảm thấy toàn bộ sự việc có gì đó không được đúng lắm đặc biệt là sự thất thế của Merkin lần này lại càng chứng thực suy nghĩ ấy của gã. Trước khi làm rõ một số chuyện, rất có thể kẻ địch là ai gã cũng không rõ, cho dù tìm được lối ra thì cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Đợi một lúc vẫn không thấy Merkin trả lời, chắc một cường ba bồi thêm, đừng tưởng bịa ra một câu chuyện mà lừa được tôi, tôi biết nhiều hơn những gì ông tưởng nhiều lắm đấy. Merkin nghiêm túc trầm giọng nói, tôi chỉ đang băn khoăn không biết nên bắt đầu nói từ đâu thôi. Trác Mộc Cường ba nghĩ lại thấy cũng đúng, bí mật của Mức thực sự quá nhiều, sợ rằng ngay cả y cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu. bèn nói, vậy được rồi, tôi hỏi ông đáp, bắt đầu từ lúc tôi bị đẩy xuống, trên đó đã xảy ra chuyện gì. Mức liền kể về sự xuất hiện bất ngờ của Lữ cánh nam, cái đó là mắc làm phản. Trác Mộc Cường ba chăm chú lắng nghe, nhưng hai tay cũng không hề nhàn rỗi, gã bắt đầu lục lọi trong ba lô của tên lính đánh thuê đã chết kia. Vừa mở ba lô ra gã chạm ngay phải một hình chữ nhật mỏng dẹt, cưng cứng. Merkin đang nói đến đoạn Kha Phu nhắc y hãy nhớ đến Sos, liền bị chắc một cường ba ngắt lời, máy vi tính của thầy giáo tôi hình như ở trong ba lô của nhạc dương đúng không, sau đó thì lọt vào tay ai vậy. Merkin thoáng ngẩn ra, không hiểu chắc một cường ba hỏi câu ấy có ý gì bèn trả lời, thằng mắc vẫn giữ cái máy tính ấy. Tách, một ngọn đèn bật lên, nhưng chỉ chiếu sáng khoảng 2 mét xung quanh chắc một cường ba chỉ thấy toàn thân gã như vừa mới rác hơi, đầy những đốm tím bầm xanh xám, đầu tóc rối bù, khóe mắt và hai má đều hơi sưng, trên trán còn mọc lên một cục u gồ lên như cái bánh bao nhỏ. Trước mặt gã là một cái xác lính đánh thuê nằm ngang, chắc một cường ba coi cái xác đó như mặt bàn, đặt cái máy tính sách tay đang mở lên trên. Vừa nhìn thấy chiếc máy tính đó, Merkin lập tức hướng ánh mắt về phía gương mặt tên lính đánh thuê. Lúc trượt từ trên xuống, hình như tên này cắm đầu xuống đất, nên gương mặt có hơi xây xước, rồi lại bị Merkin đá cho một cú, giấu chân in hẳn ngay chính giữa bộ mặt của hắn. Merkin bỗng cao hứng nhảy bật lên, mắc, mắc, không ngờ lại gặp mày sớm đến vậy, ông chủ mới của mày tiến mày đi đơn giản vậy thôi à. Thật hơi cho mày quá đấy. Chắc một cường ba đã thấy khuôn mặt của mắc, song không phản ứng gì, mãi đến khi Merkin cũng xuất hiện trong quầng sáng của ngọn đèn, khóe miệng gã mới không kìm được mà hơi nhếch lên một chút. Merkin biết. Lúc này trông mình chắc chắn còn thảm hại nhếch nhác hơn Trác Mộc Cường Ba nhiều lắm, nhưng y đang chú ý đến mắt nên chỉ chăm chú nhìn vào bộ mặt tên thuộc hạ cũ, lòng dâng lên trăm mối cảm xúc phức tạp. Trác Mộc Cường Ba lại lo kiểm tra chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân, đến khi chắc chắn máy tính không bị hư tổn gì, vẫn có thể khởi động bình thường gã mới tắt máy, rồi tắt luôn cả ngọn đèn đi. Lúc này, Trác Mặc cũng đã nhìn chán chê con chó vừa phản bội y rồi. Theo ông thấy chuyện này là thế nào? Trác Mộc Cường Ba hướng về phía bóng tối bên kia xác chết cất tiếng hỏi. Đây là một khảo nghiệm Merkin không ra tay khi gã hoàn toàn lộ diện dưới ánh sáng, xem chừng y thật lòng muốn tạm thời hợp tác với gã để cùng thoát khỏi chỗ này. Merkin ở trong bóng tối đáp, thằng mắc này tuyệt đối không thể khống chế được khafu thêm nữa, kẻ ở sau tấm màn thao túng toàn bộ âm mưu này cũng có mặt ở hiện trường. Sau khi tôi nhảy xuống, bọn chúng cho rằng tôi đã chết chắc, thằng mắc tự nhiên sẽ trở nên vô dụng với chúng thôi. Thằng ngu đáng thương này, còn vọng tưởng muốn chiếm toàn bộ tài sản của tôi nữa chứ, hừ, hừ. Trác Mộc Cường ba lại ngắt lời y, nói tiếp chuyện xảy ra bên trên đó đi. Merkin nói hai ba câu tóm tắt lại sự việc xảy ra trước khi y rơi xuống hố, rồi bình luận, kẻ ẩn mình trong bóng tối thao túng tất cả, có thể mua chuộc được thằng mắc bên cạnh tôi, còn có thể khống chế được Kha Phu. đây tuyệt đối là một kẻ địch cực kỳ đáng sợ, tôi e rằng dù chúng ta hợp sức đối phó hắn, cũng rất khó khăn đấy. Trác Mộc Cường ba vẫn chưa coi Merkin là người cùng một chiến tuyến với mình, gã tiếp tục thẩm vấn, được rồi, Tạm thời không nói đến sự việc bên trên nữa, giờ tôi muốn biết chuyện về gia tộc ông, tôi muốn biết, rốt cuộc gia tộc ông và Bạc Ba La Thần Miếu có quan hệ như thế nào. Mokerin nói, hừ, cha xét được vài đầu mối rồi phải không? Chuyện này kể ra thì mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Trác Mộc Cường ba lại ngắt lời, nói vắn tắt thôi. Mokerin nói, tôi bắt đầu nói từ 500 năm trước vậy, anh có biết tổ tiên gia tộc của chúng tôi là ai không? Không phải Mokerin cố ý vòng vo tam quốc đây chỉ là thói quen của y. Mỗi lần ông nội y kể về lịch sử gia tộc, đều dùng câu hỏi này để mở đầu, lâu dần lâu dần, Merkin cũng nhiễm thói quen ấy. Trong suy nghĩ của y, bí mật này cho dù bọn Trác Mộc Cường ba có điều tra nữa, điều tra mãi, cũng không thể nào có được kết luận chính xác. Không ngờ, Trác Mộc Cường ba lại trả lời ngay, ông là hậu duệ của Hoàng hậu Hắc Nhiêu. Lời ấy vừa thoát ra khỏi miệng gã, Merkin lập tức xứng người lại. Chắc Mộc Cường Ba mới đoán được bí mật này sau khi nghe Sauce kể về lai lịch của Merkin. Sauce đã nhắc đến một thông tin rất quan trọng, tổ tiên của Merkin là giáo sĩ truyền giáo Bồ Đào Nha. Vốn dĩ, bọn Chắc Mộc Cường Ba đã biết được thông tin này từ trước, nhưng lúc ấy, bọn gã có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ thông tin này với gia tộc Bạc Ba La được. Cho đến khi Sauce nhắc lại lúc họ tình cờ đụng mặt nhau ở rừng sâu, trong óc Chắc Mộc Cường Ba như có tia sét lóe lên giữa màn đêm, đánh tan mối nghi hoặc bấy lâu nay vẫn mắc mớ trong lòng gã đoạn lịch sử diệt phong của vương triều cổ cách đột nhiên xuất hiện trong óc gã quốc vương cuối cùng của vương triều cổ cách và các vị lạt ma thời đó tranh chấp quyền lực rất gai gắt để cắt giảm và làm suy yếu quyền thế của đại lạt ma cổ cách vương quyết định để dân chúng tin theo một tôn giáo mới nên đã cho phép thiên chúa giáo du nhập giáo sĩ truyền giáo người bồ đào nha đã đến cổ cách vào thời điểm ấy còn đại lạt ma và rất nhiều quý tộc cũng đương nhiên cũng không thể nhẫn nhục chấp nhận quyền lực bị đoạt mất tôn giáo tín ngưỡng bị bóp méo, nên đã cấu kết với quân đội của Lạp Đạt Khắc, âm mưu đuổi cổ cách vương đi, giành lại quyền khống chế triều chính. Không ngờ, hành động này đã dẫn sói ác vào nhà, Lạp Đạt Khắc không chỉ đuổi cổ cách vương đi, chúng cũng không buông tha cho Đại Lạt Ma và các quý tộc cựu trào. Bọn chúng muốn nuốt gọn cả vương triều cổ cách, đây chính là nguyên nhân khiến vương triều cổ cách bị diệt vong trong lịch sử, còn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao quân đội của Lạp Đai Khắc bị tiêu diệt toàn bộ trong một đêm, chỉ để lại thành trì trống không và vô số thi thể nằm la liệt, tất cả đã trở thành câu đố vĩnh viễn không có lời giải đáp. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ rằng giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha từng đến cổ cách, nhưng chắc Mộc Cường Ba lại nhớ ra một sự kiện khác, chính là câu chuyện về Hoàng hậu Hắc Miêu mà Pháp Sư Á La từng nhắc tới. Cổ cách vương thấy vương quốc sắp bị diệt vong, liền mời vị vu sư cao minh nhất đến, biến Hoàng hậu mà ngài yêu thương nhất thành mèo đen, dễ dàng có thể thoát ra ngoài qua đường hầm nhỏ bí mật thông vào hậu cung mà người không chui lọt. Đồng thời quốc vương cũng giao chìa khóa và bản đồ dẫn đến kho báu cho hoàng hậu Hắc Miêu, dặn dò nàng phải ẩn nhẫn để sau này tìm lại kho tàng khôi phục vương triều cổ cách. Vậy là hoàng hậu Hắc Miêu liền trở thành ác mộng của bọn trộm mộ trong di tích cổ cách, trở thành thần bảo vệ kho báu trong lời đồn đại của dân du mục vùng A Lý. Thế nhưng, ý nghĩa thực sự ẩn chứa đằng sau câu chuyện thần thoại ấy là gì? Trong một sát na ngắn ngủi, chắc một Cường ba sực hiểu ra, hoàng hậu Hắc Miêu không chết, nàng ta đã tẩu thoát thành công mang theo chìa khóa và kho báu. Gã nhớ lại toàn bộ giai đoạn lịch sử diệt vọng của cổ cách mà mình tra ra được, trong đó có nói, những người duy nhất thoát chết chính là các giáo sĩ truyền giáo người bồ đào nha tình cờ biết được tin tức ngay trước đêm cổ cách bị tiêu diệt. Gã liền sâu chuỗi toàn bộ sự việc lại bằng một suy đoán hết sức mạnh dạn. Hậu duệ của ti thánh sứ Còn chuyện hoàng hậu Hắc Miêu lúc đó đã có thai hay về sau mới có thai đều không quan trọng nữa. Quan trọng nhất là, nếu giả thiết này đúng thì người đàn ông thần bí có gương mặt của người phương Tây đang đứng ở trước mặt gã lúc này đây, kỳ thực vẫn còn một phần huyết thống của người tạng. Sau khi nghĩ thông được điểm này, chắc Mộc Cường Ba cho rằng mình đã hiểu thông được vấn đề mà Pháp Sư Á La trước giờ vẫn luôn lấy làm nghi hoặc, tại sao Mắc Kinh cũng trở thành thánh sứ được, hắn ta rõ ràng là người ngoại quốc cơ mà. Sau câu nói vạch rõ chân tướng ấy của Trác Mộc Cường Ba, hai người đều đắm chìm trong yên lặng một hồi lâu, không khí xung quanh trở nên nặng nề bức bối lạ thường. Merkin không thể nào ngờ, bí mật gia tộc mình đã gìn giữ nghiêm ngặt suốt mấy thế kỷ, lại bị một người ngoài nói trắng ra bằng thứ ngữ khí khẳng định như thế, nhất thời y không chấp nhận nổi. Nghĩ thật tức cười, y vốn định khiến Trác Mộc Cường ba phải kinh ngạc một phen, nào ngờ giờ lại thành ra chính bản thân y phải ngạc nhiên sướng sở như phỗng đá. Không biết bao lâu sau, Merkin mới lấy lại vẻ bình tĩnh sau pha chấn động, tuy điều Trác Mộc Cường ba nói đã rất gần với chân tướng sự thực, nhưng dẫu sao cũng chưa phải là toàn bộ sự thực, Bí mật của gia tộc nhà y chắc chắn sẽ khiến đối phương phải cả kinh thất sắc một phen." Y cười khổ nói, "Các người làm sao điều tra ra được vậy?" Trác Mộc Cường Ba thành thực trả lời, "Thực ra chúng tôi vốn chẳng điều tra được gì, đây là do tôi đột nhiên nghĩ ra, cũng mới gần đây thôi." Kế đó, gã nói một lượt về liên tưởng và các giả thiết của mình. Mơ nghe mà không khỏi lắc đầu cười khổ, chỉ dựa vào một câu chuyện thần thoại mà đoán được chân tướng sự thực, năng lực phân tích này thật là đáng sợ sự thật này ngay cả nhà phân tích xuất sắc nhất trong đội ngũ của đối phương là Nhạc Dương cũng chẳng thể nào nghĩ đến được, Mắc dám khẳng định như vậy. Đây mới là Trác Mộc Cường 3, gã Trác Mộc Cường 3 tinh minh trên thương trường, mấy năm huấn luyện thể năng đã khiến đầu óc gã bị áp chế ư. Không, trước kia xua đuổi Trác Mộc Cường 3 trên băng nguyên, gã Trác Mộc Cường 3 vẫn ngây ngây ngốc ngốc, chính y còn giễu cợt gã là thằng ngu xuẩn cơ mà. Nói như vậy là có nghĩa trong khoảng thời gian này, Trác Mộc Cường 3 đã bất ngờ có những biến đổi về thể chất. Gã đã phải trải qua những chuyện gì? Từ thể năng, kỹ năng đến trí năng, rốt cuộc Trác Mộc Cường 3 đã lột xác như thế nào? Nghe Trác Mộc Cường 3 phân tích mãi, cuối cùng Mokerin cũng cảm thấy không chịu nổi nữa, y ngắt lời gã, anh chấm ANS rất lợi hại, lúc trước tôi đã sai lầm khi đánh giá anh. Phải rồi, phân tích và suy đoán của anh rất hợp lý, nhưng vẫn còn cách chân tướng sự thật một khoảng nhỏ. Ừm, Trác Mộc Cường ba chăm chú chờ đối phương nói tiếp, gã cũng biết chỉ với thân phận là hậu duệ của hoàng hậu hắc miêu bọn họ vẫn chưa đủ kiêu ngạo để tuyên bố rằng bạc ba la thần miếu là sản nghiệp của gia tộc mình gia tộc mckin rốt cuộc còn bằng chứng gì khác nữa chỉ nghe mckin trầm giọng nói anh có biết tổ tiên của hoàng hậu hắc miêu là ai không trong bóng tối một giọng nói run run cất lên như muốn xé toang tấm màn bóng tối dày đặc tổ tiên hoàng hậu hắc miêu là tây thánh sứ bị ương bất Nhượng. đây chính là bí mật lớn nhất mà gia tộc chúng tôi chưa từng công khai tổ tiên chúng tôi chính là bị ương bất nhược Tây Thánh Sứ bị ương bất nhượng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chắc Mộc Cường ba suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, nhân vật ngay cả trong cố cách kim thư cũng không nhắc đến tên ấy, không ngờ lại có một vị hậu duệ trực hệ đang ngồi ngay trước mặt gã. Điều này, hiển nhiên là bí mật được mất kim chôn giấu sâu nhất. Lúc chắc Mộc Cường ba nói chuyện với Sos, Sos rõ ràng không biết thân phận này của y. Thủa bấy giờ, tín vật mà gã sứ giả kia mang ra là thứ gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi cổ cách bị diệt phong? Họ có biết gì về tung tích của ba món tín vật hay không? Họ biết được những gì về đoạn lịch sử liên quan đến bạc ba la thần miếu đã bị xóa nhòa kia? Nhất thời, quá nhiều câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu trác mộc cường ba, khiến gã không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu nữa. Mặc kinh lại cất giọng điềm đạm nói tiếp, ngữ điệu không quá kiêu căng, song cũng không hạ mình. Nếu muốn nói về lịch sử gia tộc chúng tôi và quá trình gia tộc nghiên cứu bạc ba la thần miếu, e rằng nói mấy ngày mấy đêm cũng không hết được. Điều tôi muốn nói với anh là bản đồ kho báu năm xưa cổ cách vương bảo hoàng hậu Hắc Miêu mang đi ấy, kỳ thực chính là nửa sau của cổ cách kim thư, ghi chép một số sự việc mà các anh không biết, bao gồm cả hoàn cảnh địa lý của ba tầng bình đài, cái hồ anh trông thấy khi nãy và trận đồ bằng đá ở vòng ngoài cái hồ đó. Nếu ghép nửa đầu của các anh và nửa sau của chúng tôi lại, thì sẽ hoàn nguyên lại được một pho lịch sử cổ cách hoàn chỉnh. Đợi chút đã, Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại mạch tư duy rối loạn trong đầu, gạn lọc lại các đầu mối, đoạn nói, ông cần phải kể từ lúc vị sứ giả kia tìm thấy tổ tiên Tây Thánh Sứ của gia tộc nhà ông, kể cho tỉ mỉ rõ ràng vào, lúc đó vị sứ giả đã giao vật gì cho tổ tiên của ông. Muốn tổ tiên ông bảo tồn bí mật gì, còn cả sự biến mất của đạo quân ánh sáng trong lịch sử nữa, tổ tiên ông có biết về sự kiện này không? Đạo quân ánh sáng, Merkin thoáng ngẩn ra, nói, tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi có thể khẳng định với anh rằng, trên thực tế khi tổ tiên tôi được sứ giả tìm thấy, ngài ấy hoàn toàn không biết thân phận Tây Thánh Sứ của mình. Rõ ràng, vị tổ tiên ấy của tôi, vị tên là Bì Ương bất nhượng ấy, có ý che giấu quá khứ, hy vọng sống cuộc đời của người bình thường. Có điều, về tín vật mà sứ giả mang tới, tôi có thể cung cấp cho anh một số nội dung thiết thực. Theo như ghi chép trong hồi ký của tổ tiên, vị sứ giả ấy trước sau đã đến gặp ngài hai lần, phần ghi chép trong cổ cách kim thư có lẽ là nội dung của lần thứ hai. Lần đầu tiên, sứ giả mang đến chìa khóa tặng cho tổ tiên của tôi, tương truyền, đó là chìa khóa có thể khai mở bí mật của Bạc Ba La lần thứ hai, thứ sứ giả mang đến chính là Đại Thiên Luân Kinh. Thực ra một phần ghi chép trong cổ cách kim thư có liên quan rất lớn đến Đại Thiên Luân Kinh. Đại Thiên Luân Kinh có thể nói là một bộ tổng cương, cũng có thể nói là một bộ chỉ nam lữ hành. Theo những gì ghi lại trong bút ký của tổ tiên tôi, trong đó có lẽ còn kể tỉ mỉ những vật phẩm chân tàng bên trong bạc ba la thần miếu, phân loại rõ ràng, ngoài ra còn có cả ảo nghĩa đúc rút ra từ các kinh điển nữa. Nói một cách đơn giản, pho kinh này chính là thư mục của một cuốn sách còn bên trong bạc ba la thần miếu chính là nội dung của cuốn sách ấy và lại mấy trang cuối cùng của pho kinh thư này có lẽ chính là bản đồ và chỉ dẫn cho bản đồ ấy dưới dạng các câu đố ẩn bản đồ ra sói trác mộc cường ba lập tức nhớ đến phát hiện của bọn gã ở địa cung cổ cách và đảo huyền không tự đúng thế chính là tấm bản đồ mà các anh và chúng tôi tranh đoạt ở đảo huyền không tự murkin ngưng lại dây lát rồi tiếp lời trong lần gặp thứ hai này vị sứ giả ấy mới chỉ rõ ra rằng tổng cộng có ba vị thánh sứ. Sứ giả đã giao tín vật thứ nhất ra rồi, nhưng gia tộc chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được tín vật ấy ở đâu. Hai món còn lại, chính là Đại Thiên Luân Kinh và Tòa Thành được ánh sáng tỏa chiếu, món sau cũng chính là tấm gương đồng mà các anh lấy được, hình như gọi là hương ba la mật quang bảo giám đúng không?